đâu, bọn họ ở đâu rồi? Gã không dám tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều quá bất ngờ, quá đột nhiên. Chiếc đèn pin đã rơi mất trên đường, chắc một Cường ba không dám cúi xuống nhặt, đành phải cắm đầu nhầm hướng có gió có ánh sáng mà chạy trong hang động tối om. Ba lô sau lưng gã đã bị rách quai, gã liền rứt khoát phứt bỏ luôn. Hồ Dương nói đại loại dù anh chết mất tiêu thì cũng không thể làm mất ba lô này, mấy lời quái quỷ ấy thì để nó đi gặp quỷ cho rồi. Điều duy nhất làm gã cảm thấy an ủi là từ nãy đến giờ vẫn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trương Lập, chỉ có tiếng quần áo rách toạc và đá vụn bị dẫm lên, chứng tỏ Trương Lập vẫn đang liều mạng chạy trối chết ở ngay phía sau lưng gã. Ánh sáng, khi Trác Mộc Cường ba hân hoan xông ra khỏi cửa hang, gã chợt nhận ra mình đã chạy trở lại động băng khổng lồ kia, những trụ băng tung hoành ngang dọc, cầu băng chẳng chịt nối liền nhau, được ánh sáng mặt trời chiếu xuống tạo nên một cảnh tượng huy hoàng tráng lệ. Ngay sau đó Trương Lập cũng xông ra theo sau, không còn thời gian nghỉ ngợi, Trương Lập căn bản không kịp nhìn kỹ, chỉ đành quyết liều một phen, gắng hết sức giữ thăng bằng bước lên cầu băng. Trên cầu băng căn bản không thể đi nhanh được, đi hai bước là trượt một bước, mà sau khi nghe Hồ Dương giải thích, chắc Mộc Cường Ba hiểu rõ, hễ bị rơi xuống dưới thì không thể có hy vọng sống mà trở lên nữa. May mắn một điều là, trên cây cầu băng trơn tuồn tuột này, bọn chuột cũng không thể chạy quá nhanh được, nhưng bị chúng theo sát kìn kịt từng bước như thế, chỉ nhìn không thôi cũng đủ khiến người ta không rét mà run rồi, con chuột đồng gần nhất chỉ cách gót chân trương lập chưa đầy một gang tay. Trác Mộc Cường ba dảo chân bước nhanh hai bước, kế đó hai chân không cử động, thân hình không tự chủ được trượt đi khoảng một mét, cũng may là gã dừng lại được trên một bình đài băng khá lớn, trương lập cẩn thận bước theo sau. Lần này lên cầu băng anh ta hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, bởi vì phía sau đang có thứ khiến anh ta sợ hơn gấp bội đuổi sát sàn sạt. Có mấy con chuột đồng đi đầu đã nhanh chân nhảy tót lên bình đài, Trác Mộc cường ba nhanh tay nhanh mắt, vung chân quét bay bọn chúng xuống dưới, nhưng một lũ đông hơn còn đang chầm chằm nhìn bọn gã mà từ từ tiến tới, xem ra đã sắp bao vây cả bình đài này lại rồi. Chắc một cường ba không kịp nghĩ ngợi, vừa mới đứng vững trên bình đài, liền ngay lập tức chạy lên một cây cầu băng khác. Bọn chuột kia cơ hồ cũng đã thích ứng với việc đi trên cầu băng, tốc độ tăng lên rõ rệt, chắc một cường ba và trương lập bất đắc dĩ cũng phải mạo hiểm tăng tốc, tuy bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ trượt chân rơi xuống dòng sông ngầm lạnh giá bên dưới, nhưng bị chết cóng trong sông ngầm cũng còn hơn là chết trong miệng lũ quái vật nhỏ ăn thịt người ta không nhả xương này. Đi được một nửa, Trác Mộc Cường Ba mới phát hiện, cầu băng này chính là cây bị gãy, ở giữa có một khoảng trống chừng một mét, trước không đường đi, sau có lũ chuột đồng đuổi gắt, Trác Mộc Cường Ba không suy nghĩ gì, nhấc chân nhảy qua đoạn gãy một mét kia. Cho tới khi hạ chân xuống mặt băng bên phía bên kia, gã mới nhận ra hai chân mình đã run lẩy bẩy, bắp đùi như bị rút mất gân, không ngừng co co giật giật. Trác Mộc Cường Ba hiểu tạm thời đã được an toàn, bèn quay đầu lại, chỉ thấy Trương Lập đang đứng ở mép cầu gãy, trong mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lúc thì nhìn vực sâu không đáy bên dưới, lúc lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, còn bọn chuột kia thì đã càng lúc càng tiến sát sau lưng anh ta. Trong hang lại có thêm chuột đồng trào ra, ào ào như suối nước phun, cả nửa giải băng dường như đều bị phủ lên một màu đen nhung nhúc, chỗ nào bị bọn chúng tràn qua, cả ánh dương cũng bị che lấp mù mịt. Một nửa cảnh đẹp mê người này giờ đã biến thành địa ngục chỉ có lũ quái vật tham lam lộ ra ánh mắt tàn ác và hàm răng trắng nhờn. Trương Lập không dám quay đầu, trong bụng biết rõ nguy hiểm đang mỗi lúc một gần kề, nhưng ngày qua ở chỗ cao thế này, tâm lý anh cũng phải chịu một áp lực cực hạn. Chắc một cường ba có thể trông rõ ràng đã có vài con chuột đồng cắn vào gót chân Trương Lập, thậm chí có con đã trèo lên lưng anh ta, đằng sau còn vô số con ùn ùn xông tới, nhưng Trương Lập vẫn đứng bên mép vết gãy do dự trần trừ mãi, không dám nhún chân ngày qua. Chắc một cường ba hét lớn, bọn chúng sắp cắn chết anh rồi nhảy qua đây đi không do dự được đâu nhảy đi nhảy cùng lúc với tiếng nhảy cuối cùng của trác mộc cường ba một con chuột đồng đã chui vào cổ áo anh trương lập đành nhắm tịt mắt hét lớn một tiếng rồi nhảy vọt qua trác mộc cường ba liền vung tay giữ anh ta lại cho khỏi trượt trương lập ôm dịt lấy trác mộc cường ba hai mắt vẫn nhắm chặt chỉ cật lực hét lớn a à. trác mộc cường ba giật mấy con chuột đồng bám trên người trương lập ném đi rồi cũng thở hồng hộc như anh ta được rồi, được rồi, không sao nữa, không sao nữa đâu. Bọn chúng không qua được đâu, bọn chúng không qua được đâu, được rồi, không sao nữa, không sao nữa. Bọn chuột phía trước nhận ra đã hết đường, muốn dừng lại, nhưng lũ phía sau, lại chen lên, liền đẩy dồn hết cả bọn phía trước xuống dưới, vô số chuột đồng bị rơi xuống vực sâu, cái bóng khổng lồ do từng cục bong xù xì đen kịt ấy tạo thành đã trở thành cơn ác mộng không thể nào xua đi được với bất cứ người nào chứng kiến cảnh tượng này. Đồng thời vô số chuột đồng còn chuyển sang những cây cầu băng khác đi đường vòng chạy tới chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập, bọn chúng đã ngửi thấy mùi thịt sống, nghe thấy tiếng máu chảy dần dật trong người, đó chính là hiệu lệnh chiến đấu của chúng, chính là căn nguyên gây ra cơn đói khát điên cuồng của chúng. Trác Mộc Cường Ba cũng nhận ra điểm này, gã đỡ Trương Lập lên, khó khăn di chuyển đôi chân đã mềm nhũn, gắng hết sức giữ bình tĩnh nói, nào, chúng ta còn phải đi nữa, qua hai cầu băng nữa là có thể bình an sang bờ đối diện rồi lúc ấy có thể theo đường cũ trở ra, tới cửa hang thì không còn sợ gì nữa, bọn chúng không đuổi được nữa đâu. Anh, còn đi được không đấy? Trương lập căng gương mặt tái nhợt ra, gật gật đều như gà mổ thóc, khóe miệng mấp máy một hồi lâu, mới nói ra được một chữ, đi. Hai người không phải không còn sức, nhưng lại phải dựa vào nhau mới nhúc nhích được, cơ đùi non của họ đều vì dung lực quá độ trong lúc căng thẳng mà co giật liên hồi, lúc này mềm nhũn cả ra, đi trên cầu băng mà cảm giác như không vững cước. Khi chỉ còn lại một cây cầu băng cuối cùng nữa, Trác Mộc Cường Ba cổ vũ, cho dù phải bò lết, chúng ta cũng phải bò qua cây cầu này, đây là con đường sống cuối cùng của tôi với anh rồi đấy. Hai người khích lệ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, nhưng tình huống tệ nhất vẫn xuất hiện. Lúc đi qua giữa cầu băng, thân thể Trương Lập đột nhiên đổ nghiêng sang bên trái, khiến Trác Mộc Cường Ba cũng nghiêng theo sang phía đó, Trác Mộc Cường Ba cả kinh, vội vàng ngửa người về phía sau, không ngờ cánh tay hai người đặt lên vai nhau bỗng dưng bị tuột thân thể trương lập đã văng ra, căn bản không thể dựa vào sức mình để trụ vững trên cầu băng, chắc một cường ba vội vươn tay ra cua lấy. Hai ngày chết mất hai thành viên đội tuần tra, đây là chuyện hết sức ly kỳ, mã chiếm hào tức khắc hạ lệnh trở về trạm kiểm lâm, tất cả đều phải đợi tới khi sự tình được làm rõ rồi tính sau, mệnh lệnh vừa đưa xuống không lâu, đội tuần tra lại có thêm ba người nữa mất tích. Bên bờ sống chết, trong đường hầm dài bừng lên một ngọn lửa, tạo thành bức tường lửa dài tới mười mấy mét cản trở bước tiến của lũ chuột đồng, nhưng vẫn còn có vô số con liều chết xông qua biển lửa, song đều bị ngọn lửa còn dữ dội hơn gấp bội hất ngược trở lại, lăn lộn quằn quại trong biển lửa, cuối cùng hóa thành nhiên liệu cho ngọn lửa tiếp tục bốc cao, trở thành một phần của ngọn lửa. Nhưng những con chuột ham he xông qua biển lửa vẫn không chịu bỏ cuộc, Hồ Dương chửi bới luôn mồm, con mẹ nó, không giết hết được, lũ lông xù chó chết. Xe đây, cho chúng mày biết ông lợi hại thế nào. Anh ta lấy trong ba lô của Kha khắc ra một thứ bình diệt côn trùng, ném vào giữa đàn chuột bên kia biển lửa, kế đó giơ súng lên, bắn vào cái bình đó, bùm một tiếng, tiếp đó là tiếng xì xì vang lên không ngớt, khói mù lan tỏa ra bốn phía. Bọn chuột ngửi phải luồng khí đó, liền như gặp phải đại địch, lần lượt quay đầu bỏ chạy, nhìn bọn chuột chạy đi, Hồ Dương mới ngồi bịch xuống đất, không buồn lau mồ hôi túa ra trên mặt, chỉ há miệng thở phì phà phì phò, lẩm bẩm nói, thì ra đúng là bọn chúng sợ cái này, giờ thì biết rồi, biết rồi. Vừa ngồi được một chút, Hồ Dương đã lại nhảy bật lên, chộp lấy cổ áo kha khắc, lớn tiếng chất vấn, trác Mộc Cường ba đâu. Trương Lập đâu, hai người kia đâu rồi, đâu rồi. Kha khắc ngẩn người ra nhìn Hồ Dương, hồi lâu sau vẫn không trả lời được, rõ ràng là còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt, chỉ thấy Hồ Dương bất an đi đi lại lại, đột nhiên bừng tỉnh thốt lên, hỏng bét. Nhất định là bọn họ theo đường cũ trở ra rồi, bọn họ không có vút sắt và rùi chọc vào băng, cũng không biết đường mà thắt dây an toàn, làm sao mà qua được cầu băng chứ? Anh ta nhìn qua biển lửa trước mắt và bầy chuột đã chạy đi xa tít, trong mắt đầy vẻ lo lắng bất an, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói, đi, chúng ta quay lại xem thử, xem có cứu được bọn họ không. Kha khắc mấp máy khóe miệng, nói như đang khóc ôi trời. Còn phải quay lại nữa à? Thân thể trương lập xoay chuyển trên mặt cầu nửa vòng, chắc một cường ba không chụp được cánh tay anh ta, chỉ bắt được sợi dây an toàn khoác trên vai anh ta, gã vốn định đứng vững trước rồi giữ trương lập lại, nhưng rồi chợt nhận ra mình đã ngửa về sau quá nhiều, thân thể cũng mất thăng bằng mà trượt sang phía bên kia cầu băng. Trác Mộc Cường ba biết là không xong, vội nhân lúc thân thể mình vẫn còn đang nghiêng nghiêng, quấn dây thừng vào cổ tay, trong lúc cuốn quýt cũng không quên nhắc nhở Trương Lập, giữ chặt dây thừng. Hai đầu sợi dây thừng bị kéo thẳng tưng, Trác Mộc Cường ba và Trương Lập mỗi người giữ chặt một đầu dây treo lơ lửng giữa không trung, đung đưa qua lại, sợi dây vắt ngang qua giữa cây cầu băng, lúc sắp rơi xuống khỏi mặt cầu Trác Mộc Cường Ba đã buộc sợi dây 4 năm vòng quanh cổ tay, rồi lại quấn thêm 4 năm lượt vào bàn tay, lúc này đã nắm được rất chặt, nhất thời cũng không dễ bị rơi xuống, đưa mắt sang nhìn Trương Lập, thấy anh ta còn quấn chặt hơn cả gã, anh ta quấn sợi thừng vào hai cổ tay, sau đó lật ngược trở lại, thắt thành hình rông như cái cổng số 8, bàn tay lại giữ chặt đầu dây, như Vậy thì càng khó rơi xuống. Thể trọng Trác Mộc Cường Ba hơi nặng hơn, nhưng trên lưng Trương Lập còn đeo mốt bao đầy đinh sắt, sợi dây an toàn hệt như đang treo trên mốt dòng dọc bằng băng. Lúc này chỉ cần một trong hai người giữ không chắc sợi dây, vậy thì người kia cũng sẽ ngã xuống theo, và đợi chờ họ ở dưới kia chính là dòng sông ngâm còn lạnh giá hơn cả băng tuyết nữa. Gió lạnh thổi qua, Trương Lập ngẩng đầu lên nhìn cầu băng rồi nói, đây là dây thường chống nước chuyên dụng để leo trèo trên đường băng đường kính 10,5 dặm li mét. Hồi tôi làm lính công trình đã sử dụng rồi, Chắc cực kỳ, xem ra tạm thời chúng ta sẽ không rơi xuống đâu, chỉ là không biết có thể kiên trì được bao lâu nữa. Chỉ tiếc là dây nhỏ quá, không thể bám vào mà trèo lên được. Chắc Mộc Cường ba lúc này cũng đã tỉnh táo hẳn, bọn họ sao rồi? Anh có trông thấy họ không? Bọn họ, Trương Lập giật mình đáp, lúc đó tôi rơi hoảng loạn, chỉ biết cắm đầu chạy theo anh thôi, nhưng mà tôi không nghe thấy tiếng thét của họ, hơn nữa, lúc tôi chạy vào lối rẽ đầu tiên cảm giác lũ chuột đuổi phía sau đã giảm đi rất nhiều, tôi đoán. Ha, tốt quá rồi, vậy bọn họ nhất định là đã chạy theo đường khác, đội trưởng Hồ xem ra rất có kinh nghiệm, chắc là bọn anh ta có thể đuổi được lũ chuột ấy đi cũng nên. Vậy thì, chúng ta cứ đợi bọn họ trở lại cứu là được rồi. Chắc Mộc Cường ba mỉm cười, nói ra những lời bất lực nhất từ khi gã ra đời cho đến giờ, hai người còn lại rốt cuộc đã ra sao thì chẳng ai biết được, nhưng trước mặt tình hình bọn gã như vậy thì cũng chỉ có thể tự an ủi mình trước mà thôi. Trương Lập cũng cười, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cầu băng, có thể nhìn rõ bóng bọn chua đồng chạy sầm sập giữa các cầu băng, trụ băng, bọn chúng đang tụ tập lại một cách hết sức trật tư, thấy vậy anh lẩm bẩm tự giễu mình, thật hết cách, hai chúng ta bất luận là ai buông tay trước thì cũng cùng rơi xuống cả, muốn nói vài lời cuối cũng chẳng có ai truyền đạt được. Trác Mộc Cường ba gượng cười, nói ngốc nghếch cái gì vậy, yên tâm đi, tôi từng mời thầy bói nổi tiếng toàn quốc tính số cho mình rồi, ông ta bảo trước 50 tuổi tôi là cát nhân thiên tướng, tôi không chết thì nhất định anh cũng không sao. Chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ đợi là được rồi. Trương Lập phì cười nói, rất xin lỗi, nhưng tôi cũng từng gặp Phật sống trong chùa, người ta bảo tôi là không nên đến gần băng tuyết quá, nếu không, hậu quả nghiêm trọng nhất là sẽ chết không toàn thây. Giờ xem ra câu này đã ứng nghiệm rồi, không bìa là vận đen của tôi kéo theo anh cùng đen đùi, hay là vận may của anh phù hộ tôi cũng được may mắn nữa, chỉ còn biết chờ xem mệnh ai tốt hơn thôi, cường ba thiếu dạ. Trác Mộc Cường ba trở nên nghiêm túc, thả lỏng một chút, sự việc không tệ như anh tưởng tượng đâu, chúng ta chỉ cần kiên trì tới cùng, thế nào cũng được cứu thôi. Trương Lập ấy náy nói, thực sự rất xin lỗi, xem ra lần này là do tôi làm liên lụy tới anh rồi, tôi, tôi không thể thả lỏng được, đây đã là cực hạn đối với tôi rồi. Trương Lập nói dứt câu, hai hàm răng đã nghiến chặt kêu kít kít, rõ ràng là đã dùng đến chút sức lực cuối cùng rồi. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, Trương Lập nói gì thì nói cũng từng được huấn luyện đặc biệt Sao có thể kém thế này? Lúc này, người Trương Lập đung đưa qua một cột ánh sáng, gã mới nhận ra máu đã nhuộm đỏ đôi tay quấn đầy băng vải của Trương Lập, từ nét mặt đau đớn của Trương Lập có thể nhận ra, từ nãy đến giờ anh đã rất khó khăn để chống lại cơn đau chỗ vết thương bị rách toạc ra kia. Trác Mộc Cường ba dùng tay trái gắng sức kéo cả người lên, quấn sợi dây thêm vài vòng vào tay phải, bắt đầu hít thở một cách bình tĩnh hơn rồi điềm đạm nói, còn chưa đến lúc buông lời mạng sống đâu, anh là quân đặc chủng mà, kiên trì thêm nửa phút nữa thôi nhất định phải kiên trì. Lúc Trương Lập Đung đưa qua sát người gã, Trác Mộc Cường ba đột nhiên tung chân đạp mạnh mốt cú vào người anh ta, hai người đều văng ra theo hai hướng khác nhau. Khi hai người văng hết đà, lại bắt đầu văng lại về cùng một chỗ, Trác Mộc Cường ba vươn tay ra, định chụp lấy Trương Lập, nhưng tiếc là khoảng cách lại quá xa, mà cả hai tay Trương Lập lại buộc tha vào với nhau, chỉ có đầu mũi chân Trác Mộc Cường ba dơ ra là chạm tới người Trương Lập, cánh tay thì căn bản không thể giữ anh ta lại. Nhưng sau cú đạp này, Trương Lập đã tới cực hạn của sức chịu đựng, những hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng xuống trán, chảy qua má lại đã đóng thành băng, băng đóng trên mũi, dưới cằm, lại bị luồng khí trắng trong miệng phun ra làm tan chảy. Trác Mộc Cường ba không còn cách nào khác, nhưng gã vẫn không bỏ cuộc mà quyết định thử thêm lần nữa, gã nói với Trương Lập, tôi chuẩn bị thử lại lần nữa, anh sẵn sàng chưa? Có đau thế nào cũng tuyệt đối đừng buông tay đấy. Trương lập nỗ lực giơ chân lên phối hợp với gã, Trác Mộc Cường ba đá vào chân Trương Lập. Hai người lại văng ra một lần nữa, rồi chập lại một chỗ, lần này thì đúng là đau rách tim xé phổi. Trương Lập chỉ cảm giác như sợi thường ăn sâu vào trong thịt, xiết vào đốt xương, trước mặt tối sầm lại, trong bụng biết rõ đôi tay mình sắp trượt ra khỏi các vòng quấn. Đúng vào lúc đó, Trương Lập cảm thấy thân thể mình rung mạnh như bị thứ gì đó ôm chặt, kế đó cánh tay cũng giật thoát một cái, vòng dây thường bên ngò ai cũng giật thoát một cái, vòng dây thường bên ngoài đã bị một cánh tay to bè mạnh mẽ chộp lấy. Trương Lập mở bừng mắt ra chỉ thấy Trác Mộc Cường ba chuồi hai chân ra, kẹp chặt vào thắt lưng mình, đôi tay to như hai con rồng uốn lượn của gã lần lượt giữ hai đầu sợi dây an toàn, giống như đang đánh đu bên dưới cầu băng, chỉ tiếc là trò đánh đu này không có bàn ngồi mà thôi. Trác Mộc Cường ba dùng hết sức lực quấn thêm mấy vòng dây vào cổ tay trái để cố định cho chắc hơn, đồng thời nói với Trương Lập, nhanh lên, ôm chặt chân tôi, sắp giữ anh không nổi nữa rồi. Trương Lập tức khắc buông đôi tay đã được giải phóng xuống, dùng nách kẹp chặt hai đùi Trác Mộc Cường ba, hai người treo lơ lửng cố định ở đó trong một tư thế hết sức kỳ quái, nhưng tạm thời cũng không rơi xuống được. Thời gian, mỗi một phút trôi qua sao mà chậm chạp, một người chịu đựng trọng lượng của cả hai người, chắc một cường ba cũng cảm thấy vô cùng chảy chật, gã cảm giác như xương cốt toàn thân đều sắp rơi ra, cơ thịt trên người cũng giống như sợi thừng gân bỏ xoắn chặt lại, chỉ cần một sợi bị đứt, toàn bộ sẽ bung rời ra. Sợi dây thường thiết chặt vào cơ thịt, máu dường như sắp đông lại, hai cánh tay gã cũng tím bầm, Trác Mộc Cường Ba cảm nhận rất rõ rệt, biết rõ bàn tay đang dần dần mất đi cảm giác, bản thân gã cũng biết mình không kiên trì được lâu nữa, nhưng không cầm cự đến khi dùng hết phần sức lực cuối cùng, gã cũng quyết không bao giờ thỏa hiệp. Trương Lập ngẩng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, gã vốn là một người đàn ông uy mãnh, nhìn từ góc độ này trông lại càng cao lớn bội phần, cơ bắp trên người còn hoàn mỹ hơn cả David, gần như là một vị kim cương hộ pháp trong chùa vậy, thấy Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng không nói gì, ánh mắt phiêu hốt bất định, Trương Lập liền hỏi: anh đang nghĩ gì vậy, cường ba thiếu ra. Chắc một cường ba cười gượng đáp, tôi đang nghĩ, không biết giờ này mẫn mẫn ra sao rồi, cũng may là cô ấy bị bệnh từ trước, không cùng chúng ta đi tới đây. Trương Lập không nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng so với mẫn mẫn, anh thấy có nên nghĩ về tình cảnh của chúng ta lúc này nhiều hơn một chút không, cường ba thiếu ra. Chắc một cường ba gắng sức nói, tôi sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng, yên tâm đi. Trương Lập nhìn cánh tay đã biến màu của Trác Mộc Cường Ba, hiểu được như vậy có nghĩa là gì, đồng thời cũng biết nếu mình rơi xuống trước, chắc một cường ba còn có thể kiên trì thêm được vài phút nữa. Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng anh cũng lên tiếng, buông tôi ra đi, cường ba thiếu ra. Anh còn tâm nguyện chưa hoàn thành mà, còn tôi thì chỉ có một nguyện vọng nhỏ bé, xin nhờ anh nói với mẹ tôi. Chắc một cường ba phẫn nộ ngắt lời khẩn cầu của Trương Lập, cao giọng nói, câm miêng lại. Cấm anh không được nghĩ ngợi lung tung, tôi sẽ không buông anh ra đâu, trừ phi hai chúng ta cùng rơi xuống dưới đó là tôi đã đưa anh tới khả khả Tây Lý này, muốn về thì chúng ta cùng trở về, nếu không được thì đừng hòng ai trở về nữa, anh có tâm nguyện gì thì cứ giữ lại mà nói cho người khác đi, nói với tôi cũng vô ích thôi. Ánh ma gã kiên định cố chấp vô cùng, ngôn từ lại càng không để Trương Lập biện bác câu nào. Trương Lập đã không còn ôm nhiều hy vọng nữa, tình hình bọn Hồ Dương thế nào còn chưa rõ, khả năng lớn nhất có thể chính là bọn họ cũng không giữ nổi mình, còn trước mắt mạng anh ta và chắc một cường ba đang treo lơ lửng trên mốt sợi dây bọn chuột đồng ăn thịt người kia thì đã tụ tấp lại, nguy hiểm ở ngay sát chán, trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu nói còn có người nào có thể đến kịp mà cứu bọn họ, đó tuyệt đối là một kỳ tích, vì vậy đợi cứu viện, chẳng qua chỉ là những lời tự an ủi mình mà thôi, nhưng điều này, trong lòng chắc một cường ba chắc hẳn cũng hiểu rõ như anh vậy, đúng lúc đó, chắc. Một cường ba bỗng cảm thấy ánh sáng như ảm đạm đi, liền lầm bẩm hỏi, sao vây? Trời đổi sắc à? Trương Lập nở nụ cười bất lực, nói, bọn chúng đến rồi, cường ba thiếu ra, tôi nghĩ, chắc bọn chúng ta cần chuẩn bị sẵn đấy. Chắc một cường ba ngẩng đầu nhìn lên, gã trông thấy trên cầu băng bên trên, toàn bộ đều chi chít chỉ chịt những bàn chân nhỏ xíu, bọn chuột đồng kia tụ tấp lại, phủ kín toàn bộ bề mặt cầu băng, trông giống như một con thú khổng lồ đen tuyền với vô số xúc tu đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hai người bọn gã. Cả một khúc xương cũng quyết không trở lại, Trương Lập hỏi đã chuẩn bị hay chưa, chính là chỉ việc chắc một cường ba bao giờ thì buông tay, chắc một cường ba bật cười diếu cợt đáp, bất cứ lúc nào. Giờ đây, Trác Mộc Cường ba chỉ có hai lựa chọn, một là treo lơ lưng giữa không chung, bị lũ chuột coi như miếng lạp xưởng sơi sạch sẽ không còn lại chút gì, thứ hai là buông tay, rơi xuống dòng sông chảy ngầm cuồn cuộn kia, bị đông cứng thành xác khô, ngoài ra thì không còn lựa chọn thứ ba nào nữa. Trương Lập biết rõ, thời khắc cuối cùng cũng sắp tới rồi, anh mỉm cười nói với Trác Mộc Cường ba, thật vui vì có thể chết với Cường ba thiếu gia, được gặp anh trong khoảng thời gian cuối đời mình, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, trước kia ở tây tạng đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về thiếu gia tôi cứ luôn băn khoăn không biết đó là nhân vật anh hùng thế nào mà có thể để lại trên cao nguyên câu chuyện hay như sử thi đến thế có thể khiến bao nhiêu người khâm phục như vậy nói thực lòng lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi có cảm giác ngoài thân hình cao lớn ra anh chẳng có điểm gì khác người bình thường cả vì không thể so sánh anh với cường ba thiếu gia trong tưởng tượng tôi còn thất vọng mất một khoảng thời gian thế nhưng càng tiếp xúc với anh tôi lại càng phát hiện ra nhiều ưu điểm hôm nay coi như tôi đã phục anh rồi, cường ba thiếu ra nếu ông trời còn cho chúng ta một cơ hội sống sót, tôi nhất định sẽ đi theo anh, cho tới khi nào chết thì thôi. Nước mắt long lanh lấp lánh trong đôi mắt người đàn ông cứng rắn như sắt thép này, Trương Lập cảm thấy lần này mình thật dũng cảm, một người đàn ông biểu thị sự khâm phục và sùng bái với một người đàn ông khác, việc ấy cần dũng khí còn lớn hơn cả tỏ ra dù chết cũng không khuất phục trước mặt kẻ thù, máu nóng sôi trào sùng sục trong tim, thân thể nóng hầm hập hơn bao giờ hết, anh đã từng sống một cuộc đời bình lạc, nhưng giờ đây, đột nhiên anh đã tìm thấy ý nghĩa của đời mình, có lẽ, đây cũng chính là ý nghĩa khiến chắc Mộc Cường ba thiếu ra muốn tìm con chiến ngao trong truyền thuyết kia, chỉ. Tiếc một điều, vừa mới phát hiện ra ý nghĩa cuộc đời, Trương Lập đã phải đối mặt với điểm kết của đời mình, anh thật không biết lúc này mình nên thấy thỏa mãn hay là bất cam nữa. Thêm một lúc dường như rất lâu nữa, Trương Lập cảm thấy thân thể mình vẫn treo lơ lửng trên không mà chưa rơi xuống, anh liền không kìm nước mà ngẩng đầu lên nhìn chắc Mộc Cường ba, chỉ thấy pho tượng kim cương ấy vẫn đang nghiến chặt răng, gân xanh gồ ra từ cổ cho đến tận trên trán, gã đang kiên trì, dường như vẫn chưa có ý định buông tay. phía bên trên, bọn chuột đã tới nơi, có con bắt đầu gặm nhấm dây thừng, thậm chí có con còn táo gan bắt đầu bò dọc theo sợi dây thừng xuống nữa. còn chờ gì nữa, cường ba thiếu ra, trương lập hỏi. trác mộc cường ba nghiến răng đáp, không biết, có lẽ là vẫn chưa cam tâm. gã đã sắp dùng hết toàn bộ sức lực, lúc này cơ thịt toàn thân đều rung lên nhè nhẹ. nhẹ gã khó nhập ngoảnh đầu lại, nhìn một con chuột đồng sắp bò lên cánh tay mình, một người một thú cứ vậy mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chòng chọc, chọc, gã gần giọng nói, cứ như vây, bị bọn quái quỷ nhìn có vẻ yếu ớt này từ từ sơi hết, thật không cam tâm chút nào. Con chuột đồng phát hiện ra chỗ đặt chân này rất an toàn, liền chạy đi chạy lại dọc theo hai cánh tay chắc một cường ba, đuôi chuột quẹt qua quẹt lại trên chán, chóp mũi, mắt gã. Chắc một cường ba phẫn nộ cùng cực, nhân lúc con vơ chạy qua cổ áo mình, liền cúi gập đầu, ngậm cả con chuột nhỏ vào trong miệng, con quái vật bé con không kịp kêu tiếng nào đã bị cắn đứt cổ, chắc một cường ba nhổ con chuột văng ra xa, rồi lè lưỡi thổi phi phi, nhổ cả mốt đống lông chuột đen xì xì ra cùng nước bọt, ngoác miệng chửi, muốn thịt tao, thì phải đổi bằng mạng mày đã. Nhưng đã có nhiều con chạy dọc theo dây thường bò xuống, bọn chúng đã đói khát cả một mùa đông, không chuyện gì có thể ngăn cản bọn chúng tái nạp năng lương cả. Trương lấp thấy chắc mốc cường ba khó có thể đưa ra lựa chọn, bèn nói, thả tôi xuống trước đi cường ba thiếu ra, nếu không, mấy nghìn năm sau người ta nhìn thấy xác chúng ta đông cứng trong tư thế này, không biết sẽ nghĩ gì đâu đấy. Chắc mốc cường ba không ngờ trong tình cảnh này mà Trương Lấp vẫn còn tâm tư đùa cợt, bèn cười cười đáp, nghìn năm sau khi người ta phát hiện ra xác chúng ta, sẽ nhất định nhận định rằng trong quần thể người nguyên thủy ở khả khả Tây Lý rất thịnh hành tình trạng đồng tính luyến ái chứ còn gì nữa. Trương Lập cũng bật cười phá lên, nhưng chỉ cười khan hai tiếng rồi ngưng lại, nụ cười cũng dần tắt trên gương mặt trác mốc cương ba, cuối cùng gã đành chán nản nói, được rồi, chuẩn bị xong chưa? Cười một tiếng đi, đừng để người đời sau nhìn thấy vẻ đau khổ của chúng ta. Trương lập miến cưỡng nhếch mép, bỗng nhiên nghe xì mốt tiếng, phảng phất như có một lượng khí ga lớn đang thoát ra ngoài, bọn chuột đồng đang điên loạn kia đột nhiên trở nên hốt hoảng ngẩn ngơ, quay đầu bỏ chạy tán loạn, vô số con còn bị đồng bọn chen trúc bật ra khỏi cầu băng, rơi xuống địa ngục không đáy bên dưới, Bọn chuột trên cầu tản đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống, Trương Lập không dám tin rằng kỳ tích như vậy lại xảy ra, cứ lẩm nhẩm nói, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi vậy? Chỉ nghe một giọng nói thô lỗ quát ẩm ý, con mẹ nó, chắc một cường ba, anh phải kiên trì cho tôi, buông tay là tôi đời đấy, không ngờ lúc này lại thấy thân thiết tới nhường ấy. Hồ Dương đứng bên cầu liếc nhìn, lập tức hiểu được tình hình bọn chắc Mộc Cường ba, anh ta hét lớn, cố ba phút nữa, ít nhất cũng phải cố được ba phút đấy nhé dứt lời lập tức lấy thiết bị an toàn trong ba lô ra sắp xếp, kha khắc đứng bên trợ thủ, hai người cố định xong đinh sắt với tốc độ nhanh nhất, sau đó Hồ Dương lấy ra một khẩu súng, bắn mấy chiếc rùi có vòng móc vào một chiếc xà băng vắt ngang qua, giữa các mũi dùi ấy đều có dòng dọc sẵn, chẳng mấy chốc, một hệ thống dòng dọc gồm 4 dòng dọc tính, 4 dòng dọc động đã hình thành, dây an toàn buộc vào một chiếc khóa hình chữ D buông xuống, kha khắc lo lắng nói, làm vậy rất nguy hiểm, lúc Trương Lấp chụp lấy khóa rất có khả năng bị rơi xuống hồ dương lắc đầu không kịp đâu chắc mộc cường ba đã không chịu nổi nữa rồi anh ta ngắm chuẩn vị trí rồi hét lớn cắn chặt dây thừng chắc mộc cường ba anh cố lên cắn chặt vào kha khắc nhanh chóng đưa một sợi dây có buộc đai an toàn xuống trương lập lồng hai tay và cả nửa thân trên vào trong đai an toàn tách ra khỏi chắc mộc cường ba chắc mộc cường ba vốn đang cắn chặt sợi dây sắp được kéo lên gã bỗng nhiên dùng tay giữ chặt lấy dây thừng đoạn hét lớn đợi chút thả tôi xuống thả xuống từ từ, từ từ thôi. Thoát chê. Hồ Dương cao giọng gắt gỏng, Trác Mộc Cường Ba, anh làm trò mẹ gì vậy? Còn giữ được không đấy? Trác Mộc Cường Ba không để ý anh ta, một tay giữ sợi dây, một tay vươn lấy thứ gì đó bên dưới cầu băng, rồi mới ra hiệu cho Hồ Dương kéo mình lên. Cho tới khi cả hai đều an toàn trở lại mặt đất, Hồ Dương mới thở phào một tiếng. Cả hai vừa chạm đất, Kha Khắc và Hồ Dương lập tức tiến hành cấp cứu, Trương Lập chỉ bị rách tét bàn tay ra, băng bó cầm máu đơn giản là được, nhưng chắc một cường ba thì nghiêm trọng hơn rất nhiều, hai cánh tay gã bị dây thường thiết chặt quá lâu, rất nhiều chỗ mạch máu bị ứ động, Hồ Dương phải bôi thuốc hoạt huyết cho gã, thế nhưng trong hai người thì tinh thần chắc một cường ba vẫn tốt hơn rất nhiều, gã giờ thứ vừa lấy được ở vách băng cho mọi người xem, trong tay gã là một đống tinh thể màu phấn hồng ánh tím, nhưng không ai bia đó là cái gì, chỉ có Hồ Dương nói là hình như đã thấy ở đâu, may ra. Chắc lão tiêu biết được, cả ba người đều cho rằng chắc Mộc Cường ba vì thứ này mà đòi xuống trở lại, quả thực là chẳng đáng chút nào, song gã thì không hề nghĩ vậy, gã tự có cách nghĩ riêng của mình, chắc Mộc Cường ba cất đống tinh thể ấy vào túi trước ngực, để mặc Hồ Dương giúp mình xử lý đôi tay bị thương, miệng vẫn hỏi, anh dùng cách gì đuổi bọn chúng đi được vậy? Hồ Dương liếc mắt nhìn chiếc bình giống bình thuốc sát trùng dưới đất, giải thích là một loại khí, nó có thể khiến lũ chuột đồng cảm thấy hoảng sợ, nhưng không giết được chúng. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn quanh, bọn quái vật nhỏ vẫn chưa chịu lui, mà chỉ lánh xa xa, nhìn chăm chăm vào bốn người bọn họ với ánh mắt tham lam thèm muốn, gã cũng đưa mắt nhìn chiếc bình, rồi thử hít mạnh một hơi, nhưng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt cả. Hồ Dương nói, không cần ngửi đâu, mũi của chúng ta không thể ngửi được thứ mùi này. Trác Mộc Cường ba tò mò hỏi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Hình như anh cái gì cũng biết hết, sớm đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi vậy. Hồ Dương gật đầu, anh nói không sai, đây không phải là lần đầu tiên tôi đi vào những hang động thế này. Mấy năm trước chúng tôi đã tiến hành một lần khảo sát, phát hiện ra động băng thế này trên núi Khả Khả Tây Lý. Ngoại trừ không phát hiện thấy bích họa ra, những kinh nghiệm khác đều gần như lần này. Chúng tôi tổng cộng 18 người đi, cuối cùng chỉ còn 3 người sống trở ra là tôi, Lão Tiêu, còn một người nữa là Lão Đàm Nưa, anh ta bị gãy xương sống lưng, không bao giờ làm khảo sát khoa học được nữa rồi. Kha khắc kinh ngạc thốt lên, chỉ có 3 người sống trở ra thôi hả? Hồ Dương trầm giọng, "Phải, tôi và lão Tiêu đã giấu chuyện này lâu lắm rồi, lúc trước đã kể lướt qua rồi còn gì, ba người rơi xuống sông băng chết cóng, còn 10 người còn lại chính là bị thứ quái quỷ kia ăn tươi nuốt sống mà chết." "10 người, vậy còn hai người nữa đâu?" Kha khắc hỏi. Hồ Dương trừng mắt lên nhìn anh ta, rồi nói tiếp, "Sau khi trở về, tôi đã đi hỏi rất nhiều chuyên gia, tìm hiểu xem loại chuột đồng sống quần cư này có thiên địch gì hay không." Các chuyên gia nghe lời tôi thuật lại xong, Đều nhất trí cho rằng bọn chuột tập trung này là kẻ địch của tất cả động vật loại lớn, chỉ sợ không có thứ gì có thể uy hiếp trực tiếp tới bọn chúng được. Tôi lại hỏi các chuyên gia về cách đối phó bọn chúng, hầu hết đều kiên nghị dùng lửa, ngoài ra còn một vị chuyên gia khác đã chỉ cho tôi một chiêu. Ông ta nói bọn chuột bạch trong phòng thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra một chất dịch hòa tan trong không khí, bảo tôi thu thập thứ không khí ấy lại. Nghe nói bọn chuột người thấy mùi này đều hoảng hốt chạy tiết ra xa, chỉ là không biết đối phó với lũ chuột đồng này có hiệu quả hay không mà thôi hôm nay thử nghiệm, xem ra cũng rất đắc dụng. 10 phút sau, Trác Mộc Cường ba mới thử khe khẽ cử động các ngón tay. Màu sắc trên cánh tay cũng từ từ nhạt bớt, gã đứng dậy, ngước mắt nhìn xa xa nói, nhưng bọn chúng đâu có chạy đi xa, hình như lại đang tụ tập kia kìa. Hồ Dương nói, ừm, um, ở đây không gian rộng quá, gió thổi tán hết cả mùi, bình này mà phun hết là chúng sẽ lại xông tới đây. Kha khắc nói, vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta đi nhanh nhanh lên. Anh đi được không? Anh ta hỏi Trương Lập, Trương Lập khẽ gật gật đầu. Hồ Dương nói, không kịp nữa rồi, tốc độ di chuyển của chúng trong hang động nhanh hơn chúng ta rất nhiều, đi như vậy chỉ sợ còn chưa được nửa đường thì đã bị chúng đuổi kịp mất. Vậy phải làm sao? Kha khắc nôn nóng nhìn đội trưởng. Hồ Dương vuốt vuốt dâu, lấy làm khó xử, nói, chỉ có một cách duy nhất, chỉ cần. Cho nổ nơi này, Trác Mộc Cương ba tiếp lời, nổ tung hết cầu băng trụ băng, bình đài ở đây, bọn chuột kia sẽ không sao trèo qua vách băng mà đuổi chúng ta được. Hồ Dương gật gật đầu, sắc mặt hiện lên một vạn lần chữ không muốn, kha khắc nói, nhưng mà, phá hủy nơi này thì không bao giờ được thấy một giải băng đẹp thế này nữa. Hồ Dương cũng chính là đang nghĩ ngợi điều này, anh ta nói, phải, nhưng tảng băng kết tinh này phải tốn cả nghìn vạn năm mới hình thành được, nhưng hiện giờ cũng không thể nghĩ ngợi quá nhiều được nữa, tôi không phải võ sĩ đạo thần thánh, có thể sẽ ái náy trong lòng, nhưng dù sao mạng sống vẫn quý giá hơn anh ta đưa mắt nhìn trương lập nói trong ba lô có ngòi nổ cả bộc phá nữa có lúc chúng tôi cũng phải dùng để thăm dò địa chất tìm khoáng vật chắc anh biết sử dụng thế nào rồi chứ trương lập đưa mắt nhìn hang băng rộng lớn lung linh nơi khiến anh vừa thấy yêu vừa thấy hận rồi lạnh lùng nói đào lỗ đi trôn xong thuốc nổ hồ dương đứng ở xa ấn chốt kế đó một tiếng ẩm vang lên cầu băng trụ băng bình đài băng lần lượt sụp đổ rơi xuống vực sâu không đáy bên dưới Kỳ quan của tạo hóa trong chớp mắt đã không còn tồn tại, còn bọn chuột đồng kia giờ cũng cách mấy người hồ dương, chắc một cường ba cả một vực rộng, không sao đuổi theo được nữa. Kha khắc đứng bên bờ vực, thở dài cảm thán, không còn thấy được nữa, tiếc quá. Trương Lập nói, nhưng chúng ta an toàn rồi. Không, vẫn chưa an toàn. Trác Mộc Cường Ba khẳng định, từ lúc đặt chân vào động băng, tôi luôn cảm thấy chúng ta đang bị nguy hiểm rình rập. Cho đến tận bây giờ, Cảm giác ấy vẫn chưa tan đi, ngược lại còn dữ dội hơn nhiều nữa. Không phải chứ, cảm giác đó thế nào vậy? Tại sao tôi không cảm thấy gì hết? Giờ bọn săn trộm cũng đã chết rồi, lũ chuột thì bị vực sâu ngăn cách, còn gì nguy hiểm nữa đây? Kha khắc hoàn toàn không thể hiểu được. Trác Mộc Cường ba kiên quyết khẳng định, tôi không nói rõ được, tóm lại đó là cảm giác, hoặc có thể nói đó là trực giác cũng được, lần nào tôi cũng cảm nhận được nguy hiểm, không lầm được đâu. Kha khắc lầu bầu vẫn tỏ ra hoài nghi, nhưng Hồ Dương đã lên tiếng, sợ là anh ấy nói thật đó, kha khắc, anh đừng có quên, tuy từ lúc vào hang chúng ta chưa đối mặt với bọn săn trộm lần nào, nhưng rõ ràng anh thấy 3 đến 4 tên săn trộm, vậy mà chúng ta chỉ phát hiện có hai bộ xương, hơn nữa, xung quanh mấy bộ xương đó cũng không thấy ba lô hay súng ống gì, chuyện này phải giải thích thế nào. Kha khắc nói, hay là tên còn lại đã rơi xuống vực sâu rồi. Hồ Dương lắc đầu, vậy tại sao trong hang động tiếng vọng vang khắp nơi, cả tiếng thở của người ta cũng nghe được rõ một một này, chúng ta lại không nghe thấy bất cứ tiếng kêu gào nào trước đó. Nếu bị rơi xuống, tiếng hét của chúng ắt hẳn là phải rất thê thảm chứ. Kha khắc không nói được gì, lúc này chắc một cường ba lại lên tiếng, bọn chúng còn ở trong hang động, hơn nữa cách lũ chuột đồng này còn xa hơn chúng ta nữa. Gã đưa ánh mắt liếc nhìn vào khe hẹp sau lưng, xa xa thấy ánh lửa tóe lên, sau đó là tiếng súng, đầu tiên là cạch cạch, rồi kế đó là tiếng ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu bọn gã. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên, chỉ thấy một trụ băng lớn từ đỉnh vòm đâm thẳng xuống. Gã không kịp nghĩ ngợi, dùng ngay thủ pháp đặc biệt của môn đấu vật Tây Tạc, ra tốc ở cự ly ngắn trong chớp mắt, hút văng ba người kia ra, trụ băng rơi xuống bờ vực, mặt băng bắn tung tóe, Trác Mộc Cường ba gầm lên một tiếng, oát con giỏi lắm. Đoạn bật dậy tiện tay nhặt luôn khẩu súng của Kha Khắc lao vút theo đối phương. Hồ Dương và Kha Khắc cùng lúc bò lên, anh ta thở hổn hển hỏi Kha Khắc: không phải anh muốn biết hai người còn lại chết thế nào ư? Bọn họ chính là bị trụ băng lớn đột nhiên rơi xuống chúng người đè chết đấy, lão đàm cũng vì vậy mà gãy lưng, anh ta buông thêm một câu nữa, chăm sóc cho Trương Lập, tôi đi xem thử. Kế đó liền xông vù theo, kha khắc nhìn theo bóng lưng chắc mộc cường ba, kinh ngạc thốt lên, ô, thân thể của thằng cha này làm bằng cái gì vậy? Vừa rồi còn dẫy dụa bên bờ cái chết, chớp mắt đã khỏe như rồng như hổ rồi. Trương Lập chợt nhớ tới một câu chuyện đoàn trưởng từng kể cho mình nghe, cuối cùng ban giác thứ nhân đã nói, cường ba thiếu ra nổi cơn phẫn nộ đứng chờ nó xông tới, giữ chặt hai sừng con vật, nắm tay to như cái kỳ hốt xác đập mạnh xuống đầu nó, một đấm rồi lại một đấm, một đấm rồi lại một đấm. Cho tới khi con bò yắc đực kia ò ò kêu lên, quỳ xuống xin tha mới thôi. Hồ Dương đuổi theo phía sau, mắt thấy chắc một cường ba càng lúc càng xa, không thể không dừng lại để thở, thấp giọng lầm bẩm thằng cha này, không cần mạng chắc. Chắc một cường ba nhìn bóng người cao gầy phía trước, thấy dường như trên tay đối phương có súng, trên lưng còn đeo một khẩu nữa, chạy luôn lách xuyên qua bên trái rẽ qua bên phải như ở nhà mình, gã xài bước lao vút lên, mắt thấy sắp đuổi kịp đến nơi, bỗng nhiên trong một lối rẽ tranh trách nhảy vù ra một người ôm chặt lấy eo lưng gã. Trác Mộc Cường ba chỉ thấy hai tay như bị khóa bằng cùng sắt, nhất thời không sao cử động được, chỉ nghe người phía sau gào lên, nhanh, nhanh, bắn đi. Bóng người phía trước giường như sớm đã chuẩn bị từ trước, Trác Mộc Cường ba vừa bị ôm chặt, y liền lập tức dừng lại, giơ súng lên ngắm. Trác Mộc Cường ba dồn sức hất mạnh, kẻ ôm chặt gã kia không ngờ lại có người khỏe hơn cả mình, hai tay lỏng ra, Trác Mộc Cường ba không nghĩ ngợi gì, đã vòng tay đè chặt cổ đối phương, thân người nghiêng đi một cái, đẩy luôn kẻ kia từ sau lưng ra trước mặt mình, tất cả đều chỉ diễn ra trong chớp mắt, cũng đúng vào khoảng khắc đó, súng nổ vang. Trác Mộc Cường ba nhìn thấy đôi mắt gã đàn ông này mày rậm mắt híp, Sorrier sồm xoàm trước mặt mình lồi hẳn ra như mắt cá chết, máu không ngừng ọc ra nơi khóe miệng, xem ra khó mà thoát chết được, gã cũng không kịp đẩy y ra, lập tức dương súng lên nã đạn. Trác Mộc Cường Ba đã đánh rơi khẩu súng trường dài như cây gậy sắt của gã từ lúc nào không biết, giờ đang cầm khẩu tiểu liên giảm thanh của Kha Khắc, gã đẩy cò mấy lượt, nhưng mãi không nghe thấy tiếng súng, người phía trước gào lên cái gì đó rồi bỏ chạy, thấy súng của Trác Mộc Cường Ba không nổ, lại giơ súng lên, nhưng còn chưa kịp bắn, bằng bằng hai tiếng, băng đá bên cạnh hắn liền bắn tung tóe, hắn vội rụt đầu lại, rồi quay người chạy tiếp, lần này thì chắc Mộc Cường Ba đã nghe rõ, hắn đang chửi gã, ông tổ nhà mày. Hồ Dương cầm khẩu súng săn hai nòng đang bốc khói nghi ngút, thở phi phò nói với chắc Mộc Cường Ba, phù phù, phải kéo chốt bảo hiểm đã, cái đó đó. Được rồi, giờ có thể dùng được rồi. trác Mộc Cường Ba chuẩn bị đuổi tiếp, nhưng gã đàn ông đã chết kia không ngờ vẫn ôm rất chặt, gã rằng hai ba lần mà cũng không thoát ra được, gã bực tức trong lòng, hai tay giữ chặt đôi tay người chết, vặn khẽ một cái, đã gãy tay y, rồi mặc kệ Hồ Dương đang trợn tròn mắt há hốc miệng kinh ngạc, lại tung chân chạy tiếp. Dân làng đạt ngõ nô thố đều biết một câu ngạn ngữ, không nên chọc giận cả một đàn bò yắc, chúng mà điên lên thì không khác gì ma quỷ cả, càng không nên chọc giận cường ba thiếu gia, anh ta mà điên lên thì cả ma quỷ cũng phải run lẩy bẩy. Hồ Dương đưa mắt nhìn kẻ xấu số, người chết trượt dài theo con đường băng dốc, rơi xuống một hang động khác, chỉ để lại trên mặt đất một vết máu dài, hay, đừng có chạy nhanh thế chứ, Hây vết thương đó, con bà nó, đạn nổ đấy, cẩn thận, bọn chúng là thợ săn chuyên nghiệp. Lúc anh ta ngẩng đầu lên, chắc Mộc Cường Ba đã chạy một quãng xa rồi. Không thể tha thứ được, tàn nhẫn sát hại Linh Dương Tây Tạng, không thể tha thứ được, cả đồng loại của mình cũng không bỏ qua, càng không thể tha thứ được là, không ngờ hắn còn dám hy sinh cả đồng bọn của mình làm mồi như kẻ địch. Chắc Mộc Cường Ba nổi cơn phẫn nộ, gã như một con sư tử hung hãn, cơ bắp cường tráng giúp gã lao đi trong hang động như một con báo săn mồi, bất kể bóng người phía trước có chạy thế nào, gã cũng bám chặt mục tiêu, xuyên qua từng hang động, từng chỗ rẽ, mặc cho băng tuyết lạnh giá, mà tuyết bắn tung tóe, trên đời này đã không còn thứ gì có thể cản bước chân của gã được nữa rồi, tội ác làm đổ máu thì phải dùng máu để bồi thường. Cái bóng người phía trước hình như cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong thân hình khổng lồ đang đuổi theo sau mình, hắn tận dụng hết khả năng thông thuộc địa hình và những chỗ ngoằn ngoèo chạy nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại đột nhiên quay đầu lại bắn tỉa nhưng hoàn toàn không chuẩn xác không biết đuổi bắt như vậy được bao lâu chắc Mộc Cường Ba chỉ thấy cửa hang phía trước sáng bừng cái đó bầu trời xanh ngắt mỗi lúc một lớn gã giờ mới nhận ra mình đã đuổi theo tên kia ra tận ngoài hang động trong dòng sông băng kia tên săn trộm quả nhiên rất thông thuộc địa hình vùng này loáng một cái đã dễ dàng tìm được đường tẩu thoát điều này làm chắc Mộc Cường Ba càng thêm phẫn nộ bọn chúng rõ ràng đã biết đường có thể chạy thoát vậy mà vẫn còn ở lại trong hang ý đồ thế nào đã rõ rành rành rồi, bọn chúng muốn lợi dụng địa thế hiểm yếu trong hang động để vĩnh viễn chôn vùi các thành viên đội khảo sát trong dòng sông băng không người lui tới này, rốt cuộc là tại sao, chắc Mộc Cường ba nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu nổi. Ra khỏi hang động, bên ngoài tuyết phủ rất dày, tên săn trộm kia chạy cũng không được thuận tiện lắm, đuổi gần tới sau lưng hắn, chắc Mộc Cường ba không hề khách khí dương súng lên bắn luôn, khẩu tiểu liên giảm thanh phát ra một tràng tạch tạch tạch. Có điều đạn bắn tung tóe mà chẳng có lấy một viên bắn trúng tên săn trộm, chỉ một thoáng đạn đã hết sạch, chắc một cường ba kinh ngạc dơ khẩu tiểu liên lên nhìn một lượt, dường như không ngờ mới bắn có vài phát, đạn đã hết sạch rồi vậy, gã hoàn toàn không thích hợp sử dụng loại vũ khí nhẹ không có lực giật này, lúc tập bắn gã thường thích dùng. Súng lục Browning loại lớn, sức mạnh ấy, uy lực ấy, cảm giác chắc tay đó mới phù hợp với gã, bản thân chắc một cường ba cũng có một khẩu Desert Eagle của Israel, giờ sử dụng loại tiểu liên cỡ nhỏ này. Chắc một cường ba căn bản không có cảm giác đã lẩy cò, 20 viên đạn soạt một cái đã bắn hết sạch, lúc này tên săn trộm kia cũng quay đầu lại, bắn đầu bắn trả. Trác Mộc Cường ba lộn nhào vào trong đống băng tuyết, lợi dụng cộng sự thiên nhiên yểm hộ, băng tuyết bay tung tóe, tên săn trộm kia phát hiện ra Trác Mộc Cường ba đã hết đạn, liền bạo gan hơn tiến lại gần, không ngờ đột nhiên có một vật bay vút ra từ phía sau một tảng băng lớn, đánh văng khẩu súng trên tay hắn, thì ra là Trác Mộc Cường ba đã ném khẩu tiểu liên trong tay, gã bắn súng thì không chuẩn xác, nhưng cú ném này ngược lại vừa chuẩn vừa mạnh nhân lúc tên trộm chưa kịp rút khẩu súng săn trên lưng xuống. Trác Mộc Cường ba nhảy trồm tới như con mãnh hổ, đè tên kia xuống đất. Nhưng băng tuyết và đất bằng là hai nơi hoàn toàn khác nhau, gã vốn ngỡ rằng cú đè này chắn chắn sẽ dí chặt hắn vào trong đống tuyết, tên săn trộm liền thừa cơ hội đó lăn ra, trong lúc hoảng loạn còn tung ra một cước, hất tuyết bắn vào mặt Trác Mộc Cường ba, Trác Mộc Cường ba quỳ một chân trên tuyết, không đứng dậy đã bổ nhào tới lần nữa, tên trộm lại lăn tròn một vòng khiến gã bổ vào khoảng không hai người quần đảo dữ dội trên nền tuyết trắng, tên săn trộm kia cũng rất khỏe mạnh, lại quá quen thuộc môi trường tuyết phủ này, đã mấy lần rõ ràng chắc một cường ba ấn được hắn xuống đất, nhưng hắn đều giảo hòa thoát ra được. Tuyết dưới chân rất trơn, chắc một cường ba đứng không chắc chân, nên cũng không phát huy được các tuyệt chiêu của võ đấu vật Tây Tạc, còn tên săn trộm thì ngược lại dở được hết sở trường, hai bên còn đang rằng co chưa phân cao thấp thì tên trộm đột nhiên nhảy lùi về sau hai bước, dẫn dụ chắc một cường ba xông lên, chắc một cường ba không hiểu nội tình, chỉ bước được một bước, đột nhiên dưới chân trống không, lúc gã kịp nhận ra mình đạp phải cái rãnh thì cả nửa người đã tụt xuống dưới rồi, cũng may chắc một cường ba gặp nguy không sợ, lập tức duỗi thẳng hai tay, giữ thân mình kẹt giữ. Rãnh sâu, cũng tạm coi là chưa bị rơi xuống dưới, nhưng giờ thì không cử động gì được nữa. Tên săn trộm bước trên mặt tuyết nghe lạo xạo, ngồi trồm hổm trước mặt chắc một cường ba, hắn có đôi lông mày rậm, mắt ti hí, mặt đen để một tròm dâu nhỏ, đầu đội mũ ra, miệng phun ra một làn hơi trắng mờ mờ, chỉ thấy hắn cười lạnh lùng nói, mày giết anh trai tao. Tao phải băm vằm mày ra thành trăm nghìn mảnh thì mới giải được nỗi hận này. Thì ra tên vừa rồi ôm chắc Mộc Cường ba chính là anh trai hắn, hai anh em quả thật cũng khá là giống nhau. Chắc Mộc Cường ba cười gần, mày cũng sắp đi gặp anh trai rồi đấy. Phản ứng của tên săn trộm không ngờ cũng thuộc hàng nhanh nhẹn hiếm có, vừa thấy ánh mắt chắc Mộc Cường ba là lạ, liền lập tức lăn tròn dưới đất, đoang một tiếng, tuyết dưới đất bị đạn cây tóe lên, Tên săn trộm liền bỏ mặc tất cả, vừa bò vừa chạy lao xuống dốc, chớp mắt đã chạy đi xa tít. Hồ Dương cầm khẩu súng săn hai nòng chạy tới, ngoác miệng ra chửi, mẹ nó chứ, cái thứ này bắn một phát lại phải nạp đạn thêm một lần, nếu không thằng quát con kia làm sao chạy được, nào, tôi kéo anh lên, anh cũng nặng thật đấy. Trác Mộc Cường Ba nói, sao anh chậm thế? Hồ Dương đáp, ai hùng hục như anh đâu chứ, tôi còn phải để lại ký hiệu dọc đường, nếu không bọn Kha khác làm sao tìm được? có điều cũng còn may mọi người đại nạn mà không chết anh ta đút tay vào túi mò mò một lúc lâu mới rút ra được nửa bao thuốc nhăn nhúm rúm gió móc ra một điếu rồi đưa tới trước mặt trác mộc cường ba trác mộc cường ba lắc đầu từ chối hồ dương liền tự châm một điếu rồi đứng ở cửa hang chờ kha khắc trương lập ra bạn đang đọc tại chấm cơm hồ dương vặn vặn bộ đàm vô tuyến cười khổ nói không biết có phải hỏng rồi hay không nữa sao vẫn không thấy tín hiệu nhỉ trác mộc cường ba nói có lẽ tại khoảng cách xa quá chúng ta cũng đâu biết mình đã đi bao xa trong lòng sông băng ấy trời sắp tối rồi còn gì hồ dương điềm đạm nhìn trác mộc cường ba cất tiếng hỏi anh thấy bọn đó thế nào trác mộc cường ba đáp rõ ràng bọn chúng không phải hoảng loạn chạy vào đây mà là cố ý dẫn dụ chúng ta đi vào động băng có lẽ là đã quyết giết chúng ta bằng được nhưng rốt cuộc là tại sao thì tôi chịu không biết hồ dương giết mạnh hai hơi thuốc ánh mắt nhìn về nơi xa xăm vầng trang hình móc câu đang treo lơ lửng trên bầu trời xám xám, giọng anh ta khàn khàn, là Hồ Lang. Chạm cứu hộ lôi khắc tháp cách. Hồ Lang, em trai anh à, chắc một cường ba thắc mắc. Hồ Dương nghe vậy lập tức sặc khói thuốc, lớn tiếng ho lên sù sụ, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường, lắc đầu xua tay lia luyện nói, không phải hồ trong họ hồ, là mà hồ trong hồ ly. Hồ Lang là tên đội tuần tra núi khả khả Tây Lý đặt cho một nhóm săn trộm đặc biệt từ gần 10 năm nay, hành tung của bọn chúng rất bí ẩn, giảo hoạt như cáo, tính tình hung hăng, tham lam như sói. Mười mấy năm trước phát hiện ra mấy vụ săn trộm linh dương tây tạng đặc biệt lớn, làm các bộ ngành liên quan của nhà nước rất quan tâm chú ý, đã phái nhiều đội kiểm lâm giàu kinh nghiệm tới đây, mấy lần lùng sục trên quy mô lớn đều không phát hiện ra bọn chúng, thế nhưng bọn họ đều tin chắc rằng có một đám người như vậy hoạt động thường kỳ trong khu vực không người ở Khả Khả Tây Lý, bọn người này không giống với phần tử săn trộm thông thường phân công rất nghiêm ngặt, lại có tổ chức, hơn nữa tệ nhất chính là hình như bọn chúng cư trú trong khu vực không bóng người này đã cả một thời gian. Dài, đến nỗi còn thông thuộc địa hình địa mạo khả khả Tây Lý hơn cả các thành viên đội tuần tra núi khả khả Tây Lý nữa, theo một số người trong đội mục kích, mới đầu chỉ có khoảng 2 đến 3 tên, 7 năm trước thì khoảng 5 tên, 5 năm trước đã phát triển lên đến 10 đến 12 tên rồi, giờ rốt cuộc có bao nhiêu người thì khó nói lắm, nhưng dựa vào rác rưởi thực phẩm bọn chúng bỏ lại hiện trường hoạt động săn trộm thì mỗi lần hành động đều có khoảng 10 người, thời kỳ đầu khi gặp phải đội tuần tra núi hoặc đội khảo sát khoa học. Bọn chúng sẽ hoảng loạn bỏ chạy, càng về sau quân số càng nhiều, vũ khí của chúng cũng không ngừng được cải tiến, giờ thì gần như đã không sợ đội tuần tra nữa rồi, ngược lại các thành viên đội tuần tra mỗi lần đi tuần đều cảm thấy nguy hiểm rình rập. Đặc biệt là năm nay, đã mấy lần có một người hoặc cả tiểu đội thuộc đội tuần tra núi mất tích ở khả khả Tây Lý không thấy thi thể, cũng không thấy tung tích gì. Trác Mộc Cường Ba lại nói, có thể đều bị chôn vùi trong những động băng này cũng nên. A, à, Hồ Dương kinh ngạc tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, gợi ý này lần đầu tiên đánh đúng vào suy nghĩ của anh ta, Hồ Dương bắt đầu hồi tưởng lại, lần đầu tiên vào động băng, đội khảo sát khoa học cũng là bị một số đầu mối kỳ dị dẫn dụ tiến sâu vào bên trong, anh ta lẩm bẩm, lẽ nào đúng là như vậy? bọn chúng lợi dụng địa hình phức tạp và những nguy hiểm giải khắp trong hang băng để giết các thành viên đội tuần tra núi và đội khảo sát ư. Trác Mộc Cường ba ngồi thẳng người dậy, ngón tay gõ đều đều, có khả năng này không? Anh thử nghĩ coi, những người bọn chúng muốn đối phó là thành viên đội khảo sát khoa học và đội tuần tra núi, toàn là người chống phá hoạt động săn bắn linh dương Tây Tạng trái phép, nếu giả thiết. Bọn chúng muốn tạo ra một bầu không khí chết chóc nguy hiểm ở khu vực này, cảm tưởng như người nào vào đó đều không thể sống trở ra vậy, như thế đối với việc săn trộm của chúng mà nói chúng có thể mặc sức tàn sát linh dương tây tạng ở khu vực đó hồ dương tròn mắt lên nhìn trác mộc cường ba như không dám tin vào những gì mình vừa nghe trác mộc cường ba xua tay nói tôi chỉ đoán bừa thế thôi hồ dương nói không khả năng anh đưa ra rất lớn có lẽ bọn chúng thật sự nghĩ như vậy đấy bởi vì quân số càng lúc càng đông thì nhất định sẽ gặp phải đội tuần tra núi Muốn an toàn săn bắn trộm thì nhất định cần phải vạch ra một khu vực mà cả đội tuần tra cũng không dám tiến vào, mà nơi đó lại là nơi lũ linh dương tây tạng nhất định phải đi qua trên con đường di trú tránh đông của mình, vậy thì bọn chúng có thể thỏa sức săn bắn rồi." Trác Mộc Cường ba nói, nhưng anh làm sao biết được chúng là người của Hồ Lang mà không phải bọn săn trộm thông thường chứ? Hồ Dương nói, từ một số chi tiết làm tôi liên tưởng đến Hồ Lang, bọn chúng rất thông thuộc địa hình, điểm này thì chúng ta đều thấy rất rõ, bọn chúng không đơn thuần là muốn tẩu thoát mà còn muốn giết chết chúng ta nữa, chứng tỏ bọn chúng không phải lũ săn trộm thông thường, mà rõ là một đám liều mạng, đây là tàn nhẫn, bọn chúng chạy vào động băng một thời gian dài như thế, vậy mà không kêu không nói, cứ lặng lẽ dẫn dụ chúng ta, đây là ẩn nhẫn, bọn chúng muốn dẫn dụ chúng ta vào hang chuột, bất chấp phải hy sinh sinh mạng của đồng bọn làm mồi câu, đây là âm độc, vừa tàn nhẫn, vừa ẩn nhẫn. Vừa âm độc, chỉ có thể là Hồ Lang thôi, hơn nữa. Anh ta cầm khẩu tiểu liên của tên trộm bỏ lại, tháo băng đạn ra, cầm một viên lên nói, đây là đạn nổ, ngoại trừ vỏ đạn ra, bản thân viên đạn còn chia thành đầu đạn và thân đạn nữa. Khi bắn trúng mục tiêu, giữa đầu đạn và thân đạn có một khoảng thời gian ngưng trệ, khi nén tới một mức độ nhất định sẽ gây nổ, thứ này thuộc loại vũ khí sát thương cao, dù không bắn trúng chỗ trọng yếu, cũng có thể là nội tạng anh nổ nát bấy ra, bởi vì bọn săn trộm cần bộ ra linh dương hoàn chỉnh, nên dùng loại đạn này là lựa chọn tốt nhất, nhưng thứ đạn này rất khó kiếm, vì vậy bọn săn trộm thông thường không sử dụng đâu cuối cùng trương lập và kha khắc cũng ra khỏi hang động kha khắc thở phào một hơi nói cuối cùng cũng ra được rồi trương lập hỏi người đâu tình lực của anh ta cũng đã hồi phục không ít trác mộc cường ba nói chạy một tên chết một tên gã đột nhiên hỏi hồ dương anh cũng cảm thấy hai người bị bọn chuột đồng cắn chết kia chính là đồng bọn của chúng hồ dương nói ừm um, từ những gì kha khắc nhìn thấy thì có lẽ là vậy hoặc là người mới nhập bọn cũng có thể là người bị chúng nghi ngờ phản bội, tóm lại là chúng ra tay tàn ác quá, dù là sự kẻ phản bội thì cũng đâu cần dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy chứ. Trương Lập phải nghĩ một lúc mới hiểu được, nhưng kha khắc thì vẫn không hiểu, các anh đang nói gì thế. Hồ Dương tiếp, chúng tôi nói gì cũng không quan trọng, việc cần nhất bây giờ là phải tìm cách liên lạc với bọn lão tiêu. Bộ đàm của anh có tín hiệu không? Kha khắc lắc đầu, không, hay chúng ta thử đi vòng qua tìm bọn họ xem. Hồ Dương phải đối, không, xem ra trời sắp có bão tuyết rồi, ở vùng băng tuyết minh mông này, người đi kiếm người thì chỉ kiếm được người chết thôi, chúng ta tạm thời tránh bão trong hang động này đã. Anh ta đá vào cửa hang, gần giọng nói, cửa hang này sao lại không dốc xuống nhỉ? Bốn người đốt một đống lửa trong hang, ngoài ngọn lửa ra, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, chắc một cường ba ngồi dựa lưng vào vách băng, trong lòng chợt thấy bực tức, vận mệnh dường như đã nảy sinh một vòng xoay kỳ diệu, chắc một cường ba cầm khẩu súng lên, nói, súng của bọn ăn trộm rất giống súng trường AMD của Hungary, trước sau đều có tay cầm, hộp đạn nằm giữa, đường kính nòng to hơn AMD một chút, chắc là để sử dụng đạn nổ, súng này là loại tự lắp ráp chứ không phải được sản xuất ở công binh xưởng, nhưng có thể chắc chắn một điều, thằng cha nào cải tạo khẩu súng này tuyệt đối là một chuyên gia. Về súng ống, đạn chắc là đi mua, nghe nói là sang Nga có thể kiếm được loại đạn này đấy. Kha khắc nói, nếu lúc đó người cầm súng tiểu liên giảm thanh là Trương Lập chứ không phải anh Cường, thằng quát đó nhất định chạy không thoát đâu. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên quay người lại nhìn Kha Khắc, nhìn ánh mắt sâu sắc đó rõ ràng là gã lại nghĩ ra điều gì. Chỉ nghe gã hỏi, tổ chức Hồ Lan không chỉ có bốn người, hắn chạy thoát liệu có. Không sai, vì vậy chúng ta cần phải phòng hỏa khi chưa xảy ra. Hồ Dương chỉ vào hai đống lửa bên ngoài cửa hang, xăng trong súng phun lửa của tôi đã ít rồi, sao còn phải đốt thêm hai đống nữa làm gì? Thứ nhất, đây chính là ám hiệu tôi và Lão Tiêu đã ước định trên đồng hoang mà thấy ba đống lửa xếp thành hình chữ phẩm thì đó chính là tôi thứ hai có thể che mắt kẻ địch khiến bọn chúng tưởng rằng chúng ta có rất nhiều người trác mộc cường ba cười cười nói lần đầu tiên gặp đội trưởng hồ dương tôi có cảm giác anh là một kẻ thô lỗ giờ thì càng lúc càng phát hiện ra đội trưởng là người rất có sách lược hồ dương thờ ơ nói sách lược gì đâu chứ đây chẳng qua chỉ là một chút kinh nghiệm mà thôi sau nhiều lần đi sượt qua vai người chết bất kể làm chuyện gì anh cũng sẽ cực kỳ cẩn thận có điều chắc Mộc Cường ba à, tôi nói thực lòng, anh đúng là một nhân tài thám hiểm đấy, đương nhiên, ưu thế hình thể của anh thì không cần nhắc đến, chúng ta không nói đâu xa, cứ nhìn Trương Lập xem, anh ta là đặc cảnh, được huấn luyện đặc biệt, thân thủ và phản ứng vượt xa người bình thường, nhưng trong môi trường lạ lẫm, khả năng phản ứng và đảm thức của anh ta hoàn toàn không bì được với anh. Thứ phản ứng trong chớp mắt ấy là bản năng của một con người, không phải huấn luyện là huấn luyện ra được, chẳng hạn như cảm giác được nguy hiểm tới gần, sinh ra là anh đã có, mà sự thực thì người có bản lĩnh như vậy quả thực đã ít lại quá ít. Bây giờ anh vừa hơn 40, trẻ trung khỏe mạnh, làm ăn cũng rất lớn rồi, ngày ngày sống cuộc sống lập đi lập lại có gì hay đâu chứ. Chỉ bằng gia nhập đội khảo sát khoa học của chúng tôi, bọn tôi chuyên tiến hành khảo sát ở các vùng hiểm yếu, rất cần nhân tài như anh đấy. Trác Mộc Cường ba trận tròn mắt, hồi lâu sau mới cười cười nói, để sau khi trở về, tôi sẽ nghĩ về chuyện này. Đồng thời trong bụng gã cũng thầm nhủ, có nên nói cho thằng cha đội trưởng này chuyện mình đang thực hiện không nhỉ? Gã nghĩ ngợi dây lát, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Trước khi đống lửa sắp lụi tắt, bọn lão tiêu quả nhiên đã tìm tới nơi, giờ thì họ mới biết, thì ra chỗ này cách cửa hang đầu tiên tới gần 8 km, mấy người bọn lão tiêu không gặp phải chuyện gì. Nghe Hồ Dương kể những chuyện đã trải qua cũng không khỏi kinh hãi, lúc Hồ Dương kể tới đoạn máy quay kỹ thuật số cũng bị rơi trong hang động, kỳ quan bên trong cũng bị cho nổ, ai nấy đều vỗ đùi tiếc núi, chắc một cường ba tranh thủ thời cơ đưa đống tinh thể nhặt được dưới cầu băng cho lão tiêu xem, vừa nhìn lão tiêu đã nói. Đây là ngọc khả khả tây lý, vùng này có rất nhiều núi lửa, các khoáng vật như đồng, thiếc, kẽm, cô ban, ni ma bị nung chảy rồi kết tinh thì thành thứ này, loại bình thường thôi, chỉ là màu sắc hơi đặc biệt một chút, ở đây thuộc mạch núi Côn Luân. Mà Ngọc Côn Luân thì nổi tiếng khắp nơi rồi, nếu anh mà nhặt được một miếng Ngọc Côn Luân thượng đẳng thì mới gọi là bảo bối cơ. Trác Mộc Cường ba chỉ mỉm cười như thế này đã là đủ cho gã rồi. Đội xe cắm trại nghỉ chân bên ngoài một đêm nhưng không có chuyện gì mới xảy ra. Trác Mộc Cường ba chờ về đại bản doanh của đội khảo sát đợi vài ngày nhưng không hề có dấu vết gì của bọn Hồ Lang xuất hiện. Mấy ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng theo đội tiếp viện tới đích đến của chuyến đi là trạm cứu hộ lôi khắc tháp cách. Hồ Dương vì vội đi báo cáo chuyện bất ngờ xảy ra trong lần khảo sát này phải đến trạm bảo hộ tự nhiên cách nhĩ mục để liên lạc với thế giới bên ngoài nên cũng đi cùng xe với Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập luôn. Anh ta chỉ tay ra ngoài cửa xe giới thiệu, vòng qua ngọn núi nhỏ này thì có thể trông thấy trạm cứu hộ lôi khắc tháp cách rồi đấy, đây còn là trạm trung chuyển tiếp viện cho trạm bảo hộ tự nhiên khả khả Tây Lý nữa. Vòng qua là có thể trông thấy mấy cái gò đất phình, một cũng có thể coi là đặc thù của vùng cao nguyên đất đóng băng này, anh không thể trông thấy ở nơi nào khác đâu. Trác Mộc Cường Ba không hiểu là vì sắp tìm được cuốn nhật ký có thể chỉ đường kia hay là vì sắp gặp được đường mẫn đã xa cách mấy ngày, tâm trạng hưng phấn lạ thường, gã hạ kính xe xuống, để mặc khí lạnh ùa vào trong xe, lớn tiếng hồ hởi nói, mẫn mẫn ở ngay quả núi đối diện chúng ta thôi, cô ấy đang ra đón chúng ta đó, tôi cảm giác được mà. Trương lập thầm nhủ, không cần phải khoa trương như vậy chứ, trên đời này làm gì có chuyện tâm linh tương thông quái quỷ gì đó, xem ra cường ba thiếu ra chúng độc nặng lắm rồi. Xe vừa đi vào thung lũng, mấy căn nhà bằng gạch mộc của trạm cứu hộ lôi khắc tháp cách đã lờ mở hiện ra, bóng người đứng trong gió lạnh cắt ra cắt thịt, mong ngóng chờ đợi kia chẳng phải đường mẫn thì còn ai vào đây được nữa. Cô khoác áo lông cáo trắng như tuyết, từ xa đã vấy vẫy đôi tay nhỏ nhắn, trông thanh nhã như thiên Nga đang múa vậy, chắc một cường ba không đợi xe đi tới đó, đã đẩy cửa nhảy vù xuống, lớn tiếng gọi tên đường mẫn rồi chạy ào qua. Nhìn đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, Hồ Dương phảng phất như lại trở về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt cu à mình. Hai người ôm chặt lấy nhau, nói những lời ngọt ngào nghe mãi mà không chán, cảm nhận nhịp tim của nhau, dường như hai người này là phải như vậy, phải áp sát vào nhau thì mới có thể coi là thực sự đang sống. Trác Mộc Cường ba lau nước mắt trên mặt đường mẫn, nâng niu vuốt ve đôi má trắng như tuyết của cô, nhìn chăm chú, nhìn mãi cũng không thấy đủ, nét mặt gã quả thực đúng là như cảm giác nâng trên tay thì sợ rơi mất, ngậm trong miệng lại sợ tan mất vậy, khụ khụ Hồ Dương xưa nay vốn không để ý đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, anh ta chỉ muốn hỏi một câu, để trong lòng thì khó chịu, nên phải hỏi ngay để còn lên đường tiếp nhóc con, tôi hỏi cô, sao cô lại dẫn bọn họ đi con đường xuyên qua khả khả Tây Lý như thế? Lần trước cô đi với ai hả? Cô có biết con đường ấy nguy hiểm thế nào không? Suýt nữa là cô toi mạng rồi đấy. Đường mẫn ngạc nhiên nhìn Hồ Dương, gã đàn ông dâu Ria xồm xoàm mặt mày hung hãn này rất giống thổ phỉ trong mấy phim thời xưa. Trác Mộc Cường ba vội vàng giới thiệu, đây là đội trưởng đội khảo sát khoa học Hồ Dương, đã cứu mạng ba người bọn họ, đường mẫn, giờ mới ngây thơ nói, tôi có biết con đường ấy nguy hiểm thế nào đâu, vì lần trước cũng ở chị Đa đi theo một đội xe vào khả khả Tây Lý mà, lần ấy cảm giác đường đi rất bình an. Hồ Dương hỏi luôn, đội xe nào vậy? Đường Mẫn nói, tôi không biết, nhưng đội trưởng của họ gọi là Vinh Chát Phượng Mẫu, anh ta cư xử hòa nhã lắm. Ôi chà, Hồ Dương vỗ đùi nói, chẳng trách cô lại đi con đường ấy, Vinh Chát Phượng Mẫu là cơn gió ở khả khả Tây Lý này. Đội nghiên cứu địa chất Thanh Hải bọn họ đương nhiên là hiểu rõ khả khả Tây Lý hơn ai hết rồi. Ừm, mùa xuân là bọn họ đến điều tra nghiên cứu, rồi ở khả khả tây lý cả mùa hè, thì ra là vậy. Lần này mấy người mạng lớn đấy, tôi nghĩ, chắc lần sau mấy người cũng không mang sinh mạng ra dỡn như vậy nữa đâu nhỉ, được rồi, tôi đi trước đã, mấy người có thể ở đây đợi thêm vài ngày nữa, chờ sức khỏe hồi phục kha khá rồi hãy đi. Ở đây là trạm trung chuyển của đội tiếp viện, thực phẩm đồ đạc trong kho đủ cho mấy người dùng nửa năm cũng không hết. Hồ Dương nói đi là đi luôn, chắc Mộc Cường ba nhìn theo dáng lưng anh ta, Nói với Đường Mẫn, nhìn đội trưởng hồ hung hăng như thế, nhưng con người anh ta tốt lắm đấy, lại rất có kinh nghiệm khảo sát vùng hoang dã nữa. "Phải rồi, mấy ngày nay em thế nào?" Trương Lập đứng trước cửa trạm cứu hộ hét toáng lên, "Có thể vào trong này nói chuyện được không? Bên ngoài gió lớn lắm." Trạm cứu hộ chỉ có 3 người, vợ chồng bác sĩ Đinh Minh, Lư Lệ, cả hai đều là người Thanh Hải, ôm tình cảm vô hạn với Khả Khả Tây Lý mà tự nguyện đến nơi hoang sơ không người lui tới này, làm một mạch 6 năm liền còn có một bác sĩ nữa tên là Trần Thần, cũng tự nguyện tới đây làm việc, bên cạnh trạm cứu hộ là trạm bảo hộ tự nhiên, bình thường có ba đội tuần tra núi luôn lưu tới đồn trú, thực ra cũng có thể tính vào làm một, bởi vì đội xe tiếp viện cũng phải trung chuyển ở đây, cứ mỗi 3 tháng đều có một đội xe tiếp viện chờ các vật tư đến, chỉ có mùa đông đóng cửa núi thì dừng một lần, nửa năm. Mới tới, một cốc trà sữa nóng bốc khói nghi ngút xua đuổi đi cái lạnh trong cơ thể. Chắc Mộc Cường Ba và Trương Lập ngồi trong phòng nghe bác sĩ Đinh Minh và Đường Mẫn kể chuyện, thì ra đường mẫn cũng vừa mới khỏe bệnh không lâu ba ngày trước vẫn còn nửa mê nửa tỉnh còn đội tuần tra núi thì đã xuất phát từ 5 ngày trước có lần thì năm ba ngày có lần tới nửa tháng cũng chưa thấy trở lại từ khi đường mẫn tỉnh lại thì chỉ có chờ đợi chờ đội tuần tra núi và bọn trác mộc cường ba cả ba bác sĩ ở trạm cứu hộ đều chưa từng trông thấy cuốn nhật ký đường mẫn nhắc tới mặc dù lúc đó cả ba người cùng tham gia cấp cứu cho đường thọ nhớ lại bác sĩ đinh minh vẫn còn chưa hết sợ thể lực anh ấy đã cạn sạch nhưng vẫn ra sức vùng vẫy đó mới là liều mạng thực sự tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là thứ gì có thể khiến một người sợ tới mức đó cơ chứ còn những người trong đội tuần tra cứu anh ta về người nào người ấy mặt lạnh như băng giống như là gặp ma vậy về sau tôi có dò hỏi mãi nhưng bọn họ đều ngậm chặt miệng không chịu nhắc đến chuyện này mãi sau đó khi tôi cấp cứu cho một người trong đội tuần tra mới nghe được đôi câu ba lời ở chỗ anh ta nghe đâu bảo lúc đó cái xe của đường thọ làm người ta nhìn mà dởn hết tóc gáy dởn hết tóc gáy, trương lập lập lại từ này, thầm nhủ, cái xe thế nào mà khiến người ta dởn hết tóc gáy lên được nhỉ? Tôi không khoa trương chút nào đâu, đây là nguyên văn đấy, anh ta nói như vậy với tôi, còn bảo đừng hỏi tiếp nữa, nói là bọn họ đều không muốn nhớ lại chuyện này, cũng không muốn làm nhiều người hoảng sợ. Bác sĩ Đinh kể xong, đưa mắt nhìn ba kẻ lữ hành, trong mắt thoáng lên vẻ bất an kỳ dị, đủ cho cả ba đều lạnh buốt sống lưng. Được rồi, được rồi, thực ra chúng tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi, chứ không biết tình hình thực tế lúc đó thế nào. Nào, các anh uống thêm chút nữa đi, tôi chuẩn bị giường chiếu hết rồi đấy. Cha cha, nói thật lòng nhé, chỗ chúng tôi lâu lắm rồi không đông vui thế này đấy. Giọng nói của Lư Lệ hết sức ôn hòa, sống ở nơi khắc khiệt thế này nhưng cô lúc nào cũng mỉm cười được, cô và chồng cô, cả hai đều tràn trề nhiệt tình với cuộc sống. Tin tin một tiếng còi xe vang lên, người trong nhà đều đứng bật dậy, Lưu Lệ nói, ôi cha, nói Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi, nhất định là bọn họ trở lại rồi, hy vọng là tổ của mã đội trưởng mà các anh muốn tìm. Mã chiếm hào mắt hổ quắc lên, mũi to miệng rộng, mặt đen như than, tay thô như bê tông cốt thép, vừa nhìn đã biết là con người kiên cường rắn giỏi lại hào sảng. Sau khi làm hai tập rượu thanh khoa, gương mặt đen đúa kia dần ửng lên sắc đỏ. Anh nói mọi người muốn tìm cái gì? Giọng tay đội trưởng mã này vừa khàn vừa trầm, nghe rất giống một người nói trong cái hũ. Nhật ký, bọn chúng tôi toàn là người thô lỗ, chẳng ai có thói quen viết nhật ký cả đâu. Đường mẫn sốt ruột tranh lời, nhưng nhất định là có, anh nghĩ lại xem nào. Là một quyển nhật ký bìa da màu đen, dày hơn bình thường một chút, giống như quyển sách ấy. Cô, cô nói cái gì? Nói lại xem nào, sắc mặt mã chiếm hào đột nhiên trở nên căng thẳng, chỉ tay vào mặt đường mẫn, lắp bắp hỏi, cô, cô nói, có phải là một quyển sổ bìa da đen, bên trên có chữ vàng, dày, dày chừng này không? Đường mẫn hoan hỉ reo lên, phải rồi, phải rồi đó là nhật ký của anh trai tôi anh thấy rồi à nhất định là anh trông thấy rồi có phải không chẳng ngờ mã chiếm hào đột nhiên chụp lấy tay đường mẫn hét lên đó đó là nhật ký hả quyền nhật ký vốn là của anh trai cô hả cô lập tức nói cho tôi biết cuốn nhật ký ấy vốn lai lịch thế nào nó là cái quái gì rốt cuộc nó là chuyện gì chú thích một do nước ngầm bị lấp đất đóng băng bên trên và tầng đất băng lâu năm bên dưới nén chặt nên ở chỗ đất yếu sinh ra đóng băng phình đại, biển hiện phình lên trên bề mặt đất. Cuốn nhật ký chết chóc. Đường mẫn nhất thời bị sự biến bất ngờ này làm cho luống cuống không biết phải làm sao, chắc một cường ba khẽ ôm lấy cô, nắm chặt cổ tay mã chiếm hào, trương lập nhận ra tinh thần mã chiếm hào hơi kích động quá độ, bèn khuyên giải, có chuyện gì từ từ nói, đội trưởng mã, anh đừng kích động, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Anh nói cho chúng tôi nghe được không? Mã chiến hào rút tay về, rồi lại hằn học chụp lấy trương lập, dùng sức lắc mạnh, anh biết gì hả? Anh biết gì chứ, cái thứ ấy đã hại chết năm mạng người rồi đó. Ba người nghi hoặc nhìn nhau, giây lát sau chắc Mộc Cường ba mới hỏi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Hai vợ chồng đinh minh, lư lệ cũng chạy tới an ủi mã chiếm hào, anh ta mới dần dần bình tĩnh lại. Mã chiếm hào đau đớn nhớ lại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ đó là ở trong tay đôi vượt, khoảng thời gian đó tôi phát hiện anh ta có vẻ tách rời mọi người, những lúc nghỉ khi ra ngoài tuần tra, hay trở về doanh trại, anh ta gần như chỉ thích một mình ngồi một chỗ. Các anh biết đấy, để tình hình này xảy ra trong đội tuần tra là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ở khả khả Tây Lý này chỗ nào cũng là mãnh thú hoang dã, hơn nữa bọn săn trộm cũng thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. Một mình tách rời tập thể sẽ rất có khả năng trở thành mục tiêu tấn công của giã thú và bọn săn trộm. Lúc tôi thúc giục anh ta về đội, phát hiện lúc nào anh ta cũng đang xem cái thứ màu đen đó, tôi còn tưởng đó là sách nữa. Về sau có một lần, tôi lớn tiếng phê bình anh ta một trận, đồng thời bắt anh ta phải giao cuốn sách ấy ra nhưng đôi vượng sống chết cũng không chịu thừa nhận để không ảnh hưởng sự gắn kết giữa các đội viên chuyện đó rồi tôi cũng bỏ qua không trừng phạt gì anh ta hết thế nhưng thế nhưng thế nhưng sáng sớm hôm sau chúng tôi đã tìm thấy thi thể cứng đờ của anh ta trong đống tuyết ngay phía trước doanh trại trương lập ngồi thẳng người dậy hỏi làm sao mà chết đội trưởng mã đưa mắt nhìn đinh minh bác sĩ đinh liền nói sau khi khám nghiệm tử thi đôi vượng chúng tôi không phát hiện vết thương cũng như bệnh tật gì, anh ta bị chết cóng. Lúc tử thi của đôi vượng được phát hiện thì đã bị tuyết phủ lấp quá nữa, miệng anh ta hé mở như muốn nói điều gì đó, quần áo anh ta không biết vì lý do gì mà lại để hết cả trong lều. Ban đêm ở khả khả Tây Lý, nhiệt độ âm mười mấy độ C có thể làm đông cứng mọi thứ trên đời này. Mã Chiếm Hào vô cùng hối hận, có lẽ mình không nên trách mắng đôi vượng như vậy, cậu ta là một đội viên rất tốt, vậy mà đã lặng lẽ ra đi không để lại một lời nào. Đến giờ nhớ lại, mã chiếm hào vẫn còn áy náy không yên, hai tay anh ta ụp lên mặt, hồi lâu mới kể tiếp, người thứ hai là Trần Dũng Quân, anh chàng người Đông Bắc này đến đội tuần tra của chúng tôi đã được hai năm, trong một lần truy bắt bọn săn trộm đã kết thành chiến hữu thân thiết với đôi vượng. Sau khi đôi vượng chết, thì tôi không thấy cuốn sách màu đen kia đâu nữa, ừm, cuốn nhật ký mới đúng, lúc đó tôi cũng không chú ý lắm. Nhưng hành vi của Trần Dũng Quân lại trở nên thậm thà thậm thuộc, mấy lần anh ta nhìn thấy tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là im lặng, mới đầu tôi cũng tưởng là Trần Dũng Quân chẳng qua chỉ thương tâm trước cái chết của đôi vượng. Nhưng hôm sau, lúc đi tuần tra, tôi rõ ràng nhìn thấy anh ta giấu cuốn sổ đó vào ngực, tôi cũng từng hoài nghi anh ta đã giết đôi vượng vì cuốn sổ này, nhưng dù sao thì tôi không thể nào tin được rằng chỉ vì một cuốn nhật ký mà Trần Dũng Quân lại giết chết người bạn sinh tử chi giao của mình được. Ai ngờ đâu, đêm hôm sau, Trần Dũng Quân cũng bị chết cóng, cuốn nhật ký kia đã không cánh mà bay hai ngày chết mất hai thành viên đội tuần tra đây là chuyện hết sức ly kỳ mã chiếm hào tức khắc hạ lệnh trở về trạm kiểm lâm tất cả đều phải đợi tới khi sự tình được làm rõ rồi tính sau mệnh lệnh vừa đưa xuống không lâu đội tuần tra lại có thêm ba người nữa mất tích mã chiếm hào lấy làm kinh hoàng bọn họ không thể nào dùng bộ đàm vô tuyến liên lạc với các thành viên mất tích chỉ còn cách chia nhau đi tìm kết quả là một phân đội khác đã nhìn thấy ba người mất tích đó chui vào một hang động băng theo báo cáo bọn họ đã đuổi kịp ba người kia nhưng hết gọi mà ba người đó chẳng những không chịu dừng bước, ngược lại còn chạy càng nhanh hơn, đuổi đến khi bọn họ chạy vào động băng thì phân đội kia không dám tiếp tục truy theo nữa. Ba người đó vừa chạy, vừa thỉnh thoảng lại lấy một cuốn sách bìa da màu đen ra lật xem, tình hình thật khiến người ta vô cùng nghi hoặc. Các anh có biết không hả? Người vào hang động băng, xưa nay chưa có ai sống mà trở ra được, vì vậy tôi nhất định phải hỏi cô, cô Đường, trong cuốn nhật ký đó rốt cuộc viết những gì, tại sao năm thành viên trong đội của tôi người thì chết người thì mất thích cô có thể trả lời tôi được không? Mã chiếm hào cuối cùng cũng lớn tiếng chất vấn. Đường mẫn sợ hãi đáp, có gì đâu chứ, đó chỉ là cuốn nhật ký lữ hành của anh trai tôi thôi mà, chỉ, chỉ ghi chép lại những chuyện anh ấy gặp trên đường, thật sự là chẳng có gì cả. Tôi nghĩ, tôi vô cùng đau lòng trước chuyện những thành viên trong đội của anh gặp phải, nhưng nhất định là không liên quan gì tới cuốn nhật ký của anh trai tôi đâu. Làm sao lại không liên quan được, Đến phút cuối cùng bọn họ đều xem nó cả cơ mà Mã Chiến Hào rất bất mãn với câu trả lời của Đường Mẫn, chắc Mộc Cường Ba và Trương Lập đưa mắt nhìn nhau, giờ đây người hiểu được chuyện này e là chỉ có hai người bọn họ mà thôi, bởi vì họ cũng là những kẻ sống sót ra khỏi hang băng. Trương Lập lẩm bẩm nói, nói như vậy thì cuốn nhật ký kia đã mất tích cùng với ba người trong đội tuần tra của anh rồi. Chắc Mộc Cường Ba khe khẽ kéo vạt áo Đường Mẫn, ra hiệu cho cô đừng cái lại Mã Chiếm Hào nữa, sau đó Trương Lập an ủi Mã Chiếm Hào vài câu đoạn hỏi, chuyện đó xảy ra sau khi các anh tìm thấy đường thọ bao lâu? Mã chiếm hào đáp, chừng hơn một tháng. Trương Lập lại chuyển qua một chủ đề khác, phải rồi, đội trưởng Mã, nghe nói sau khi các anh tìm được đường thọ, lại tìm thấy cả xe của anh ta nữa, thấy bảo chiếc xa của đường thọ lúc đó trông cực kỳ đáng sợ, anh có thể kể cho chúng tôi nghe kỹ hơn được không? Mã chiếm hào đột nhiên giật bắn mình, mở to cặp mắt đầy vẻ hoảng sợ hỏi, tại sao lại hỏi chuyện này? Các anh muốn biết chuyện gì hả? Trương Lập chỉ tay vào đường mẫn nói, cô này là em gái ruột của đường thọ, cô ấy muốn biết tình hình anh trai mình lúc đó, bác sĩ bảo, điều này sẽ trợ giúp rất lớn cho việc điều trị của anh trai cô ấy. Mã chiếm hào bán tín bán nghi nhìn đường mẫn, rồi lại nhìn chắc Mộc Cường ba đang hết sức thân thiết với cô, thấp giọng nói, được rồi, vậy thì tôi chỉ nói với hai người này thôi. Trương Lập và hai vị bác sĩ liền biết ý lùi ra ngoài. Mã chiếm hào trầm giọng nói, tôi có thể kể cho hai người biết những gì mình trông thấy ngày hôm đó, còn hai người nghĩ thế nào thì tùy. Đằng nào những gì tôi nói cũng là sự thật. Đường mẫn gật gật đầu, mã chiếm hào liền nói, lúc phát hiện ra anh trai cô, anh ta chỉ lập đi lập lại có một câu, bọn chúng đến rồi, bọn chúng đến rồi. Nét mặt hoảng loạn đó cả đời này tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc đó chúng tôi ngỡ là anh ta đã gặp phải Hồ lang ở Khả Khả Tây Lý, hai người biết Hồ lang là gì không? Là một tổ chức săn trộm, Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, ra hiệu cho anh ta bỏ qua phần giới thiệu về Hồ lang Mã chiếm hào liền tiếp tục, tuy nhìn anh ta có vẻ tiều tụy mệt mỏi, cũng đã chạy cả một quãng đường dài, nhưng chỉ tùy tiện dựa vào đôi chân thì không thể tùy tiện chạy bừa bãi ở khả khả Tây Lý này được. Chúng tôi biết nhất định anh ta có xe, chỉ là không biết cái xe đó vứt ở đâu mà thôi. Một nhóm nữa anh ta trở về trạm cứu hộ, còn một nhóm khác lại tiếp tục đi theo tuyến đường điều tra. Hai ngày sau chúng tôi phát hiện ra chiếc xe anh trai cô bỏ lại, thật không ngờ là lại cách xa đến thế, mà, chiếc xe đó, chiếc xe đó khiến người ta nhìn qua một lần thì không thể nào quên nổi. Mã chiếm hào liếm cặp môi khô khốc, nói tiếc, khắp xe đều là thương tích, không biết là đã bị lật bao nhiêu lần rồi, đáng sợ nhất là, dường như nó vừa được rửa qua một lần, rửa bằng máu. Cửa xe, kính xe, nắp trước, bánh xe, chỗ nào tay có thể chạm đến chỗ đó đều là máu, những chỗ máu đã khô ấy phát ra mùi tanh khó ngửi vô cùng. Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ hơn chúng tôi phát hiện, đáng sợ hơn nữa là, chiếc xe đó dường như bị con gì đó cắn, ống thép ở tấm chắn phía trước và phía sau đều bị cắn xé biến dạng, khắp thân xe chỗ nào cũng có dấu vết bị cào cấu, là vết vuốt sắc để lại. Hàng ghế sau hoàn toàn bị cào nát, phía sau ghế lái có ba lớp lưới thép phòng hộ cũng bị giật cho méo mó hình dạng. Lúc ấy, chúng tôi mới cảm thấy thủ phạm e rằng không đơn giản chỉ là hồ lang mà là một loại động vật, không biết đường thọ đã mang ở đâu về một loại động vật và để chúng chạy thoát khỏi xe. Khi chúng tôi kiểm tra chiếc xe đó, lại phát hiện nó đã được cải tạo lắp thêm 4 bình xăng, tổng lượng xăng ước tính phải lên tới 500 lít, đủ để anh ta đi chặng đường hài 2.000 cây số, vì vậy chúng tôi không sao đoán được anh ta từ đâu đến cả. Con mẹ nó, cảnh tượng đó anh mà trông thấy nhất định sẽ không thể nào quên, đúng là một chuyện đầy máu tanh và mười phần quái dị. Đường Mẫn giúp người vào lòng Trác Mộc Cường Ba, thấp giọng nói, em không muốn nghe nữa. Trác Mộc Cường Ba gật đầu đồng ý, rồi nhẹ nhàng kết thúc câu chuyện dài dòng lủng củng của Mã Chiếm Hào. Gã biết rõ, anh chàng đội trưởng này mà dẫn đường thì có lẽ là thuộc vào hãng cao thủ nhất lưu, nhưng muốn anh ta kể lại rõ ràng mạch lạc chuyện họ gặp phải ngày hôm đó, chỉ sợ phải tốn mất mấy ngày cũng không chừng. Huống hồ gã đã biết việc cuốn nhật ký không thể xe tô chuyển biến gì mới, lúc này điều duy nhất phải làm chính là rời khỏi đây trở về Hasa trước khi thời tiết xấu thêm nữa. Ba người cả cơm chưa cũng không kịp ăn đã khẩn thiết đòi đi, đội tuần tra đành phái một chiếc xe và hai thành viên dày dạn kinh nghiệm đưa họ rời khỏi trạm cứu hộ. Cùng lúc bọn Trác Mộc Cường ba rời đi, sâu trong một khu vực không người ở Khả khá Tây Lý, trong một sơn động dưới vách đá dựng đứng có hơn 10 người đang tụ tập thương thảo gì đó. Ngồi trên ghế cao ở giữa là một nhân vật mặt xanh để tóc dài, vết sẹo ở khóe mắt bên trái kéo dài tới tận mang tai khiến y trông càng hung tàn đáng sợ hơn những kẻ khác một bậc, đôi mắt tam giác như hai lưỡi dao sắc bén, hằn học quan sát từng người ngồi phía dưới, "Tao đã bảo chúng mày bao nhiêu lần rồi, không được tự ý hành động." thời kỳ chú đông của linh dương tây tạng là lúc bọn đội tuần tra núi bảo vệ nghiêm ngặt nhất bọn chúng sẽ phái ra lực lượng đông gấp đôi bình thường để đi tuần giờ bọn đại như sơn bốn người đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy về chúng mày có thằng nào nói cho tao biết được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không giọng nói của y nghe như mèo đêm gào rú những kẻ hoặc đứng hoặc ngồi bên dưới đều run như cầy sấy không ai dám ho he nửa lời một lũ ngu xuẩn bốn người mà dám đơn độc hành động còn dẫn theo hai thằng mới nữa nếu chết hết thì còn may, nếu bị bọn tuần tra bắt được thì sao, hừ hừ. Người kia cười gần, vết sẹo nơi con mắt hình tam giác cũng tự nhiên giật giật, đám người bên dưới chỉ nhìn thôi cũng đã kinh hồn bạt vía rồi. Hừm, ở đây cũng hay phết nhỉ, bên ngoài gió lớn tuyết lớn, vừa vào trong hang đã ấm áp như mùa xuân rồi. Giọng tiếng hán sượng sượng đó vừa cất lên, hai gã cao to dâu sổm đứng canh ngoài cửa hang lập tức xông ra. Chẳng bao lâu đã nghe trong hang vang lên tiếng quát tháo, là bọn nào. Làm gì vậy, thực thà trả lời tao đi. Chẳng mấy chốc, một người đã bị hai tên cáo to kia áp giải hai bên, đẩy vào trong hang, gã bên phải hỏi, đại ca, có cần thịt nó luôn không? Mắt tam giác nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng đeo kính đen, trên người không ngờ lại khoác quân phục của đội danh dự trên quảng trường đỏ ở Moscow, chiều cao và hình thể đều vượt xa hai tên thủ hạ của y. Người tóc vàng bị đè hoàn người xuống, chỉ thấp giọng cười gần hỏi, đây chính là cách đái khách của anh đấy à? Tiếng trung của y biểu đạt rất chuẩn xác, nhưng phát âm thì hơi vụng về, cứ như trong mồm ngậm viên đá mà nói chuyện vậy. Đột nhiên thấy người tóc vàng kia chẳng cử động gì, chỉ như vươn vai thẳng người dậy, hai gã to cao đang đè lên người y liền bị nhấc bổng lên như hai con gà nhỏ, cả hai vẫn còn ôm chặt lấy hai cánh tay của người tóc vàng, nhưng chỉ như ôm hai cây trụ sắt, chỉ thấy y khẽ rung tay một cái, cả hai tên liền bị văng sang hai bên tới mấy mét, đám người trong hang vừa thấy kẻ mới tới mạnh mẽ hung hăng như thế, liền lần lượt nắm chân xoa tay, lấy súng lấy dao, còn người tóc vàng kia không ngờ chỉ khịt mũi khinh thường. Dừng tay lại hết cho tao, một lũ phế thải, mắt tam giác ngăn cản đám thủ hạ ngô xuẩn của mình, đối phương đã bình yên vào tới tận trong này, vậy thì lôi ba đang canh gác ngoài kia chắc chắn đã bị đánh gục rồi, đám người ở đây, liệu có mấy tên mạnh hơn được lôi ba cơ chứ? Y nhìn người ngoại quốc thân hình cao lớn trước mặt, cất tiếng hỏi, không phải ông tới đây du lịch đấy chứ? Người tóc vàng theo thói quen rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ung dung thổi ra vài vòng khói, mấy ngày trước tôi đi chơi ở Khả Khả Tây Lý, tình cờ nghe nói vùng này có một băng săn trộm tên là Hồ Lang hoạt động rất sôi nổi, nên sớm đã muốn tới xem thử rồi. Mắt trái của mắt Tam giác nheo nheo lại một cách bất an, không cần nhiều lời, ông đã tìm được chúng tôi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Người tóc vàng nói, "Được, nói cho anh biết, tôi đang chuẩn bị có một vụ làm ăn lớn, chỉ là vẫn chưa đủ người, thế nên mới muốn tìm một vài người vừa đủ nhẫn tâm lại vừa cơ cảnh nhập bọn." hai năm nay chính phủ trung quốc đã tăng cường giám quân khu vực khả khả tây lý này rồi dầu mỡ cho các anh hút càng lúc càng ít nếu các anh chịu hợp tác tôi đảm bảo nửa đời sau các anh không cần phải nơm nớp lo sợ lẩn chỗ này trốn chỗ kia nữa mắt tam giác cảnh giác nói là chuyện làm ăn gì người tóc vàng cười cười đáp nói ra sợ anh cũng không tin trong vụ này chúng ta đi đường biên có thể nói là tuyệt đối không phạm pháp chúng ta sẽ đi tìm một số đồ bị vứt bỏ đã lâu rồi đem bán lấy tiền thôi mắt tam giác bật cười khinh miệt, ông muốn rủ chúng tôi đi đào mộ hả? Người tóc vàng nghĩ ngợi dây lát, rồi mỉm cười đáp, cũng có thể nói là đào trộm mộ, nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Chúng ta chỉ tới lấy thôi, hơn nữa, chỗ đó và mộ hơi khác nhau, mộ thì có chủ nhân, còn thứ chúng ta đi lấy lại hoàn toàn không có chủ nhân gì cả. Mắt tam giác hoài nghi, nếu đơn giản như ông nói, còn cần tới chúng tôi làm gì nữa? Người tóc vàng gõ gõ lên đầu mình, bước lên mấy bước, ừm, là thế này, đồ vật bên trong có thể tùy tiện lấy đi, nhưng muốn đến được đó thì đường đi tương đối vất vả, chỉ có những người quanh năm sống ở nơi môi trường khắc nghiệt như khả khả tây lý như các anh đây mới có thể đảm nhận được nhiệm vụ này. Mắt tam giác gần giọng giữ tơn, bớt vòng vo con mẹ nó đi, nói xem, là ở chỗ nào, cần bao nhiêu người, sau khi xong việc mỗi người chúng tôi được bao nhiêu. Người tóc vàng xua tay lia liệ lại bước thêm mấy bước nữa, tôi e nói ra sẽ làm các anh sợ thôi. Nơi đó cụ thể ở chỗ nào thì tới giờ vẫn chưa làm rõ được, có điều phạm vi đại khái là ở đoạn phía đông nam dãy Himalaya. Y nhìn thẳng vào mắt tam giác, như cười cười mà lại như không. Mắt tam giác giật bắn mình, vết thương nơi khóe mắt lại ngấm ngầm tái phát, thầm nhủ, lẽ nào, hắn lại muốn đến nơi đó, làm sao hắn biết được. Rốt cuộc hắn đã biết những gì rồi. Người tóc vàng sải chân bước lên một bước dài, đã tới ngay trước mặt mắt tam giác. Y cao hơn mắt tam giác nửa cái đầu, không thể không cúi người mới ghé miệng sát tai đối phương thì thầm được, xem ra ông rất căng thẳng thì phải, quả nhiên là ông biết chỗ ấy. Kế đó y lại dùng tiếng Anh nói một chữ, người nhện. Mắt tam giác chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người tóc vàng bí hiểm này, hồi lâu mà không nói được tiếng nào. Chỉ nghe người tóc vàng lại quay sang nói với lũ hung đồ đứng xung quanh, còn về tiền thù lao, cũng khó nói lắm, có điều theo tôi đoán, ít nhất mỗi người cũng được vài nghìn, vạn, đấy. Xung quanh liền vang lên tiếng chửi bới huyên náo, con bà nó, nói rõ chút xem nào, rốt cuộc là mấy nghìn hay mấy vạn. Nói con bà mày ý, nghĩ kỹ rồi hãy nói, nói cái tiếng mẹ gì thế? Không nói rõ thì đừng hòng ai bán mạng cho mẹ mày. Vài nghìn vạn vài chục triệu, người tóc vàng mỉm cười nói. Vừa nghe thấy con số này, máu trong người đám côn đồ hung hăng như bầy sói kia bắt đầu sôi lên sùng sục, lỗ tai lùng bùng, hai mắt sáng ngời, tên nào cũng há hốc miệng ra hít hà, lẩm bẩm tính toán mấy chục triệu, mấy chục triệu, con số lớn như vậy, có thể làm được gì đây, xe, nhà, đàn bà, còn thứ gì không thể có nữa đây. Người tóc vàng lại bổ sung tiếp, đương nhiên, đơn vị tiền tệ thấp nhất cũng phải là euro, nói không chừng cũng có thể là bảng anh. Mắt tam giác không còn ngồi yên được nữa, tỷ giá hối đoái giữa euro và nhân dân tệ khoảng gần một ăn chín, mấy chục triệu euro đổi sang nhân dân tệ, ít nhất cũng phải được hơn trăm triệu nhưng đồng thời gã cũng hiểu rõ nơi người tóc vàng nhắc đến kia nguy hiểm thế nào ngoại trừ cái chết ra ở đó e là chẳng còn gì khác nữa tên này rốt cuộc muốn tìm cái gì ở đó đây lời của hắn có đáng tin không một thằng cha cả tên cũng không dám tự báo ra y lạnh lùng nói rốt cuộc ông là ai chúng ta dựa vào cái gì để tin lời ông người tóc vàng rít hết điếu thuốc ném đầu mẩu xuống đất dùng mũi chiếc giày da nặng nề khảm sát của y dập tắt tàn thuốc rồi đứng thẳng lưng như quân nhân tháo kính dâm xuống để lộ ra đôi mắt xanh lam, trong mắt lộ ra những tia sáng quái dị như của loài rắn độc, đoạn mỉm cười nói, tôi tên là Merkin. Xe lửa xuống miền Nam. Merkin là hạng người gì nhỉ? Mắt tam giác thầm nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt, còn đám thủ hạ kia của y thì càng mù mờ không hiểu gì cả, nhưng cuối cùng y vẫn đáp trả, tôi là đầu đàn của bọn lang sói này, tên là Tây Mễ. Ô, trong đám người bên dưới vang lên nhiều tiếng kêu kinh ngạc, không ít người theo tên thủ lĩnh này một thời gian rất dài rồi, nhưng cũng chưa từng biết kẻ được người ta gọi là Hồ Lam này tên thật là gì, phải đến hôm nay mới nghe thấy lần đầu tiên. Cái tên này nghe ra hình như không phải tên người Hán, nhưng cũng không biết là dân tộc thiểu số nào nữa. Tuy Mắc cảm thấy rất thất vọng vì Tây Mễ không biết mình là ai, nhưng vừa nghe Tây Mễ nói tên ra y liền bật cười phá lên, đấy thấy chưa, vận may của tôi thật không tệ chút nào. Tây Mễ vừa nghe Mắc nói vậy, lại thầm nhủ, quả nhiên là cái gì hắn cũng biết. Nhưng rốt cuộc là làm sao mà hắn biết được vậy nhỉ? Tuy y chưa từng nghe qua tên Merkin bao giờ, nhưng người đàn ông ngoại quốc cao lớn khiến người ta nhìn mà phát sợ này, từ lúc vào hang mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều khiến y tương đối kinh hãi. Trước đây ở trong quân đội, ngoại trừ giáo quan của bọn y ra, vẫn còn chưa có ai khiến y cảm thấy thấp thỏm tới như vậy. Merkin ngưng lại dây lát, rồi nói tiếp, các anh chưa nghe tên tôi bao giờ vậy thì cũng chẳng sao, có điều vì chuyện này tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, tôi cũng không ngại cho các anh hiểu thành ý và công tác chuẩn bị của tôi thế nào. Chúng mày vào đi, bên ngoài gió lớn lắm, chủ nhân ở đây đã nhiệt tình lại còn hiếu khách nữa. Makin vừa gọi một tiếng, năm người liền đi hàng một bước vào, bốn người đi trước đều mặc trang phục giã chiến trên vùng tuyết, trắng tuyền một màu, mũ liền áo che cả nửa mặt, kính đen và khẩu trang che nốt phần mặt còn lại. So với trang phục của họ thì vũ khí trong tay họ lại càng bắt mắt hơn, mỗi người đều đeo một ống phóng hỏa tiến cá nhân loại không có lựu phản chấn, một người xách hai khẩu súng máy hạng nhẹ, một người cầm súng hạng nặng có chống đạn, một người cầm súng tiểu liên gắn thêm nòng phóng lựu. Còn một người lại cầm cả súng có thể xoay chuyển đường đạn có máy ảnh và ống ngắm chỉ mới xuất hiện trong chiến tranh Iraq. Chỉ riêng số trang bị này đã khiến bọn săn trộm trong hang thấp thỏm không yên, đừng nói là bọn chúng, mà ngay cả thủ lĩnh Tây Mỹ của chúng cũng chưa từng nhìn thấy những vũ khí gần đây mới được chế tạo ra này. Điều duy nhất bọn chúng cảm thấy có thể ăn mừng là, may vừa rồi không động chân động tay, bằng không bên bị đuổi sạch giết tận chỉ có thể là bọn chúng mà thôi. Merkin nở một nụ cười giả tạo giải thích, không cần phải căng thẳng, ở đây môi trường khắc nghiệt, giã thú cũng nhiều nữa, mấy thứ này đều dùng để đi săn cả thôi. Tây mế hiểu rõ trong lòng, dùng hỏa tiến đi săn ý nghĩa là thế nào, nhưng năng lực của Merkin đích thực đã vượt quá sức tưởng tượng của y, kẻ này đã dùng quan hệ kiểu gì, làm sao có thể kiếm được số vũ khí này, rồi lại làm sao mang chúng vào được lãnh thổ Trung Quốc nữa? Chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến y thực không sao nghĩ ra nổi rồi, còn chuyện gì mà Muckin không làm được nữa. Đối phương đã lôi đống gia sản cho bọn y xem, vậy thì hậu quả của chuyện từ chối đề nghị này thế nào chắc không cần nghĩ cũng biết được. Đồng thời, Tây Mế cũng chú ý đến người đi cuối cùng, tuy rằng y cũng bịt kín người trong quần áo, nhưng lại rất khác so với bốn tên đi trước, kẻ này thấp hơn Muckin chừng nửa cái đầu cái đầu hói của y trông nhọn như chán dạ xoa, chỉ có hai bên tai là còn chút tóc xám bạc, gương mặt vàng như vỏ trái quyết, những phần da khác lộ ra bên ngoài tuyền là màu xanh xám, cả người gầy như que củi, xương ngón tay nhỏ như vuốt chim, bên dưới lớp da bọc xương, các mạch máu ngoằn nghèo như run bò, đôi mắt xanh vừa to vừa tròn như mắt cú mèo lồi hẳn ra bên ngoài. Tây Mễ tự cảm thấy hình tượng của mình đã hung tợn dữ dằn lắm rồi, không ngờ lại còn có người tướng mạo dữ tợn hơn mình gấp bội, tên này lại nhìn lạnh lẽo như băng, không có chút hơi người, hệt như một cương thi đã trôn mấy năm dưới gò, vừa đội đất chui lên vậy. Merkin chẳng nói chẳng rằng với bốn tên cầm vũ khí, tới khi kẻ trông như xác chết kia đi vào, y mới nhiệt tình bước đến chào hỏi, nói gì đó với y bằng giọng như thể muốn lấy lòng. Hai người thương thảo một lúc, mới thấy cái xác chết nở một nụ cười tuyết như quả hồng nháo, tây mễ nghe được, Merkin và tên kia đang nói chuyện bằng tiếng Pháp, kẻ nhìn người không ra người ma không ra ma kia tên là Sauce. Merkin và Sauce vừa nói chuyện xong, chuẩn bị cất tiếng nói với Tây Mế, thì một người đỡ một người khác tập tính đi vào, lão đại, như nhị hoa trở về rồi. Người kia nói xong, mới nhận ra tình hình trong hang có điều khác lạ, tự dưng có thêm một đám người vũ trang từ đầu tới chân. Tây Mế bực tức xua tay bảo hai tên thuộc hạ kia mới vào đứng sang một bên, thầm nhủ, đường lên núi chỉ có một, thằng lôi ba này làm trò quái gì mà bao nhiêu người đi vào đến tận đây rồi mà cũng không hay biết gì nữa. Tên nghiêu nhị hoa kia rõ ràng chính là tên săn trộm đã thoát khỏi bọn trác mộc cường ba trong hang băng, mặt y gầy tọp lại, rõ ràng mấy ngày nay đã chịu không ít khổ nhục. Y vừa vào hang, đã bất kể những người xung quanh, nước mắt nước mũi nhòe nhẹt nói, anh trai tôi chết rồi. Anh ấy bị mấy thằng trong đội khảo sát khoa học đánh chết rồi. Kế đó, nghiêu nhị hoa kể sơ qua chuyện tính giết sạch mấy người trong đội khảo sát ở động băng thế nào cho cả bọn nghe, cuối cùng hằn học nói, bọn chúng nhất định có người đã từng vào động băng rồi, bằng không thì căn bản không có khả năng thoát ra nổi. Tôi nhất định phải trả thù cho anh trai. Tây mế tức đến bùn rùn cả người, mấy thằng ngu không có óc này, không dưng mất mạng thì không nói làm gì, còn phá hoại toàn bộ kế hoạch của y ở khả khả tây lý này nữa. Nhưng trước mắt y cũng chẳng có tâm tư đâu để mắt đến như nhị hoa, vấn đề còn thực tế hơn gấp bội đang bày ra ngay trước mắt y. Không ngờ, Mơ nghe như nhị hoa kể xong, đột nhiên nôn nóng đòi đi trước, hắn bước tới vỗ vai Nghiêu Nhị Hoa, an ủi, có cơ hội mà, chú mày nhất định có cơ hội báo thủ đấy, kha kha. Kế đó, hắn lấy ra một tấm danh thiếp, nói, tôi phải đi gặp một người bạn cũ gấp, ở đây có cách thức liên lạc sau. Cuối cùng y lấy ra hai cọc nhân dân tệ to như cục gạch, ngần ngừ một chút rồi nói, đây là 200.000, coi như phí tư vấn của các anh đi. Các anh cứ nghĩ cho kỹ, gặp lại. Nói xong, y lùi lại mấy bước, rồi vừa thảo luận gì đó với Sos vừa đi ra khỏi hang, bốn tên thủ hạ vũ trang tận răng cũng lục tục kéo ra theo. Đám người trong hang đều tham lam nhìn chầm chầm hai cục tiền kia, rồi nhất thời ánh mắt tập trung cả vào người Tây Mễ. Tây Mễ nhìn chầm chầm vào tấm danh thiếp in số điện thoại của đại sứ quán nhiều nước kia mà ngây người ngỡ ngàng. Merkin rảo bước ra ngoài hang động, nói bằng tiếng Pháp, tôi còn tưởng hắn chết ở khả khả Tây Lý rồi cơ, không ngờ lại cùng đi với bọn đội khảo sát. Sos nói, hắn tới đây làm gì? Merkin nói, tôi làm sao biết được, có lẽ là đến lần tìm đầu mối gì đó, chính tôi cũng không biết hắn đã nắm được những gì rồi nữa, nhưng xem cái vẻ chắc chắn tự tin của hắn, nhất định là đã tham dò được không ít chuyện rồi. Phải rồi, không ngờ ở khả khả Tây Lý lại có thứ động băng kỳ quái như vậy, như nhị qua nói bọn chuột đồng kia bị một thứ khí gì đó đuổi chạy tung tóe anh thấy thế nào? Sau cười khục khắc nói, hừ, chuột bạch thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra một thứ tín hiệu nguy hiểm tổng hợp từ nhiều loại vật chất, trước mắt đã tìm ra được là bao gồm các chất dễ phát tán như uric, hormone, adrenaline của chuột, phân tử gamili meta, nếu là tôi thì đã có thể khiến lũ chuột khắc phục nỗi sợ với lại khí kia, bọn người đó nhất định không ai thoát nổi. Bên vách đá, tiếng động cơ nổ ầm ầm từ bên dưới lao vút lên một chiếc trực thăng. Merkin ngồi trên máy bay lẩm bẩm nói, "Nhanh lên, nhân lúc bão tuyết còn chưa thành hình mau mau rời khỏi nơi này. Khí hậu ở cái chỗ quỷ quái này thật khắc nghiệt." Merkin đeo kính đen lên, nhìn uy nghiêm như một sĩ quan quân đội, chỉ thấy y vừa rút điếu thuốc ra, một tên thủ hạ phía sau đã lập tức châm lửa để lấy lòng. Y rít một hơi thuốc, ngừng đầu lầm bẩm nói, hy vọng hắn vẫn còn ở đội khảo sát, trở về ha Sa rồi thì muốn tìm cũng không dễ nữa. Một tên vũ trang phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi, ông chủ, quân số chúng ta đã đủ rồi, tại sao còn phải tìm đám tôm tép kia làm gì? Mắc cười gần, làm việc gì cũng cần gọn gàng sạch sẽ, tốt nhất cứ phải tìm mấy kẻ chết thay đá, dù chuyện bại lộ thì cũng không đến nỗi có người nghi ngờ chúng ta, hiểu chưa? Lần này y lại đổi sang dùng tiếng Anh. Nhưng mà, bọn chúng liệu có đồng ý không? Merkin cầm gà tàn thuốc, tên kia lập tức khung tay lại, miệng hỏi. Merkin gầy gầy tàn thuốc, giải thích, sẽ đồng ý thôi. Có một nhân vật vĩ đại từng nói, nếu có 30% lợi nhuận, người ta sẽ trở nên sôi nổi, nếu có 50%, người ta sẽ dốc hết sức lực, nếu là 100%, người ta sẽ dẫm đạp lên cả pháp luật. Còn nếu là 300%, người ta sẽ dám liều cả tính mạng, thậm chí là lên cả giá treo cổ. Chim chết vì miếng, người, nhất định sẽ chết vì tiền. Tên kia liền nói, vậy thì, đơn giá ngài đưa ra cho chúng là. Merkin đắc y nói, không vốn, vạn lời. Y lại dùng tiếng Pháp nói với Sauce bên cạnh, tôi nói có đúng không? Ông Sauce, Sauce cười khan hai tiếng, tựa như tiếng khóc lúc nửa đêm của ma nữ bị thắt cổ chết một con lửng mỏ nhọn lông xù xì thò đầu ra ngoài cổ áo y, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba vừa tới trạm bảo hộ tự nhiên cách nhĩ Mộc đã khẩn cấp gọi điện tới Ha Sa, sau đó lên một chiếc xe khác tới thành phố cách nhĩ Mộc. Vừa tới được thành phố thì trời bắt đầu đổ tuyết, tuyết lớn kèm theo gió làm Trác Mộc Cường Ba nhớ đến chiếc xe kiêu long bị mất ở khả khả Tây Lý, gã và Trương Lập Bèn thương lượng, quyết định ngồi xe lửa về Ha Sa. Lên xe lửa ở cách nhĩ Mộc vốn rất khó mua được vé giường nằm, nhưng chắc Mộc Cường Ba chỉ gọi vài cú điện thoại, chiều hôm đó bọn họ đã nằm thoải mái xuống miền Nam. Nếu không phải chuyến tàu chạy thẳng này chậm mất 12 tiếng vì yếu tố khách quan, thì bọn họ còn phải đợi tới sáng hôm sau mới có tàu xuống miền Nam. Đây là một chuyến tàu du lịch điển hình, loa trên tàu không ngừng tuyên truyền thông tin liên quan tới danh lam thắng cảnh ở cao nguyên, nghe đài phát thanh, bọn họ được biết về 18 đầu xe lửa lần đầu tiên vận hành trên tuyến đường sắt thanh tạng, mỗi đầu xe có 16 toa, 8 toa giường cứng, bốn toa ghế cứng, hai toa giường mềm, một toa ăn và một toa phát điện. Từ khi đường sắt thanh tạng được xây dựng, đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường ba ngồi xe lửa đi tuyến này. Giờ đây bọn họ có thời gian để yên tâm thưởng thức cảnh sắc dọc đường, xe lửa đi qua cách Nhĩ Mộc, tiến vào vùng núi Côn Luân không giấu chân người, hai bên đều bị tuyết phủ lấp, các dãy núi hình dạng kỳ dị nhấp nhô sừng sững như những người khổng lồ bằng sắt thép giữa trời đầy gió tuyết. Không lâu sau đoàn tàu đã tiến vào dãy Côn Luân trải dài không dứt, Xe lửa bắt đầu chậm chậm leo lên dốc, phát thanh viên trong toa nhẹ nhàng giải thích, ở bờ bắc sông Côn Luân, bên cạnh đường quốc lộ Thanh Tạng có một dòng suối bốn mùa không đóng băng phun từ lòng đất lên, không bao giờ cạn kiệt, gọi là suối thần Côn Luân, tương truyền Tây Vương Mẫu phối chế ra quỳnh tương ngọc dịch cũng là dùng thứ nước này. Ba người đắm mình vào phong cảnh dọc đường và lời giảng giải trên loa. Đường Mẫn lấy làm ảo não, sớm biết có con đường này, có nói gì cô cũng quyết không đi xuyên ngang Khả Khả Tây Lý như thế. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn ở chung một phòng, Trương Lập ở bên cạnh, chưa tới giờ ngủ thì cả ba đều ở chung một phòng. Trên đường tới cách Nhĩ Mộc, Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập đã kể lại tỉ mỉ những chuyện gặp phải ở khả khả Tây Lý cho Đường Mẫn nghe, chỉ có đoạn về lũ chuột đồng là Trác Mộc Cường Ba bỏ qua, gã thực sự không muốn Đường Mẫn lo lắng rồi lại ngủ không ngon. Đường Mẫn vô cùng ngưỡng mộ cuộc mạo hiểm của hai người, cũng lấy làm thất vọng vì không được cùng tham gia. Lúc này, bọn họ lại đang bàn luận xem cuốn nhật ký kia có thể ở nơi nào, có thể khẳng định, suy đoán của đường mẫn là 10 phần chính xác, cuốn nhật ký của đường thọ tình cờ đã rơi vào tay đội tuần tra, và 5 người trong đội hoặc chết hoặc mất tích đều có liên quan trực tiếp tới cuốn nhật ký đó. Trương Lập phân tích, quá rõ ràng, nội dung ghi chép trong cuốn nhật ký kia rất dễ khiến người ta động lòng, ít nhất cũng là thứ khiến người ta có thể tàn sát lẫn nhau. Đường Mẫn nói, nhưng trong đó là nhật ký lữ hành của anh trai tôi mà. Trác Mộc Cường Ba nói, Rốt cuộc em đã xem kỹ cuốn nhật ký đó lần nào chưa?" Đường Mẫn lắc đầu nói, "Không có, em toàn là nghe anh trai đọc lại những câu chuyện trong đó thôi, tự mình xem không hay bằng nghe anh ấy kể mà." Trương Lập đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường ba ra hiệu, rồi đứng dậy nói, "Vậy thì đúng rồi, cuốn nhật ký của anh trai cô đều là ghi chép về những chuyến thám hiểm của anh ấy, bên trong hẳn là có viết về rất nhiều nơi người khác không thể đến được, nói không chừng còn có cả mộ cổ." hung điện ngầm gì đó, biết đâu còn cả rất nhiều vàng bạc châu báu nữa cũng nên. Đường Mẫn nói, anh trai tôi chưa kể câu chuyện nào như thế cả. Với lại, bảo bối là cái gì chứ, làm gì có chuyện dễ bị người ta phát hiện như thế. Trác Mộc Cường ba cười cười, không cần tranh cãi nữa, không xem được cuốn nhật ký đó, chúng ta chỉ là tạm thời đưa ra giả thiết như vậy, cảm giác tạm tạm hợp lý mà thôi. Đường Mẫn hỏi, nhưng em không hiểu, ba người mất tích kia tại sao lại chạy vào động băng làm gì? Trác Mộc Cường Ba nói, anh nghĩ là bởi vì trong nhật ký của anh trai em, có ghi chép rất tỉ mỉ về tình hình bên trong động băng nào đó, bọn họ làm vậy, một là muốn lợi dụng địa hình hiểm yếu trong đó mà thoát thân, hai là muốn những người khác phải bỏ cuộc, không truy đuổi họ nữa. Sau đó, tìm cơ hội mà tẩu thoát, đi tìm thứ bọn họ thật sự muốn tìm. Trương Lập gật đầu, nhưng vẫn lấy làm tiếc nuối nói, trải qua bao nhiêu nguy hiểm như vậy, kết quả vẫn là đem giỏ che đi gánh nước, chẳng tìm được cái quái gì hết trác mộc cường ba không đồng ý gã nói không chúng ta thu hoạch được rất nhiều rất nhiều là đằng khác thân sắc gã trở nên đờ đẫn lần trải nghiệm này đã có ảnh hưởng vô cùng lớn với gã gã đã bị cô lập bất lực trên vùng băng tuyết mênh mông muốn khác mà không có nước mắt cũng đã run rẩy hai chân mọc rễ trước hàng vạn con chuột đồng đói khát lúc bỏ chạy tay chân mềm nhún trên cầu băng không tiến nổi bước nào những kinh nghiệm ấy gã trước đây chưa bao giờ nếm trải xưa nay trác mộc cường ba vốn không biết sợ là gì còn cho rằng trong thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển ở trình độ cao như hiện giờ, đã không còn thứ gì đáng để sợ nữa, chỉ cần có tiềm lực kinh tế, con người có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống, chứ không hề biết rằng ở những nơi xa rời văn minh, lại cần đến một thứ thực lực khác để sinh tồn. Giọng nói của đường mẫn kéo chắc mộc cường ba ra khỏi cơn suy tư, cô hờn dỗi nũng nịu, được rồi, đều tại em không tốt, làm trễ nải thời gian của mọi người. Giờ chúng ta đều có thể tạm thời không thảo luận vấn đề này nữa được không, em đói quá rồi đi ăn đi trác mộc cường ba véo mũi cô nói có ai trách em đâu chứ ba người tới toa ăn dùng bữa chưa được bao lâu đã nghe một lữ khách kinh hãi kêu lên ai lấy ví tiền của tôi rồi ai lấy ví tiền của tôi rồi toa ăn liền lập tức ồn ào nhốn nháo cả lên trương lập thấp giọng thì thầm vào tai trác mộc cường ba bên phải bàn thứ ba người mặc áo lông vũ màu xanh lam kia là tên ăn trộm trác mộc cường ba liếc nhìn nói mặc quần bò hả không lầm đấy chứ, hắn và người bị mất đồ cách nhau cả năm bàn cơ mà. Trương lập đáp, không lầm đâu, anh nhìn đi, ví tiền án trộm được vẫn chưa giấu kỹ. Lòi một góc ra kia kìa, hơn nữa, trong túi hắn là ví của phụ nữ. Lúc nữ du khách kia kêu lên, người trong toa ăn đều hốt hoảng cả, chỉ có mình hắn là vẫn bất động, phản ứng này cũng không bình thường, xem ra là một tên trộm chuyên nghiệp, rất táo gan nữa. Tôi đi vạch mặt hắn đây. Đường Mẫn nhìn Trương Lập bước đi, thấp giọng hỏi Trác Mộc Cường Ba, làm vậy không sao chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, không sao đâu, anh ta cũng có thể coi như là quân cảnh được mà, quan sát tỉ mỉ, phân tích và suy luận cũng tương đối hoàn thiện, quả không hổ là người của bộ đội đặc trùng. Trác Mộc Cường Ba quan sát, Trương Lập trước tiên tới vỗ vỗ lên vài người kia, sau đó hai người nói gì đó, Trương Lập lấy chiếc ví ra dơ lên, kế đó người phụ nữ bị mất cắp cũng chạy tới, mắng chửi người kia một chặp, nhưng tên đó hình như vẫn ra sức biện bạch gì đó trác mộc cường ba nói tình hình có vẻ không ổn đi chúng ta ra xem xem chỉ nghe trương lập lớn tiếng nói mau đưa tiền trong ví của bà này ra đừng để tôi phải động tay động chân người kia không chịu thừa nhận tôi không lấy tôi đã bảo rồi tôi không biết cái ví ra này từ đâu ra tôi không biết tự dưng tại sao nó lại chạy vào túi tôi tôi bị người ta đổ tội mà lại người phụ nữ kia ngoác miệng ra mắng mày còn không dám nhận à người ta đã tận mắt trông thấy mày lấy, giả tiền cho tao, cả ảnh nữa, có trả không, có trả không thì bảo. Bà ta bắt đầu rằng con níu kéo, người xung quanh càng lúc càng đông, không ít du khách còn kiến nghị, gọi cảnh sát trên tàu đi, gọi cảnh sát. Nhốt lại đã, nhốt hắn lại, lục soát là biết ngay thôi mà, để cảnh sát lục soát. Oát con, chạy đi đâu, lúc mọi người còn đang vây lại, cửa toa ăn lại xảy ra biến cố. Một người đàn ông mặc áo bành tô xanh lao về phía một anh chàng đeo kính anh chàng đeo kính tóm lấy hắn đã vặn ngược cổ tay hắn lại kẻ chân một cái rồi đè tay trái lên vai hắn lật ngược tay ấn gã thanh niên đeo kính xuống sàn tàu khiến hắn không ngom nghe cử động nổi mọi người chưa từng thấy trên xe lửa náo nhiệt như vậy bao giờ không ít người chạy tới xem người đàn ông kia áp giải tên đeo kính lại nói với bà du khách bị mất tiền chị ơi là hắn trộm ví tiền của chị đấy không liên quan gì đến anh này đâu có người đứng ra lên tiếng Người đàn ông lúc đầu bị cho là ăn trộm lại càng phản ứng dữ dội hơn, đấy, tôi đã bảo không phải tôi mà. Bà kia vẫn không chịu bỏ qua, vậy tại sao ví của tôi lại ở trong túi anh? Người đàn ông mặc áo bành tô nói, bà chị này, anh ta đúng là bị đổ tội oan đấy. Thằng trộm này móc ví chị lấy hết tiền, rồi nhét ví không vào túi anh ta. Vì anh ta mặc áo khoác lông vũ, túi tương đối lớn, dễ bị người ta đổ tội cho, hơn nữa áo cũng khá dày, tên trộm lấy hay cho thứ gì vào cũng không dễ làm người mặc áo giật mình phát hiện. Trương Lập nói, vừa rồi bà này kêu mất tiền, cả toa đều chú ý hết, tại sao anh ta khôn gì phản ứng gì cả. Người đàn ông kia mỉm cười, rút trong cổ áo người bị tình nghi ra một sợi dây, còn cả tai nghe nữa, anh ta giải thích, vì anh ấy đang nghe MP3. Trương Lập quay đầu lại, người mặc áo bành tô kia khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt vuông vắn nở một nụ cười như ánh mặt trời, dưới hàng lông mày rậm như đôi tầm là đôi mắt sáng ngời, cặp môi dày khiến người ta cảm thấy anh là người trung hậu thực thà, gã đeo kính đứng cạnh anh có vẻ nho nhã, ăn mặc rất giống công chức, nhìn thế nào cũng không giống ăn trộm. Trương Lập hỏi, vậy làm sao anh phát hiện ra người này? Người đàn ông áo bành tô giải thích, tôi vừa vào toa ăn đã phát hiện hắn có gì đó không ổn, người ta đều chỉ xem có chỗ trống không, khu thực phẩm có gì ăn được, còn ánh mắt của hắn chỉ toàn nhìn người khác. Vừa rồi bà chị này kêu mất đồ hắn cũng làm náo lên như những người khác, nhưng lại liếc nhìn túi áo anh này một cái, màu của ví tiền và màu áo khoác anh ta rất giống nhau, không nhìn kỹ thì cực kỳ khó phát hiện, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra ví tiền lòi ra ngoài, sợ là chỉ có người bỏ ví vào đó mà thôi. Khi mọi người đều vây lại xem, tên nhãi này còn muốn dở trò lần nữa, nhưng bị người ta chú ý, hắn mới không thành công, sau đó hắn lại định chuồn ra cửa, liền bị tôi tóm gọn. Người đàn ông mặc áo bành tô lấy trong túi áo lên đeo kính ra một nắm tiền, tay kia vẫn khóa chặt hai tay hắn, khiến hắn muốn phản kháng cũng không nổi. Anh ta giơ cao số tiền trong tay lên hỏi, nhiều tiền như vậy mà không cho vào ví, không sợ mất à. Nói đoạn liền đưa số tiền đó cho bà du khách bị mất cắp, hỏi, bà chị, đếm lại coi có phải đúng số tiền chị bị mất không? Tên đeo kính cuống lên, nói, đấy, đấy là tiền của tôi. Anh dựa vào cái gì mà bảo là của bà ta? Người mặc áo bành tô không hoảng loạn, lấy trong tập tiền ra một tấm hình bán thân dùng dán vào giấy tờ, hỏi: "Tấm ảnh này cũng là của anh hả?" Ai nấy đều nhìn ra, đó chính là tấm ảnh của bà du khách kia, tên đeo kính cuối cùng cũng phải cúi gằm mặt xuống. Vừa khéo lúc đó cảnh sát trên tàu cũng tới nơi, hành khách đều không hẹn mà cùng vỗ tay hoan hô anh chàng mặc áo bành tô xanh. Cảnh sát dẫn tên trộm mặt mày ủ rũ đi, đồng thời lấy khẩu cung của người mất cắp, Trương Lập và cả anh chàng kia nữa, qua đó Trương Lập được biết anh chàng đó tên là Nhạc Dương, năm nay 26 tuổi. Tình hình sau đó vô cùng phức tạp mà lại ẩn mặt. Tôi gần như đã tìm tất cả bạn bè, nghe ngóng khắp nơi. Đến giờ kết quả đạt được đại khái là như vậy. Hình như không biết vì nguyên do gì, tấm bản đồ đó lạ rơi vào tay người Anh. Trong thế chiến thứ nhất lại để thất lạc, thời thế chiến thứ hai lại bị đảng Nazi phát hiện. Thế nên sau đó mới có chuyện Hitler hai lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình là Heinrich đích thân tổ chức cho hai đội thám hiểm đi sâu vào Tây Tạng. Anh chàng vui vẻ. Chắc Mộc Cường ba cũng rất thiện cảm với Nhạc Dương. Bốn người cùng ngồi ăn cơm, chẳng mấy chốc đã quen thân. Trương Lập hỏi, nhìn cách anh tóm tên đó, chắc là người trong quân đội phải không? Nhạc Dương mỉm cười đáp, phải rồi, lần này tôi đến hasa Sa chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Trương Lập gật đầu rồi không hỏi gì thêm nữa. Anh ta biết rõ quy củ trong quân đội là thế nào. Nhạc Dương lại nói, anh Trương cũng là người trong quân đội phải không? Đóng quân ở hasa Sa à? Trương Lập ngạc nhiên thốt, sao anh nhận ra được? Nhạc Dương cười bẽn lẽn nói, vết chai trên tay anh là do thường xuyên tập bắn bia nhiều năm mới có, lưng anh thẳng hơn người bình thường, bước chân rất chuẩn xác, nhịp bước gần như là trùng khớp, đó là kết quả của hàng năm rèn luyện mới có được. Có thể nhận ra, anh đã rất thích ứng với môi trường trên cao nguyên, hơn nữa lại chỉ nhìn một cái đã nhận ra được thủ pháp tôi sử dụng, nên tôi đoán chắc anh thuộc quân đoàn nào đó, đó đóng ở cao nguyên thanh tạng. Trương Lập ngấm ngầm kinh ngạc, anh chàng này còn giỏi trinh sát hơn cả mình, nghĩ đoạn liền chỉ sang Trác Mộc Cường Ba, hỏi, anh xem xem anh ta làm nghề gì nào. Trác Mộc Cường Ba không ngờ Trương Lập lại đột nhiên muốn kiểm tra Nhạc Dương, chỉ khẽ mỉm cười. Đường Mẫn lấy làm hứng thú tròn mắt ngồi nhìn, Nhạc Dương thoáng trầm ngâm, rồi nói, chú này có tố chất hình thể rất tốt, rất cường tráng, tuy ở trong nội địa rất lâu rồi, nhưng trên người vẫn có đặc trưng rõ rệt của người dân tộc tạng. Nếu không có chị này, Chắc tôi sẽ đoán chú đây là quân nhân trong đội đặc chủng đã giải ngũ." Đường Mẫn đỏ mặt, thầm nhủ, "Chị, tôi còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều mà." Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường ba hỏi, "Tại sao thấy cô ấy, anh lại không đoán anh ta là quân nhân giải ngũ nữa vậy?" Nhạc Dương nói, "Áo khoác lông cáo của chị đây rất cầu kỳ, hơn nữa đường may rất tinh tế, khí chất biển nhã, đám giả giàu mới nổi không biết thưởng thức những thứ này đâu, vậy thì phải là người giàu có từ lâu rồi." mà quân nhân giải ngũ thì không thể tích lũy được nhiều của nả như thế trong thời gian ngắn được. Và lại chú đây có ánh mắt sắc bén, phảng phất như lúc cũng sẵn sàng tiếp nhận sự khiêu chiến của đối thủ, vì vậy tôi cho rằng chú đây có thể là một thương nhân, một thương nhân lớn. Trác Mộc Cường ba nhếch mép cười, đường mẫn khẽ cắn cắn môi, chăm chú lắng nghe. Trương lập lại thắc mắc, đợi chút, đợi chút đã, tại sao anh phán đoán chiếc áo này không phải của cô đây tự mua, nói không chừng nhà của cô này rất giàu có, chẳng liên quan gì đến anh ta thì sao. Nhạc Dương cười hì hì đáp, chị này có vẻ rất trân trọng chiếc áo lông cáo đó, lúc ăn cơm chỉ nơm nấp sợ thức ăn rơi lên áo, trước khi đứng dậy còn phủi bụi bám trên áo trước, lúc ngồi xuống lại cẩn thận trải áo ra, như chỉ sợ làm áo bị nhăn mất vậy. Theo tôi được biết, chỉ có quà do người trong lòng tặng, thì mới được hưởng đãi ngộ như vậy mà thôi. Nhạc Dương không đợi Trương Lập hỏi nữa, đã dí dỏm nói tiếp, không phải anh Trương Lập còn muốn hỏi tôi tại sao biết được quan hệ giữa chú và chị đây đấy chứ? Chỉ cần người sáng mắt thì đều nhận ra được mà. Trác Mộc Cường ba cười cười, khả năng quan sát rất nhạy bén, anh là lính trinh sát hả? Nhạc Dương cười hì hì ngại ngùng gãi gãi đầu, Trương Lập bèn giải thích giúp, trong quân đội có rất nhiều chuyện không thể tiết lộ bừa bãi được. Bọn Trác Mộc Cường ba và anh chàng bộ đội tên Nhạc Dương này càng nói chuyện càng thấy hợp, bàn đủ thứ chuyện trời Nam Biển Bắc, tất nhiên là cũng đề cập tới cả chuyến đi khả khả Tây Lý vừa rồi nữa. Nói tới đoạn trong hang băng, Trương Lập nhận ra, năng lực biểu đạt của ông chủ chắc xưa nay vốn không thích nhiều lời này rất mạnh, tới chỗ hồi hộp, Nhạc Dương quên cả ăn cơm, ngây người ra lắng nghe. Nhạc Dương cũng kể cho mấy người bọn chắc Mộc Cường ba biết một số chuyện liên quan tới tuyến đường sắt thanh tạc, từ cách Nhĩ Mộc đến Ha Sa, dọc đường có 45 trạm, trong đó có 38 cái là trạm không người, 10 trạm có đài quan sát phong cảnh, tiếc là bọn họ vận hành không tốt, bằng không xe lửa từ cách nhĩ mục xuất phát gần như đều chạy cả ngày, từ sau 7 giờ sáng đến khoảng 10 giờ tối, đó chính là thời gian thích hợp nhất để ngắm cảnh. Nếu là người đến thanh tạng lần đầu tiên, thì đó tuyệt đối là một sự hưởng thụ đối với thị giác, đỉnh Ngọc Châu, khu vực không người khả khả Tây Lý rộng lớn mênh mông, khe núi đường cổ lạp, núi niệm thanh đường cổ lạp. Sau bữa cơm, Trương Lập không hề ngần ngại để Nhạc Dương chuyển từ toa ghế cứng sang phòng trong toa giường mềm của mình, bốn người chơi tú lơ khơ một lúc, Chắc một cường ba không giỏi lắm, nhưng cũng vui vẻ chơi với mọi người tới tận khuya. Thời tiết làm xe lửa phải giảm tốc độ, đi 18 tiếng đồng hồ mới đến được Ha Sa. Trương Lập lấy làm núi tiếc nói, tiếc là phải chia tay ở đây rồi, hy vọng chúng ta còn cơ hội gặp lại nữa. Bốn người quyến luyến nói lời tạm biệt, ba người bọn chắc Mộc Cường ba cảm thấy rất hiếu kỳ với nhiệm vụ đặc biệt của anh chàng vui tính này, nhưng đến cuối cùng vẫn không dò hỏi gì. Ra khỏi bến tàu, lão là ba sớm đã đợi sẵn ở đó từ trước, vừa thấy bọn trác mộc cường ba liền vội vàng ra đón, miệng lua xua một chàng dài, ôi cha, thiếu gia của tôi hơi, sao cậu đi lâu thế, lại chẳng liên lạc gì được, chúng tôi đều lo lắng muốn chết cả rồi đây, vừa nhận được tin ở Hasa, tôi liền tới ngay đây đấy. Thế nào rồi, lần này thiếu gia đi khả khả Tây Lý có thu hoạch gì lớn không? Trác mộc cường ba cười cười đáp, có thể nói là không thu hoạch được gì, cũng có thể nói là thu hoạch được không ít. Đi nào, lên xe rồi nói sau. Phải rồi, sao giáo sư Phương Tân không thấy đến. La Ba mở cửa xe, nói, giáo sư đi liên hệ một số việc, ông ấy bảo chúng ta ở Ha Sa đợi, mọi người ăn cơm chưa, chúng ta đi ăn trước đã, vừa đi vừa nói. Thiếu ra, rốt cuộc ở khả khả Tây Lý mọi người đã gặp phải chuyện gì vậy? Đi tìm quyền nhật ký đó mà tốn nhiều thời gian vậy sao? Trương Lập đứng bên ngoài cửa xe nói, chắc là tôi phải về quân đoàn báo cáo đã, không lên xe với mọi người đâu. Mấy người liền vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Trong xe, là Ba lại quan tâm hỏi, có phải Thiếu gia đã gặp chuyện gì rồi không? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm, cô Đường, rốt cuộc mọi người có tìm thấy quyển nhật của anh trai cô không vậy? Đường mẫn lắc lắc đầu, chợt phát hiện ra sắc mặt Trác Mộc Cường ba quả nhiên trở nên rất khó coi, liền khẽ đụng vào người gã, hỏi, sao vậy anh? Trác Mộc Cường ba giật mình bừng tỉnh, thờ ơ đáp, "Ừm, um, không có gì cả." Thì ra, vừa mới trở về Ha Sa, bị La Ba hỏi cho một câu gã đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, chỉ riêng ở khả khả Tây Lý mà đã gặp nhiều chuyện hung hiểm tới vậy, có thể nói là thập tử nhất sinh, mà theo những gì bọn gã biết được cho đến bây giờ, địa phương thần bí còn chưa biết vị trí cụ thể ở đâu kia chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả khả khả Tây Lý, giờ phải làm sao đây? Đường Mẫn lại đem những chuyện họ gặp phải ở khả khả Tây Lý kể một lượt, tuy không được kinh hồn động phách như từ miệng chắc một cường ba, nhưng cũng vẫn làm lão la ba già không ngừng xoa ngực, không ngừng tụng niệm cảm tạ Phật Tổ, Bồ Tát, Trác Mộc Cường ba ngồi trong xe suy đi tính lại, kế hoạch tìm kiếm tử kỳ lân không ngờ càng lúc lại càng xa xôi rượu vợi, gã ý thức được nguy hiểm không chỉ là một câu nói nơi đầu môi chót lưỡi, khi thực sự gặp phải nguy hiểm thì có muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Là ba nghe đường mẫn kể xong, thở hắt ra nói, nguy hiểm quá đi, còn nguy hiểm hơn cả lần chúng tôi đi thăm dò thần sơn nữa ấy chứ. Thiếu ra, cậu vẫn kiên trì đi tìm bằng được con ngao đó à? Trác Mộc Cường ba lặng đi, phải rồi, hình hình em trai chú thế nào sắc mặt la ba hiện lên vẻ chán nản trác mộc cường ba đang ngỡ rằng ba tang không chịu đồng ý thì lão lại nói cậu ấy đồng ý rồi bạn của giáo sư phương tân cũng đã làm xong thủ tục bảo lãnh hai ngày trước cậu ấy còn chưa chịu đâu về sau tôi khuyên giải cậu ấy mới từ từ nghĩ thông coi như là một sự bù đắp cho những hành vi phạm tội của cậu ấy vậy thôi trác mộc cường ba liền hỏi vậy sao chú còn mặt ủ mày trao thế kia la ba nhíu mày bất an nói Cường Ba thiếu gia, trải qua chuyện ở Khả Khả Tây Lý, cậu vẫn nhất quyết muốn sớm ngày tìm đến nơi đó hay sao? Thiếu gia đâu còn trẻ trung gì nữa, cũng vào tuổi trung niên rồi, cậu nên nghĩ ngợi cho kỹ càng rồi hãy quyết định. Tôi nhìn thiếu gia lớn lên, trưởng thành, từng bước từng bước thành công, thành tích thiếu gia đạt được trên thương trường ai ai cũng nhìn thấy hết cả rồi, nhưng lần này lại hoàn toàn khác với những trải nghiệm trước đây, có thể mọi người sẽ phải đi sâu vào một nơi cách xa nền văn minh nhân loại tất cả đều phải dựa vào đôi tay của mình, kinh nghiệm đó thiếu gia cậu xưa nay chưa từng trải qua bao giờ. Ở khả khả Tây Lý cậu được đội khảo sát cứu sống, nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Đức nhân lão già chỉ có một người con trai là cậu. Trác Mộc Cường ba cười cười ngắt lời, được rồi, chú là ba, tôi biết ý chú rồi. Đời người đâu phải chuyện gì cũng trải qua hết chứ, trước đây nhà chúng ta cũng đâu có người nào làm kinh doanh đâu, bất kể là làm chuyện gì thì cũng phải có người làm lần đầu tiên đúng không? Tôi nhớ cha từng nói thế này, mỗi ngày chúng ta đều đang đọ sức với ngày mai chưa biết thế nào, mỗi giờ mỗi khắc, chúng ta đều phải vượt qua giờ khắc tiếp theo mà chưa biết về nó. Đời người chính là một quá trình không ngừng học tập, tích lũy, vận dụng, tôi không sợ thử thách đâu. Nghe những lời lo âu của La Ba, bao nhiêu uất trong lòng Trác Mộc Cường Ba ngược lại còn bị quét sạch trơn, lại bừng bừng nhiệt huyết và ý chí. La Ba lại nói, còn một tin xấu nữa. "Hả, chuyện gì nữa?" Trác Mộc Cường Ba hỏi. Là bà đáp, em trai tôi chấm SAU lần thiếu ra tới thăm em trai tôi, bác sĩ nói, bệnh tình của cậu ấy có biến đổi thất thường, vì cố sức muốn nhớ lại đâm ra thành quên càng nhiều hơn, có lẽ chỉ có khi nào tới được nơi đó cậu ấy mới nhớ lại được thôi, sợ là trên đường tìm kiếm nơi ấy không thể giúp được gì nhiều cho thiếu gia và mọi người đâu. Trác Mộc Cường ba trao mày lên, đây quả thực là một tin không tốt. Giờ người điên ở Mông Hà đã mất tích, nếu ba tang không thể nhớ ra lộ tuyến họ cần đi, vậy thì chẳng khác nào đã mất đi hy vọng và cũng là đầu mối cuối cùng. Gã nghĩ ngợi dây lát, rồi cố làm ra vẻ bình thản nói, không sao cả, ký ức có thể từ từ khôi phục, chúng tôi có thể thu xếp gặp những bác sĩ tâm lý giỏi hơn. Ba Tang là người có thân thủ và năng lực sinh tồn nơi hoang dã rất mạnh, chúng tôi cần anh ta trợ giúp. Gã ôm lấy hai vai La Ba nói chú La Ba, tôi có thể chấp nhận bất cứ thử thách nào, hãy tin vào quyết tâm đó đi. Ba người tìm một tiệm ăn bình thường, gọi tùy tiện mấy món rồi đợi giáo sư phương tân ở đường kim châu như ông đã yêu cầu trác mộc cường ba luôn miệng dò hỏi la ba về tình hình ở nhà và tiến triển công việc la ba cũng biết đại khái một số chuyện nhưng còn cách những điều trác mộc cường ba muốn biết rất xa phải tới khi giáo sư phương tân xuất hiện trong tầm mắt gã mới nở một nụ cười hai mắt giáo sư vằn lên những đường tơ máu nhỏ li ti xem ra mấy ngày bọn trác mộc cường ba đi khả khả tây lý ông đều không ngủ được bắt một ông già phải vì chuyện của mình mà bôn ba vất vả như thế, trong lòng chắc Mộc Cường ba cũng thấy áy náy không yên. Câu đầu tiên của giáo sư Phương Tân khi gặp mặt cũng là, tiến triển thế nào? Chắc Mộc Cường ba khe khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười bí hiểm, giáo sư Phương Tân cũng cười cười nói, xem ra chuyến đi này của anh vẫn có thu hoạch, nhưng nhất định không lớn bằng tôi đâu. Hai người ôm trầm lấy nhau, vỗ vỗ lên lưng nhau. Lên xe, giáo sư Phương Tân nói, Tuy là tôi đã kiếm được tin tức mà anh không thể tưởng tượng ra được, nhưng anh cứ nói chuyện của anh trước đi dã. Trác Mộc Cường Ba nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, tôi cũng không nhớ là mình kể đi kể lại bao nhiêu lần nữa rồi. Thế này vậy, trực thăng của chúng tôi hạ cánh tại chị Đa, tôi bảo người trong công ty mang chiếc kiêu long đã cải tiến tới đó. Trương lập lái xe, mẫn mẫn chỉ đường, chúng tôi băng qua khả khả Tây Lý. Đường mẫn lại dầu môi lên. Trác Mộc Cường Ba nói tới đoạn bọn họ bị chiếc Humilimeter truy kích. Đặc biệt chú ý tới nét mặt giáo sư Phương Tân, nhưng ông chỉ lặng lẽ lắng nghe, không hề lộ vẻ kinh ngạc chút nào. Gã dừng lại hỏi, "Thầy giáo, tại sao thầy có vẻ như?" Giáo sư Phương Tân nói, "Tôi biết anh muốn hỏi gì rồi, đừng nôn nóng, đợi anh kể hết tôi sẽ giải thích." Trác Mộc Cường Ba lại tiếp tục nói, tới đoạn ba anh em nhà sói xám, giáo sư Phương Tân mới để lộ thần sắc kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba nói, "Không thể tưởng tượng nổi, tôi cũng mới lần đầu tiên gặp được lũ sói kiểu như thế." Giáo sư Phương Tân hỏi rất cặn kẽ về hình dáng, màu lông và đặc điểm hình thể của bọn sói, cuối cùng nói: "Nếu không phải là anh nói ra, bảo thế nào tôi cũng không tin đâu." Từ màu lông và hình thể của chúng, có thể khẳng định bọn sói này hình thể tương đối giống với sói Kenya, nhưng hình dáng thì lại có nhiều đặc điểm của sói châu Mỹ hơn. Sói châu Mỹ, Trác Mộc Cường ba trợn trừng mắt lên, "Đường mẫn thốt, oa, wow, từ tận châu Mỹ qua đây phải đi một chặng đường xa lắm mà." Giáo sư Phương Tân lắc đầu, chỉ là hình dáng tương tự tôi, phải biết rằng khi loài mèo cổ đại thời cổ sinh vật tiến hóa thành Hesperosan, một con cháu của nó đã lan rộng ra khắp châu U, châu Mỹ theo những con sông cổ, không thể loại trừ khả năng mảnh đất dưới chân chúng ta đây từng có một đàn sói châu Mỹ sinh sống. Từ miêu tả của anh về chúng, bọn sói này có lẽ là sinh sống ở khu vực cao từ 2 đến 3 nghìn mét so với mực nước biển, điểm này thì anh nói đúng. Trác Mộc Cường Ba nói, thầy giáo, tại sao thầy chỉ thấy hứng thú với đặc điểm khu vực của bọn chúng, trí thông minh quá sức tưởng tượng của chúng không phải là càng đáng kinh ngạc hơn hay sao? Giáo sư Phương Tân nói: có gì đáng kinh ngạc đâu, mấy con các anh đã gặp không nên gọi là sói, mà nên gọi là sói người mới đúng. Nhìn điệu bộ kinh ngạc đến không thốt nên lời của Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn, Giáo sư Phương Tân mỉm cười tiếp lời: không phải hai người tưởng tượng ra loại sói cứ đêm trăng tròn thì có thể đứng thẳng dậy hóa thân thành người đấy chứ, đó là truyền thuyết thôi. Người sói mà tôi nói là chỉ một luận thuyết trong tiến hóa sử. Giới khoa học từng đưa ra một suy luận thế này, nếu con người chưa tiến hóa thành động vật cao cấp nhất trên thế giới này, thì trong những động vật có thể thay thế địa vị của con người, sói xếp hàng thứ hai đấy. Đường Mẫn liền lanh tranh hỏi ngay, vậy còn thứ nhất? Cá heo, giáo sư Phương Tân đáp, thứ ba là voi. Bọn chúng có mấy điểm chung, đầu tiên là cả ba loài này đều có thể tích não tương đối đủ, có chỉ số thông minh tương đương một đứa trẻ 3 tới bốn tuổi, kế đó, chúng đều sống theo bầy đàn, chính là để đặt nền móng cho việc tích lũy kinh nghiệm. Thứ ba, bọn chúng đều có ngã thức, đây cũng là nhân tố cần thiết để một loại động vật có sự biến đổi tự thân. Cá heo được xếp hàng thứ nhất là vì chúng sống ở biển, các nhà khoa học cho rằng, sức nâng của biển làm đại não của chúng dễ dàng suy nghĩ hơn. Nhưng tôi thì không cho là vậy, qua nghiên cứu của tôi, sói mới là loài có khả năng tiến hóa thành sinh vật có trí thông minh cao như loài người, nguyên nhân rất đơn giản, thân thể cá heo và voi đều không thích hợp cho lao động, khả năng linh động và sử dụng công cụ của tứ chi so với sói thì kém rất xa cho dù bọn chúng có suy nghĩ, nhưng không có các cơ quan bổ trợ thì cũng không làm được. Trong sự cạnh tranh tiến hóa giữa sói và người, bọn chúng chỉ kém có một vạn năm, nếu chúng bắt đầu tiến hóa từ một vạn năm trước đó, lúc này có lẽ đã là trở thành kẻ thống trị cả thế giới này rồi. Đường Mẫn phản đối, giáo sư nói sai rồi, xếp hàng đầu tiên phải là đại tinh tinh chứ. Giáo sư Phương Tân cười cười giải thích, chúng ta chính là đại tinh tinh chứ còn gì nữa giới khoa học chỉ bàn về lịch trình tiến hóa của các giống loài khác nhau, chứ không phải của cùng một giống loài. Nếu ngày nào đó loài người biến mất trên địa cầu này, đứng trên mặt đất có lẽ sẽ là loài chó mà chúng ta vẫn nuôi dưỡng chứ không phải đại tinh tinh, bọn chúng đã được định sẵn là kẻ bị đào thải vì tiến hóa thất bại rồi. Vì vậy, nếu có một nơi nào đó do chó làm chúa tể, thì rốt cuộc chúng đã tiến hóa tới trình độ thế nào chúng ta thật khó mà tưởng tượng nổi, chẳng hạn như, nơi. Giáo sư Phương Tân ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt tròn lên vì kinh ngạc của trác mộc cường ba cũng đang nhìn chằm chằm vào ông cả hai cùng nghĩ tới vùng đất ấy nơi người và sói ở chung như những người bạn thân thiết giáo sư phương tân nói thật không thể tin nổi nơi đó rốt cuộc chỉ có trong truyền thuyết hay thực sự tồn tại đây trác mộc cường ba tiếp tôi cũng không biết nữa bây giờ đầu tôi dối lắm rồi đường mẫn thắc mắc không hiểu sao thế hai người nghĩ ra điều gì rồi vậy giáo sư phương tân nói không có gì tạm thời không nghĩ đến nó nữa cường ba Nói tiếp đi, sau đó thì thế nào? Trác Mộc Cường Ba lại kể chuyện bọn họ được đội khảo sát của Hồ Dương cứu sống, giáo sư Phương Tân cười cười nói, thì ra là đội trưởng cự hạn cứu các anh một mạng. Thấy Trác Mộc Cường Ba tỏ vẻ không hiểu, ông lại nói, trước đây tôi đã có duyên gặp anh chàng Zaurier đó một lần, anh ta từng đi nam cực, bắc cực, lên đỉnh cho ma là một thằng cha liều mạng coi khảo sát khoa học là một thể thao cực hạn, những nơi người ta không dám đi thì anh ta dám đi, tay Hồ Dương đó là một nhà khoa học người trong ngành đều gọi anh ta là đội trưởng cực hạn. Được rồi, nói tiếp đi, sau đó thế nào nữa? Nói mãi nói mãi, chắc Mộc Cường ba chợt nhớ ra cây sáo xương, vội lấy ra cho giáo sư Phương Tân xem thử. Giáo sư cẩn thận quan sát cây sáo, rồi nói, thứ này tôi cũng không rõ lắm, có điều nếu anh muốn tìm hiểu, tôi có thể tìm vài người bạn phân tích xem sao. Bọn Hồ Dương đã từng nhìn thấy thì chắc không khó quá đâu. Chỉ là có một điểm lạ, nếu đây đúng là pháp khí của tảng giáo cổ đại, vậy thì tỷ lệ để nó xuất hiện ở khả khả tây lý thật sự quá thấp. Tôi cho rằng đây có lẽ là của những người bạn sói có trí thông minh cao khác thường của anh mang từ nơi khác đến khả khả tây lý thôi. Rất có thể chúng là sói ở Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân đột nhiên biến sắc, vùi một suy nghĩ khác thường vào sâu trong đáy lòng. Có thể là loài sói đã tiến hóa thành từ kỳ lân. Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, cái đó lại nói đến chuyện kỳ ngộ trong hang băng. Lần này giáo sư Phương Tân không lên tiếng nữa, ông cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy cả. Chỉ tới cuối cùng mới buông một câu, thằng cha Hồ Dương này mạo hiểm quá, cho dù bị bọn săn trộm làm tức điên lên thì cũng không nên cho các anh đi theo chứ. Trác Mộc Cường ba biện bạch, lúc đó đội trưởng Hồ cũng không nghĩ rằng trong hang băng lại nguy hiểm tới vậy. Được rồi, thầy giáo, giờ thầy có thể cho tôi biết được rồi, tại sao nghe chuyện chúng tôi bị truy sát mà thầy chẳng hề thấy ngạc nhiên vậy? Đường Mẫn cũng tỏ vẻ rất háo hức được biết câu trả lời. Giáo sư Phương Tân giờ mới chậm rãi nói, nếu trước khi xuất phát các anh gặp phải chuyện đó, sợ là tôi cũng giống như các anh thôi, ngoài kinh ngạc thì chỉ còn biết kinh ngạc, nhưng anh còn nhớ không? Lúc anh sắp đi, Đức Nhân Lão Gia có nhờ anh tới đưa thiếp cho Đức Ni Đại Lạt Ma, anh có biết dụng ý của cha anh là gì không? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, giáo sư Phương Tân lại nói tiếp, Đức Nhân Lão Gia muốn biết chuyến đi này của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu phần khả thi. Đức Ni Đại Lạt Ma là pho sử sống về gần 1.300 năm lịch sử Tây Tạng đó. Bọn họ ở lì trong phòng thảo luận suốt 5 ngày 5 đêm. Tôi đã vô cùng vinh hạnh được mời đến dự thính. Cuối cùng, hai người họ đã đưa ra một kết luận khiến người ta phải kinh ngạc. Tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân căn bản mà các anh bị người ta truy kích đấy. Dưới ánh mắt đầy vẻ hoang mang của Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân lại chậm rãi giải, giải thích: Trác Mộc Cường Ba, học trò và cũng là bạn của tôi ơi, anh có biết nơi anh muốn tìm kiếm kia rốt cuộc là ở đâu không? Anh có biết anh không phải là người đầu tiên? cũng chẳng phải là người duy nhất đi tìm kiếm nơi ấy không. Những kẻ khác đang tìm kiếm nó gọi nơi ấy là bạc ba la thần miếu đấy. Một hay còn gọi là hoàng hôn khuyển, được coi là tổ tiên trực hệ của tất cả các loài chó hiện nay. Bạc ba la thần miếu. Không khí trong xe như đông cứng lại, chắc một cường ba chỉ nghe giáo sư Phương Tân khẽ nói tiếp, đức nhân lão gia chỉ căn cứ vào những điều chúng ta phát hiện được để đưa ra suy đoán, nhưng suy đoán này đã được đức ni đại lạt ma chứng thực. Bạc ba la thần miếu, tên đầy đủ gọi là Bạc Ba La Nhân Bác Thiết Đạt Lai Thần Miếu. Anh chắc phải biết thế nghĩa là gì chứ? Chắc Mộc Cường ba đời người ra, dường như quên cả suy nghĩ, mất luôn khả năng hoạt động. Đường Mẫn rậm chân nói, nghĩa là gì? Nghĩa là gì thế? Hồi lâu sau chắc Mộc Cường ba mới chậm chậm lên tiếng, Bạc Ba La nghĩa là thiêng liêng, thánh nhân trí cao vô thượng, nhân bác thiết nghĩa là bảo bối, bảo vật quý giá, hai chữ này là tiếng tạng, thường để chỉ những bậc tôn giả trí cao vô thượng trong tạng giáo, còn đạt lai like thì càng không cần nói nữa, đó là âm dịch từ tiếng mông cổ, ý là biển lớn, ba từ này ghép lại với nhau, ý nghĩa chính là bảo bối thiêng liêng trí cao vô thượng nhiều như biển lớn, chính, chính là ý này đó. Đường mẫn cũng ngẩn ra, lẩm bẩm lặp lại, bảo bối thiêng liêng trí cao vô thượng nhiều như biển lớn, trời ơi. Trác Mộc Cường ba vội nói, thầy giáo, mau nói xem, cha tôi rốt cuộc đã nghiên cứu được vấn đề gì, xin thầy nói thật rõ cho tôi xem nào. Giáo sư Phương Tân Tiếp, Chuyện này thì đương nhiên thôi, đây toàn là chuyện anh cần phải biết. Sự kiện sớm nhất có thể truy ngược về năm 1844, liên quan tới một nhà thám hiểm người Anh tên là Henry Morton Stanley, tư liệu về người này tôi cũng có một ít ở đây, anh có thể xem qua. Cái tên bạc ba la thần miếu, chính là từ miệng ông ta mà truyền ra thế giới bên ngoài. Giáo sư Phương Tân lấy trong cặp táp ra một tập tài liệu, trong lúc chắc một cường 300 chú đọc, lại bổ sung thêm, ông ta có thể được coi là một trong những nhà thám hiểm khảo cổ có nhiều truyền kỳ nhất thế kỷ 19. Những câu chuyện thám hiểm của ông ta nhiều lần lên báo, rất gây xôn xao dư luận, thời đó có nhiều người đã đọc những câu chuyện ấy và trở thành nhà thám hiểm. Nhà khảo cổ người Đức đã phát hiện ra thành Troy, Heinrich Suleiman và người Mỹ đầu tiên đặt chân tới Bắc Cực, Robert Edwin Peary đều vì sùng bái Stanley mà bước chân vào con đường thám hiểm và khảo cổ. Quan điểm khảo cổ của Stanley có một đặc điểm, đó cũng là tín đều mà cả đời Heinrich Kiliman luôn tin tưởng. Bọn họ tin rằng những thần thoại và truyền kỳ truyền miệng trong dân gian nhất định đều có một phần sự thực, đó là lịch sử được truyền lại bằng phương pháp truyền miệng của dân gian. Giáo sư Phương Tân lấy ra một bản tài liệu, nói với Trác Mộc Cường Ba, anh xem cái này đi, đây là tài liệu tôi vừa nhờ bạn ở Bảo tàng Anh Quốc Phép qua đấy. Trác Mộc Cường Ba cầm tờ giấy trên tay, đường mẫn cũng ghé đầu vào, cả hai cùng đông thanh kêu lên, đây là. Giáo sư Phương Tân nói, đúng vậy, đây là một tờ báo tin tức hàng tuần ở Anh vào năm 1844, nhìn đây này. Dưới ngón tay giáo sư Phương Tân, trên trang nhất tờ báo viết rất rõ, nhà thám hiểm vĩ đại lại bắt đầu cuộc hành trình mới, điểm đến là đỉnh núi cao nhất phương đông thần bí, bên dưới là một số hình ảnh và giới thiệu đã mở tiệt nhìn không rõ nữa. Giáo sư Phương Tân nói tiếp, theo những gì tôi tìm hiểu được cho đến giờ, nhà phát kiến vĩ đại nhất thế kỷ 19 này đã tình cờ nghe được một bài sử thi từ một nghệ nhân người tạng ở khu vực Ấn Độ ngày nay. Đó là tác phẩm sử thi còn thần bí còn cổ xưa hơn cả sử thi cách tát nhĩ vương một sử thi A Ly Vương đến giờ hình như đã thất truyền rồi. Không biết lão già Mo Tần ấy đã nghe được truyền thuyết gì trong sử thi A Lý Vương, nhưng ông ta kích động đến nỗi gần như mất lý trí, đồng thời cái tên bạc ba la thần miếu cũng bắt đầu xuất hiện nơi miệng ông ta kể từ đó. Ông ta trước sau đã ba lần tiến vào khu vực Tây Tạng để tìm kiếm đầu mối liên quan tới bạc ba la thần miếu, lần cuối cùng là thu hoạch lớn nhất, nghe nói đã tìm được bản đồ hay thứ gì đó tương tự, nhưng hiện nay thì không có cách nào khảo chứng cả, sau đó thì có chuyến đi đến đỉnh núi băng cao nhất trên tờ báo này. Đây cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy nhà thám hiểm vĩ đại. Tình hình sau đó vô cùng phức tạp mà lại ẩn mật, tôi gần như đã tìm tất cả bạn bè, nghe ngóng khắp nơi, đến giờ kết quả đạt được đại khái là như vậy. Hình như không biết vì nguyên do gì, tấm bản đồ đó lại rơi vào tay người Anh, trong thế chiến thứ nhất lại để thất lạc, thời thế chiến thứ hai bị đảng Nazi phát hiện, thế nên sau đó mới có chuyện Hitler hai lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình là Heinrich himmeli tổ chức hai đội thám hiểm đi sâu vào Tây Tạng vào năm 1938 và 1943. Giáo sư Phương Tân vỗ nhẹ lên người chắc một cường ba đang ngây ngẩn như thần trí ở tận đâu đâu, mỉm cười nói, đây là tôi đã cố hết sức nói một cách đơn giản rồi đấy nếu thật sự muốn giải thích tường tận, e là nửa năm một năm cũng nói không hết. Cũng như lục địa Atlantis đã lưu truyền trong thần thoại thời viễn cổ của Tây U vậy. Sau thế chiến thứ hai, sự việc lại có thay đổi, nghe nói Hoa Kỳ và Liên Xô đều có bản gốc của tấm bản đồ đó, không biết là đã bị tách làm đôi trong quá trình tranh cướp hay sao chép lại. Có điều là, khi nước Trung Quốc mới vừa thành lập không lâu, đã có rất nhiều chuyên gia Liên Xô sang Trung Quốc giúp đỡ, trong đó có một đoàn chuyên gia đặc biệt trước sau đã vào Tây Tạng 5 lần, Đương nhiên cuối cùng cũng vẫn là trở về tay không. Đồng thời, vào năm 1950, hai nước Anh Mỹ đã tiến hành hợp tác thám hiểm ngọn cho Ma, hình như cũng là vì tấm bản đồ đó. Về sau nữa, tấm bản đồ vốn được bảo tồn bên Mỹ hình như đã bị đánh cắp, rồi xuất hiện các bản đồ phục chế, có lần nhiều nhất hình như là cùng lúc xuất hiện tới mười mấy tấm bản đồ, người đến vùng đất không người ở Tây Tạng cũng mỗi lúc một đông, khảo sát khoa học, thám hiểm, thăm dò, lý do thì rất nhiều, kiểu gì cũng có. Thế nhưng những người có được bản đồ đó ai cũng như ai, sau khi vào vùng đất không người ở Tây Tạng đó, đều chỉ có đi mà không có về, chỉ là những người thám hiểm sau này không ngừng phát hiện ra thêm nhiều thi thể nữa mà thôi. Cuối cùng giáo sư Phương Tân nói, theo trí nhớ của Đức Nhi Đại Lạt Ma, lần gần đây nhất là vào năm 1991, ba nhà thám hiểm nước ngoài đã tới Nhung Bố tự tìm một Lạt Ma làm hướng đạo, cuối cùng tiến vào khu vực núi Hy Hạ Bang Mã, và cũng chung số phận với những nhà thám hiểm khác, biến mất vĩnh viễn rồi trác mộc cường ba lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại đó rốt cuộc là nơi thế nào tại sao lại như vậy được chứ giáo sư phương tân lựa lời khuyên giải tôi biết hiện giờ anh rất khó chấp nhận nhưng sự thực là vậy bạc ba la thần miếu thần bí xưa nay chưa có ai tìm thấy mà bộ tộc qua ba đời đời bảo vệ chính là nơi chúng ta cần đến thế giới bao la không chuyện kỳ lạ gì là không thể có đây là một sự trùng hợp khác thường cho dù nhà văn giỏi nhất thế giới này cũng không thể bịa ra được chuyện trùng hợp đến thế từ kỳ lân mà chúng ta muốn tìm không ngờ lại ở cùng một nơi với Bạc Ba La Thần Miếu mà người ta đã tìm kiếm mấy trăm năm nay. Sau khi Đức nhân lão gia và Đức Ni Đại Lạt Ma cùng nghiên cứu, tuy đến giờ vẫn chưa biết Bạc Ba La Thần Miếu có thực sự tồn tại hay không, nhưng chúng ta có thể khẳng định một điều rằng người tìm kiếm ngôi miếu thần này lúc nào cũng tồn tại, bọn họ chưa bao giờ từ bỏ cuộc tìm kiếm miếu thần cả. Vì vậy, lúc tôi nghe anh kể bị người ta phục kích, hoàn toàn không thấy ngạc nhiên, nếu như lâu như vậy mà không có người chú ý đến mấy người chúng ta thì mới khiến người ta thấy kỳ quái đấy. Hơn nữa, bọn họ trước đó còn bắt cóc người qua ba bị điên kia, cũng có nghĩa là đám người ấy từ lâu đã để mắt đến chúng ta rồi. Giáo sư ngưng lại dây lát, rồi tiếp tục. Lần này khác với những lần trước, chúng ta lần theo những đầu mối khác để tìm kiếm nơi đó, chứ không có bản đồ. Đây có lẽ chính là ưu thế của chúng ta cũng nên. Trác Mộc Cường ba cúi đầu trầm tư không nói. Đường Mẫn không hiểu thắc mắc. Chúng ta không có bản đồ, sao có thể nói là một ưu thế được chứ ạ? À? Giáo sư Phương Tân giải thích, tấm bản đồ ấy đến giờ vẫn còn chưa xác định được là có thực sự tồn tại hay không, mà cho dù là có, thì có bao nhiêu tấm chứ? Tấm nào là bản gốc? Tấm bản đồ ấy rốt cuộc có chỉ rõ phương hướng hay không? Tất cả đều không thể xác định, hơn nữa, còn một tấm là bản đồ sao lục lại theo trí nhớ, có vẻ như là chỉ về hướng đỉnh cho mơ lung ma, mà rất rõ ràng đó là một hướng đi sai lầm. Chúng ta không có bản đồ, vậy thì sẽ không quá ỉ lại vào những đầu mối trên giấy, đây chẳng phải là ưu thế của chúng ta thì là gì nữa? Nhưng vấn đề lúc này là, đã xuất hiện một người qua ba trước nay chưa bao giờ xuất hiện, hơn nữa người này đã bị đám người cũng muốn tìm thần miếu bắt cóc đi rồi, không biết bọn chúng có tới được Bạc Ba La thần miếu trước chúng ta một bước không nữa. Trác Mộc Cường ba lắc đầu nói, tôi không biết, giờ tôi loạn lắm rồi, tôi không hiểu tại sao sự tình lại tiến triển ra thế này nữa, tất cả đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và tưởng tượng của tôi. Thầy giáo chúng ta phải làm sao bây giờ, thầy giáo Giáo sư Phương Tân nói, trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất là thử tìm nhóm người muốn tìm bạc ba la thần miếu kia để tiếp xúc và tìm tiếng nói chung, bởi vì biết đâu bọn họ lại nắm những đầu mối rất quan trọng khác, chúng ta tập hợp các đầu mối của cả hai bên lại, nhớ đâu tìm thấy ngôi miếu thần trong truyền thuyết kia, sau đó thì ai lấy thứ người nấy cần, bọn họ tìm kiếm châu báu, còn chúng ta thì tìm từ kỳ lân. Giáo sư Phương Tân còn chưa nói hết, chắc một cường ba đã thô lỗ ngắt lời, đủ rồi, đừng nói nữa tôi sẽ không cùng những kẻ đã vác súng phóng hỏa tiến mời tôi nói chuyện hợp tác đâu vĩnh viễn không bao giờ a à, xin lỗi thầy giáo tôi cáu quá không khống chế được cảm xúc mất rồi giáo sư phương tân mỉm cười tỏ ý thông cảm nói tiếp vậy thì con đường thứ hai chính là dùng danh nghĩa quốc gia để tiến hành khảo sát khoa học trác mộc cường ba trao mày nghi hoặc nói xin thầy làm ơn nói rõ hơn một chút giáo sư phương tân cười cười chúng ta có thể làm dự án khảo sát để bảo vệ di tích văn hóa và cứu lấy văn vật quốc gia trình lên các cơ quan hữu quan của nhà nước. Sau khi thông qua một quá trình phê duyệt lăng nhằng, chúng ta sẽ tổ chức một đoàn chuyên gia tiến hành hoạt động khảo sát, đồng thời nhà nước sẽ cung cấp các thiết bị cần thiết. Có điều ở đây xuất hiện hai vấn đề. Vấn đề gì thế? Đầu tiên, trong đoàn chuyên gia mà nhà nước thành lập đó, tất cả đều là chuyên gia, còn chúng ta thì lại không phải, thậm chí có thể nói là chẳng hề biết gì về bạc ba la thần miếu cả, vì vậy chúng ta đều không thể trở thành thành viên của đoàn chuyên gia đó, mà chỉ có thể làm trợ thủ. Giáo sư Phương Tân nói. Trợ thủ thì làm gì? Trác Mộc Cường ba hỏi. Giáo sư Phương Tân đáp, lấy ví dụ nhé, khi đội khảo sát của nhà nước muốn lên đỉnh cho Mơ Ma, các thiết bị quan trắc quá nặng, thành viên đội khảo sát không thể vừa vác vật nặng như thế mà leo lên tận đỉnh cho Mơ được, nên phải thuê dân tạng ở Hạ Nhĩ ba vác giúp máy móc. Tác dụng của chúng ta ở trong đoàn chuyên gia này chính là gần như những người vác đồ đặc máy móc đó, hiểu chưa? Trác Mộc Cường ba do dự dây lát, rồi gượng cười nói, được thôi, chẳng phải chỉ là vác đồ thôi sao, nếu có thể tìm được nơi ấy, tìm được tử kỳ lân, tôi làm châu làm ngựa cũng được. Giáo sư Phương Tân lại nói, được, vấn đề thứ hai chỉ sợ hơi khó khăn một chút. Trác Mộc Cường ba thầm giận người, nói là vác máy móc đồ đặc chỉ là tôi lấy ví dụ thế thôi, thực tế việc của chúng ta, chắc có lẽ là dò đường tiên phong cho đoàn chuyên gia, vì tôi nghe nói, nhà nước cũng đã từng đi tìm bạc ba la thần miếu, nhưng đều không có kết quả gì, mà một số chuyên gia còn không sống trở về nữa, vì vậy mới thay đổi chiến lược, không để những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm kia đi mạo hiểm nữa, mà muốn tổ chức một đoàn dò đường đặc biệt, phụ trách tập trung chỉnh lý tư liệu về giao cho các chuyên gia ở nhà. Nhưng với kinh nghiệm và năng lực hiện tại của chúng ta, e là nhà nước cũng không dám để chúng ta xuất phát như vậy đâu, vì thế, trước khi lên đường tìm nơi đó, chúng ta cần phải tiếp nhận một đợt huấn luyện đặc biệt cực kỳ nghiêm khắc về điểm này. Giáo sư Phương Tân ngước mắt lên nhìn chắc Mộc Cường Ba, không ngờ gã lại trả lời hết sức dứt khoát, đây mà là vấn đề gì chứ, tôi cũng đang mong được thế đây. Giọng nói gã toát lên vẻ hân hoan rõ rệt. Giáo sư Phương Tân ngấm ngầm gật đầu, xem ra chuyến đi khả khả Tây Lý đã làm chắc Mộc Cường Ba thay đổi không ít, phải như ông nói những lời này trước khi gã đi khả khả Tây Lý, nhất định là gã đã chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay lập tức. Giáo sư hài lòng nói, nếu đã như vậy, ngày mai chúng ta tới chỗ trường lập một chuyến đi, nói không chừng đội huấn luyện đặc biệt chỉ còn thiếu hai chúng ta nữa thôi đấy. Nhìn chắc một cường ba kinh ngạc đến không thốt nổi tiếng nào, giáo sư Phương Tân nở một nụ cười bí hiểm. Ngay ngày thứ hai, sau khi Đức Nhân Lão Gia và Đức Nhi Đại Lạt Ma đưa ra kết luật, tôi đã nói suy nghĩ của mình cho Đức Nhân Lão Gia. Được sự đồng ý của ông ấy, tôi liền lập tức liên hệ với đoàn trưởng thứ nhân, Đức Nhân Lão Gia cũng đích thân gọi điện tới lãnh đạo ở Hà Sa. Đáng lẽ nếu muốn tổ chức đoàn dò đường, toàn bộ thành viên đều phải được chọn lựa từ bộ đội đặc trùng, nhưng vì sức ảnh hưởng của đức nhân lão gia và nhiều nhân tố khác, cấp trên cuối cùng cũng đã chấp thuận, trước khi các anh về đây, chúng tôi đã chiêu mộ tinh anh trên toàn quốc, bắt đầu tập trung về chỗ ban giác thứ nhân rồi. Ba Tăng cũng đã tới đội huấn luyện đặc biệt, đang kể lại mọi chuyện anh ta gặp phải cho các chuyên gia mới đến để dựa vào đó sắp xếp một số vấn đề trong giáo trình huấn luyện. Gương mặt chắc mộc cường ba tràn trề kinh ngạc pha lẫn hưng phấn, chừng như chỉ hận không thể đến đội huấn luyện đặc biệt ngay lập tức vậy, gã kích động nói, thì ra, thầy. Thầy sớm đã chuẩn bị hết cả rồi, thầy giáo. Tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi. Trác Mộc Cường ba mừng rỡ đến nỗi cứ vặn chặt hai tay vào nhau. Giáo sư Phương Tân nói, đừng vui mừng quá sớm, đợt huấn luyện đặc biệt này rất khắc nghiệt đấy, còn chúng ta thì căn bản không thể biết là lúc nào mới thông qua được. Rất có khả năng là lúc chúng ta còn đang khắc khổ huấn luyện, đối thủ đã tìm thấy thần miếu mà lấy đi hết cả mọi thứ rồi. Đường mẫn đột nhiên cất tiếng, có còn con đường thứ ba không? Còn chứ, giáo sư Phương Tân điềm đạm nói, bỏ cuộc. Đường mẫn lẻ lưỡi, không dám nói gì thêm nữa. Trác Mộc Cường ba nói, tôi có lòng tin, trước khi chúng tìm thấy bạc ba la thần miếu chúng ta có thể hoàn thành đợt huấn luyện đó. Đúng vậy, chúng tôi có lòng tin, nhất định có thể hoàn thành. Đường mẫn cũng nói, hử, giáo sư Phương Tân quay đầu lại, nghiêm khắc nói, cái gì cơ? Cô còn muốn đi nữa à? Lần này cô gây họa chưa đủ chắc, suýt chút nữa cô làm cả ba người chết ở khả khả Tây Lý rồi đó. Vành mắt đường mẫn đỏ lượng lên, ngữ khí của giáo sư Phương Tân cực kỳ nặng nề, chắc một cường ba bị kẹt giữa hai người, không biết phải an ủi đường mẫn thế nào, cũng không biết nên làm sao giải thích với giáo sư Phương Tân. Bầu không khí gượng gạo bao trùm trong mấy phút, cuối cùng đường mẫn hức hức khóc hòa lên, hu hu, không. Không phải cháu cố ý mà, Oa, wow. đường mẫn đau lòng khóc hòa lên, nhưng giáo sư Phương Tân lòng dạ sắt đá, một lời nhẹ nhàng an ủi cũng quyết không nói, chắc một cường ba vắt cả óc ra, mài rách cả môi, cuối cùng cũng thuyết phục được giáo sư Phương Tân đồng ý cho đường mẫn tham gia huấn luyện đặc biệt, còn chuyện có thể thông qua huấn luyện hay không thì tính sau. Giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn đường mẫn gục đầu vào ngực chắc một cường ba khóc tấm tức, thầm thở dài trong lòng, ông hiểu rất rõ học trò này của mình, bình thường gã ta tính tình lạnh nhạt, rất ít động lòng với ai, nhưng một khi đã động lòng thì lại vô cùng sâu đậm, giờ muốn tách rời gã và Đường Mẫn xem ra không phải chuyện dễ dàng rồi. Về nhà gặp cha mẹ, Trác Mộc Cường ba kiên quyết biểu thị mình sẵn sàng thực hiện chuyến thám hiểm lớn trong đời này, đối với quyết định của gã, lần này thì thái độ của cha mẹ hoàn toàn khác với những lần trước đó, Đức nhân lão gia vô cùng tán đồng, trở thành người ủng hộ mạnh mẽ của gã, còn bà Mai Đoá mẹ gã lại đau lòng rơi lệ. Ngày hôm sau, trước khi Trác Mộc Cường ba chuẩn bị tham gia huấn luyện đặc biệt, cha gã Đức Nhân lão ra, nghiêm nghị đích thân đeo cho gã ba bùa hộ thân của gia tộc Đức Nhân, một thanh thập tự kiếm bằng đồng tượng trưng cho cát tường như ý. Thanh thập tự kiếm đống to bằng bàn tay ấy giáo sư Phương Tân cũng từng thấy qua, ông nghĩ có lẽ vật này ít nhất cũng phải trải qua lịch sử không dưới nghìn năm, là một văn vật hiếm thấy trên đời, hơn nữa nội hàm lịch sử của nó còn không thể đánh giá. Thân kiếm hình lăng trụ rất có tính tượng trưng, bên trên khắc bốn loại thú cát tường là sư tử gầm, rồng nhen anh, hổ giao uy, đại bàng tung cánh, phía sau mỗi con thú đều có một hàng văn tự cổ quái, nghe nói là tạng văn cổ đã thất truyền từ lâu, đốc kiếm cũng là một con thú, từ thế hiên ngang hùng dũng, nhẹ nanh múa vuốt, hơi giống kỳ lân, nhưng đầu có ba góc, theo như đức nhân lão ra nói, thì con thú này tên gọi là tam giác tỷ hưu, là một loài lưỡng tính. Sửa soạn hành trang xong, Trác Mộc Cường ba lại một lần nữa bước vào hành trình mạo hiểm của cuộc đời mình trong nghìn vạn lời dặn dò của mẹ. Lần này khác với những lần trước, gã sẽ đến một thế giới mờ mịt không biết ra sao, lần này có lẽ gã sẽ rời ra nền văn minh nhân loại tất cả đều phải dựa vào sức lực của chính mình nhưng bước chân của gã vẫn chắc chắn mạnh mẽ như mọi lần trước đây khiêu chiến với vận mệnh theo đuổi lý tưởng đó chính là tín niệm cả đời không bao giờ thay đổi của gã trung tâm huấn luyện đặc biệt ở trong dãy tung sơn trên đường núi tuyết dựa vào bầu trời xanh thăm thẳm dòng sông nhỏ bên dưới vầng dương buổi ban mai tựa như giải lụa bạc trên thảo nguyên giải rác những đàn bò đàn dê cả một vùng đất mênh mông bình yên và tràn đầy sự sống Cơn gió mắt lạnh thổi qua, mang theo một vầng mây trắng tinh khiết cũng cuốn đi mọi ưu phiền buồn bực trong lòng mọi người. Bất kể là ai chăng nữa, gió nhẹ nhẹ của cao nguyên, trong lòng đều trào dâng lên khát vọng muốn quỳ xuống bái lạnh ngọn tuyết sơn, hai thần thánh thiêng liêng, trải tâm sự của mình trên mặt hồ tĩnh lặng yên bình kia. Trác Mộc Cường ba nhìn bức tranh như trong câu chuyện đồng thoại trước mắt, trong lòng đầy những bất an và mong đợi đối với đợt huấn luyện đặc biệt lần này, cánh cửa sắt lớn của trung tâm huấn luyện đã ở gần ngay trước mắt, một cánh cửa mở ra tương lai mờ mịt. Một pho sử thi nổi tiếng của dân tộc Tạng, hiện nay là bộ sử thi duy nhất trên thế giới còn được truyền miệng, đã lưu truyền hơn 1.000 năm nay, dài gấp 3 lần sử thi Mahabharata của Ấn Độ. Hai chính là chỉ ngọn núi thần cương nhân ba tế của người Tạng. Tinh anh tề tựu, cơn gió lưng chừng núi từ từ thổi qua, tư duy chắc mộc cường ba cũng dần trở nên tách bạch rõ ràng hơn, gã hỏi, thầy giáo, thầy nói xem, Bạc Ba La Thần Miếu này và Tứ Phương Miếu lần trước cha tôi nhắc tới, chúng có quan hệ gì với nhau không nhỉ? Giáo sư Phương Tân tỏ ý khen ngợi, gật đầu nói, không sai, tôi cũng từng hỏi câu hỏi này, tại sao lại gọi là Bạc Ba La Thần Miếu chứ? Tại sao nó lại có báu vật nhiều như biển lớn? Nếu nói là Bạc Ba La Thần Miếu, vậy thì khả năng lớn nhất là vào khoảng thời gian diễn ra cuộc vận động diệt Phật. Có phải thánh giáo đã chuyển bảo bối trong Tứ Phương Miếu tới Bạc Ba La Thần Miếu hay không, đây là nghi vấn lớn nhất của chúng ta. Trác Mộc Cường ba tiếp lời. Giáo sư Phương Tân mỉm cười gật đầu khe khẽ, lúc này, ba người đã tới một doanh trại ẩn mật trong núi. Đứng ngoài cửa chờ sẵn bọn họ là Trương Lập và Ba Tang mặt đầy dâu ria lởm chởm. Trong lúc Ba Tang và anh trai La Ba đang nói chuyện gì đó, Trương Lập hồ hởi nói, Cường ba thiếu ra, anh đoán xem tôi gặp ai ở đây nào. Nhất định là anh không đoán được đâu. Trác Mộc Cường ba lắc lắc đầu, Trương Lập lại nói, ra đây đi, lính trinh sát nhạc dương liền mang theo nụ cười rực rỡ như mặt trời của anh ta bước đến chào đúng theo kiểu nhà binh báo cáo đội viên đội huấn luyện đặc biệt nhạc dương có mặt trác mộc cường ba mỉm cười đưa tay ra đợi mọi người giới thiệu một lượt xong nhạc dương nói tiến sĩ cổ tuấn nhân đang đợi mọi người vào trong trước đã giáo sư phương tân thấp giọng lẩm bẩm ô hóa ra là ông ấy trác mộc cường ba quay đầu lại giáo sư phương tân liền nói tiến sĩ cổ tuấn nhân viện sĩ viện khoa học trung quốc Nghiên cứu viên của Bảo tàng Cố Cung, tiến sĩ ngành cổ văn vật, cố vấn thường vụ đội khảo cổ quốc gia Trung Quốc, cố vấn đội khảo sát Nam Cực, hội trưởng danh dự của hội những người sống sót nơi hoang dã Trung Quốc. Đường Mẫn Lè lưỡi nói: "Oa, nghe tên tôi đã biết là nhân vật rất có tiếng tăm rồi." Giáo sư Phương Tân lại nói: "Có điều vị tiến sĩ cổ này đã 70 tuổi rồi, ông ấy là bạn tốt của một thầy giáo của tôi, chắc là không thể tham gia hành động cùng chúng ta đâu." Nhạc Dương nói: "Giáo sư hiểu rõ tiến sĩ cổ nhỉ?" ông ấy cũng không tới đây đâu, chỉ là dùng điện thoại truyền hình liên lạc với chúng ta thôi. Vào phòng truyền thống đa phương tiện của doanh trại, chỉ thấy trên màn ảnh có một ông già tuổi cổ lai hy ngồi trên sofa, chào hỏi mọi người rất ân cần. Ông già cất tiếng hỏi trước, Phương Tân, anh cũng ở đây à? Nghe nói nghiên cứu về loài chó của anh đã đạt tới trình độ hàng đầu thế giới rồi phải không? Nghĩ lại năm đó anh chỉ trung tình với mỗi ngành sinh vật học, tôi bảo anh theo tôi học khảo cổ anh không chịu, hư, giờ lớn chừng này tuổi rồi, còn muốn đi thám hiểm cơ à? Lại nhớ đến nắm xương già này rồi hả? Giáo sư Phương Tân túng cười ngượng nghịu, "Tiến sĩ Cổ, việc này, kha kha, em thì hàng đầu cái nỗi gì chứ, chỉ là các đồng nghiệp trên thế giới cùng giao lưu trao đổi thôi. Lần này đi thám hiểm cũng là vì nghiên cứu học thuật thôi mà. Kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã của Tiến sĩ Cổ rất phong phú, có thầy trợ giúp, chúng em nhất định sẽ thu hoạch được không ít sau đợt huấn luyện này." Tiến sĩ Cổ nhấp một ngụm trà, lại nói tiếp, "Mấy thứ anh gửi tới Tôi đều xem qua cả rồi, tất cả đều là tinh phẩm, nếu lần này các anh thành công, giá trị của phát hiện nhất định sẽ làm chấn động cả thế giới. Tôi giờ tuổi đã cao, nếu không, thật cũng muốn đích thân tham gia hoạt động khảo sát lần này lắm đấy. Phải rồi, anh chàng cao to bên cạnh kia, anh chính là người khởi xướng và tài trợ cho lần hành động này phải không? Xin lỗi nhé, tôi giành quyền chỉ huy của anh mất rồi. Kha kha. Tiến sĩ cổ đổi giọng nghiêm túc nói, lần khảo sát này được nhà nước hết sức coi trọng thế nên mới đặc biệt kéo lão già tôi ra làm phó tổng chỉ huy, cũng là tổng chỉ huy huấn luyện cho các anh, tất cả trang thiết bị cần thiết đều do nhà nước cung cấp, hành động cũng phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy, nếu ai phạm quy, chúng tôi có thể khai trừ người đó ra khỏi đội khảo sát bất cứ lúc nào. Bây giờ, tôi muốn hỏi mọi người vài câu. Tiến sĩ cổ lấy ra một tập tài liệu, đọc lên, ừm, chắc Mộc Cường ba người tảng. Rất tốt, tôi hỏi anh, anh có biết hành trình lần này sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm không? Trác Mộc Cường ba gật đầu, tôi biết. Tiến sĩ cổ lại hỏi tiếp, các anh là người đi trước mở đường, bất cứ lúc nào cũng bị đe dọa tới tính mạng, cả cái chết mà anh cũng không sợ sao. Trác Mộc Cường ba đáp như chém đinh chặt sắt, sợ. Tiến sĩ cổ liền hỏi, vậy tại sao anh còn muốn đi? Trác Mộc Cường ba đáp, vì tín ngưỡng của tôi. Tiến sĩ cổ nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường ba một lúc lâu, nói, được lắm, có tín ngưỡng của mình, đời người sẽ không còn trống giống cô quạnh nữa. Phương Tân thì tôi không hỏi nữa, anh đã từng hiến mấy ngón tay cho nghiên cứu về loài chó, cũng 7-8 lần vào sinh tử, ngại gì thêm một lần này nữa, phải không? Ô, cô bé con này, cháu cũng muốn tham gia đội khảo sát lần này cơ à? Đường Mẫn gật đầu, tiến sĩ cổ lại hỏi, vậy tại sao cháu muốn tham gia hành động lần này thế? Vì tình yêu, Đường Mẫn không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay. Tiến sĩ cổ cười cười nói, ha ha, thấy chưa, lý do của cô bé con này đầy đủ hơn hai người các anh nhiều đấy. Ừm, được đấy, bé con à, ta ủng hộ cháu về mặt tinh thần. Có điều, hoạt động khảo sát lần này khó khăn hơn tất cả những lần khảo sát có tính chất thám hiểm trước đây, hệ số nguy hiểm của mọi người thậm chí còn có thể cao hơn đội khảo sát nam cực nữa. Vì vậy, dựa vào tố chất và điều kiện sức khỏe của cháu, cháu không thích hợp để tham gia hành động lần này đâu. Đường mẫn dầu môi lên nói, ông ơi, thật là trọng nam khinh nữ. Một tiếng ông ơi núng nịu của đường mẫn làm tiến sĩ cổ cười nheo cả mắt lại, Vội vàng nói ngay, kha kha, tuy ông cao tuổi một chút, nhưng tư tưởng thì vẫn là tư tưởng Trung Quốc mới đấy nhé, không đến nỗi còn quan niệm phong kiến đâu. Ha ha, ông không gạt cháu gái, nhưng lần hành động này thực sự không thích hợp với cháu, những người chúng ta cần đều là thanh niên trai tráng, thám hiểm là công việc rất cần sức khỏe, không có thể lực thì sẽ nguy hiểm lắm đấy. Đường Mẫn vội nói, "Cháu, cháu có sức khỏe." Cô đột nhiên bịa ra một chuyện, "Trước đây cháu cũng thường theo anh trai đi thám hiểm mà." trác mộc cường ba biết rõ tuy anh trai của đường mẫn là một người đam mê thám hiểm đến cuồng nhiệt nhưng cô em gái này của anh thì lại rất ngoan ngoãn ở trường học hành chưa bao giờ đi thám hiểm dù chỉ một ngày nhưng trong lòng gã lại đang rất mâu thuẫn không bóc mẽ cô mà chỉ thầm nhủ nếu quả thực không được thì cũng đành thôi để hôm khác khuyên giải mẫn mẫn vậy tiến sĩ cổ hỏi với anh trai cháu à anh trai cháu là ai đường mẫn đáp ngay anh trai cháu là đường thọ anh ấy hay đi thám hiểm lắm đường thọ Tiến sĩ cổ đột nhiên lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, nói, anh chàng hay lên tạp chí đấy hả? Ừm, anh chàng này, tôi có gặp một lần hồi 5 năm trước rồi, chúng tôi còn trao đổi về kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã và thám hiểm nữa. Lúc đó tôi đã quả quyết rằng, trong các nhà thám hiểm Trung Quốc, anh ta không xếp hàng thứ nhất thì cũng phải ngồi ghế thứ hai. Đúng là cháu từng đi thám hiểm với anh trai rồi đấy chứ. Đường mẫn chấp chấp đôi mắt to tròn, gật đầu cái rụp. Tiến sĩ cổ lầm bẩm anh trai cháu là kỳ tài hiếm có trong giới thám hiểm, chỉ là tâm tư nặng nề quá, thứ gì cũng muốn chiếm làm của riêng, mà những thứ ấy lại cực kỳ nguy hiểm, hy vọng anh ta không gặp phải vấn đề gì trong khi thám hiểm. Nếu cháu đã nói từng cùng anh trai đi thám hiểm rồi, vậy thì cứ ở lại huấn luyện thử hai ngày coi sao rồi tính sau. Đường mẫn ngấm ngầm nháy mắt với Trác mộc cường ba, ý chừng muốn nói may mà tiến sĩ cổ không biết cô chưa bao giờ cùng anh trai đi thám hiểm hết, và cả chuyện giờ anh trai cô còn đang nằm ở bệnh viện tận bên Mỹ nữa. Tiến sĩ cổ lại nói tiếp, vì sức khỏe tôi không được như trước nữa, lần này không thể đích thân tới chỉ đạo huấn luyện kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã cho mọi người, tôi đã ủy thác một học trò của tôi tới hướng dẫn các bạn. Cô ấy từng làm sĩ quan huấn luyện trong quân đội, hiểu rõ môi trường cao nguyên Thanh Tạc, phương pháp huấn luyện cũng rất riêng biệt, lúc này cô ấy đã trên máy bay tới Hasa rồi, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tới chỗ mọi người, hy vọng mọi người có thể hòa hợp với nhau, còn tôi sẽ ở Hải Nam chỉ huy từ xa thôi. Kha kha Trác Mộc Cường ba chợt hỏi, không biết tổng chỉ huy lần hành động này là ai vậy? Tiến sĩ cổ cười cười nói, ừm, um, là một cán bộ hành chính, người ta còn công vụ bộn bề, giờ đang họp ở Bắc Kinh, có điều, người đó đã hứa là nhất định sẽ kịp tới tham gia đợt huấn luyện đặc biệt này. Tôi không tiện tiết lộ quá nhiều, tới lúc ấy mọi người sẽ biết cả thôi, trong lần hành động này, cộng thêm học trò của tôi là trong quân đội tổng cộng rút ra 3 người, bọn họ sẽ là chủ lực hành động, còn các anh có bốn người, nhiều hơn một. Nhiệm vụ chủ yếu của các anh là dẫn đường, quan hệ đã rõ ràng chưa? Ngoài ra còn có hai người nữa cũng giúp đỡ cho mọi người, một là trợ thủ lâu năm của tôi, một là đại biểu của phía tôn giáo Tây Tạng, dù sao đây cũng là vụ việc có quan hệ rất lớn đến giáo lý cổ đại của người Tạng mà, tin rằng vị đó có thể đưa ra những chỉ dẫn từ phương diện tôn giáo mà chúng ta không nghĩ tới được. Giáo sư Phương Tân liền nói ngay, "Ồ, trợ thủ mà tiến sĩ Cổ nói đấy, có phải là ngải lực khắc không?" Tiến sĩ Cổ gật gật đầu giáo sư Phương Tân lại nói, vậy thì tôi yên tâm rồi. Trác Mộc Cường ba thấp giọng hỏi, thầy giáo, thầy giáo biết anh ta à? Giáo sư Phương Tân gật đầu, ừm, um, ngài lực khác là một người Tân Cương rất nhiệt tình, nhỏ hơn tôi 10 tuổi, anh sẽ thích anh ta cho mà xem. Năm đó anh ta là người nổi bật nhất được tiến sĩ cổ đích thân tuyển lựa trong hàng ngũ các thành viên trẻ tuổi của đội khảo sát, đương nhiên, từng trẻ tuổi thôi, giờ anh ta đã có thể độc lập đứng ra làm người phụ trách những nhiệm vụ khảo sát quan trọng rồi. Mười năm trước, khi tôi vào Tây Tạng lần thứ năm đã từng hợp tác với anh chàng này, thực sự là một người có kinh nghiệm khảo sát thám hiểm cực kỳ phong phú đấy. Tiến sĩ cổ có vẻ đắc ý nói, cha, vậy hả? Có điều học trò kia của tôi thì nhất định anh không biết đâu, con nhỏ đó mới là học trò đắc ý nhất của tôi đó. Được rồi, mọi người vừa mới tới nơi đã bị lão già lắm điều này hỏi cho một chàng, hẳn là cũng mệt rồi, giờ hãy đi nghỉ trước đi, làm quen với hoàn cảnh và đồng đội của mọi người, nói không chừng sau này các bạn sẽ nương tựa lẫn nhau để sinh tồn đó. Giáo sư Phương Tân nói, tiến sĩ cổ, còn một chuyện nữa. Tiến sĩ cổ lắc đầu ngắt lời, được rồi, có chuyện gì thì đợi ngải lực khắc và cánh nam đến rồi nói với họ là được, tôi cũng phải uống thuốc rồi. Bọn họ sẽ luôn cập nhật báo cáo về tình hình của mọi người với tôi, một lần nữa chúc mọi người huấn luyện thuận lợi, sớm tới ngày hoàn thành nhiệm vụ khảo sát lần này. Hình ảnh trên màn hình biến mất, ba người ra khỏi phòng truyền thông. Trương Lập và Nhạc Dương đợi bên ngoài cùng cất tiếng hỏi, thế nào? Tiến sĩ cổ hỏi mọi người những câu hỏi quái dị gì thế? Trác Mộc Cường ba hờ hứng kể lại tình hình một lượt, gã thấy hai anh em Ba Tang và La Ba đang đứng ở đằng xa, liền bước tới, La Ba dặn dò hai người vài câu vắn tắt, rồi còn phải vội về nhà sắp xếp cho những người đến xin gặp Đức Nhân Lão ra. Trác Mộc Cường ba chia tay ra nói, rất vui vì anh gia nhập với chúng tôi ba tang không hề tiếp nhận sự thiện trí của gã chỉ lạnh lùng nói tôi tới đây không phải để giúp anh anh ta đưa mắt nhìn theo dáng lưng anh trai mình nói tiếp là các người tự muốn tìm lấy cái chết tôi chẳng qua chỉ là người dẫn đường mà thôi coi như là để báo đáp đức nhân lão gia đã chiếu cố cho anh trai tôi cũng được ba tang cao ngạo nhìn về nơi xa xăm nào đó trong cả đám người này chỉ có mình anh ta là người đã trải qua đoạn hành trình chết chóc ấy chỉ có anh ta mới biết nơi đó đáng sợ tới nhường nào khi gương mặt Zuriel xồm xòm đặc trưng của anh ta vểnh lên nhìn bầu trời bằng ánh mắt lạnh lùng, không ai biết được trong lòng Ba Tang đang nghĩ đến điều gì cả. Nhạc Dương nhìn Ba Tang nhạt giọng hỏi, đó là ai vậy? Sao mà kiêu ngạo thế? Trương Lập nói, là em trai của chú La Ba. Nghe nói anh ta từng đến nơi chúng ta cần đến, nhưng sau đó bị kích động quá mạnh dẫn đến mất trí nhớ cục bộ. Lần hành động này của chúng ta phải nhờ anh ta dẫn đường đó. Nhạc Dương nghe vậy thì khẽ nhíu đôi mày lên. Mấy người bọn chắc một cường ba đợi tới sau bữa cơm trưa, huấn luyện viên mà tiến sĩ cổ đã nhắc kia mới thong dong đi tới. Một nam một nữ, người nam cao chừng mét bảy, tóc xoăn nâu nâu, gương mặt chữ điền như được căng thêm một tầng da trâu, sớm đã bị các thể loại khí hậu khắc nghiệt mài rũa cho như tờ giấy giáp, xem ra có vẻ già dặn hơn tuổi 50 của mình, nhưng cũng giống như giáo sư Phương Tân, dưới hai hàng lông mày lưỡi mác là một đôi mắt nhìn xa trông rộng, còn người nữ, xem ra chỉ tầm hai ba mươi tuổi, mặt trái xoan rất tiêu chuẩn, đôi mắt sắc dưới hàng lông mày lá liễu toát lên vẻ lạnh lùng, mái tóc dài xóa ngang vai tung bay trong gió. Áo gió mỏng bay phần phật càng tôn thêm thân hình của cô, nhìn thật đúng là hiên ngang mạnh mẽ. Giáo sư Phương Tân thấy ngại lực khắc, liền mỉm cười bước đến đón, hai người từ xa đã vẫy tay chào nhau, còn Trương Lập và Nhạc Dương vừa nhìn thấy cô gái kia, đều trợn tròn mắt, gần như cùng lúc thốt lên, thiết quan âm, thạch nương tử. Sau đó cả hai lại cùng lúc nhìn điệu bộ kinh hoàng của nhau hỏi tiếp, anh biết cô ta à? Rồi hai người lại gần như cùng lúc ủ rũ đáp, đương nhiên rồi, đó là sĩ quan huấn luyện của chúng tôi mà. Ngữ khí đường mẫn có vẻ bất mãn, cô gái này sao mà trẻ quá vậy? Chắc Mộc Cường Ba cũng kinh ngạc hỏi, cô ta là sĩ quan huấn luyện của các anh à? Nhạc Dương rụt rè đáp, ừm, um, cô ấy, cô ấy thường dạy chúng tôi phương pháp lùng bắt quân địch. Giọng trương lập cũng nhỏ hẳn đi, cô ấy, cô ấy dạy chúng tôi kỹ năng cận chiến, đáng sợ lắm. Nhạc Dương nói, có biết ở chỗ chúng tôi người ta nói thế nào không? Người đàn bà này lạnh lùng như băng tuyết, có cánh tay sắt và trái tim của bọ cạp, đối với binh sĩ chẳng khác gì với kẻ thù, bị cô ta huấn luyện thì gần như là chịu đựng hình phạt đó. Trương Lập thấp giọng nói, chỗ các anh còn đỡ đấy, lúc cô ta làm sĩ quan huấn luyện ở chỗ bọn tôi, hễ nhắc đến cô ta là ai nấy đều đã giật mình thon thoát rồi, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nữa. Không biết ở chỗ bọn anh có nghe qua chuyện này chưa, người đàn bà này theo chủ nghĩa độc thân đấy, cô ta căn bản chẳng để mắt đến đàn ông đâu. Nhạc Dương cũng nhỏ giọng nói, ô, chuyện này thì tôi chưa nghe bao giờ, sao các anh biết được thế? Trương Lập càng hạ thấp giọng hơn, nghe tên là biết rồi còn gì, lữ cánh nam, cánh nghĩa là cạnh tranh, nam tức là đàn ông còn gì. Thế còn không phải là ý muốn phân cao thấp với đàn ông hay sao? Hai người càng nói càng nhỏ giọng, giống như hai kẻ làm chuyện xấu đang ngấm ngầm bàn luận, đến đoạn sau thì chắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn vỉnh tai lên cũng không nghe được nữa. Đường Mẫn lớn tiếng chất vấn, làm gì mà hung tàn thế chứ, dù nhìn thế nào thì tuổi người ta cũng đâu có lớn lắm. Ấy, Trương Lập và Nhạc Dương liếc trộm nữ cánh nam ở đằng xa một cái. Trương Lập lại nơm nấp nói, đừng có nói to thế, tai cô ta thính lắm đấy. Nhạc Dương cũng nói, người đàn bà đó rất giỏi gìn giữ nhan sắc, đừng thấy cô ta trông trẻ trung mà lầm tưởng, thực ra đã ba mươi mấy gần 40 tuổi đầu rồi đó trác mộc cường ba thoải mái nói thì ra là một cô gái già độc thân có thể cô ấy hơi trái tính trái nết và nóng nảy một chút nhưng nhất định là không đáng sợ như các anh nói đâu tôi chỉ thấy vẻ u sầu thấp thoáng trên gương mặt kia thôi chẳng qua chỉ là một đóa hoa sắp tàn úa đang khổ sở đợi chờ người đến hái trong gió cuối cùng mà thôi đường mẫn liền vinh mặt lên lườm trác mộc cường ba một cái sắc như dao trương lập và nhạc dương đều hoảng hốt trợn tròn mắt ngẩn ra nhìn trác mộc cường ba vẻ mặt ấy rõ ràng là đang nói anh mà nghĩ như vậy là chết chắc rồi, hết thuốc chữa rồi." Ba Tang đứng xa xa lạnh lùng nở một nụ cười chế nhạo. Lúc này, Lữ Cánh Nam đã lại gần, chắc Mộc Cường ba nhìn thế nào cũng không thấy người đàn bà này đáng sợ, vẻ lạnh lùng trên gương mặt ngược lại khiến cô toát lên một thứ khí chất hết sức đặc biệt. Nếu nói Đường Mẫn là một con thiên nga trắng thanh nhã, vậy thì Lữ Cánh Nam chính là một con chim ưng săn oai vệ, ánh mắt dữ dội đầy uy lực. Không đợi Lữ Cánh Nam đến trước mặt, Trương Lập và Nhạc Dương đã bước lên một bước thấp tha thấp thỏm như thỏ con trông thấy sói, nở một nụ cười bất an, giáo quan, giáo quan. Sĩ quan huấn luyện lữ cánh nam đưa mắt nhìn hai người một lượt, hỏi, hai anh đều là người của quân đội phải không? Trương Lập và Nhạc Dương lần lượt báo tên đơn vị của mình, lữ cánh nam chỉ ừm một tiếng, nói, tôi biết rồi, đoạn quay sang nhìn Trác Mộc Cường 3, Trác Mộc Cường 3, 42 tuổi, cao 1m87, nặng 107kg, tổng giám đốc cơ sở nuôi luyện danh quyền thiên sư, tài sản hơn trăm triệu. Trác Mộc Cường ba đưa mắt quan sát người đàn bà mạnh mẽ đứng sát cạnh mình, cô chỉ thấp hơn giã nửa cái đầu, cao khoảng từ 1m78 đến 1m8, đôi mắt hừng hực khí thế như muốn dọa khiếp người ta, nhưng gã là kẻ lăn lộn thương trường đã lâu, khí thế của một người phụ nữ làm sao áp đảo nổi. Chỉ thấy gã nở một nụ cười hờ hứng, không sai, trí nhớ của cô tốt lắm. Lữ cánh nam đã ngấm ngầm chú ý, rất hiếm đàn ông bị cô nhìn chằm chằm như vậy mà không lùi bước. Cô lại hỏi tiếp, là chuyện gì khiến anh nghĩ không thông? Mà lại liều mạng tổ chức một cuộc tìm kiếm nguy hiểm thế này. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, cô không biết tín ngưỡng và theo đuổi có thể khiến người ta có khả năng sinh tồn lớn thế nào hay sao? Chẳng lẽ cô sống trên thế giới này mà không từng có lý tưởng cũng chưa từng khắc cốt ghi tấm theo đuổi thứ gì hay sao? Lữ cánh nam thoáng lạnh người, lập tức hiểu được, người đàn ông này còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều, con người gã có sức hiệu triệu như một vị lãnh thụ, trong lời nói toát lên vẻ uy nghiêm, tuy nói lần hành động này gã chỉ là tham gia với tư cách là thành viên thông thường nhưng rốt cuộc ai là người dẫn đội xuất phát, giờ có lẽ là phải tính toán lại mất rồi. Lữ cánh nam quyết định nghiên cứu cẩn thận hồ sơ của Trác Mộc Cường ba rồi mới khảo nghiệm tiếp, bèn nhún nhường nói, tốt, rất tốt. Tôi đã đi cả ngày trời, giờ có hơi mệt, tôi đi nghỉ trước. Giới thiệu với các anh đây là tiến sĩ ngải lực khác, Trợ thủ đắc lực của Tiến sĩ Cổ, xem ra còn một người nữa chưa đến, mọi người cứ làm quen với nhau trước đi, sau đó tôi sẽ cho các vị biết kế hoạch của chúng ta. Trác Mộc Cường ba trông thấy hình như Lữ Cánh Nam đang cười cười, nhưng nét mặt hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc gì. Gã chưa từng thấy nụ cười nào như vậy, kỳ dị đến mức làm gã cứ ngỡ mình đã trông thấy ảo giác. Lữ Cánh Nam một mình về phòng nghỉ ngơi, ngải lực khác thì vui vẻ trò chuyện với những người khác, được Phương Tân giới thiệu bảy người ngồi thành vòng tròn nghe ngài lực khắc kể những kinh nghiệm từng trải của ông ngài lực khắc rất giỏi ăn nói tới chỗ cao hứng còn hát cho mọi người nghe mấy bài dân ca tân cương nhảy một điệu đậm đà bản sắc dân tộc khi ngài lục khắc nghỉ lấy hơi ghi áo sư phương tân lại bảo bọn trác mộc cường ba kể chuyện ở khả khả tây lý cho chuyên gia chỉ đạo hướng dẫn có điều sau khi nghe những trải nghiệm của ngài lực khắc trác mộc cường ba đâm ra thấy ngần ngại giáo sư phương tân phải thúc giục khích lệ mãi mới chịu kể lại lần nữa ngài lực khắc lúc thì nhíu mày trầm tư lúc lại hít hà kêu lên không ngớt, có lúc lại như đã tận mắt chứng kiến, bổ sung và giải thích những điểm chắc Mộc Cường Ba nói không rõ ràng lắm. Trong bảy người chỉ có ba tang là hờ hững nhìn quanh quất, vì anh ta cho rằng, những trải nghiệm mà mấy người này đang nói so với chuyện anh ta đã trải qua, thì căn bản không đáng để nhắc tới, nghe một lúc thì anh ta lại bị lữ cánh nam gọi vào. Buổi chiều hôm đó, sáu người đang bàn luận huyên thuyên, thì một giọng Bắc Kinh chuẩn cất lên, làm ơn cho hỏi, trung tâm huấn luyện đặc biệt của đội tìm kiếm bạc ba la thần miếu ở đây phải không? Mọi người ngoảnh đầu lại, vừa trông thấy người đó, tất cả đều trợn tròn mắt lên. Giáo quan ma quỷ Người mới đến không ngờ lại mắc áo tăng trong đỏ thấm ngoài màu vàng, đội mũ hòa thượng màu đỏ, đeo chuỗi hạt bồ đề, tay cầm chày kim cương, nhìn bộ râu và mái tóc hoa dâm, có thể thấy người này không còn trẻ nữa, thân hình gầy gò, nhưng đứng giữa nơi trời băng đất tuyết ông ta vẫn để trần cánh tay bên phải để tỏ lòng thành kính. Tuy đã được tiến sĩ cổ nhắc trước rằng phía Phật giáo Tây Tạng sẽ phái một vị đại biểu, nhưng đột nhiên nhìn thấy vị lạt ma này, mọi người đều không thể không kinh ngạc. Lạt ma một tay cầm chày, một tay đặt trước ngực, hỏi bằng lễ nghi tạng giáo, chắc một cường ba cũng đáp theo đúng giáo lễ, phải, không biết thượng sư có gì chỉ giáo. Lạt ma vừa nhìn tư thế của Trác Mộc Cường Ba liền biết ngay, chỉ có Cường Ba thiếu gia lớn lên trong nhà đức nhân lão gia mới có thể dùng những lễ nghi tôn hiệu này tự nhiên đến thế. Sau khi ông ta tự giới thiệu, mọi người biết vị lạt ma này tên là Quyết Ban Á La, vốn là tín đồ của Ninh Mã Giáo, gần 20 năm nay vẫn luôn ở sắc lạp đại thừa tự ở cách lỗ mật tu. Lần này tới đây là do Đức Ni chát tát khắc đại lạt ma trực tiếp báo cho ông, gần như không làm kinh động đến bất cứ người nào trong tạng giáo, về điểm này thì chắc Mộc Cường Ba hiểu được, dù sao cũng là một chuyện chưa đâu vào đâu, Đức Ni đại lạt ma có lẽ cho rằng không tiện làm rình rang quá lớn. Khi chắc Mộc Cường Ba lo lắng hỏi về tuổi tác của Á La, Á La liền nói mình vừa qua 50, sức khỏe không vấn đề. Nhưng Trác Mộc Cường ba nhìn hàng lông mày rậm bạc trắng dựng ngược lên của Á La, cứ có cảm giác ông còn lớn tuổi hơn cả giáo sư Phương Tân nữa, thế nào cũng không thể khiến người ta yên tâm được. Không bao lâu sau ba tang bước ra ngoài với bộ mặt nghi hoặc, rồi bảo giáo sư Phương Tân vào trong, đồng thời chuyển lời dặn chắc Mộc Cường ba đợi ngoài cửa. Trác Mộc Cường ba đợi cả nửa giờ đồng hồ, bắt đầu thấy hết kiên nhẫn thì giáo sư Phương Tân đi ra. Ông nói với Trác Mộc Cường Ba, hình như là trách nghiệp, không biết thì trả lời là không biết, đừng nói bừa. Lữ cánh nam ngồi sau bàn làm việc, bên trên bầy mấy thứ đồ vật, cô ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba ngồi xuống, rồi chỉ các thứ trên bàn hỏi, có thể cho tôi biết, anh biết những thứ nào trên bàn này không? Trác Mộc Cường Ba quét mắt một lượt, rồi thực thả đáp, một cọng cỏ, một tảng đá, một loài vật to hơn con kiến một chút. Lữ cánh nam ngẩng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, cô đeo một đôi kính gọng hình chữ nhật rất tinh tế, gác lên sống mũi, có thể nói tỉ mỉ hơn một chút nữa không? Kế đó lại ghi nhanh gì đó vào một cuốn sổ. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không thể. Lữ cánh nam mỉm cười nói, ha, không cần cứng nhắc như vậy, thoải mái chút đi. Trác Mộc Cường ba cất giọng đều đều, không nôn nóng cũng không chậm rãi, tôi không căng thẳng, rất thoải mái là khác. Lữ cánh nam xoay xoay cây bút trong tay, lấy làm hứng thú hỏi lẽ nào ông chủ lớn của tập đoàn thiên sư bình thường nói chuyện cũng khô như ngói vậy sao trác mộc cường ba vẫn đều đều đáp còn chuyện gì nữa không lữ cánh nam lại nhìn trác mộc cường ba như nhìn một người hoàn toàn xa lạ gật đầu nói xong tôi biết rồi anh có thể ra ngoài trác mộc cường ba không ngờ câu hỏi của mình lại đơn giản như vậy trong lòng băn khoăn không hiểu sao giáo sư phương tân và ba tang lại tốn nhiều thời gian như thế lúc đứng dậy lữ cánh nam lại gọi gã nói, ừm, đợi chút đã, theo như thỏa thuận giữa giáo sư Phương Tân và chúng tôi đạt được thì chỉ phí cho lần huấn luyện ấy toàn bộ đều do anh ta phụ trách, có phải vậy không? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Đối với Trác Mộc Cường Ba mà nói, vấn đề duy nhất không phải là vấn đề chỉ sợ chính là vấn đề kinh phí này rồi. Lữ Cánh Nam nói, ừm, vậy anh có biết nội dung huấn luyện của chúng ta bao gồm những gì không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không biết, chẳng phải các vị đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi sao? Lữ cánh nam nói, phải có điều tôi cảm thấy tốt nhất anh vẫn nên tìm hiểu trước một chút thì tốt hơn. Dựa trên những gì BS được từ chỗ Ba Tang, bọn họ ở vùng 7.000m hạ một mạch xuống còn khoảng 500.000m trên mực nước biển, đi qua nhiều loại địa hình như núi tuyết, rừng nguyên sinh, thảo nguyên, cũng có nghĩa là phạm vi huấn luyện của chúng ta từ vùng tuyết trải dài tới đầm lầy, từ rừng sâu nguyên thủy lên tới núi cao chót vót, có thể nói là cực rộng. Tổng hợp các tư liệu của giáo sư Phương Tân cung cấp, kế hoạch của chúng ta chia làm 3 bước. Thứ nhất là để mọi người học được kỹ năng cơ bản mà sinh tồn nơi hoang dã, bao gồm cả huấn luyện để thích ứng với các loại khí hậu, các loại hoàn cảnh môi trường khác nhau. Bước thứ hai là cho mọi người học cách sử dụng các loại công cụ, bao gồm vũ khí và một số kỹ thuật chiến đấu phòng thân cần thiết. Bước thứ ba là để mọi người học cách phân biệt một số loại bẫy dập đơn giản và tránh khả năng gặp phải những nguy hiểm không lường trước. Từ những tư liệu trong tay tôi hiện nay, Độ khó của lần hành động này cũng vượt xa so với tưởng tượng của tôi, chỉ riêng phần leo núi tuyết trên cao nguyên đã thuộc về phạm trù thám hiểm khảo sát rồi, nhưng đối với mọi người, đó chỉ là bắt đầu thôi, sau đó các vị còn phải xuyên qua một khu rừng có lẽ là xưa nay chưa từng có dấu chân của con người hiện đại đi qua, trong đó có rắn độc mãnh thú, một số chỉ cần chạm mặt thôi là đã toi đời rồi, còn đáng sợ hơn nữa là trong rừng có lẽ còn có bộ lạc người qua ba sống nguyên thủy. Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết trí tuệ của họ thế nào có thể là họ biết làm những cạm bẫy đơn giản, nhưng cũng đủ để khiến người ta mất mạng. Nhưng tất cả đều chưa phải là đáng sợ nhất, kẻ thù lớn nhất của chúng ta, cũng chính là từ tin tức anh mang về từ khả khả Tây Lý, có một nhóm người khác cũng đang tìm bạc ba la thần miếu, những kẻ từ thế giới hiện đại sở hữu vũ khí tối tân. Nếu những điều anh nói đều là sự thật, vậy thì mức độ nguy hiểm của hành trình này, ít nhất cũng phải nâng thêm một bậc. Anh thật là, không có vấn đề gì chứ. Chắc Mộc Cường ba gật đầu, phải. Lữ cánh nam lại nói, nghe nói thành viên cuối cùng trong đội đã tới rồi, tên là... Là... Trác Mộc Cường Ba Đáp, quyết ban Á La. Ừm lữ cánh nam bề ngoài vẫn tỏ ra rừng rưng hờ hứng, anh ra ngoài gọi người đó vào đây. Trác Mộc Cường Ba đã nhạy bén quan sát được, khi nghe thấy cái tên đó tai lữ cánh nam khẽ rung động một chút, vùi đầu vào ghi chép chẳng qua chỉ để che đậy. Gã mở cửa ra, phát hiện thấy Á La Lạt Ma đã đợi ngoài cửa, gã truyền đạt lời lữ cánh nam mời ông vào trong. Á la vừa bước vào, chắc một cường ba liền trông thấy, lữ cánh nam, người đàn bà độc lập độc đoán lạnh lùng như băng ấy, không ngờ lại đứng lên đón tiếp, đúng vào khoảnh khắc cánh cửa sập lại, hình như cô đã quỳ xuống. Chắc một cường ba rụi mạnh tay vào mắt, không biết có phải mình hoa mắt rồi hay không. Chắc một cường ba không hề hoa mắt, đúng là lữ cánh nam đã quỳ xuống, hai gối chạm đất, hai tay trống xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, lẩm bẩm nói, á la đại nhân, con không ngờ người cũng đích thân tới đây. Quyết ban Á La, ông già nhìn có vẻ đã tuổi cao sức yếu ấy dịu dàng vuốt đầu Lữ Cánh Nam, thấp giọng nói, "Đứng dậy đi con gái. Đây là sứ mệnh thần thánh nhất Đức Ni Đại Lạt Ma đã giao cho ta đó." Lữ Cánh Nam đứng lên, Á La lại nói, "Vừa rồi ta đứng ngoài cửa đã nghe hết rồi, phân tích của con về mức độ nguy hiểm của hành động lần này e là đã hơi sai lầm. Trong lần hành động này, kẻ thù nguy hiểm nhất không phải những kẻ từ thế giới hiện đại mang súng ống kia." mà phải là bộ tộc qua ba mà con cho rằng đang còn trong giai đoạn dã man ăn lông ở lỗ ấy. Nhìn dáng điệu chăm chú lắng nghe của Lứ Cánh Nam, Á La nói tiếp, con hiểu gì về bộ tộc qua ba chứ? Con hiểu được bao nhiêu về bản giáo cổ đại chứ? Nhớ cho kỹ, đại trí giả đã nói với chúng ta, lúc lòng sáng bỏ quên một điều, ắt sẽ mang đến bóng tối phủ đầy. Lạt ma Á La ngửa mặt nhìn lên trần nhà màu trắng một lúc lâu, nhớ tới những lời Đức Ni Đại Lạt Ma nói với mình trên đỉnh núi đó những lời ấy lúc nào cũng như tiếng chuông chùa vang vọng mãi trong lòng ông. Trác Mộc Cường ba bước ra ngoài liền bị giáo sư Phương Tân chặn hỏi ngay, cô ấy có cho cậu xem thứ gì không? Trác Mộc Cường ba hình dung lại những thứ gã nhìn thấy một cách đại khái, giáo sư Phương Tân nghe xong liền suy nghĩ một lúc rồi nói, không giống những thứ tôi trông thấy, nghe anh kể thì không đoán ra được là những thứ gì, nhưng chắc là tiêu bản động vật và mẫu khoáng thạch thường thấy ở những nơi hoang dã. Ngài lực khắc, anh cười gì thế? Chắc anh biết là cái gì rồi đúng không? Ngài lực khắc xua tay nói, tôi không nói cho các anh biết được đâu, cô ả à ấy lợi hại lắm. Ngoại trừ ngài lực khắc, tất cả những người khác đều bị gọi riêng vào văn phòng, sau đó lữ cánh nam đi ra, lớn tiếng quát, xếp hàng. Bảy người nhất thời cũng không biết xếp hàng thế nào, kéo qua đẩy lại một lúc, cuối cùng đành xếp theo thứ tự cao thấp, chắc một cường ba đứng đầu, sau đó lần lượt là Trương Lập, Nhạc Dương, Giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn, Ba Tang, Á La... Sau khi mỗi người đều đã tự báo tên tuổi và giới thiệu bản thân, Lữ Cánh Nam mới cất giọng trong vắt vang vang, tựa như chim ưng đang giết trên bầu không, đã tới chỗ này, tôi mặc kệ trước đây các vị đã làm gì, chỉ cần các vị hiểu rõ thân phận hiện nay của mình. Chúng ta cần thành lập một đội thám hiểm để khảo sát khoa học, thứ mà chúng ta cần tìm, không chỉ vô cùng thần bí, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gây mất mạng. Vì vậy, nếu có người nào muốn rút lui thì bây giờ vẫn còn kịp đấy, ánh mắt cô quét qua một lượt, dường như không nhìn bất cứ ai, nhưng mỗi người đều cảm thấy như cô đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Lữ cánh nam mỉm cười lạnh lùng, khoảnh khắc ấy, trông cô tựa như còn cao ngạo cô độc hơn cả ba tang nữa, dũng khí của các vị làm tôi rất khâm phục, nhưng chỉ có dũng khí không thôi thì chưa đủ, muốn đi tìm bạc ba la thần miếu, ý chí của mọi người phải cứng rắn hơn cả sắt thép, cơ thịt còn bền chắc hơn cả đá hoa cương, mỗi người đều phải có khả năng độc lập sinh tồn nơi hoang dã và tinh thần tập thể sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đồng đội những điều này chính là yêu cầu của tôi đối với các vị. Trong đội ngũ của chúng ta, không có bất cứ quan hệ cá nhân nào, sau một thời gian huấn luyện, người nào không thể vượt qua khảo hạch của tôi, sẽ lập tức bị khai trừ ra khỏi đội, người không tuân theo mệnh lệnh, cũng sẽ lập tức bị đuổi đi. Nói tới đây, cô chừng mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, gã cũng chừng mắt lên nhìn lại cô. Trác Mộc Cường Ba nhìn Lữ Cánh Nam đứng trên cao, cơn gió nhẹ khẽ phất tung mái tóc dài xóa ngang vai, tà áo gió chít eo khẽ rung rung, chỉ thấy núi biếc mây trắng sau lưng cô hoàn toàn không còn màu sắc gì hết, gã chỉ còn thấy gương mặt lữ cánh nam, nụ cười lạnh lùng cao ngạo của cô, phảng phất như chìm đắm trong đó. Lữ cánh nam vẫn nói bằng ngữ liệu lạnh lùng trước sau như một, vừa rồi tôi đã thực hiện một bài trắc nghiệm nhỏ với mọi người, hy vọng có thể dựa vào đó để biết kiến thức về sinh tồn nơi hoang dã của mọi người rốt cuộc tới mức nào. Rất tệ, dựa theo tiêu chuẩn của lần hành động này, kết quả kiểm tra của tôi là kiến thức sinh tồn nơi hoang dã của tất cả mọi người đều bằng không. Lần hành động này không phải lữ hành hay thám hiểm đơn thuần, mà là một chuyến khảo sát khoa học vô cùng nghiêm cẩn. Vì vậy, tôi yêu cầu mỗi người các vị phải học cách sinh tồn nơi hoang dã trong thời gian ngắn nhất. Rõ, ba tang khịt mũi đầy vẻ bất mãn. Lữ cánh nam nói, xem ra trong các vị đây có người không nghĩ vậy rồi. Ba tang lập tức ưỡn ngược lên nói, tôi đã sống ở vùng hoang dã không người một thời gian rất dài, tôi không thấy cần thiết phải học cái thứ sinh tồn nơi hoang dã mà cô nói làm gì lữ cánh nam bước tới trước mặt ba tang hai mắt nhìn thẳng nghiêm giọng nói đó chỉ là anh qua lại như con thoi ở khu vực không người khi làm một tên săn trộm mà thôi căn bản không thể coi là sinh tồn nơi hoang dã được nhóm người các anh hành động tập thể dựa vào các trang thiết bị và vũ khí hiện đại nếu bỏ hết những thứ đó đi chắc anh ở trên cao nguyên chưa cầm cự nổi một ngày thì đã chết ngóm rồi anh không tin hả vậy tôi hỏi anh ở cao nguyên thanh tạng có những loài động thực vật hoang dã nào có thể ăn được thứ nào ăn vào sẽ chết người anh có biết cách dựa vào sao trời và cây cối để phân biệt phương hướng không anh có biết mây trên trời có thể cho chúng ta biết thời tiết tiếp sau đó sẽ thế nào không anh có biết đường đi của mạch núi và khoáng vật dưới lòng đất có ảnh hưởng gì đến từ trường sinh ra không anh có biết bão mặt trời khi nào thì ảnh hưởng đến việc truyền tin vệ tinh không anh có biết nhịp tim hơi thở hô hấp nhiệt độ cơ thể của anh biểu thì anh còn có thể duy trì tồn tại trên cao nguyên bao lâu như thế nào không anh có biết trong đêm nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ âm phải làm sao mới tìm được nơi tránh gió và giữ nhiệt giữa miền hoang dã không? Xây băng thành nhà, đục băng lấy lửa, ăn dễ cỏ cành cây để duy trì sinh mạng, nhìn vết tích động vật trên băng để bố trí cạm bẫy. Tất cả anh đều không biết hết, anh chẳng qua chỉ là người dẫn đường có thể tìm được tới nơi đó mà thôi, hơn nữa còn đang mang tội trên mình, tốt nhất là anh chớ có quên điều đó. Ba Tang bị cô nói cho đỏ bừng cả mặt, gân cổ gồ lên, đôi mắt trợn trừng như muốn tóe lửa, lưỡi cánh nam hoàn toàn không buồn để tâm quay người đi, nói, sao hả? Muốn động tay động chân hả? Dựa vào chút thủ đoạn vớ vẩn của anh đấy hả? Ba tang bất chấp giới tính của đối phương, gầm lên một tiếng, tung một đấm sau lưng lữ cánh nam, nắm đấm giết gió vù vù, chỉ thấy lữ cánh nam khẽ nghiêng đầu một cái, đột nhiên hất chân quá vai, mũi chân đá đúng ngay đỉnh đầu ba tang, kế đó khuỷu tay cô hạ xuống, thúc đúng vào bụng anh ta, rồi lại hất nắm đấm lên nhằm thẳng mặt ba tang mà đấm, nắm đấm vừa rút lại, bỗng xòe ra, chặt mạnh vào cổ họng đối phương. Ba tang còn chưa kịp lấy hơi, tay kia của lữ cánh nam đã lại đấm trúng chán anh ta, cú đấm này khá nặng, không ngờ đã đánh cho thân thể như quả cân bằng thép của ba tang ngã ngửa ra phía sau. Toàn bộ quá trình ấy, lữ cánh nam vẫn luôn xoay lưng về phía anh ta, thậm chí đầu cũng không ngoảnh lại nữa. Ba tang lầm bầm bò dậy, cơn giận lập tức tan biến như mây khói, không còn chút thái độ bất mãn và cao ngạo nào nữa, trước đây trong quân đội anh ta đã học được đạo lý phục tùng kẻ mạnh. Lữ cánh nam ra hiệu cho anh ta trở về hàng ngũ, Lạnh lùng nói, anh phải nhớ cho rõ, mọi người tới đây là để tiếp nhận sự huấn luyện của tôi. Đừng tưởng anh có cái hình xăm trông giống con nhện đó là giỏi lắm, khi tôi làm sĩ quan huấn luyện cho bộ đội đặc chủng, trước nay chưa bao giờ vì đội viên là nam giới mà hạ thủ lưu tình đâu. Còn ý kiến nào khác nữa không?" Lữ Cánh Nam quay người lại, trên mặt cô như phủ một lớp xương lạnh giá, lần này thì chắc Mộc Cường Ba chẳng thấy cô đáng yêu chút nào nữa, chỉ nghe Lữ Cánh Nam nói tiếp chúng tôi sẽ tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục với mọi người theo phong cách nhà binh, tất cả hành động đều phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy. Cô chậm rãi đi qua trước mặt từng thành viên trong đội, tới chỗ đường mãn thì đột nhiên dừng lại, giật trên cổ đường mẫn một món trang sức, trong khi huấn luyện, không được phép mang những thứ này, nếu không chú ý, nó sẽ dẫn đến nguy hiểm chết người đó. Lữ cánh nam ra tay rất nhanh, đường mẫn còn chưa kịp phản ứng đã bị cô giật đi mất món đồ, đành nói, biết rồi, tôi sẽ cất đi lữ cánh nam nhìn món đồ trong tay nét mặt hờ hững nói tạm thời để tôi cất đi hộ cô sau khi hoàn thành huấn luyện sẽ trả lại đường mẫn cuống quyết nói làm ơn làm ơn trả lại tôi trương lập hiếu kỳ nhướng mắt lên nhìn đó chẳng phải thứ gì khác mà chính là mảnh tinh thạch màu hồng tím trác mộc cường ba đã liều chết lấy trên vách băng trong hang động ở khả khả tây lý về đã được mài thành đồ trang sức đeo ở cổ trác mộc cường ba đột nhiên bước lên một bước ánh mắt nhìn thẳng cảm phiền trả lại cho cô ấy lữ cánh nam cười khẽ hử thái độ kiểu gì vậy trác mộc cường ba lạnh lùng lặp lại phiền cô trả lại cho cô ấy ngữ điệu của lữ cánh nam bỗng nhiên đổi gượng gạo nói muốn lấy lại hả dựa vào sức mình đi trác mộc cường ba quay lại nhìn lữ cánh nam cô cũng không hề kiêng nể nhìn thẳng vào mặt gã trương lập cuống lên tự nhủ toi rồi toi rồi gặp giáo quan không biết món đồ ấy có ý nghĩa thế nào với cường ba thiếu ra rồi nhạc dương cũng thầm nghĩ giáo quan bị sao vậy mỗi món đồ trang sức nhỏ mà cũng làm khó thế. Trác Mộc Cường ba gần giọng, vậy thì xin lỗi trước. Gã trồm người tới, vươn tay ra giật miếng tinh thạch, lữ cánh nam chỉ cười gần, rụt tay lại, nghiêng người đi, lùi lại một bước tránh né. Trác Mộc Cường ba vươn tay ra theo, lữ cánh nam xoay người, lại tránh được, Trác Mộc Cường ba thẹn quá hóa giận, lật tay đấm ra một đấm, lữ cánh nam nghiêng đầu, cơ hồ không hoàn toàn để tâm đến đòn tấn công của gã, tránh né hết sức ung dung. Trương Lập thầm nhủ, Ôi cha, cường ba thiếu ra sao đánh lại được chứ, đó là giáo quan cơ mà. Chắc một cường ba ra tay càng lúc càng nặng, càng lúc càng nhanh, nhưng hiểm nỗi căn bản không thể đụng tới treo áo lữ cánh nam, gã đã bị chọc cho điên lên, tựa như một con bò được nổi cơn, hùng hục lao qua lao lại giữa sân tập, còn thân hình lứa cánh nam thì phiêu hốt trôi giạt, giống như một võ sĩ đấu bỏ điệu nghệ, nụ cười lạnh lùng vẫn nở trên môi. Cô nhìn chắc một cường ba lao bừa như con nhặng không đầu, đột nhiên thấy hai mắt gã vằn đỏ lên như sắp chảy máu tới nơi lữ cánh nam thở dài một tiếng cố ý lộ ra sơ hở trác mộc cường ba liền như một trái núi đè ập lên người cô gã vật ngửa cô xuống đất thân thể hoàn toàn đè lên trên thở hồng hộc rượt mảnh tinh thạch trên tay lữ cánh nam gằn giọng nói làm ơn đừng tùy tiện lấy đồ của chúng tôi lữ cánh nam bình tĩnh nhìn trác mộc cường ba để mặc cho hơi thở của gã đàn ông phả vào mặt mình trong đời cô chưa bao giờ bị một người đàn ông đè xuống đất như thế này cả chỉ nghe cô cũng không khách khí sẵn giọng trả lời trong quá trình huấn luyện, tôi phải ngăn cản tất cả mọi chuyện vi phạm quy định, phương pháp chiến đấu gần giống như với võ vật Tây Tạng này của anh chỉ thích hợp đối phó với một kẻ thù đơn lẻ, đồng thời cũng không thực sự đánh ngã đối phương. Đủ chưa hả, còn không buông tay ra. Lúc này chắc Mộc Cường ba lại thoáng do dự, lưu cánh nam đột nhiên dơ gối lên thúc mạnh, hất ngửa chắc Mộc Cường ba ra nằm dưới đất, một lúc lâu sau cũng không bỏ lên nổi, lữ cánh nam bật người đứng dậy, đôi mắt chim ưng lướt qua từng người một, lạnh lùng nói, nếu muốn sống sót trong lần hành động này, kỹ năng chiến đấu là hạng mục huấn luyện không thể thiếu được. những thứ các vị cần phải học còn nhiều lắm. hai gã đàn ông nhìn có vẻ hung hăng là chắc mộc cường ba và ba tang đều bị dạy cho một bài học mà không có cả cơ hội trả đòn. người khác tự nhiên cũng không còn ý kiến gì nữa. lúc này mọi người mới hiểu ra tại sao trương lập và nhạc dương lại nói nữ sĩ quan huấn luyện này giống hóa thân của ác quỷ như thế. lữ cánh nam thấy mọi người đều yên lặng liền tiếp tục giới thiệu nội dung và phương thức huấn luyện. cuối cùng nói vì chúng có thể gặp phải một số phần tử vũ trang không rõ lai lịch, khi huấn luyện phải cần làm tốt công tác chuẩn bị, nên tôi dự định chia mọi người ra thành hai tổ, lý thuyết thì mọi người học chung, còn khi thực hành thì hai tổ cạnh tranh. Các vị chớ nên coi thường cách thức huấn luyện cạnh tranh này, thành tích của mỗi người sẽ liên hệ tới việc xác định các thành viên tham gia và sắp xếp đội hình sau này đó, giờ chúng ta sẽ rút thăm để chia tổ. Ở đây có 8 que thăm, 4 đen, 4 đỏ, ai rút màu sắc nào thì ở tổ đó, hết sức công bằng, tổ nào thiếu một người cũng chưa có oán trách. Không ngờ kết quả rút thăm lại là Trác Mộc Cường Ba, Ba tang, Trương Lập, Nhạc Dương ở chung một tổ, còn giáo sư Phương Tân, Lạt Ma Á La, Đường Mẫn ở chung một tổ, cả Lữ Cánh Nam cũng cảm thấy khó tin trước kết quả này, đành phải để ngải lực khác bù vào tổ thiếu người cho cân bằng lực lượng. Cùng với lời tuyên bố của Lữ Cánh Nam, đợt huấn luyện đặc biệt của họ chính thức bắt đầu. Nói chuyện dưới trời sao? Vì thời gian tuyên bố đợt huấn luyện đặc biệt chính thức bắt đầu đã vào chập tối, Nội dung ngày đầu tiên chính là để mọi người làm quen với nhau, đồng thời lại tuyên bố thêm một loạt những quy định nghiêm khắc được quân sự hóa, chẳng hạn như thời gian ăn sáng không được nhiều hơn 15 phút, buộc phải ngủ giường cứng, quần áo mặc tuyệt đối phải ngay ngắn chỉnh tề, thậm chí còn nghiêm khắc đến nỗi thời gian đi đại tiểu tiện cũng có quy định rõ ràng. Ăn cơm xong, giáo sư Phương Tân tìm gặp Lữ Cánh Nam thẳng thắn dứt khoát nói: "Sĩ quan Lữ, tôi cảm thấy rất kinh ngạc và không hiểu trước hành động ngày hôm nay của cô, tôi cho rằng cách làm đó của cô là sai lầm rồi." Lữ cánh nam thản nhiên nói, giáo sư Phương, tôi tôn trọng ông là người bề trên có trí tuệ, nếu mọi người đều hiểu chuyện và có trí tuệ như ông thì tôi cũng không cần tốn nhiều công sức quản lý họ tới vậy. Nhưng như ông thấy đấy, đám người này là một bát cát rời, ngoại trừ hai binh sĩ quân đội còn biết phục tùng mệnh lệnh, những người khác đến từ những ngành nghề khác nhau, thậm chí còn có cả phạm nhân trong ngục được bảo lãnh ra, nếu tôi không nghiêm khắc một chút, sau này làm sao bắt họ nghe lệnh tôi được. Nếu không thể phục tùng theo sự sắp xếp và điều độ thống nhất, tôi thật sự không thể huấn luyện họ thành một đội ngũ có năng lực thám hiểm, càng không thể nói tới chuyện bàn kế hoạch lên đường có thực thi được hay không làm gì nữa. Giáo sư Phương Tân nói, đương nhiên là tôi hiểu mục đích và ý nghĩa và hành động đó của cô, tôi nghĩ, những người khác không ngu hơn tôi đâu, mọi người đều nhận ra được dụng ý của cô. Nhưng vấn đề chính là ở đây, phải biết rằng đám người chúng tôi làm nhiều ngành nghề khác nhau, tuổi tác tranh nhau đến mười mấy thậm chí là mấy chục tuổi. Chúng tôi không phải là binh sĩ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cấp trên, mỗi người đều có năng lực suy nghĩ độc lập và tính cách khác nhau, tuy là một bát cát rời rạc, nhưng dù sao cũng ở trong một cái bát, nếu cô chỉ dựa vào vũ lực và thói quen ngang ngạnh xưa nay buộc họ phải khuất phục, cái bát đầy cát khó khăn lắm mới tập trung lại được này có thể sẽ dã rời còn nhanh hơn trong tưởng tượng của cô đấy. Đừng nói người khác, chỉ nói chắc một cường ba thôi, tôi rất hiểu đứa học trò này, anh ta là người nghĩ cái gì là lập tức làm ngay, chưa bao giờ khuất phục trước cường quyền hay thế lực mạnh hơn gấp bội, chưa bao giờ tôi thấy anh ta khuất phục nhận thua cả. Lần này tham gia huấn luyện đặc biệt, tôi từng nghĩ rằng thuyết phục anh ta cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, có điều, có lẽ anh ta đã học được rất nhiều ở Khả Khả Tây Lý, biết được bản thân còn thiếu sót nhiều điều nên mới đồng ý tham gia huấn luyện với chúng ta. Bằng không, với tính cách của anh ta, lúc này đã lên trên núi tuyết chứ không phải trong trung tâm huấn luyện này đâu. Nếu nói, cô muốn anh ta khuất phục mệnh lệnh của cô, vậy thì chỉ có một kết quả duy nhất, chính là anh ta sẽ bất chấp sự an toàn của bản thân một mình đi tìm kiếm bạc Ba La thần miếu, vậy thì tất cả khả năng hợp tác cũng sẽ nửa đường đứt gánh hết. Lữ Cánh nam nghiêng đầu lắng nghe, rồi hỏi: "Vậy thì theo ý của giáo sư, tôi phải làm thế nào?" Giáo sư Phương Tân tự tin nói: "Đơn giản lắm, quản lý bằng tình người, đừng dùng những quy củ cứng nhắc trong quân đội để hạn chế bọn họ, mỗi một bước hãy cố gắng giải thích rõ với họ, làm như vậy có lợi ích và ý đồ gì, đối đãi như đối đãi với anh em cha chú của cô vậy, hãy giáo dục họ như giáo dục người trong nhà ấy." Đôi mày liếu của Lữ Cánh Nam nhíu lại, điều này quả là quá khó đối với cô, nhưng cô vẫn gật đầu nói, tôi biết rồi, cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở, để tôi nghĩ kỹ đã. Sau đó tiến sĩ cổ lại trò chuyện với qua video với mọi người một lần, giáo sư Phương Tân đùa đùa nói, cuối cùng cũng gặp được người học trò đắc ý kia của thầy rồi, quả nhiên là kỳ nghệ kinh người, hai anh chàng to cao khỏe mạnh cũng đánh không lại cô ta, tiến sĩ cổ không ngờ lại lật đật hoảng hốt nói, đừng có hiểu lầm, Tôi chỉ dạy cánh nam kiến thức về khảo cổ và sinh tốn nơi hoang dã thôi, kỹ thuật chiến đấu của người ta là học của thầy khác, lão già như tôi đây nghĩ chắc cũng không đánh giỏi được như vậy đâu. Sau đó tiên sĩ cổ lại nói chuyện riêng với lữ cánh nam, ngài lực khác, nội dung trò chuyện của họ thì không ai rõ cả. Trước khi đi ngủ, vài người còn đang cằn nhằn giường cứng quá thì lữ cánh nam đột nhiên vào phòng giảng giải bổ sung một lượt, giải thích ngủ giường cứng là để huấn luyện cho mọi người có thể thích ứng với việc đa phần phải ngủ trên nền đất ở các vùng hoang dã, còn quy định về thời gian là để mọi người luyện thành thói quen nắm chắc từng giây khắc một cách chính xác, bởi vì trong không ít trường hợp có thể được thời gian là có thể giữ được tính mạng, còn việc đi ngủ đúng giờ có thể bỏ qua, tùy thói quen của từng người là được. Nhưng với điều kiện không được ảnh hưởng đến việc huấn luyện của ngày hôm sau. Quy định vừa được tuyên bố, trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay dâm ran, lữ cánh nam nhìn giáo sư Phương Tân khe khẽ gật đầu. Trác Mộc Cường ba dỗ đường mẫn đi ngủ, rồi một mình nhẹ nhàng ra khỏi doanh trại, ngọn gió núi an lành dịu dàng lại mang theo một chút lạnh khiến tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao răng khắp trốn, trăng sáng dạng người tỏa chiếu màn đêm bao la, những ngôi sao chi chít núi liền thành một sợi dây bạc phẳng phất như đang đung đưa chảy trên nền trời dêm thăm thẳm, ngân hà. Đó chính là vẻ đẹp của vũ trụ vô cùng vô tận bày ra trước mắt nhân loại chắc một cường ba nhớ đến cảnh đêm ở Kha Khá Tây Lý, lúc đó cũng là một vầng trăng non, chỉ chớp mắt trăng đã tròn rồi lại khuyết, nói thực lòng, đối với lần thám hiểm này, gã bắt đầu cảm thấy hoài nghi và lo lắng. Liệu gã có thể tìm được cánh cửa cấm kỵ cả trăm nghìn năm nay chưa từng có người nào mở ra kia không? Tử kỳ lân có phải là thần thú bảo vệ bạc ba la thần miếu hay không? Suy nghĩ từng rất đơn thuần của gã sao lại trở nên phức tạp và lộn xộn đến vậy? Giờ đã thành người hoạt động khảo sát khoa học với danh nghĩa nhà nước rồi, gã ngấm ngầm cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào thì lại không thể nói rõ ra nổi. Đêm về gió lớn, đang nghĩ gì vậy anh bạn? Giọng nói nồng nhiệt như lửa của Ngải Lục khắc làm người ta nghe qua một lần thì không thể nào quên. Trác Mộc Cường Ba chọn một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn sao trời, nói: "Tiến sĩ Ngải, muộn rồi sao ông còn chưa ngủ?" Bọn họ chia nhau ở ba căn phòng, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ở chung một phòng, Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang ở chung một phòng, còn Ngải Lục khắc, Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân ở chung với nhau. Ngài lực khắc cười cười nói, không cần phải xa lạ thế chứ, trước đây thành viên đội khảo sát đều gọi tôi là chú Mao Lạp, anh cũng có thể gọi tôi một tiếng anh Mao Lạp cũng được, tôi cũng biết bạn bè anh cũng gọi anh là Cường Ba, nếu không ngại thì tôi cũng gọi như thế nhé. Chắc một cường ba biết tên đầy đủ của ngải lục khắc là mau lạp ngải lực khắc, chỉ là gã không biết mau lạp nghĩa là gì mà thôi, liền nói luôn, đương nhiên là được, anh mau lạp. Ngải lực khắc nói, tôi quen ngủ muộn rồi, không ngờ anh cũng ở đây, xem anh như đang đầy bụng tâm sự, có thể nói ra được không? Trác Mộc Cường ba lắc đầu đáp, không có gì, ngày đầu tiên đến môi trường xa lạ, chưa quen lắm nên không ngủ được thôi. Ngài Lực khác nói bằng giọng tân cương đặc trưng của mình, "Hê, hey, anh bạn, gạt người khác là không đúng đâu nhé, tâm sự thì không giấu được ai đâu, ánh mắt anh biết nói đấy. Nếu vì chuyện xảy ra ban sáng mà không vui, vậy tôi có thể thay cánh nam xin lỗi anh một tiếng. Tôi biết, áp lực của cánh nam cũng rất e lờ ớn. Cô ấy buộc phải huấn luyện những người gần như chưa bao giờ có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã như các anh thành đội viên đội khảo sát đi thám hiểm, cô ấy cũng lo lắng lắm chứ." Trác Mộc Cường ba thoải mái nói, "Thực ra chuyện ban sáng cũng không có gì, tôi không để trong lòng đâu, đương nhiên là tôi hiểu dụng ý của cô ấy. Thực ra trước đây tôi cũng từng mấy lần đi vào khu vực không người ở Tây Tạng, đều là vì tìm kiếm những con ngao mình thích. Phải biết rằng, chó ngao chân chính cần phải vào sâu trong núi thì mới tìm được." nhưng những lần đó tôi đều tổ chức một đội tìm kiếm chó rất phô trương khác hẳn với lần này nói thực một câu trước chuyến đi khả khả tây lý tôi chưa từng gặp phải chuyện nào quá hung hiểm cả mà theo những gì tôi được biết nơi chúng ta muốn đến lần này còn nguy hiểm hơn cả khả khả tây lý nữa nguy hiểm đến độ đến độ không biết rốt cuộc là nó nguy hiểm tới mức nào nữa gã ngưng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt ngải lực khác nói có phải anh thấy tôi rất điên cuồng không vì một con ngao ngải lực khác nở một nụ cười chiều mến không, vừa hay ngược lại, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh. Nếu nói anh tìm kiếm bạc ba la thần miếu mà làm tất cả những chuyện này, thì chỉ có thể chứng minh anh là một kẻ tầm thường, nhưng vì một con chó. Là ngao, ngao Tây Tạng. Ừm, được rồi, vì một con ngao mà làm như vậy, cả tôi cũng thấy kính phục anh rồi đó. Đôi mắt nhìn xa trông rộng của ngải lực khác bắt đầu chớp sáng, ông nói với giọng như đang hoài niệm, con người, sống cả một đời, ít nhất cũng nên làm chuyện gì đó, mọi người đều có mục đích và sự theo đuổi của riêng mình nhưng đại đa số lại chỉ vì sinh tồn mà mệt mỏi bôn ba trong số họ có rất nhiều người cho đến khi già cả đời chẳng ngờ cũng không có mấy chuyện đáng để nhớ lại nếu hỏi rằng họ sống vì cái gì họ sẽ nói với anh đằng nào cũng đã sống vậy thì cứ sống tiếp thôi vậy thử hỏi cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa thật là đáng buồn khi anh có thứ để theo đuổi về tinh thần bất kể thứ anh theo đuổi là cái gì chỉ cần anh kiên tâm tin rằng đó là đúng thì hãy làm đi cho dù thời gian và lịch sử bỏ quên anh chăng nữa, chỉ cần anh cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đã làm cho bản thân là đã đủ lắm rồi. Ngài lực khác nói một lời làm người trong mộng giật mình sực tỉnh, chắc một cường ba trước nay vẫn quật cường làm cùng một chuyện, có người ủng hộ cũng có người phản đối, đến cả thầy giáo của gã là giáo sư Phương Tân có lúc cũng không thể hoàn toàn hiểu được những gì gã làm. Lúc này nghe ngài lực khác nói vậy, gã đột nhiên thấy trào dâng lên một sự đồng cảm sâu sắc, gã nắm chặt hai tay ngài lực khắc, xúc động nói, cảm ơn cảm ơn anh, cảm ơn anh mau lạp. Ngài lực khác trong mắt cũng hơi ươn ướt, điềm đạm nói, không cần cảm ơn tôi, đây là những lời thầy giáo tôi, tiến sĩ cổ Tuấn Nhân đã nói trong ngày đầu tiên tôi tham gia đội khảo sát khoa học, nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu khảo nghiệm sinh tử, nhưng tôi chưa từng do dự một lần, chính là vì những lời này của tiến sĩ cổ Thủy Trung vẫn vang vẳng bên tai, một chữ tôi cũng không dám quên. Ừm, hai người đều ở đây à, Trương Lập cũng từ trong phòng bước ra. Trác Mộc Cường Ba nói, sao vậy, binh sĩ cũng không tuân thủ quy định, nửa đêm chạy long quăng hả. Trương lập đáp, trước tôi hay trực đêm mà, vừa rồi hình như nghe bên ngoài có tiếng nói, nên mới ra xem thử. Ba người đều không muốn ngủ, liền ở luôn khoảng đất trống bên ngoài mấy căn nhà nói chuyện, chắc một cường ba kể chuyện về chó cho hai người kia nghe, hễ nhắc đến chó là lần nào gã cũng đặc biệt hưng phấn, hơn nữa nói mãi nói hoài mà không hết chuyện. Gã kể từ chuyện chó con tới cho Shiba Inu đến chó công tước chắc, lại từ chó sủ Bắc Kinh nói đến chó đầu bò, chỉ cần là các giống chó nổi tiếng, gã đều có những kiến thức chuyên môn nhất định. Trương Lập và ngải lực khác được một phen mở rộng tầm mắt, không ngờ chỉ về loài chó mà cũng có nhiều học vấn đến thế. Trác Mộc Cường Ba nói, người ta cho rằng chó nuôi trong nhà sẽ trung thành cả đời với chủ nhân, tuyệt đối trung thành, thực ra, họ đã sai, điều này không chính xác. Sự trung thành của loài chó với người được xây dựng trên cơ sở tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, bọn chúng cũng có quan niệm đúng sai riêng của mình, có thể hiểu được thế nào là tốt thế nào là không. Tôi từng thấy rất nhiều những con chó ở thành phố bị người ta bỏ rơi, bọn chúng hoàn toàn hiểu được là chủ nhân không cần đến chúng nữa, đã hoàn toàn bỏ rơi chúng rồi, thế nên rất nhiều con sau khi hòa nhập vào môi trường mới, đã rất dựa dẫm và lấy lòng chủ nhân mới. Bởi vì những con chó được nuôi lớn trong gia đình con người đã không thích ứng với môi trường bên ngoài nữa, sau khi bị chủ nhân bỏ rơi, cảm giác hoang mang bất lực ấy còn dữ dội hơn một đứa bé bị lạc cha mẹ bội lần. Vì thế, nếu gặp được người hảo tâm nuôi dưỡng, Chúng sẽ cố gắng hết sức để làm chủ nhân mới vui lòng, thế nhưng, liệu có bao nhiêu người biết được, khi chúng ra sức làm chủ nhân vui lòng, chúng cũng hy vọng được chủ nhân đón nhận và đáp lại biết bao không? Trương Lập nghi ngờ hỏi, nghe anh nói thế, hình như là chỉ số thông minh của chúng cao lắm thì phải. Trác Mộc Cường ba khẳng định, không sai, ở rất nhiều nước phương Tây, những nhà nào nuôi chó nhất định sẽ coi nó như một thành viên trong gia đình vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thú cưng thôi đâu. Có một sự thực thế này, nếu anh có hứng thú thì có thể thí nghiệm mà xem những con chó loại lớn như ngao chó cảnh sát chó đầu bò chỉ cần là chó cỡ lớn trưởng thành nếu chủ nhân tặng chúng cho người khác gửi nuôi chỗ khác hay là bán đi bọn chúng có thể phân biệt được đó đặc biệt là nếu chủ nhân đếm tiền trước mặt nó nó có thể nhận định được sự thực này nếu là cho tặng nhiều năm sau chủ nhân cố tới thăm nó nó vẫn tỏ ra rất thân thiết còn nếu là bán nó đi cho dù chỉ cách nửa năm nó và chủ nhân đã trở nên hoàn toàn xa lạ rồi Ngài Lực khác cũng nói, đúng rồi, tôi cũng cho rằng trí lực của chúng vượt xa tính toán hiện nay của con người, cô họ của tôi sống một mình bên Pháp, cuối đời mắc bệnh não, không thể tự lo liệu cuộc sống riêng, thậm chí đại tiểu tiện cũng không kiểm soát được, đã đổi liền bảy người giúp việc, nhưng họ đều lần lượt không chịu đựng nổi mà bỏ bà ấy đi. Về sau, người ta mang cho bà một con chó Labrador tên là Ơ tôi trông thấy con vật ấy rồi, thông minh vượt sức tưởng tượng của các anh đấy. Thậm chí chỉ cần cô họ tôi liếc mắt một cái, nó đã biết phải làm gì rồi. Cô họ tôi đi lại không được tiện lắm, căn phòng đã ba lần bị phát hỏa, nhưng lần nào ơ cũng cứu cô tôi về từ tay thần chết. Nó ở bên cô tôi suốt 11 năm, cho tới khi già và chết. Ơ chết rồi, tinh thần cô họ tôi chấn động rất mạnh, mãi không chịu tin vào sự thực đó, chỉ nửa năm sau, cô họ tôi cũng qua đời. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bệnh não của cô tôi chuyển biến vô cùng tệ, tinh thần hoảng hốt, quên cả tên của người chồng đã chết và con trai, quên cả đức chúa mà cô thờ phụng, thậm chí còn chẳng biết bản thân là ai, chỉ cứ lặp đi lặp lại, ơ le. đi mua rau đi, ơ mang giày lại đây, ơ le. con ngoan của bà, ơ le. con ngoan của bà. Cho tới buổi sáng tắt thở, cô vẫn còn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói với chúng tôi, ơ le, ra lấy báo và sữa bỏ vào đây. Ơ le, chúng ta phải đi rồi, ơ le, chúng ta phải đi rồi. Khi và gọi tên ơ le, trong mắt tràn ngập vẻ hài lòng, cảm giác hạnh phúc ấy làm tâm hồn tôi rung động, lúc đó tôi đã biết, ơ le tuyệt đối không phải là vật cưng, nó là một phần của cô họ tôi. Bà ấy không thể không có ơ le, giống như con người không thể không có linh hồn vậy. Khóe mắt Trương Lập cũng bắt đầu ươn ướt, anh nhìn thấy ở ơ le một tinh thần dâng hiến vô tư, tinh thần ấy ở trong xã hội loài người, chỉ thể hiện ở một nơi tình mẫu tử. Chỉ có tình yêu của mẹ với con cái, mới thuần khiết vô tư, hoàn toàn không tính toán những gì cho đi và nhận lại như thế. Trương Lập trong khoảnh khắc ấy như được trở về thị trấn nhỏ đầy mưa gió kia, nằm trên giường bệnh đã ba ngày ba đêm nhưng bất cứ lúc nào chờ mình anh cũng thấy bóng hình gầy gò ấy của mẹ bà mặc áo vải xanh ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ trước bậc thềm nụ cười hiền từ như bồ tát từng mũi kim xuyên vào chiếc đế dài vải nếu anh chờ mình gây tiếng động hơi lớn một chút mẹ sẽ tới bên giường nhẹ nhàng vuốt lưng cho miệng lẩm bẩm bệnh con sắp khỏi rồi con sẽ khỏe thôi mà mai là mẹ mua được cho con cái gì ăn rồi ban ngày người xe như nước chảy qua sau lưng mẹ cùng với bóng hình lặng lẽ của mẹ anh tạo thành một sự đối lập rất rõ rệt, ban đêm sao trời lấp lánh trên đỉnh đầu mẹ, ánh trăng nhuộm mái tóc xanh của mẹ sang màu bạc trắng, ba ngày ba đêm, mẹ cứ luôn ở bên cạnh giường anh chăm sóc, lặng lẽ khâu đế giày. Bất kể là lúc nào, anh cũng cảm nhận được hơi ấm của mẹ, bao nhiêu năm sau khi giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng, bất kể là ở nơi đâu, anh cũng nhìn thấy rất rõ hình ảnh mẹ ngồi trước bậc cửa kia, lặng lẽ khâu đế giày, hình dáng ấy đã khắc sâu vào linh hồn anh, cả đời cũng không thể nào quên được. Ngài Lực Khắc tiếp tục nói với Trác Mộc Cường Ba, vì vậy, tôi hoàn toàn hiểu được sự theo đuổi của anh đối với loài chó đặc biệt này. Chó đích thực là một loài động vật rất kỳ diệu, nếu anh coi chúng là bạn, chúng sẽ là những người bạn trung trinh nhất, nếu anh coi chúng là người thân, chúng sẽ trở thành người thân nhất của anh, chẳng khác gì con cái anh vậy. Trầm mặc dây lát, Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc hỏi, anh sao vậy? Trương Lập, tuy nghe chuyện của Ngài Lực Khắc, Trác Mộc Cường Ba cũng có chút thương cảm, nhưng gã lại kinh ngạc phát hiện ra, Trương Lập đã không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Trương Lập lau khô nước mắt, ngại ngùng nói, à, không có gì, vừa nãy tôi nghe chuyện của tiến sĩ ngải lực khắc, chợt nhớ đến mẹ tôi thôi. Anh bắt đầu chậm rãi cất tiếng, hồi nhỏ nhà tôi nghèo lắm, bố thì ra ngoài kiếm sống, mẹ tôi phải khâu đế giày thuê cho người ta để kiếm chút tiền trang trải chi tiêu. Dưới bầu trời sao tĩnh lặng, không biết tại sao mà cảm xúc dâng trào, ba người đàn ông mới quen biết bắt đầu trò chuyện tâm sự tới tận đêm khuya. Ngày hôm sau, Đợt huấn luyện đặc biệt mang tính định hướng của bọn Trác Mộc Cường ba chính thức bắt đầu, theo sắp xếp, buổi sáng là học lý thuyết, còn buổi chiều là bài học kỹ năng thực tế. Nội dung bọn họ cần học rất nhiều, bài lý thuyết buổi sáng bao gồm an toàn ngoài trời, cấp cứu ngoài trời, nhận biết động thực vật hoang dã, lý luận khảo cổ học và một phần tri thức liên quan đến khí tượng và địa lý, bài thực hành buổi chiều thì bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, chẳng hạn như leo trèo, gia công chế tạo khí giới đơn giản, cơ sở cận chiến buổi tối thì phải học lớp bổ túc tạng văn, tạng ngữ cổ, còn bị bắt phải học cả ngôn ngữ của người qua ba, còn văn tự của người qua ba thì nghe nói là đã thất truyền từ lâu. Đành bỏ qua không học, mọi người thấy thế đều như được đại xá vậy. Riêng phần lý thuyết này cũng đã được lũ cánh nam xử lý giảm bớt đi kha khá, kiến thức về sinh tồn nơi hoang dã đều tạm thời chỉ bao gồm một phần cơ bản buộc phải nắm vững trong phạm vi từ danh giới có tuyết trở lên, trong vòng khoảng từ 4.000 đến 8.000 mét trên mực nước biển, còn động thực vật học cũng chỉ có thể đưa ra vài điểm đơn giản, cố gắng dạy họ cách nhận biết các loài động thực vật có hại và vô hại, nhận biết các loài động thực vật độc nhất, nguy hiểm nhất làm điển hình và biết cách tìm các loài động thực vật có thể ăn được phân bố rộng khắp nhất. Còn những loài động thực vật khác thì không thể nào bắt họ tìm hiểu cho bằng hết được. Còn những bài học thực hành buổi chiều là để tạo nền tảng, đó mới là thử thách thực sự, lúc này, khả năng của Đường Mẫn mới thể hiện ra. Đừng chỉ nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều của cô mà lầm tưởng lúc huấn luyện đường mẫn đều nghiền răng chịu đựng, hoàn toàn không tỏ ra lép vế, ngày đầu tiên về tay chân đều bị mài cho sưng vù lên, buổi tối liền tự dùng kim đâm thủng các bọng máu bầm, ngày hôm sau không kịp liền sẹo lại tiếp tục huấn luyện với cường độ cao, nhưng cô không kêu than lấy một tiếng. Còn buổi tối thì mới là lúc khiến tất cả đau đầu nhất, những văn tự tiếng tạng cổ nhìn quái đản kỳ gì kia, quả thực rất khó hiểu được ý nghĩa của những ký hiệu đó, đừng nói là hiểu được, chỉ cần đọc được lên đã là giỏi lắm rồi. Vậy mà ngải lực khắc và lữ cánh nam còn đưa ra ý kiến, muốn mọi người học hết những loại văn từ cơ sở biểu thị khởi nguyên của văn minh, để mọi người biết được nguyên do sản sinh và diễn biến của những ký hiệu đó. Làm như vậy có mục đích là để khi mọi người đứng trước một văn từ ký hiệu hoàn toàn lạ lẫm, bản thân có thể suy đoán được phần nào ý nghĩa của chúng. Kết quả là đề nghị ngày bị tuyệt đại đa số thành viên trong đoàn bao gồm cả giáo sư Phương Tân phản đối mạnh mẽ. Lý do của những người phản đối là kiến thức đó tuyệt đối thuộc về phạm trù của những người chuyên nghiệp, Đối với những người IQ tầm tầm như vậy quả thật là quá hà khắc. Huấn luyện đặc biệt. Trong quá trình huấn luyện, đặc điểm tính cách của mỗi thành viên cũng dần dần lộ rõ, Ba Tang trước sau vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, rất ít giao lưu với người khác, cứ như thể anh ta là người hoàn toàn độc lập bên ngoài tập thể này vậy, chuyện này khiến Trác Mộc Cường ba rất không hài lòng. Nhưng nếu nói xa lánh mọi người, thì hình như Lạt Ma Á là còn khó tiếp cận hơn Ba Tang gấp bội. Mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành nội dung huấn luyện ra, ông đều chỉ niệm kinh Phật đến cả ngải lực khác cũng không sao nói chuyện gì với ông được, nhưng trí nhớ của lạt ma Á La thì tốt đến kinh ngạc, dù là nội dung gì chăng nữa, gần như chỉ cần ngải lực khác và lữ cánh nam giảng qua một lượt là ông đã hoàn toàn nhớ được hết. Họa may chỉ có chắc một cường ba mới biết, trí nhớ của những lạt ma có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ hơn mấy trăm vạn chữ của kinh điển tạng giáo này, tất cả đều do rèn luyện mới có được. Người có trí nhớ kém nhất không ngờ lại là Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân có một phần kiến thức về sinh vật học, trương lập, Nhạc Dương, Đường Mẫn đều còn trẻ, ba tang có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã tương đối phong phú, chỉ có chắc Mộc Cường ba là như người mới hoàn toàn. Nhưng chắc chắn gã là người khắc khổ nhất trong các thành viên tham gia huấn luyện, xem lại vở ghi chép, nhớ lại những điều đã học hầu như chiếm trọn thời gian nghỉ ngơi của chắc Mộc Cường ba, thậm chí gã còn đạt đến cảnh giới vong ngã. Chẳng hạn như lúc ăn cơm, gã kinh ngạc nhận ra bát sứ mà bọn họ sử dụng là sứ thanh hoa, có lẽ được nung vào khoảng giữa những năm 1980, ký hiệu cảnh đức chấn dưới đế bát là giả mạo, đúa bọn họ dùng làm bằng gỗ lim, sinh trưởng ở cùng một môi trường địa lý với cây cương trúc thích hợp chế tạo cung tên, cơm họ ăn nấu bằng gạo vùng Đông Bắc, chỉ có đất đen tích tụ ở Tuyền Vũ Nham mới có thể trồng được ra những hạt gạo vừa dẻo vừa mềm vừa bông mà ăn lại không dính miệng như thế. Trước khi ngủ gã lại ôn bài một lượt nữa, chiếc giường hai tầng này làm bằng gỗ bình thường, ghép bằng chêm gõ, chỉ miễn cưỡng chịu được trọng lượng của hai người, còn những loại gỗ tốt nhất thì phải kể đến trầm hương, cái đó là tử đàn, hoàng hoa, sa thạch mộc, thiết lê, ô mộc, hoàng dương, gỗ lim, chăn gối ga giường đều là vải bông, trong các vật liệu làm chăn làm áo của người xưa, tơ vùng hồ tập lý được xem là tương đối cao nhã, còn loại tơ lụa cánh ve phát hiện ở gò mã vương thì đến giờ vẫn còn đang khảo chứng xem xuất xứ từ đâu. Ngay cả trong mơ, những người cùng phòng có lúc cũng nghe thấy chắc một cường ba lẩm bẩm, bướm tầm mắt xanh, cánh có vảy, thuộc giống bướm tầm lớn, vùng Tây Bắc Nam Mỹ, cánh dài 1m2, trên cánh có mắt xanh, ngấm thứ bảy trên bụng có hai tuyến tiết độc có thể chế tạo cyanide, cực độc sứa châu úc cực độc người chạm vào 30 giây sau là chết không chỉ như vậy mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa lạt ma á la lại yêu cầu trác mộc cường ba đọc thuộc cổ kinh ninh mã mà cha gã yêu cầu ông truyền thuật lại cho tới khi nào một chữ cũng không sai mới thôi vì những câu chuyện mang tính chất thần thoại trong cổ kinh rất có thể là sự thật có thể dẫn dắt bọn họ phát hiện ra phương hướng chính xác sau đó cũng chính trác mộc cường ba là người yêu cầu nghiên cứu quan hệ giữa khởi nguyên của văn tự và sự tiến hóa của nền văn minh tuy cuối cùng không đi tới đâu nhưng có thời gian rảnh là trác mộc cường ba lại đến hỏi han ngải lực khắc về khởi nguồn của văn tự sự khác biệt giữa chữ tượng hình và chữ ký hiệu ở đâu chữ hình nêm chữ của người maya chữ hình con dấu chữ giáp cốt và chữ tượng hình của người ai cập có gì đặc sắc và có gì chung hỏi đến cả ngải lực khắc cũng phải gãi đầu gãi tai cuối cùng không thể không dùng một câu y phục yêu rồi để kết thúc những câu hỏi không thể trả lời nổi trong những người có hứng thú nhất với trác mộc cường ba e rằng phải tính tới lữ cánh nam là một cô cảm thấy vô cùng lạ lùng trước gã đàn ông mạnh mẽ bất cứ lúc nào cũng tràn trề tinh lực và nghi vấn này hầu như luôn trả lời chúng câu hỏi gã đưa ra một cách vô cùng cặn kẽ cũng đã mấy lần ngấm ngầm biểu thị muốn nói chuyện riêng với trác mộc cường ba nhưng gã hoặc là giả vờ không biết hoặc là lựa lời từ chối tất cả tình cảm của gã đã hoàn toàn dốc trọn cho đường mẫn gã không muốn về phương diện tình cảm cá nhân lại có lối dễ nào khác nữa. Trong các bài huấn luyện thực hành cơ bản, người kém nhất đương nhiên chính là Đường Mẫn, nhưng cô bé hay khóc này dù đã thất bại rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ rơi lấy một giọt nước mắt. Bao nhiêu khổ cực cũng không khuất phục được cô, cuối cùng Đường Mẫn cũng qua được hết các bài kiểm tra. Nhưng đáng kinh ngạc nhất chính là Lạt Ma Á La, ông già nhìn chẳng có vẻ gì nổi bật này giống như một vị ẩn sĩ cao nhân, khiến người ta không sao hiểu nổi rốt cuộc ông còn làm được những gì bất kể là hạng mục huấn luyện khó tới đâu ông cũng đều một lần là thông qua dễ dàng như khi ông nhớ những lý thuyết kia vậy có lúc cả trác mộc cường ba cũng không thể đạt ngay lần đầu thực hiện nhưng lạt ma á la vẫn gọn gàng vượt qua thoải mái đến mức cả ngải lực khác cũng phải thở dài tự than không bằng nhưng trong cả thời kỳ đầu của quá trình huấn luyện trác mộc cường ba vẫn luôn có cảm giác không ổn cảm giác bị người ta theo dõi sống lưng lành lạnh gã biết người đàn ông tóc vàng kia không dễ dàng bỏ cuộc như vậy nhưng trước sau gã vẫn không tìm được tung tích của kẻ thù, càng như vậy, gã lại càng thấy nguy hiểm. Còn một vấn đề nữa chính là, tổng chỉ huy của hành động lần này đã tiến hành huấn luyện lâu như vậy rồi, nhưng mãi vẫn chưa thấy lãnh đạo xuất hiện, chắc Mộc Cường ba mang vấn đề này đi hỏi Lữ Cánh Nam, thì được trả lời là người đó đã ra nước ngoài khảo sát, hình như là công trình thủy lợi cỡ lớn thì phải. Thời gian dần trôi đi, chớp mắt nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu huấn luyện đã lên tới 26 độ, chiều hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, các thành viên nam trong đội đều thay áo ba lỗ dần di dưới ánh mặt trời những cơ bắp gần như hoàn mỹ của Trác Mộc Cường ba toát lên một thứ bá khí mạnh mẽ gã lúc này và mấy tháng trước giờ đã khác nhau một trời một vực leo trèo buộc dây đào hang tìm mạch nước chiến đấu mỗi môn đều đạt thành tích xuất sắc nhất còn bài kiểm tra lý thuyết cũng đã đạt tiêu chuẩn ít nhất cũng đã biết mấy thứ lữ cánh nam khảo hạch gã trong ngày đầu tiên tới đây là gì rồi cỏ đó gọi là cỏ lác rất thường gặp ở cao nguyên thanh tạng cục đá đó là sa thạch đỏ bị phong hóa, nhìn thì rắn, nhưng thực ra lại rời rạc, không thể bám vào để trèo lên và làm vật cố định. Còn con vật to hơn con kiến kia, chính là kiến quân đội nổi tiếng trong sa mạc, đã làm bao người nghe tên thôi đã sợ chết khiếp. Đồng thời, gã cũng biết được một chút về mấy loài động thực vật nghe có vẻ thần kỳ quái dị mà ba tang nhắc đến kia, cây có thể thắt chết người, hình như là một biến dị của từ đằng, bộ rễ của thực vật dạng leo trong thời kỳ sinh trưởng chạm phải thực thể là liến quấn leo lên, một ngày đêm có thể vươn ra tới mấy mét, nếu quấn lên người rồi lại để nó tìm được cây to có thể leo lên, sáng hôm sau tất sẽ phát hiện người kia đã chết ngắc trên thân cây rồi, còn đỉa ngũ sắc Tây Tạng càng đáng sợ hơn một bậc. Bọn chúng có thể dài tới 10cm, trời vừa ấm lên là bắt đầu nhung nhúc bỏ đi, về nạn đỉa này, người tạng có câu ngạn ngữ để hình dung, ngựa trắng đi qua biến thành ngựa đỏ, chó trắng đi qua chỉ còn lại xương với da. Còn các thứ như đục băng, vuốt sắt, phòng số 8, khóa móc mà đội khảo sát sử dụng ở khả khả Tây Lý, giờ chắc một cường ba đã hiểu chúng như hiểu cánh tay của chính mình, chỉ là vẫn còn thiếu cơ hội vận dụng vào thực tế mà thôi. Chắc một cường ba đang nhớ lại mấy động tác bắt tóm mà lữ cánh nam dậy, một mình chậm rãi luyện tập, trường lập và nhạc dương ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Hai anh lính tuổi tác gần gần nhau này chỉ hận là quen biết quá muộn, giờ đã thành đôi bạn thân thiết, ba ta ngồi trên trạc cây cao, vẫn lạnh lùng như một con ưng cô độc, anh ta nóng tính, dễ nổi cáu, có điều trước sau đều chịu thiệt dưới tay Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La, về sau đã lành tính được phần nào, giáo sư Phương Tân và ngài lực khác lúc nào cũng thảo luận đủ thứ vấn đề học thuật. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì đứng ở xa xa, nhưng Trác Mộc Cường Ba cảm giác được bọn họ đều đang nhìn gã, bóng Lạt Ma Á La, người thần bí nhất trong đội bước tới chỗ gã. Lạt Ma Á La nhìn Trác Mộc Cường Ba luyện tập, rồi nghi hoặc hỏi, anh là khố bái à? Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, sau đó nói, trước có đạt được mấy kỳ về sau đi làm kinh doanh, không tham gia nữa. Trương Lập đột nhiên nhảy bật lên, hỏi, cường ba thiếu gia, tôi đã nghe từ khổ bái đó mấy lần rồi, rốt cuộc là danh hiệu gì vậy? Trác Mộc Cường ba cười khì khì, nói, là cách gọi giống như quán quân trong một cuộc thi đấu thể thao thông thường thôi mà. Lạt Ma Á là nghiêm túc nói, không chỉ đơn giản như vậy đâu. Khố bái là danh hiệu của vinh quang và thần thánh, là cách gọi dũng sĩ của dân tộc tạng. Từ lâu lắm rồi, ở khu Tây Tạng đã rất thịnh hành các cuộc thi đấu trên phạm vi rộng, lúc đó các phiên quốc đều phái những thanh niên cường tráng nhất tới tham gia tranh đoạt khố bái. Nội dung thi đấu bao gồm cưỡi ngựa bắn cung, đấu với bò lông Tây Tạng, đấu vật kiểu tạng, áp gia, nga đa, cộng lại cũng phải chục môn, giờ chỉ còn khu Tây Nam A Lý là vẫn giữ truyền thống khố bái, mà nội dung thi đấu cũng đã bị giản lược chỉ còn bốn môn áp gia, xuất túc, đóa ra và ném dây thừng thôi. Lạt Ma Á là đưa mắt nhìn chắc một cường ba, nói, đoạt được khô bái là một chuyện không hề dễ dàng chút nào về các phương diện đều phải vô cùng xuất sắc nhạc dương cũng đứng lên hỏi áp gia đa gia đoá là cái gì thế trương lập cũng biết sơ qua về những hạng mục thi đấu này của người Tạng, bèn giải thích cho nhạc dương áp gia là voi kéo co hai người đàn ông dựa lưng vào nhau quàng dây lên vai như người kéo thuyền lúc thi đấu thì mỗi người ra sức tiến về phía trước tư thế giống như voi vậy ngoài ra quy tắc cũng giống như kéo co bình thường nga đa là ném đá bay chính là dùng dây buộc chặt vào hòn đá, lợi dụng kỹ xảo và quán tính của dây thừng để ném đã đi thật xa, càng xa càng chuẩn xác thì càng tốt, đóa ra thì giống như cử tạ. Nâng tảng đá lớn, ngoài ra còn có môn kéo sừng bò, đánh trận. Lạt ma á la lại hỏi chắc một cường ba, lần đầu tiên trông thấy anh ra tay, cảm thấy trong thủ pháp xuất túc lại có các kỹ thuật như niêm, thiếp, quải, khuyên bám dính, áp sát, ngoặt, phòng hình như không phải học được trong khi luyện tập hố bái phải không? Trác Mộc Cường ba thầm khen đối phương lợi hại, giải thích, khi tôi ở thành đô buôn bán, gặp được một ông già ở Thanh Dương Cung, ông ấy dạy tôi thái cực quyền. Lạt ma á là gật gật đầu, Trác Mộc Cường ba liền hỏi ngược lại, có điều nói đi cũng phải nói lại, thân thủ của á là thượng sư mới khiến chúng tôi kinh ngạc đó. Đúng là chân nhân bất lộ tướng, tôi nghĩ không còn câu nào thích hợp hơn để nói về thượng sư nữa đâu. Giọng lạt ma á là vẫn bình thần như mọi khi, tôi tu luyện ở sắc lạp tự mấy chục năm, cũng từng học qua mấy chiêu nhảy nhót. Nói xong, ông lại đi tụng kinh nghiệm chú gì đó luôn. Trác Mộc Cường ba cảm giác lấy làm kỳ lạ, tại sao Lạt Ma Á La lại đột nhiên nghĩ ra câu hỏi đó, trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, gã trông thấy trên sườn núi dường như có thứ gì lấp lánh phản quang. Trên màn hình, thời gian, khoảng cách với mục tiêu, góc độ, độ dốc tất cả đều hiện lên rõ ràng, cả gương mặt đầy vẻ hồ nghi của Trác Mộc Cường ba được phóng đại ngay trước mắt. Merkin mặc bộ quân phục oai phong lấm liệt đứng trong cánh rừng sâu trên triền núi, y buông chiếc ống nhòm điện tử xuống, nghi hoặc lẩm bẩm, chắc chắn vậy rồi sao? Huấn luyện đặc biệt cái mẹ gì thế? Lẽ nào đã biết nơi đó ở đâu rồi à? Mark, Merkin quát lớn một tiếng, một phần tử vũ trang tóc nâu, lông mày dựng ngược mắt tí hí, mũi cao miệng rộng lật đà lật đật chạy trong bụi cây ra. Thân hình y cũng cao đến mét tám, nhưng cả người đều ở trong trạng thái sẵn sàng khom lưng cúi đầu, trong còn có chút lọng khọng thưa ông chủ chuyện gì vậy tiếng anh của mark rất lưu loát thì ra hắn chính là tên đã đốt thuốc cho Merkin ở khả khả tây lý Merkin chỉnh lại vành mũ hỏi tên điên đó đã hồi phục chưa mark thấp tha thấp thỏm đáp vâng ạ bên mỹ nói chủ yếu là do khó trao đổi quá trong quá trình điều trị cho người mắc bệnh tâm thần trao đổi và điều trị tâm lý là rất quan trọng còn tên phiên dịch mà chúng ta kiếm được ở hasa đó hắn cũng không giỏi tiếng qua ba lắm lúc phiên dịch giống như như là tôi nói tiếng Trung Hoa không được thuận miệng vậy. Tiếng Trung Hoa của mày, ý mày nói tiếng Trung Hoa của tao cũng tệ như vậy phải không? Hả? Không, không phải, không, tôi đâu dám. Mơ kinh đốt thuốc, bực dọc thở ra một làn khói trắng, lẩm bẩm nói, có ai giỏi tiếng qua ba không nhỉ? Có à, vậy sao mày còn không mau đi mời về đi? Mắc chỉ xuống dưới lẩm bẩm, chính, chính là ở dưới kia. Hừ, Mơ kinh nói, Mày nói người đó cũng đang tham gia huấn luyện Mark gật đầu nói Vâng, tên hắn là Phát âm nghe quái dị Gọi là tước ban giả la gì gì đó Merkin chừng mắt lên nhìn Mark một cái Quát, khốn nạn Đi được hai bước Lại quay đầu chửi Đồ ăn hại Đột nhiên y chợt nảy ra một ý nghĩ Nói Bọn nó huấn luyện Chúng ta cũng huấn luyện Mark Đi sắp xếp đi Để tao huấn luyện mấy thằng ở khả khả Tây Lý mới đến Có chết thì cũng phải chết oanh liệt một chút mới được Mark tỏ ý sẽ đi làm ngay, rồi sau đó lại rụt rè sợ hãi hỏi, ông chủ, thằng cha Sos đó nhốt mình cả ngày trong phòng, vác về đủ thứ lọ lọ chai chai làm thí nghiệm, dân tạng quanh đây phản ứng rất dữ, không biết có làm chúng ta bị lộ không. Merkin thoáng trầm ngâm dây lát, rít một hơi thuốc nói, tạm thời kệ hắn, dù hắn cần cái gì, cũng cố gắng thỏa mãn cho hắn đi. Chúng ta có thể thành công hay không? Sau này còn phải dựa vào mấy con vật nhỏ của thằng cha ấy đó. Mark và Merkin đều đã bỏ đi, khu rừng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, cơ hồ như chưa thực xảy ra chuyện gì vậy. Giai đoạn huấn luyện cơ bản đã kết thúc, từ giờ trở đi họ bắt đầu tiến hành huấn luyện thích ứng với các môi trường khác nhau trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc thi đấu đối kháng đầu tiên giữa hai tổ là thi những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã đơn giản nhất, môn đầu tiên là nhóm lửa, các loại công cụ bày chung một chỗ, sau đó thành viên hai tổ tự tới chọn lấy thứ mình cần, tổ nào đốt cháy được ngồi lửa trước coi như thắng. Tiếng còi của lữ cánh nam vang lên, bốn người đàn ông to khỏe là Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, Trương Lập và Nhạc Dương lợi dụng ưu thế về hình thể chạy trước tới chỗ để đồ đạc. Bọn họ nhặt một thanh gỗ khô nhất, thô ráp nhất, sau đó khoan trên thanh gỗ ấy một lỗ nhỏ, vun mặt gỗ lấp đầy trong đó, rồi dùng một que nhỏ vót nhọn đầu, chọc đầu nhọn vào trong lỗ, bắt đầu dùng hai tay xoay mạnh cái que đó. Bốn đại lực sĩ lần lượt xông trận, không để que gỗ ngừng lại, 5 phút sau, mặt gỗ trong lỗ đã bắt đầu bốc khói. Bọn Trác Mộc Cường mừng rỡ, mặc kệ mồ hôi túa ra đầy mặt, càng xoay cái que mạnh hơn. Nửa tiếng sau, nhún lửa đầu tiên đã bắt đầu nhảy múa, mặt mũi bốn người bên tổ chắc một cường ba đều bị khói ám cho đen thui, mồ hôi chảy xuống làm mặt ai nấy đều vằn vện chẳng khác gì bộ đồ ngụy trang của quân đặc chủng đang mặc trên người cả. Nhưng khi họ quay đầu lại nhìn sang phía bên tổ của giáo sư Phương Tân, cả mấy người liền lập tức đờ ra, bốn người tổ kia đã cầm một cây đuốc cháy phừng phừng từ lúc nào lúc nào, đang nhìn bọn chắc một cường ba như nhìn một đám người nguyên thủy. Trác Mộc Cường ba trợn tròn mắt nhìn bọn họ, cảm giác mấy người phía giáo sư Phương Tân vừa ung dung lại vừa thoải mái, dường như không hề tốn chút sức lực nào vậy. Ba Tang và Nhạc Dương cũng ngẩn ra, chỉ có Trương Lập vẫn còn đang thổi phì phì vào cái lỗ kia cho ngọn lửa to hơn, mừng rỡ reo vang, cháy rồi, cháy rồi, ha ha, cháy lên rồi. Mấy người bên tổ giáo sư Phương Tân cầm đuốc đi tới, nhìn bốn người đàn ông mặt lem luốc thở phì phò như trâu, đều không khỏi bật cười. Trác Mộc Cường ba không cam tâm kêu lên: thầy giáo, sao mọi người làm được nhanh vậy? Giáo sư Phương Tân xòe tay trái ra, cố gắng nhịn cười, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc giải thích, bật lửa hiệu Raymond, ở ngay bên dưới thanh gỗ các anh lấy đi. Nói xong, ông không nhịn nổi bật cười hai tiếng, nhưng vẫn cố nín lại, nói như quảng cáo trên tivi sử dụng hỗn hợp acetylen nén, ngăn gió ngăn nước, ở mức phun khí cao nhất, ngọn lửa có thể đạt tới 3.000 độ, đủ để nung chảy sắt thép bình thường, có điều rất tốn nguyên liệu, một bình khí hóa lỏng chỉ có thể duy trì ngọn lửa mạnh nhất được 5 phút. Toàn thân được đúc bằng hợp kim, có thể chống lại đạn súng 8 ly bắn trực tiếp vào, sử dụng phương thức nút tiếp xúc để đánh lửa, mục đích là để trong tình trạng hai tay không thể thao tác cũng có thể dùng miệng đánh lửa. Thiết kế hợp lý, các đường cong đều tuân theo đúng cấu tạo sinh lý của con người, chất liệu cứng rắn, không hổ là thiết bị đánh lửa hàng đầu của bộ đội đặc trùng. Trác Mộc Cường ba muốn khóc mà không thể rơi được nước mắt, quay lại hỏi Lữ Cánh Nam, Sắp xếp như vậy có phải hơi quá đáng không? Lữ Cánh Nam không hề ngần ngại nói, đã bảo là tự chọn công cụ nguyên liệu, các anh thấy có gỗ liền chỉ nghĩ đến việc khoan lỗ nhen lửa, khả năng quan sát và phân biệt của các anh ở đâu rồi? Tôi tuyên bố, trận thi đấu đối kháng đầu tiên này, tổ trác Mộc Cường Ba thua cuộc, tổ giáo sư Phương Tân chiến thắng. Có điều không ai ngờ được rằng, đây lại chỉ là mở đầu cho một loạt những thất bại của tổ trác Mộc Cường Ba mà thôi. Sau đó trong giai đoạn huấn luyện trên toàn thế giới, khi bọn họ đi xuyên qua Dhaka, xe đường trường liên tục bị nổ lốp, lại vì lộ tuyến thực tế và trên bản đồ khác nhau đến kinh người, tới khi nhóm gã đến được điểm đích thì tổ của giáo sư Phương Tân đã đợi ở đó mấy tiếng đồng hồ rồi, khi tập huấn vượt sa mạc ở Sahara, nhạc dương sơ hở để một con bò cạp chui vào quần, đốt cho một phát rõ đau đúng mông, kết quả là ba người bọn trác một cường ba phải thay nhau cõng anh ta lên đường, tất nhiên là không thể nhanh như người ta được. Ở Sijuang Bana bốn người bị một đàn voi hoang dã đuổi cho chạy tung tóe, còn lạc đường trong rừng nguyên sinh, phải tốn thêm 4 ngày so với kế hoạch mới ra được bên ngoài, truy cứu nguyên nhân, không ngờ do anh chàng Trương Lập lấy chuối tiêu ra như một con voi con, kết quả là bị mẹ nó phát hiện khi leo núi Wick ở Australia, đinh tán của ba tang đóng không được chắc, còn chắc một cường ba thì liên tục dẫn đường sai, thường xuyên chật tay làm cả bốn người cùng trượt xuống, treo lơ lửng trên vách đá sừng sững. Khi vượt qua sa mạc đen, lại chắc Mộc Cường ba chỉ huy và phán đoán sai lầm, bốn người không may gặp phải bão cát, cũng may là tìm được một hang động ở núi Mã Tốc nấp một ngày, bằng không thì hậu quả quả khó lòng tưởng tượng nổi, rồi sau đó bất kể là thảo nguyên, đầm lầy, hoang mạc hay băng nguyên, tổ của Trác Mộc Cường ba đều thất bại trước tổ của giáo sư Phương Tân, đến cả lữ cánh nam cũng thường xuyên cằn nhằn, không hiểu sao cái tổ nhìn có vẻ mạnh mẽ này lại toàn là người đầu óc u tối như vậy. Lại thêm mấy tháng nữa, không biết có phải là những bài huấn luyện thể năng vượt quá quy tắc thông thường làm người ta tê liệt hay không mỗi ngày mỗi người chỉ riêng chuyện nghiến răng gánh vác mọi áp lực từ các hạng mục huấn luyện thôi đã đủ tiêu hao hết toàn bộ tinh lực khiến cho thời gian dành để suy nghĩ càng lúc càng ít đi thời gian các thành viên đàm luận những chuyện kinh hiểm gặp trong quá trình huấn luyện mỗi lúc một nhiều lên chỉ có Trác mộc cường ba và giáo sư phương tân là lúc nào cũng nhớ kỹ mục đích của đợt huấn luyện đặc biệt này trên đường huấn luyện hai người vẫn thường hay đến tìm Lữ Cánh Nam thảo luận xem lúc nào thì thích hợp để đi tìm bạc ba la thần miếu. Mỗi ngày bọn họ lại dành ra 2 giờ để lên mạng thu thập các tư liệu và đầu mối liên quan tới bạc ba la thần miếu. Tiểu đội vừa trở về sau đợt huấn luyện, đến trung tâm huấn luyện ở Hasa để chỉnh đốn lại, bọn họ chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi, sau đó lại đợi điểm đến tiếp theo mà Lữ Cánh Nam đặt ra. Chắc Mộc Cường Ba đã không đợi nổi nữa, gã lại tìm tới phòng Lữ Cánh Nam, gõ cửa một lúc lâu, Lữ cánh nam mới mở cửa hỏi gã có chuyện gì, chắc một cường ba bày tỏ sự lo lắng của mình, cô liền trao mày nói, trình tự huấn luyện mới tiến hành được một nửa thôi, đồng thời trong quá trình huấn luyện ba tang vẫn luôn được trị liệu tâm lý, đến giờ trí nhớ của anh ta đang dần dần hồi phục, nếu lúc này nôn nóng bắt đầu công tác tìm kiếm, chỉ sợ hiệu quả không được lớn lắm. Chắc một cường ba nghiêm túc nói, tôi cho rằng, chúng tôi đã thông qua được khảo hạch về thích ứng các loại môi trường, lẽ nào còn gì chưa huấn luyện hay sao? Cá nhân tôi cho rằng, tôi đã đủ thực lực xuất phát đi tìm địa điểm ấy rồi, hơn nữa, chúng ta cũng không hề biết nhóm người kia đã tiến hành tới đâu rồi nữa. Lữ cánh nam nói, về mặt này thì anh không cần phải lo, bạc ba la thần miếu đã được tìm kiếm từ mấy trăm năm nay, nếu dễ tìm như vậy, chúng ta cũng đâu cần phải tiếp tục tập huấn ở đây làm gì nữa. Không cần lo lắng, không cần lo lắng, lần nào cô cũng nói vậy cả. Nên biết rằng, những tổ chức và nhóm người trước đây đi tìm bạc ba la thần miếu thất bại là vì đầu mối của họ không chính xác, nhưng hiện nay người bộ tộc qua ba đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài hơn nữa lại bị đám người kia bắt đi mất rồi cô nói tôi có thể không lo lắng được hay sao tất nhiên thần miếu có tổn thất gì hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi nhiều lắm à tôi không nên bận tâm quá nhiều làm gì nhưng mà tôi nôn nóng phải biết đám người kia là một bọn hung ác vô cùng còn dám mang cả vũ khí phi pháp trong lãnh thổ trung quốc nếu bọn chúng tìm đến được nơi ấy sinh vật ở đó nhất định sẽ bị tổn hại trác mộc cường ba càng nói càng nhanh lữ cánh nam ừng một tiếng tôi biết anh sợ tử kỳ lân của anh bị người ta bắn chết phải không trác mộc cường ba quyết liệt nói tất nhiên cô nói thẳng ra đi rốt cuộc chúng tôi phải đạt tới trình độ nào thì mới có thể xuất phát cô cũng không thể bắt chúng tôi cứ huấn luyện rồi lại huấn luyện còn chuyện tìm kiếm bạc ba la thần miếu thì chúng tôi chẳng làm gì hết không điều tra nghiên cứu không đi tìm kiếm bằng chứng không phân tích đầu mối huấn luyện như vậy thì được cái rắm đếch gì trác mộc cường ba nói một câu lại đập mạnh xuống bàn một cái, giấy tờ và ly nước trên bàn đều nảy tương lên, ngữ khí cũng tương đối nặng, nói xong hai tay gã ấn xuống mặt bàn, mắt trợn trừng trừng nhìn Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam vỗ bàn đứng lên, cũng cao giọng nói, anh chấm ANS thì biết gì. Xuất phát xuất phát, cả ngày anh chỉ biết gào lên thế. Anh thì có đầu mối gì? Trác Mộc Cường Ba nói, tấm ảnh đó, không phải tôi đã đưa cho các người tấm ảnh đó rồi sao? Lữ Cánh Nam lại ngồi xuống, bắt chéo chân vào nhau, Ngước mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, còn nữa không? Trác Mộc Cường Ba lục tìm trong ký ức, nói, còn. Từ đầu gã chỉ có một tấm ảnh, sau đó bọn họ tìm được người điên ở Mông Hà, nhưng người điên đó đã bị bắt có, đến giờ vẫn chưa biết ở nơi nào, tiếp sau nữa bọn gã biết đến Ba Tang, nhưng trí nhớ của Ba Tang đến giờ vẫn chưa thể hồi phục, sau nữa lại nghe nói Đường Thỏ có nhật ký, nhưng đến giờ cuốn nhật ký ấy cũng không có tâm hơi, nếu thật sự phải nói ra xem có thông tin gì khẳng định chắc chắn không? tới phút này gã cũng chỉ có một tấm ảnh ấy, một tấm ảnh mờ mịt, bên trong là một sinh vật có vẻ giống như loài ngao Tây Tạng. Anh cho rằng tấm ảnh này của anh có thể cung cấp bao nhiêu thông tin hả? Lữ cánh nam nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt thương hại, rồi nói tiếp, tất cả tư liệu của các anh đều ở trong tay tôi cả, tôi nắm rất rõ những thông tin của các anh có được. Tấm ảnh đó, căn cứ theo thông tin tham khảo mà bạn giáo sư Phương Tân cung cấp, có thể vạch một đường elip bán kính tới cả nghìn km, đó là diện tích trên 10.000 km vuông đấy, cường ba thiếu gia của tôi ạ. À. Một khu vực không người diện tích trên 10.000 km vuông, còn bao gồm gần như cả dãy Himalaya nữa. Lữ cánh nam cao giọng, rồi lại ủ rũ nói, chỉ sợ đến khi cháu nội tôi làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc Anh cũng chưa tìm thấy nơi đó ở đâu nữa. Chắc một cường ba lập tức tắc tị, nhưng vẫn không cam tâm, lớn tiếng chất vấn tiếp, không có đầu mối thì có thể đi tìm đầu mối, không có điều kiện thì có thể tạo ra điều kiện, cơ hội sẽ nảy sinh trong lúc hành động, còn như bây giờ, chúng ta đâu có làm gì. Chúng ta không thể chỉ huấn luyện không mà chẳng nghe chẳng hỏi gì đến bạc ba la thần miếu kia cả, vậy rốt cuộc là chúng ta ở đây làm cái quái gì hả? Lữ cánh nam lại vỗ bàn đứng bật dậy, ai nói với anh là chúng ta không nghe không hỏi hả? Anh làm sao biết, vừa nói tới đây, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng ngưng lại. Nhưng chắc Mộc Cường ba đã nghe thấy, gã vội hỏi, gì hả? Sĩ quan Lữ, cô vừa nói gì, có thể nhắc lại được không? Lữ cánh nam do dự dây lát, cuối cùng thở dài một tiếng, được rồi, nếu anh đã nôn nóng muốn biết như vậy, tôi sẽ cho anh biết, để anh hiểu mình vô chi thế nào. Cô rúng dậy mở chiếc tủ sắt sau lưng, ôm ra một đống tài liệu dày cộp, đặt huyệt một cái xuống trước mặt Trác Mộc Cường Ba, nói, đây, toàn là những thứ các anh chưa hề biết đến. Trác Mộc Cường Ba lắp bắp, đây là gì? Đây, gã lật chồng tài liệu, không ngờ toàn là các tư liệu liên quan đến bạc ba la thần miếu, bên trong có các văn kiện tuyệt mật đóng dấu đen dấu đỏ, còn có cả thư hàm đóng ấn quan, đến cả những mẫu tin tức trên các tờ báo nhỏ cũng không bỏ qua. Thứ làm chắc một cường ba kinh ngạc nhất là một phong thư từ năm tuyên thống thứ 14 nhà thanh ký tên ung nhã dám đài gửi cho một ông quân nào đó. Trong thư có nhắc đến khu vực dân tộc ở miền biên viễn Tây Tạng có một truyền thuyết thần bí, hỏi xem ông Warner có hứng thú cùng đi khảo sát với mình hay không. Nội dung thư ngoại trừ đề cập tới bạc ba la thần miếu ra, còn ngấm ngầm nhắc tới truyền thuyết từ kỳ lân nữa. Đống tư liệu này, sớm nhất là từ năm 1902, bao phủ bảy quốc gia, thời gian và mức độ rộng lớn của diện tích khiến Trác Mộc Cường 3 không khỏi trợn mắt le lưỡi. So về mức độ tường tận của nội dung thì tư liệu mà Trác Mộc Cường 3 thu thập được cũng không thể bì. Gã vô cùng kinh ngạc, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lữ cánh nam giải thích trong ánh mắt đờ đẫn của Trác Mộc Cường 3, thực ra, những chuyện liên quan đến bạc ba la thần miếu không đơn giản như anh tưởng tượng đâu, từ giai đoạn cuối thanh đầu những năm dân quốc, đến khi quốc dân đảng thành lập chính phủ, rồi nước Trung Hoa ra đời, nó luôn nhận được sự quan tâm của nhiều phía. Quốc gia sớm đã chú ý đến bạc ba la thần miếu rồi, vì nó chẳng những là phần bổ khuyết lớn cho tạng truyền Phật giáo, mà cũng là minh chứng tốt nhất cho sự giao lưu dung hợp văn hóa tạng Hán, những thứ ở đó phản ánh nội tình lịch sử, cuộc sống, tôn giáo và văn hóa của hai dân tộc tạng Hán hơn 1.000 năm trước, và quan trọng hơn là, từ năm 1914 đến nay, các thế lực nước ngoài cũng càng lúc càng tỏ ra hứng thú với ngôi miếu thần trong truyền thuyết này, số lần thăm dò của họ liên tiếp tăng lên, mà nơi đó lại có một vùng rất lớn là khu vực không người chưa đặt đồn biên phòng. Vì vậy chúng ta phải đến được Bạc Ba La Thần Miếu trước khi các thế lực bên ngoài tìm thấy nó, đồng thời tiến hành công tác khai quật ngay lập tức. Trước khi các anh đưa ra kế hoạch tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu này, đã có một tổ chức luôn nghiên cứu điều tra về Bạc Ba La Thần Miếu rồi, vì nhà nước không thể đầu tư quá nhiều tiền. Vì vậy nên hầu hết các thành viên đều tự đảm trách kinh phí điều tra, cứ như vậy, bọn họ cũng thu thập được nhiều tư liệu hơn các anh rất nhiều. Lần này các anh đề nghị thành lập đội khảo sát chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, vừa hay lúc đó cũng có một nhóm thành viên hội nghiên cứu phát hiện và giải mã ý nghĩa ám thị trên một số trục cuộn tranh ở nước ngoài mang ngược trở về Trung Quốc, đồng thời nhà nước cũng cho rằng có thể tổ chức một đoàn khảo sát mang tính chất thăm dò. Vì vậy, mới có đợt huấn luyện đặc biệt lần này, nên biết rằng chỉ với một chút tư liệu của các anh nhà nước sẽ không tùy tiện mà đồng ý thành lập đoàn khảo sát đâu, cho dù anh có tài trợ toàn bộ kinh phí cũng không được. Trục cuộn tranh ở nước ngoài mang ngược trở về Trung Quốc. Trác Mộc Cường ba lật tìm đống tư liệu, nhưng không tìm được thứ nào trông giống trục cuộn tranh cả. Lữ Cánh Nam nói, anh không tìm thấy ở đây đâu, chỗ này đều là tư liệu đã được dịch sang tiếng Hán, chỉ là những tư liệu cơ bản, đơn giản nhất mà thôi. Còn các tư liệu về lịch sử văn vật Tây Tạng Cổ, đều do các nghiên cứu viên phụ trách điều tra nghiên cứu. Nhìn bề ngoài thì các anh vẫn luôn tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, dường như không hề chuẩn bị bất cứ điều gì cho lần khảo sát này, thực ra đó chỉ là để làm nghi hoặc thế lực nước ngoài. Ngầm bên dưới vẫn luôn có một tổ chức nghiên cứu rất lớn đang chuẩn bị kế hoạch toàn diện nhất cho lần xuất hành này của các anh, không ngừng thu thập và cập nhật các tư liệu liên quan suốt 24 trên 24. Những công việc này cũng chỉ có nhà nước mới làm được, nếu chỉ dựa vào cá nhân, có lẽ anh điều tra cả đời cũng không thể có được nhiều tư liệu đến vậy. Lữ cánh nam ngưng lại một chút, rồi lại nói, trước mắt chúng ta vẫn còn chưa biết số trục cuộn tranh ấy xuất xứ từ đâu, theo dự đoán thì là văn vật quý giá bị các nhà thám hiểm nước ngoài phát hiện và mang đi từ đầu thế kỷ này, giống như văn vật đôn hoàng vậy. Vì nội dung trên trục cuộn toàn bộ đều dùng bột vàng để viết, nên các chuyên gia gọi nó là cổ cách kim thư, cũng trở về với những cuộn trục này còn có đĩa hoa văn ba màu đời tùy, kính vàng đời tùy, tượng người đứng cầm qua một tất cả đều là văn vật hạng một cấp nhà nước. Giá trị của những cuộn trục này cực kỳ to lớn, quan trọng nhất là trong đó có nhắc đến một số nội dung bí mật, có tác dụng then chốt đối với việc tìm kiếm bạc ba la thần miếu, đây cũng là nguyên nhân đội các anh được thành lập đó. Trác Mộc Cường ba tham lam lượt qua các đầu mối, các loại tư liệu ở khắp mọi nơi, lúc này gã mới biết thì ra có một đội chuyên gia đang làm công tác phân tích cho chuyến du hành của bọn gã, chẳng trách lần nào tìm Lữ Cánh Nam hỏi chuyện, cô cũng đều rất tự tin chắc chắn. Gã vừa đọc tài liệu, lại vừa hỏi tiếp, không ngờ nhiều như vậy, thì ra luôn có chuyên gia nghiên cứu về các đầu mối này. Thế nhưng, tại sao không cho chúng tôi biết chứ? Lữ Cánh Nam ngăn không cho Trác Mộc Cường ba tiếp tục ngấu nghiến đọc tài liệu, thu lại cất đi rồi nói, những nội dung này, đáng lẽ phải đợi đến khi mọi người hoàn thành đủ tiêu chuẩn huấn luyện tôi mới nói, giờ anh biết càng nhiều, lại càng không có lợi, các anh lúc này, cần nhất là toàn lực tập trung vào huấn luyện. Anh tự nhận là mình đã huấn luyện đủ rồi phải không? Vậy tôi cho anh một cơ hội, tôi và anh sẽ đơn độc đấu một trận bất chấp thủ đoạn, nếu anh thắng được tôi, tôi sẽ thừa nhận thành quả huấn luyện này của anh. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không thể nói vậy được, thao trường chỉ là chết, chiến trường mới là sống, không thể mang chuyện ai đánh thắng ai ra làm tiêu chuẩn phán đoán, tình hình thực tế có thể xảy ra bất cứ thay đổi nào, còn tôi thì đang cho rằng, đội của chúng tôi đã có đủ năng lực ứng phó với những biên hóa đó rồi, vì vậy mới hết lượt này đến lượt khác đưa ra kế hoạch xuất phát, đồng thời tìm kiếm những dấu vết liên quan tới bạc ba la thần miếu. Tất nhiên, lúc ấy tôi hoàn toàn không biết còn có một nhóm chuyên gia đang giúp chúng ta tính toán chuẩn bị lữ cánh nam đứng dậy nhìn thẳng vào trác mộc cường ba hỏi anh cảm thấy tôi huấn luyện các anh như vậy là vì cái gì hả trác mộc cường ba đột nhiên gặp phải câu hỏi bất ngờ này liền buột miệng đáp tăng cường năng lực thực tiễn của chúng tôi để bán mạng cho tổ chuyên gia phải không lữ cánh nam lộ vẻ thương hại lắc đầu thở dài anh hoàn toàn sai rồi tôi huấn luyện mọi người như vậy là vì muốn dạy các anh sống tiến hành huấn luyện gian khổ như vậy chỉ là để các anh học được cách sống sót trong các môi trường và điều kiện khác nhau cần phải biết rằng bất kể anh có bao nhiêu tiền bao nhiêu trang bị bao nhiêu kế hoạch nhưng phải còn sống mới được đó mới là điều kiện căn bản để anh có thể thực hiện tất cả mọi điều giọng chắc một cường ba trở nên nhỏ dần lẽ nào cô cho rằng chúng tôi còn chưa thể sống sót trong các môi trường khác nhau sao lữ cánh nam cười cười còn lâu mới đủ anh cho rằng đội ngũ này đã có đủ năng lực ứng phó với mọi thay đổi hay sao vừa khéo trải qua một thời gian huấn luyện khá dài tôi đang chuẩn bị tiến hành một lần khảo hạch có tính chất tổng hợp coi như là kiểm tra giữa kỳ của các anh đi cô giơ tập tư liệu trong tay lên nói muốn xem những tài liệu này đợi khi nào anh vượt qua được bài thi kia rồi hãy nói mắt trác mộc cường ba sáng bừng lên nội dung kiểm tra gồm những gì lữ cánh nam đáp đến lúc đó tôi sẽ báo cho mọi người anh đi nghỉ trước đi trác mộc cường ba ôm đầy một bụng than van lủi thủi đi ra vừa tới cửa Lư cánh Nam lại nhắc nhở anh chắc Mộc Cường ba, tôi cần phải nhắc nhở anh hãy chú ý đến thân phận của anh lúc này. Đội của các anh là một đội thử nghiệm ghép tạm thời mà thôi. Nếu không vượt qua được khảo hạch, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ giải tán. Càng không cần nhắc đến chuyện muốn có được số tài liệu của nhà nước này làm gì. Nhà nước cũng không thiếu một chút kinh phí thám hiểm kia của anh. Vì vậy, xin anh đừng lúc nào cũng lên mặt ông chủ như thế. Anh phải nhớ cho rõ, anh chỉ là một đội viên bình thường dưới quyền tôi mà thôi. Trác Mộc Cường ba quay đầu đi, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi dập mạnh của lại phía sau. Khi gã đi rồi, lư Cánh Nam mới lẩm bẩm như nói với chính mình, lại như nói với ai đó, xem ra anh ta đã không đợi được nữa rồi. Sau tấm rèm không ngờ cũng có người cất tiếng, đó là điều tự nhiên thôi, bởi vì anh ta hoàn toàn không biết gì về công việc của chúng ta đang làm cả. Chú thích, vũ khí cổ đại trông giống mũi giáo. Bốn người đi trên sông, hai bên cây lớn, lòng sông hơi hẹp, càng nhìn càng thấy ngút ngát, thi thoảng lại có một vài con vẹt đuôi dài châu Mỹ bay qua đầu, bộ lông vũ rực rỡ lấp lóa dưới ánh mặt trời chói mắt. Cảnh tượng này so với rừng Vân Sam ở Sisumbana mà họ từng đi qua thì thật là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tập kích, tấm màn vén lên không ngờ lại là lạt ma á la. Một con diều hâu đen đậu trên vai ông, móng sắc bấu chặt, hai mắt sáng lấp lánh như chấp điện, cảnh giác dò xét môi trường xa lạ này. Lạt ma á la nhìn cuộn giấy trong tay, điềm đạm nói, đến lúc rồi, chúng ta cũng phải xem thành tích huấn luyện của nhóm người này ra sao mới được. Lữ cánh nam thân thiết hỏi, có đầu mối mới rồi ạ? À? Lạt ma á là nở nụ cười hiếm thấy, vỗ vỗ lên vai. Con diều hâu liền đập cánh bay lên, chớp mắt đã hóa thành một điểm đen trên bầu trời xanh thăm thẳm, cơ hồ như chưa từng xuất hiện. Lạt ma á là nói như ra lệnh, bản đồ. Trên bàn, một tập bản đồ thế giới cỡ giấy A3 mau chóng được mở ra, Lạt Ma Á la nhanh nhẹn lật tới trang có bản đồ châu Mỹ, miệng lầm bẩm trong sử thi cắt nước mi mã cột một mà chúng ta thu thập được có nhắc đến đoạn, vị sứ giả vĩ đại nhất mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu tới, mọi sự thiêng liêng đều được bảo tồn hoàn hảo trong bạc ba la thần miếu. Sau đó tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy vốn phải giao về cho Tây Thánh Sứ bị ương bất nhược, nhưng Y Tây Úc Bá lại không muốn giao hòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này, bèn lén lút dùng bùn đất và gạch đá để phục chế một tòa thành khác, vì không dám hủy đi thánh vật, nên đã hạ lệnh cho thuộc hạ len lén mang ánh sáng thần thánh ấy đi tới nơi xa tận chân trời, vĩnh viễn không ai có thể tìm được. Còn những chữ bột vàng mới được dịch ra thì không hoàn toàn như thế, sứ giả vĩ đại nhất mang đến tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu thì không sai, nhưng khi sứ giả đến trái đất nhượng thì đã thay đổi chủ ý, ông ta không giao tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu cho Tây Thánh Sứ bị ương bất nhượng nữa, mà trực tiếp hạ lệnh cho y tây ốc bá phái người hộ tống ông ta muốn mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy đến chân trời điểm này có khác biệt rất lớn với sử thi. Y ốc Úc Bá tặng cho sứ giả tiền lộ phí, phái những dũng sĩ xuất sắc nhất mang theo chiến ngao, cùng sứ giả trèo núi vượt non, vượt qua biển lớn mênh mông, đến một đất nước xa lát thần bí. Cây cối ở đó xa lớn tới tận chân choa sinh sôi dày đặc, ta ọ thành rừng rậm âm u, bốn bề đều là nguy hiểm, khắp nơi chỗ nào cũng có những động vật và loài cây ăn thịt người mà họ chưa bao hát trông thấy, thậm chí người ở đó cũng tàn bạo hiếu sát, ăn thịt người sống, các công trình kiến trúc ở đó cao lớn hùng vĩ, đỏ sộ hơn bất cứ tòa cung đi Nhi nào họ từng nhìn thấy, miếu thần ở đó giống như một lăng tháp, các mặt hình tam giác trụm lại với nhau, nhìn như một ngọn núi cao chọc trời, bậc thang dẫn thẳng lên tận mây xanh. Văn tự ở đó là hình đầu người và hình vẽ các loài động vật. Lữ cánh nam lầm bẩm nói, kim tự tháp, nhưng ở đó là sa mạc chứ, tại sao lạ là rừng rậm? Lạt ma á là cười điềm đạm, còn chưa hiểu à? Rừng rậm nhiệt đới đấy, những người phục mệnh trở về nói, bọn họ để tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy trong một ngôi thần miếu của nền văn minh khác, nhà vua ở đó đã đồng ý với họ, để tòa thành của thần thánh mãi mãi bị giam cầm trong bóng đêm. Lữ Cánh Nam lập tức hiểu ra, nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật, cô hỏi, Kim Tự Tháp Maya, không thể nào, thời đó làm sao có thể vượt Thái Bình Dương đến tận châu Mỹ cơ chứ? Hơn nữa còn trở về được nữa chứ? Lạt Ma Á La nói, trên thế giới này, những chuyện người hiện đại làm được ai có thể khẳng định là người xưa không làm được. Đừng quên những câu chuyện trong Sơn Hải Kinh và người N, N. vượt biển, thời điểm đó chẳng phải còn sớm hơn sứ giả của Vương Triều cổ cách cả ngàn năm đấy sao. Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, rốt cuộc là cái gì vậy? Lữ cánh nam trầm ngâm. Lạt ma á la nói, ta cũng không biết, nhưng một người có thể bí mật mang nó đi, hẳn cũng không lớn lắm, vậy thì chúng ta hãy lấy chuyện vượt qua khu rừng rậm để làm bài kiểm tra giữa kỳ đi. Lạt ma á la vạch một vòng tròn trên bản đồ, Lữ cánh nam nhìn cái vòng lạt ma á la vừa vẽ kinh ngạc thốt lên theo con được bích, văn minh maya chỉ giới hạn trong bán đảo yêu cây tần chỗ này có phải là hơi xa không lạt ma á la nói không sai tuy ta cũng không hiểu rõ lắm nhưng đầu mối của họ rất rõ ràng con xem đi ở đây có vết này những di tích của văn minh maya được phát hiện cho đến nay chủ yếu phân bố ở phía nam mexico guatemala brazil belize khu vực phía tây honduras và el salvador xa nhất cũng dừng lại ở núi andes còn ở phía đông dãy Andes đỏ cao trung bình trên 6.000m đã là phạm vi của nền văn minh Inca cổ rồi. Quan điểm phổ biến hiện nay là người xưa không thể nào vượt qua dãy Andes hiểm trở được. Nhưng vài năm trước, các nhà khảo cổ Brazil đã phát hiện sâu trong rừng rậm Amazon có một nền văn minh nữa hoàn toàn khác biệt với văn minh Inca cổ đại, có đỏ gốm được chế tác rất tinh xảo, có đặc trung của cuộc sống thị tộc bộ lạc, có đường, cầu, khu canh nông, khu chăn gia súc, đền thờ thần và đàn tế là di chỉ của một xã hội văn minh phát triển cao độ. Ba năm sau, lại phát hiện trong rừng sâu một đài quan sát thiên văn rất giống của người Maya cổ đại, một điều không thể tưởng tượng được là bọn họ sử dụng vật liệu là những tảng đá khổng lồ, kỹ thuật xây dựng hết sức cầu kỳ. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm khu vực khu vực này trước khi các nhà thám hiểm đổ bộ năm 1942 là một cánh rừng hoang vu không có dấu ấn của con người, và khu vực rừng nhiệt đới Amazon không thể nào có các công trình đá quy mô lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy người Maya cổ hoàn toàn có khả năng vượt qua dãy Andes dến rừng rậm Amazon, đặt nền móng cho cuộc sống mới và con đường họ đã đi có lẽ là sau khi xuống dãy Andes thì dọc theo sông Amazon mà tiến lên. Cách lý giải này đã được nhà khảo cổ tại quốc gia thuộc lưu vực sông Amazon tán đồng. Mỗi nước ít nhất phải đi hai đội khảo cổ tìm kiếm trong cánh rừng nguy hiểm ấy. Mấy ngày trước đã có một phát hiện kinh người. Lữ cánh Nam không biện bác được gì cô mới chỉ tìm hiểu lướt qua về lịch sử văn hóa di tích của vùng Nam Bắc Mỹ, nên đành trầm ngâm nói, từ Putumayo, một tỉnh Tây Nam Colombia, sát biên giới Ecuador và Peru, đến St. Mary, liệu nơi này có hơi quá nguy hiểm với mọi người không? Hơn nữa, lưu vực Amazon rộng lớn như vậy, làm sao có thể xác định được thứ chúng ta muốn tìm vẫn ở vùng đất này chứ? Lạt Ma Á là hạ giọng giải thích, phải, không ai có thể khẳng định, nhưng theo như những thông tin đáng tin cậy, Gần đây đã phát hiện ra một thành phố chết ở khu vực này, quy mô rất lớn, trong đó chắc hẳn là có miếu thần, chỉ là đến giờ vẫn chưa tìm thấy mà thôi. Lữ Cánh Nam lại hỏi, vẫn chia làm hai tổ chứ? Lạt Ma Á La gật đầu, phải, như vậy mới là khảo hạch chứ. Lữ Cánh Nam có vẻ lo lắng, vậy chúng ta nên nói cho họ thực sự hay là? Lại Ma Á La cúi đầu suy tư, đôi mắt ông lúc này đã lộ ra vẻ trầm ngâm nặng nề, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng ông cũng lên tiếng, tạm thời chưa nói với họ vội. Lữ cánh nam kinh ngạc thốt lên, tại sao vậy? Lạt ma á la mỉm cười nói, trong chuyến đi khả khả tây lý của Trác mộc cường ba, có một số chuyện rất kỳ quái, ta muốn tìm hiểu cho rõ đã. Lữ cánh nam gật gật đầu như hiểu được gì đó, nhưng cô vãn không dám khẳng định, ngần ngừ dây lát rồi mới hỏi, thầy á la, ngài chắc chắn nó ở đó ư. Dù gì chỉ ở trong phạm vi này, nhưng cũng đâu thể khẳng định hai tổ của chúng ta nhất định sẽ đi qua đó được chứ. Lạt Ma Á La nói, Phật sống vĩ đại toàn năng sẽ chỉ cho chúng ta con đường sáng, chớ nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cứ đi thử một phen xem sao. Ta sẽ dẫn tổ của mình tiến thẳng về nơi đó, còn tổ của Cường Ba thiếu gia, bọn họ sẽ tuân theo sự sắp xếp của số mệnh. Dù thế nào ta cũng nhất định phải đến di chỉ ấy xem sao." Giọng nói của ông mạnh mẽ kiên quyết, đến cả Lữ Cánh Nam cũng không dám phản đối câu nào. Lạt Ma Á La ngẩng đầu, nhìn theo hướng con diều hâu đã biến mất, sắc tối đã dần buông ông nhủ thầm, may ha, may ha, rốt cuộc ngươi từ đâu tới. Rốt cuộc ngươi ẩn chứa bao điều bí mật, rồi ông lại nhớ đến Đức Ni Đại Lạt Ma, Đức Ni Đại Lạt Ma đứng trước cửa hang trên đỉnh núi, gió thổi tung bay râu tóc, tà áo, ông giang hai tay, ngẩng mặt kêu lớn với trời xanh giữa cơn cuồng phong lồng lộc, một ngàn năm rồi, chúng ta đã chờ đợi suốt một ngàn năm rồi. Tiếng vọng từ hang núi nghe như thần linh hồi đáp, một ngàn năm, một ngàn năm. Vô số âm thanh như tiếng chuông tiếng trống vang rền trong lòng lạt ma á la. Còn ở một góc ngoài lán doanh trại, một bóng đen từ đầu chí cuối vẫn đứng trước của sổ của lữ cánh nam, người đó chỉ lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ. Trác Mộc Cường ba rời nơi làm việc của lữ cánh nam, đi thẳng đến chỗ giáo sư Phương Tân. Giáo sư đang ngồi trước máy vi tính làm tổng kết cho đợt đi thực tiễn vừa rồi ở rừng rậm Việt Nam, ông đã phân loại sắp xếp các vấn đề gặp phải trong rừng và những điểm còn thiếu sót mới bộc lộ ra một cách cực kỳ chi tiết. Trác Mộc Cường ba bất bình kể lại cho ông cuộc nói chuyện của gã với Lữ Cánh Nam, cuối cùng nói, thầy giáo, thầy nói xem, rõ ràng là có nhiều đầu mối như thế, tại sao lại không nói cho chúng ta, để chúng ta còn đi tìm bạc ba la chứ? Chẳng ngờ, giáo sư Phương Tân chỉ cười điềm đạm nói, cường ba à, xem ra anh vẫn chưa hiểu hết vị trí của mình rồi. Trước khi tham gia khóa huấn luyện đặc biệt tôi đã hết sức trịnh trọng và nghiêm túc nói với anh rồi mà, đội huấn luyện đặc biệt của nhà nước không phải đội thám hiểm nhỏ mà chúng ta tự tổ chức đâu, hơn nữa, chuyến đi này còn có cả tính chất thám hiểm nữa anh có thực sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ thám hiểm là gì không hả? Trác Mộc Cường ba đờ đẫn nói, nghĩa là gì? Giáo sư Phương Tân đáp, trước chúng ta, nhà nước đã tổ chức không biết bao nhiêu đội ngũ chuyên nghiệp tìm kiếm bạc ba la thần miếu rồi. Khả năng sinh tồn nơi hoang dã của họ, khả năng đoàn kết phối hợp giữa các thành viên trong đội của họ, kiến thức chuyên môn về lịch sử của họ, tất cả đều hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, thế nhưng, bọn họ, không một ngoại lệ nào, tất cả đều đã thất bại, gọi là thất bại ánh mắt giáo sư xa sầm giọng nói trầm xuống, phải nói là toàn bộ đã hy sinh vì nhiệm vụ mới đúng. Sau khi tổn thất một số lượng lớn các chuyên gia, công tác tìm kiếm bạc ba la thần miếu đã có một độ bị đình trệ, một là do không có đầu mối gì mới, hai là bồi dưỡng nhân tài tốn thời gian. Giờ đây, đột nhiên lại có đầu mối xuất hiện, nhà nước không dám mạo hiểm phái đoàn chuyên gia đi, thế nên mới có đội thám hiểm được huấn luyện đặc biệt là chúng ta đây xuất hiện. Nếu như nói, các đội tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu do nhà nước tổ chức khi xưa là cấp chuyên nghiệp, vậy thì nhóm của chúng ta đây chỉ có thể thuộc vào loại nghiệp dư trong nghiệp dư mà thôi. Ai cũng biết, tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu không phải đi du lịch, mà là chuyện nguy hiểm thập tử nhất sinh, các bậc tiền bối hy sinh vì nó đã lên tới số ngàn số vạn rồi đó. Còn mục đích chủ yếu của việc thành lập nhóm chúng ta chính là để dò đường, cho dù chúng ta có hy sinh trong quá trình tìm kiếm đi chăng nữa, chỉ cần có thể truyền về hoặc ghi lại những thông tin có ích. Công việc của chúng ta có thể coi như hoàn thành. Vì vậy, chưa huấn luyện chúng ta thành một cách quân thép, họ sẽ không dễ dàng gì cho chúng ta ra chiến trường vội đâu. Còn về lợi ích của chúng ta khi tham gia đội ngũ này, một là có thể nâng cao thực lực bản thân, hai là nếu có thể sống sót trong quá trình tìm kiếm thì chúng ta chính là những người đầu tiên tìm ra dấu vết. Lẽ nào anh thật sự cho rằng nhóm người chúng ta đây sẽ trở thành quân chủ lực tìm kiếm bạc Ba La thần miếu của nhà nước hay sao? Ha ha, chúng ta chưa đến tầm ấy đâu. Về điểm này thì anh phải cố hiểu cho rõ vào. Trác Mộc Cương ba lấy làm chán nản, chẳng trách cứ bắt bọn gã huấn luyện rồi lại tiếp tục huấn luyện, mà lại lần nữa không chịu nói cho bọn gã biết chuyện liên quan tới Bạc Ba La thần miếu, gã còn ngỡ rằng bọn gã chính là cánh quân chủ lực duy nhất được nhà nước gửi gắm hy vọng tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, thậm chí còn có một độ nghĩ rằng sau khi gia nhập đội huấn luyện đặc biệt, nhà nước sẽ mang hết những tư liệu về Bạc Ba La thần miếu nguyên nguyên vẹn vẹn đưa hết cho bọn gã sau đó dốc hết sức ủng hộ bọn gã đi tìm kiếm ngôi thần miếu kia. Ai ngờ gã lại bị giáo sư Phương Tân dội cho cả một chậu nước lạnh, làm nguội hết cả lửa nhiệt tình đang bừng bừng trong lòng. Chỉ nghe chắc một cường ba nói, nhưng mà, cả một chút tin tức cũng không để lộ với chúng ta, thì cũng thật không ra làm sao cả. Giáo sư Phương Tân hiền hòa vỗ nhẹ lên vai chắc một cường ba, mỉm cười nói, anh cho rằng nhà nước cần phải nói với chúng ta những nội dung gì chứ? Nào, trước tiên để tôi phân tích cho anh xem đội ngũ của chúng ta do những người nào hợp thành đã nhé giáo sư phương tân bẻ bẻ ngón tay nói người trong giới thương nhân giáo sư về hưu hoa kiều ngoại hải mẫn mẫn có thể coi là một nửa hoa kiều rồi còn gì còn cả người của phía tôn giáo nữa hai anh chàng lính quen thậm chí còn có cả người đang chịu án tù anh nói đi một đội quân ô hợp do đám người như vậy ghép vào anh muốn biết được bao nhiêu điều đây hơn nữa chẳng phải anh cũng nói lữ cánh nam bảo chúng ta huấn luyện vẫn chưa đủ hay sao anh cần phải nhẫn nại, đến lúc nói với chúng ta, cô ấy tự nhiên sẽ nói thôi. Thế nào, đã nghĩ thông chưa hả? Không hiểu cũng chẳng vấn đề gì, nghĩ cho kỹ vào, anh phải nghĩ đến tầng sâu hơn của vấn đề, không thể chỉ dừng lại ở mặt của sự việc. Nhà nước có suy tính của nhà nước, chúng ta có mục đích của chúng ta, hai chuyện này hoàn toàn không có mâu thuẫn, nghĩ cho kỹ mà xem. Nỗi uất trong lòng chắc một cường ba cũng dần tan đi, lữ cánh nam cũng đã nói rồi, nếu vượt qua được lần khảo hạch này, cô sẽ cho bọn đi tìm bạc ba la. Gã ra khỏi phòng, một mình ra bãi tập, móc người ngược trên thang một lúc, rồi lại trèo lên dây thừng, đi qua dây thép, xuống bằng vách đá khác, cảm giác thoải mái lạ thường, cả nhịp thở cũng chẳng hề thay đổi chút nào. Lúc này, cả thể xác lẫn tinh thần của gã đều ở trạng thái đỉnh cao, gã cảm thấy đây chính là lúc thời cơ thích hợp nhất để xuất phát, nếu còn trần trừ gì nữa, thời tiết chuyển lạnh tuyết lớn sẽ bịt kín đường vào núi. Có khi còn phải đợi đến sang năm cũng không chừng, khảo hạch giữa kỳ hả, sẽ khảo hạch thế nào đây nhỉ? Trác Mộc Cường ba không tốn chút sức lực chụp lấy sợi dây thường đu người qua hố cắt cắm đầy cọc nhọn, thả mình xuống đất thầm nhủ. Gã luyện tập chừng nửa tiếng, trên người đã lấm tấm mồ hôi, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, bỗng cách mỗi tiếng, mặt đất bên cạnh Trác Mộc Cường ba bắn vé ra hoa lửa. Trác Mộc Cường ba nhảy bật lên theo bản năng, còn lờ mờ trông thấy phía xa xa có ánh lửa tóe lên, gã không chút do so dự, vội lăn tròn dưới đất một vòng, đồng thời hét lớn về phía doanh trại, có người tập kích. Viện đạn thứ hai, cơ hồ vừa sượt qua đầu gã. Nghe thấy tiếng hét của gã, một bóng đen cầm súng chạy vọt vào rừng. Nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn chắc Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi gì đã lao theo gã rồi, nhưng lúc này gã hiểu rất rõ rằng trong buổi hoàng hôn thế này, khoảng cách nơi ánh lửa tóe lên và gã ít nhất cũng phải 500 mét, vậy mà đối phương lại có thể sử dụng súng không có thiết bị ngắm xa đặc biệt nhắm vào gã một cách chuẩn xác như thế, kẻ này nhất định đã trải qua huấn luyện đặc biệt gần như của quân nhân chuyên nghiệp, gã tay không tất sát thế này mà đuổi theo hắn thì thật chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Người trong doanh trai bị kinh động, Trương Lập và Nhạc Dương chạy ra đầu tiên và hét lớn, ai tập kích. Đương Mẫn chạy phía sau cuốn quyết hỏi, Cường Ba, anh có bị thương không? Giáo sư Phương Tân cũng theo ra, hỏi, chuyện gì thế? Ông sách theo hai khẩu tiểu liên M4, rồi ném cả cho Trương Lập. Trương Lập xông lên phía trước, Trác Mộc Cường ba cũng đuổi theo sau, đồng thời cũng bắt lấy một khẩu súng. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, Trác Mộc Cường ba vừa chạy vừa nói, chỉ có một người, hình như cầm AA-15, nhưng rất lờ mờ, chạy về phía tây rồi, hình như là nhầm vào tôi hay sao ấy. Trương Lập ngoảnh đầu nhìn, thấy bọn nhạc dương đã trở lại doanh trại lấy vũ khí chạy theo, liền giơ tay ra hiệu cho Trác Mộc Cường ba, hai người chia hai hướng trái phải chạy theo đường vòng. Người phía trước cứ chạy mãi chạy mãi, đột nhiên biến mất tâm mất tích, Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập lập tức có phản ứng, cả hai lách người một cái, cũng nấp vào phía sau một cái cây lớn đủ che kín thân mình. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt ra hiệu với Trương Lập đang đứng cách mình khoảng 20 bước, rồi ngước lên trên. Trương Lập hiểu ý, lập tức khoác súng ra sau lưng, hai tay ôm thân cây, soạt soạt soạt, soạt nhoáng một cái trèo ngay lên chạc ba, động tác linh hoạt như khỉ, lập tức có tín hiệu đưa xuống, đối phương đang nấp sau gốc cây thứ tư phía trái Trác Mộc Cường Ba, cách hai người tầm 300 bước. Lúc này, những người khác cũng đã lục tục chạy tới, đầu tiên là Ba tang rồi Ngài Lực Khắc, Giáo sư Phương Tân, Lạt Ma Á La và cả Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường ba giơ hai tay lên, ngón cái hướng về phía sau chia ra hai bên, mấy người bọn Giáo sư Phương Tân liền tản ra tự tìm chỗ núp, một vòng vây lặng lẽ hình thành, khép kẻ kia vào chính giữa, chín người mỗi người cách nhau chừng trăm bước. Thủ ngữ của Trác Mộc Cường Ba đã cho mọi người đều biết tình huống hiện tại, Nhạc Dương cẩn thận lắp ống phóng lựu đạn vào phần dưới khẩu M4, lấy ra một quả lựu đạn hơi cay, lữ cánh nam gật gật đầu, bọn họ chuẩn bị bắt sống kẻ tập kích đột nhiên xuất hiện này. Xuyệt, Trác Mộc Cường ba giờ ngón tay cái lên với Nhạc Dương, Nhạc Dương lại trợn tròn mắt, tỏ ý mình vẫn còn chưa bắn phát nào, mọi người cẩn thận thò đầu quan sát, chỉ thấy một màn khói trắng đã bốc lên giữa vòng vây. Là lựu đạn khói, xem ra đối phương cũng ý thức được tình thế gay gâu mà ra tay trước rồi, lại có thêm mấy lựu đạn bốc khói nghi ngút được ném ra, Loáng một cái cả nhóm đã không xác định được vị trí chính xác của kẻ bị bao vây kia ở chỗ nào nữa. Hai tiếng súng nổ, tiếng đầu tiên là của Trương Lập, anh ta ra dấu tay ý nói đối phương đã trèo lên cây nhảy thoát khỏi vòng vây, tiếng súng thứ hai vang lên từ phía ngải lực khác, mọi người vội vàng chạy tụ lại về phía đó, động tác hết sức nhanh nhẹn gọn gàng. Người kia chạy rất nhanh, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu lại bắn tỉa vài phát, có lúc còn ném ngược lại một trái lựu đạn tay F1 của Nga chế tạo, uy lực cực lớn khiến bọn Trác Mộc Cường Ba truy đuổi cực kỳ khó khăn. Đường Mẫn, ngài lực khắc suýt bị thương mấy lần, Trác Mộc Cường Ba vô cùng tức giận, nếu như muốn giết chết đối phương, gã chỉ cần kéo cò súng, sẽ có thể bắn y thủng lỗ chỗ như tổ ong ngay lập tức, nhưng tâm tư mọi người đã nhất trí, nhất định phải làm rõ xem đây là chuyện gì, không thể giết người bừa bãi được. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên thụp người xuống, rút con dao săn cá xấu ra khỏi vỏ, ném vù một tiếng, rõ ràng đã nghe thấy tiếng dao cắm phập vào người rồi, vậy mà tên kia vẫn không kêu tiếng nào tiếp tục mang cả con dao lao đi vun vút cứ đuổi mãi đuổi mãi bước chân của bọn trác mộc cường ba dần chậm lại bọn họ đã tập trung huấn luyện một thời gian rất lâu rồi vô cùng thông thuộc địa hình quanh đây ai nấy đều biết rõ phía trước là một vách núi dựng đứng tuy chỉ cao có mấy chục mét nhưng rơi xuống thì khó mà tránh khỏi gãy chân gãy tay tên kia lại đang bị thương nhất định không thể nào chạy thoát được tên kia vừa trông thấy phía trước cùng đường liền quay đầu lại dương súng quét bừa một loạt đạn rồi rút chốt hai trái lựu đạn. Miệng hét lớn, không được qua đây, không ai được qua đây, tao chỉ cần chắc một cường ba đền mạng, không liên quan gì đến bọn mày hết. Chắc một cường ba chỉ cách hắn chừng trăm bước, đã nhìn rõ được khuôn mặt đối phương, liền kinh ngạc hốt lên, là mày hả? Tên kia chẳng phải ai khác, mà chính là Nhiêu Nhị Hoa bị Trác Mộc Cường Ba đánh cho chạy té khói ở khả khả Tây Lý. Lúc ấy Trác Mộc Cường Ba cũng suýt chút nữa là chết dưới lưỡi dao của hắn nên có ấn tượng rất sâu đậm. Như nhị hoa cười sằng sặc điên cuồng, giờ quả lựu đạn về phía Trác Mộc Cường ba nói, mày còn nhớ tao hả, tốt lắm, đã đến lúc mày phải đền mạng rồi. Con dao săn cá sấu cắm phập vào mông hắn, máu nhuộm đỏ cả chiếc quần bò sẫm màu, lúc nãy Trác Mộc Cường ba cũng nương tay nên lưỡi dao không sâu lắm. Như nhị hoa dường như không hề cho họ thời gian suy nghĩ, vung tay ném luôn quả lựu đạn về phía Trác Mộc Cường ba, gã vội né người lao vào bãi cỏ phía sau thân cây, tiếng nổ vang lên, mọi người lập tức tản ra xa. Nghiêu nhị hoa lại ném ra một quả lựu đạn khói nữa, rồi con dao săn cá sấu kia lao vút qua mà khói bay tới chỗ nhạc dương đang ngắm chuẩn họng súng về phía tên họ Nghiêu, lưỡi dao lạnh toát ngớt qua gò má nhạc dương, làm anh chàng toát hết cả mồ hôi lạnh. Khói mù tan đi, tên Nghiêu nhị hoa kia đã ở bên dưới vách núi, mấy người đang chuẩn bị tiếp tục truy kích, bỗng nghe cách một tiếng, lại một tên bắn tiển nữa xuất hiện, bọn chắc một cường ba không biết viên đạn ấy bắn từ hướng nào tới, đành phải tiếp tục nấp phía sau các gốc cây, mở mắt chân chân nhìn như nhị hoa tấp ta tấp tỉnh chạy đi xa dần. Mười phút trôi qua, sau khi chắc chắn kẻ địch đã bỏ đi, mấy người mới từ từ ra khỏi các lùm cây, nhạc dương sắc mặt tái nhợt nói, chuyện này là thế nào vậy? Anh quen hắn hả cường ba thiếu gia. Chắc một cường ba sĩ mặt thuật lại mối thủ giữa gã và nghiêu nhị hoa, khi ấy người nổ súng bắn chết anh trai nghiêu nhị hoa là chính hắn chứ không phải gã. Kể xong hắn thắc mắc nói, tại sao hắn biết mà tìm tới chỗ này nhỉ tại sao lại biết tên tôi với cả lần trước đụng độ với tôi hắn cũng có lợi hại thế này đâu mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau vào lúc tất cả đều cho rằng nhóm huấn luyện này đã là một đội ngũ rất mạnh rồi không ngờ lại để một kẻ bị thương chạy thoát ngay trước mũi cô ít người trong nhóm tự vấn lại sau cả một thời gian huấn luyện dài như thế liệu mình đã mạnh lên thật chưa nhỉ lữ cánh nam từ đầu vẫn chỉ đứng một bên quan sát chứ không ra tay lúc này mới lên tiếng hỏi chắc mộc cường ba chẳng phải anh cho rằng mình đã huấn luyện đủ rồi hay sao? Nếu tên vừa rồi và kẻ địch của mọi người ở đây, tức là nhóm người muốn đi tìm thần miếu kia, có quan hệ gì đó sao? Anh còn khăng khăng cho rằng với năng lực hiện nay là đã đủ đối phó rồi hay không? Trác Mộc Cường ba tắc tị không nói được gì, đường mẫn liền lên tiếng biện bạch giúp gã, chuyện đó khác nhau mà, chẳng qua chỉ vì chúng ta muốn bắt sống hắn, còn hắn thì lại muốn liều mạng. Nếu như nổ súng sớm hơn thì làm sao hắn thoát được chứ? Lữ cánh nam nở một nụ cười khinh khỉnh, nói, về doanh trại tôi sẽ tuyên bố với mọi người địa điểm khảo hạch giữa kỳ. Ở một nơi cách doanh trại huấn luyện của họ hai quả núi, có một doanh trại nhỏ hơn, bên trong lều bạt khói bay mù mịt như muốn làm người ta ngạt thở, mắc bước vào trong rồi cũng không nhịn nổi mà ho lên sặc sụa, mất kinh miệng ngậm điếu xì gà hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mắc đáp, là, như nhị hoa, lúc nãy lôi ba trở về báo cáo, như nhị qua thăm dò được đám người kia đã trở về liền nhẫn nhịn không nổi đi tới đó báo thù cho anh trai hắn, bây giờ bị thương trở về rồi, cũng may là có lôi ba bắn tỉa từ xa chặn chúng lại, bằng không thì hắn đã bị bọn người kia bắt sống rồi. Khốn nạn, mắc giật nảy người, mất kinh vỗ bàn chửi bới, giật một lũ ngu xuẩn, suýt nữa làm hỏng hết cả kế hoạch của tao rồi, cũng không xem rõ đối phương là ai trước đi, tưởng rằng huấn luyện vài tháng là bay lên trời được chắc. Sĩ quan huấn luyện của bộ đội đặc trùng mà dễ đụng đến vậy sao? Trên bàn Merkin có một tập hồ sơ đóng dấu tuyệt mật màu đỏ, tấm ảnh trên bộ hồ sơ đó rõ ràng chính là ảnh Lữ Cánh Nam, Merkin nhắm mắt lại, không khỏi nhớ đến cuộc bán đấu giá hồi mấy tháng trước. 20 triệu, quý ngài số 012 đã trả giá 20 triệu rồi, còn ai muốn trả thêm nữa không? Đúng là một trận long tranh hổ đấu, xem ra mọi người có hứng thú đặc biệt với món vật đến từ phương đông này thì phải, tôi nghĩ giá trị của nó nhất định còn hơn giá trị bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều. 20 triệu lần thứ nhất, chán người điều hành đấu giá đã lấm tấm mồ hôi. Một cuộn tranh cổ giá tiêu chuẩn có 30.000 đô la Mỹ, vừa khai giá đã được nâng lên nâng lên đến 3 triệu đô, liên tiếp mấy lượt liền, không ngờ lên đến hơn chục triệu đô. Sàn đấu giá của họ xưa nay chưa bao hát xảy ra trường hợp nào như thế này cả. Đồng thời nhìn thần thái ung dung của vị khách mua thần bí kia, người điều hành đấu giá lão luyện đoán được, nếu có người cạnh tranh với nhà siêu tầm này, giá mua cuối cùng của món vật phẩm này có thể vượt quá 50 triệu đô cũng không chừng. 20 triệu đô lần thứ nhất, nếu không còn ai muốn trả thêm, cuộn tranh cổ xưa quý giá này sẽ thuộc về quý ngài mang số 012 đây. Có thể nhìn thấy được, món đỏ này toàn thân đều toát lên vẻ thần bí mà cổ xưa của Phương Đông, thật đúng là vật quý hiếm thấy ở đời đây. A, à, 21 triệu, quý ngài số 103 trả 21 triệu. Khách mua số 012 chính là Merkin, hắn không khỏi tò mò ngoảnh đầu lại nhìn, kẻ vừa ra giá là một người đàn ông châu Á tướng mạo rất bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Ngược lại cô gái Phương Đông xinh đẹp bên cạnh y thì lại khiến người ta để ý nhiều hơn. Cô gái ấy toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn bà đã trưởng thành, cao ngạo nhưng xinh đẹp, chỉ có điều ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng như người ở trên cao nhìn xuống dưới vậy, người khác có lẽ sẽ nghĩ rằng cô ta là loại người xinh đẹp băng giá. Nhưng Merkin thì hiểu rất rõ, ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của người bình thường, mà là ánh mắt sắc lạnh đủ để giết người, chỉ có thể rèn luyện trên chiến trường mà thôi cô ta là vệ sĩ của người đàn ông kia, cũng thú vị đấy. Lúc này Merkin vẫn còn chưa thấy hoảng loạn gì, hắn đã quyết đoạt cho bằng được cuốn tranh này, trước đấy hắn đã chuẩn bị 100 triệu đô la tiền mặt và xét của ngân hàng Thụy Sĩ. Đây cũng là quy củ của sàn đấu giá ngầm, chỉ nhận tiền mặt và xét của ngân hàng Thụy Sĩ, những thứ khác nhất loạt đều không chấp nhận. Có điều, khi giá leo lên đến 80 triệu đô la thì Merkin bắt đầu thấy hoảng, bởi vì người đàn ông tướng mạo tầm thường kia vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh ung dung ấy, Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Nên biết rằng, đấu giá không chỉ là sự thể hiện của khả năng tài chính, mà quan trọng hơn chính là khảo sát năng lực nhận biết giá trị của người mua đối với vật phẩm được giao bán. Một thứ như cuộn kinh thư kiểu này, giá được đưa ra bao giờ đã vượt xa giá trị thực tế của nó, tất nhiên, cái giá này không thể nào so sánh với giá trị ẩn tàng bên trong kinh thư là chắc chắn rồi. Vấn đề là, mục đích của đối phương rõ ràng cũng giống như y, quyết lấy cho bằng được cuộn kinh thư cổ này lẽ nào họ cũng biết giá trị của nó. Không thể có chuyện ấy được, đây chỉ mới là nửa quyền thôi mà, ngoài bản thân y ra, còn có người nào khác cũng tìm hiểu về chuyện này. Mấy người kia rốt cuộc lai lịch ra sao? Merkin nghiến răng, lại một lần nữa giơ tấm biển lên. A, à, 85 triệu đô la, trời ơi, cái giá này thật đúng là quá bất ngờ rồi, 85 triệu đô la lần thứ nhất, ấy không, 88 triệu đô la, tôi có nhìn lầm không vậy, không nhầm, là 88 triệu đô la, 88 triệu đô la lần thứ nhất, 8.9, 90 triệu, 91 triệu. Merkin bắt đầu toát mồ hôi, y kinh ngạc quay đầu lại, đối phương chẳng cần thời gian suy nghĩ, thằng cha này rốt cuộc là làm gì đây nhỉ? Có nên ám sát bọn chúng không? Đợi bọn chúng ra khỏi nơi này, cô gái kia xem ra không phải loại cao tay tầm thường đâu, còn người đàn ông, đáng chết thật, sao nhìn thế nào cũng đoán không ra thế nhỉ? Tại sao họ lại xuất hiện ở chốn này cơ chứ? Nghĩ đến chuyện lần đó, Merkin hơi bực bội nói, rốt cuộc bọn chúng muốn huấn luyện đến tận bao giờ đây. Mark không để lỡ thời cơ nói ngay, việc này, như nhị hoa có mang về một tin tức. Ừm, Merkin lập tức hỏi, người đang ở đâu? Nghiêu nhị hoa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, một người khác đang giúp hắn cầm máu, hắn đau đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, nhát dao kia của Trác mộc cường ba đã đâm vào tận động mạch, không nhổ ra còn đỡ, vừa nhổ ra là máu tuôn như suối, Merkin không thể không cúi sát người xuống cạnh Nghiêu Nhị Hoa nghe hắn thì thầm rên rỉ, càng nghe, gương mặt lạnh lẽo của y dần hiện lên một nụ cười. Thật không, Merkin hỏi, Nghiêu Nhị Hoa yếu ót gật đầu thay lời đáp. Merkin tức khắc trở lại lều lớn, đồng thời dặn dò, tìm bản đồ lên đây cho tao, bản đồ chi tiết khu vực Nam Mỹ ấy. Mark căng thẳng đứng hầu bên cạnh, chỉ thấy Merkin hưng phấn đến nỗi quên cả châm thuốc, cô ngừng lấy bút vạch lên bản đồ những vòng tròn khác nhau. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng y cũng ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói, đúng là như vậy rồi. Rồi lại như sực nghĩ ra điều gì, y tức giận quát lớn, hừ. Dám gạt tao hả? Mắc không hiểu rốt cuộc ông chủ đang giận dữ hay mừng rỡ, chỉ biết run rẩy rè giặt hỏi, rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, ông chủ? Ánh mắt sắc bén của Kinh quét qua, làm mắc lại càng thấp thỏm cô yên. Một lúc lâu sau mới thấy nét mặt Kinh giãn ra cười cười nói, bọn chúng có đầu mối mới, xem ra chúng ta phải xuất phát đến nơi rồi, chuẩn bị vé máy bay đi Colombia cho tao. Để tao nghĩ đã, thành phố nào thì tiện hơn nhỉ? Mắc tưởng mình đã nghe lầm, tìm báu vật ở Tây Tạng với Colombia thì có gì liên quan đến nhau chứ? Hắn ngờ vực hỏi lại lần nữa, Colombia, ông chủ, ông nói là Colombia phải không ạ? À? ngẩng đầu lên nói, đương nhiên, từ những năm 50 thế kỷ trước người ta đã suy đoán ra thứ rất có thể đã bị tổ tiên người tạng mang đến chây Mỹ, Đồng thời biến mất cùng với nền văn minh Maya cổ đại, tao khai quật nhiều di chỉ Maya như thế chẳng lẽ là để nghiên cứu lịch sử chắc? Chủ đích của tao là tao muốn tìm một trong ba đầu mối quan trọng mà Stanley tốn cả đời cũng không tìm ra, chỉ tiếc là đến giờ tao vẫn chưa đào được cái gì, càng về sau di chỉ của Maya càng bị người ta khai quật nhiều, cơ hội tìm thấy món vật đó cũng càng nhỏ bé dần đi. Phát hiện lần này rất có thể là nhóm di chỉ thành cổ Maya cuối cùng rồi. Mấy ngày trước tao cũng nhận được tin đấy, nhưng cũng không chú ý cho lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng, thứ đó rất có thể trong khu thành cổ mới phát hiện lần này. Nhìn ký hiệu trên bản đồ, Mark nói, "Ông chủ, tôi nhớ ông đã từng bảo với tôi là đế quốc Maya thời kỳ phồn thịnh nhất cũng không thể vượt qua được dãy Andes, chỗ mà ông vừa vẽ." Khóe miệng McKinn nở ra một nụ cười lạnh lẽo, "Ừm, um, chuyện ấy từ lâu lắm rồi, hồi đó tao chỉ là kẻ mới được học nghề, chỉ biết những thứ trên sách vở. Nhưng lần này thì khác." Tao đảm bảo 100% trong rừng rậm Amazon có tàn tích của văn minh Maya, từ Venezuela, Colombia, Ecuador, kéo dài đến tận Brazil, chỗ nào cũng có hết. Mắc kinh ngạc thốt lên, sao ông chủ chắc chắn như vậy được? Một hậu duệ của vua Thổ Phồn, Tùng Tán Can Bố đã chạy đến Tây Tạng sau khi Thổ Phồn bị diệt phong. Chuẩn bị trước khi lên đường. Mắc nói, bởi vì mấy năm trước chính tao đã được người ta dẫn đi khai quật một tòa thành cổ Maya khổng lồ ở khu vực này mấy thằng cha lý thuyết kia chỉ biết nói thôi, cái gì mà trong rừng rậm nhiệt đới không có nhiều nguyên liệu đá, không thể xây dựng thành trì bằng đá cỡ lớn kia chứ. Bọn họ đánh giá sức mạnh và trí tuệ của cổ nhân quá thấp rồi. Người dẫn tao đi hồi ấy còn nói, người Maya cổ chẳng những có thể vượt qua dãy Andes cao 5.600 mét, mà còn khai thác được những tảng đá nặng đến mấy trăm tấn ở núi Andes, rồi lợi dụng đường thủy vận chuyển sâu tận trong rừng rậm cách đó mấy ngàn cây số để xây dựng thành bang, dựng nên một nền văn minh mới vậy rốt cuộc chúng ta phải tìm thứ gì? mark lại hỏi. Kin mỉm cười thần bí. nếu tao không lầm, thì có lẽ là một tấm gương. nói xong, nụ cười của y liền trở nên âm trầm lạnh lẽo. bọn chúng cũng xảo quyệt lắm. bề ngoài thì chỉ là tiến hành huấn luyện bình thường, cơ hồ chẳng liên quan gì đến chuyện tìm kiếm lần này. thực ra chắc chắn là còn một đội ngũ khác trong bóng tối chuyên thu thập các đầu mối cho bọn chúng nữa. cả tao cũng suýt chút nữa là bị gạt rồi. tìm chó, hư. từ đầu tao đã nói thế nào với mày ấy nhỉ? trên cái thế giới này, căn bản không thể nào có người vì một con chó mà trả giá lớn như vậy. Chắc chắn là bọn chúng đã nhắm đến thần miếu chứ chẳng sai đâu, tìm chó chẳng qua chỉ là cái cớ che đậy mà thôi. Người Trung Quốc hả? Hừ, rào hoạt thật đấy. Lần này chúng ta nhất định phải đi trước chúng một bước, báo cho tất cả chúng nó, nhổ trại về Hasa, ngày mai tao muốn thấy mặt trời trên cảng Osis 1. Nói tới người Trung Quốc rào hoạt, nụ cười trên mặt mất phút chốc biến mất. Y nhớ đến người lần đó đã dẫn y đi, Nhớ lại đôi mắt u uất đó, không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt u uất ấy, lúc nào y cũng thấy trong lòng run run. Lữ cánh nam tuyên bố quy định chi tiết của chuyến khảo hạch lần này, vẫn chia thành hai tổ như mọi lần trước, tổ nào rút được lá thăm màu đỏ sẽ được xuất phát trước một ngày, khởi hành từ Putumayo ở Ecuador, không được sử dụng các phương tiện giao thông hiện đại, phải tự nghĩ cách tránh quân biên phòng của Ecuador và Peru, cũng có thể đi qua Colombia, đích đến là San Mary ở Peru tất cả mọi người đều chỉ có thời gian một ngày để thu thập và sắp xếp tư liệu, vì không thể vận chuyển trang bị và vũ kho tới Ecuador. Nên tất cả mọi thứ thiết yếu đều chỉ có thể đến Ecuador rồi tự tìm lấy, hành trình này tổng cộng khoảng 200 cây số, mỗi đội có thời gian 10 ngày, nếu sau 10 ngày mà không thấy đến địa điểm tập kết thì sẽ triển khai hành động giải cứu. Cuối cùng Lữ Cánh Nam nói, chúng ta phải tính toán đến tình huống xấu nhất, nếu kẻ vừa tẩu thoát kia chính là người của đối thủ cạnh tranh, không may lại để hắn nghe được tin tức này, vậy thì trên đường mọi người rất có thể sẽ gặp phải trở lực hết sức lớn, hơn nữa, chúng ta còn phải đến nơi trước bọn chúng nữa. Trương Lập hỏi, không phải đấy chứ, chúng ta chỉ khảo hạch thôi mà, nếu ở đó nguy hiểm, bọn chúng cần quái gì phải đi theo chúng ta mà chịu khổ chứ? Chẳng lẽ bọn chúng muốn luyện tập trung với chúng ta chắc? Những người xung quanh nghe vậy đều cười ồ lên, lạt ma á la ngầm đánh mắt ra hiệu với lữ cánh nam, cô liền nói, tóm lại, cẩn thận vẫn hơn. Chắc một cường ba trầm ngâm, Câu này là ý gì nhỉ? Đến nơi trước bọn chúng là sao? Trải qua tập huấn và học tập một cách có hệ thống, giờ mọi người đều biết rõ, trước khi xuất phát đến một nơi nào đó, thu thập chỉnh lý các dữ liệu liên quan là việc không thể thiếu được, dữ liệu đó chẳng những giúp họ đến nơi một cách nhanh chóng tiện lợi, mà còn có thể cứu mạng họ trong những lúc quan trọng nhất. Mạng nối với trang web thư viện Britica rất nhanh, họ tìm trong kho dữ liệu lớn nhất thế giới ấy những thông tin liên quan tới các nước Nam Mỹ đặc biệt là tất cả thông tin về ba nước Colombia, Peru, Ecuador. Trương Lập vừa di chuột vừa nói, tôi thấy lần khảo hạch giữa kỳ này cũng dễ quá chứ nhỉ, 10 ngày đi 200 cây số, dù đi như di dạo cũng xong được còn gì. Nhạc Dương đang dùng máy tính bên trái Trương Lập, nghe vậy liền nói, không đâu, xem ra anh còn chưa hiểu rõ tình hình ba nước này cho lắm rồi, vậy thì nói theo cách khác chắn chắn sẽ làm anh thấy hấp dẫn hơn rừng rậm Amazon đấy. Trương Lập sực hiểu ra, Amazon có điều chúng ta đã tới Sisumbana, địa hình không phải cũng đại khái như nhau hay sao? Trác Mộc Cường ba ngồi bên phải Trương Lập, đang nhập vài từ khóa tìm kiếm, cũng lên tiếng hỏi, anh biết gì về rừng rậm Amazon rồi? Trương Lập nghĩ ngợi dây lát rồi đáp, tôi biết có cá ăn thịt người. Hình như còn là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới phải không? Ba ta ngồi bên phải Trác Mộc Cường ba, đang chép tư liệu trên mạng vào một cuốn sổ, nghe Trương Lập trả lời thế liền cười khẩy một tiếng, Nhạc Dương cũng bắt đầu ghi chép dữ liệu trên mạng, vừa ghi vừa nói, không chỉ có vậy thôi đâu. Lưu vực sông Amazon là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh lớn nhất thế giới, còn gọi là lá phổ của hành tinh. Trong hơn 20.000 loài thực vật được biết đến trên thế giới, Nam Mỹ đã có đến hơn 19.000 loài rồi, 70% trong số đó đều phân bố trong khu vực rừng mưa nhiệt đới. Diện tích rừng Amazon chiếm 2 phần 3 diện tích rừng toàn cầu, anh thử nghĩ mà xem. Đột nhiên anh ta rú lên, tìm thấy rồi, nhìn dòng Amazon chạy vắt ngang Nam Mỹ này mà xem, khởi nguồn từ dãy Andes ở Peru. Sông dài 6.440 cây số là con sông dài thứ hai thế giới, chỉ kém sông Nin dài 6.695 cây số mà thôi. Lượng nước rất dồi dào, mỗi giây đổ 116.000 mét khối nước ngọt vào Đại Tây Dương, chiếm một phần năm lưu lượng nước sông đổ ra biển trên toàn cầu. Trong các nhánh sông, có 7 nhánh dài trên 1.600 cây số, dài nhất là sông Madeira, dài ước chừng 3.200 cây số. Trác Mộc Cường ba bổ sung thêm, không chỉ có vậy, tài nguyên động thực vật của lưu vực sông Amazon có thể nói là phong phú nhất trên thế giới. Hiện nay chỉ riêng số lượng các loài cá phát hiện được đã lên tới hơn 2.600 loài, chim có hơn 1.600 loài, ngoài ra còn có vô số loài động thực vật khác chưa được ghi chép trong sách vở nữa. Ba Tang lạnh lùng nói, ngoài cái tên lá phổi của địa cầu, nó còn được gọi bằng cái tên khác nữa, chính là địa ngục màu xanh, ý muốn nói người ở trong rừng nguy hiểm như là vào địa ngục vậy. Chỉ cần hơi bất cần một chút là chết lúc nào không hay chứ chẳng chơi đâu. Trương Lập cười khẽ một tiếng, đột nhiên trợn tròn mắt lên nhìn chằm chằm vào một bức ảnh, miệng há hốc như muốn chảy nước miếng đến nơi, thích thú nói, nhìn đi, nhìn đi. Thì ra đàn bà thổ dân sống trong rừng chẳng ai mặc quần áo hết cả này. Nhạc Dương ở bên cạnh nghe thế liền thò đầu lại xem, rồi tán thưởng, hay quá còn gì, anh có thể đến đấy làm rể đấy, Nhìn chữ giới thiệu bên dưới đi, đừng có kích động quá mà không đọc nổi tiếng Anh đấy nhé." Trương Lập nhìn từ tiếng Anh bên dưới tấm ảnh trên màn hình, đúng là không biết chữ gì, đành cầu cứu Nhạc Dương, nghĩa là gì vậy? Nhạc Dương hạ giọng giải thích, bộ lạc ăn thịt người. Trác Mộc Cường ba lên tiếng, đừng đùa nữa, tôi càng xem càng cảm thấy nơi này nguy hiểm, chỉ sợ còn nguy hiểm hơn tất cả những nơi chúng ta từng đi qua cộng lại thôi. Chủ yếu là vì nhân tố nguy hiểm ở khu vực này quá nhiều nếu để sau 10 ngày mới đến đích thì mới mất mặt đấy. Trương Lập nói, thực ra vượt qua khu rừng này cũng không khó lắm, vấn đề là có rất nhiều thứ đã dùng quen tay rồi mà không thể mang theo, không có công cụ thuận tay thì khó tiến lắm. Trác Mộc Cường ba lắc lắc cổ tay, nói, sai rồi, chỉ có vũ khí là không mang theo được thôi, còn đa số công cụ chúng ta vẫn hay sử dụng đều có thể mang theo cả. Trên cổ tay gã đang đeo một chiếc đồng hồ nguyên tử, thiết kế tạo hình thoạt nhìn không khác gì đồng hồ điện tử thông thường cả, nhưng loại đồng hồ sử dụng năng lượng mặt trời này vĩnh viễn không bao giờ phải thay pin, thời gian sai lệch không quá một giây trên 300 năm, khả năng chống nước chịu chấn động cũng đạt tiêu chuẩn đặc biệt, có thể chịu áp lực ở độ sâu 50 mét dưới mặt nước, cũng có thể chịu được sóng xung kích của 10 cân thuốc nổ TNT sản sinh trong một phạm vi 1 mét vuông, hơn nữa ngoài màn hình giả dạ quang ra. Nó còn có thêm một đèn pha cỡ nhỏ, phạm vi chiếu sáng lên đến 5 mét, trong khoảng cách 100 mét trở xuống có thể sử dụng như thiết bị truyền tín hiệu cỡ nhỏ, ngoài ra còn một số công dụng nhỏ khác nữa. Đeo loại đồng hồ này trên tay, không hải quan ở sân bay nào giữ lại xét hỏi làm gì. Tất nhiên, do yếu tố giá cả quyết định nên ngoài những người như Trác Mộc Cường Ba, số lượng nhà thám hiểm sử dụng nó cũng cực kỳ hiếm hoi. Trương Lập nghĩ ngợi dây lát rồi nói, phải rồi, Cường Ba thiếu ra, không biết con dao găm quân dụng của anh có mang đi được không nhỉ? Trác Mộc Cường Ba nói, chắc là được thôi, đến lúc ấy rồi nghĩ cách vậy. Nói đoạn, gã bất giác đưa tay sờ con dao săn cá sấu rát ở ống chân. Gã rất thích con dao này, tạo hình theo kiểu cổ, thân dao rộng mà dày, lưỡi dao dài chừng 30cm, sống dao có các lưỡi móc như răng cá sấu, vì vậy gọi là dao săn cá sấu hay dao găm cá sấu, lưỡi dao cực kỳ bén, ngay cả da tê giác dày như thế mà cũng dễ dàng cắt rời ra được, nên còn gọi là dao mổ tê giác. Loại dao này còn to hơn cả dao lính dù của bộ đội đặc trùng, trong rừng có thể trực tiếp dùng như dao pha để chặt cây mở đường, răng cá sấu trên sống dao nghiến nước được dây thép đường kính 5mm, có điều người không có sức khỏe thì thiệu không tài nào dùng nổi. Trương Lập và Nhạc Dương thì thích dùng loại dao đặc biệt của đội Navy SEAL của Mỹ, nhỏ mà sắc bén, có thể dùng làm phi đao luôn, nghe đâu bảo là do một người Trung Quốc thiết kế sản xuất nữa. Ba Tang quen dùng dao quắm của người Quốc, một loại dao quắm cổ xưa rất nổi tiếng, phần trên thân dao hơi cong như giọt nước, lưỡi dao hướng vào trong, nghe nói một người lính quốc đi đạt chuẩn có thể dùng dao quắm loại chém nứt đầu bò được chỉ bằng một nhát duy nhất nhạc dương liếc mắt ra cửa nói cường ba thiếu ra công chúa của anh đến rồi kia đường mẫn đứng ngoài cửa đang trợn tròn đôi mắt to của mình lên tìm trác mộc cường ba trác mộc cường ba dẫn đường mẫn ra ngoài thấp giọng hỏi tổ của em đã chuẩn bị xong tư liệu rồi à đường mẫn cúi gằm mặt xuống gật gật đầu ừm cô e thẹn vòng tay ôm trác mộc cường ba úp mặt vào bộ ngực vạm vỡ của gã, một hồi lâu sau cũng không nói gì, rồi lại ngẩng đầu lên, muôn vàn tình cảm dâng trào lên trong cặp mắt đẹp long lanh mê hồn, bặm môi nói, Cường Ba à, hành trình lần này nguy hiểm lắm đấy. Chắc một Cường Ba vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói, sao thế? Em sợ hả? Đường mẫn bướng bỉnh giận dỗi nói, không sợ, cô lại áp mặt vào chặt hơn nữa, thầm thì nói, chỉ cần được ở bên anh, em chẳng sợ gì hết. Nhưng vừa nói dứt lời, Mí mắt đã đỏ mọng lên. Trác Mộc Cường ba biết rõ, Đường Mẫn vì muốn theo gã nên mới tham gia kế hoạch lần này, cô cũng đã chịu khổ không phải ít, đôi bàn tay như búp măng kia đã chai hết cả, làn da trắng như ngọc bị phơi nắng đến độ chuyển sang màu cà phê, chỉ vì câu ước hẹn kia dù sống dù chết cũng không rời xa nhau lần nào nữa. Còn chuyến đi lần này thực ra Đường Mẫn rất sợ, cô không sợ cảm bẫy hay lũ hung đồ cầm súng cầm dao, mà sợ nhất là những loài động vật nhỏ xấu xí không biết tên nào đó mà trong rừng rậm nhiệt đới thì cái rồng ấy là nhiều nhất. Trác Mộc Cường ba nâng gương mặt thân thiết ấy lên, hôn phất lên chán cô như chuồn chuồn điểm nước, dịu dàng an ủi, yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Giáo sư Phương Tân và chú Mao Lạp sẽ chăm sóc em, phải kiên cường lên, dũng cảm lên, biết không? Đường Mẫn vùng vằng lắc đầu, tinh nghịch nói, ừm, anh cũng phải cẩn thận đấy. Cả tổ của anh người nào người nấy đều là phần tử phá hoại, em lo lắm, lần này khác với những lần trước, trong rừng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ trí mạng đó. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, yên tâm đi, họ biết thế nào là nguy hiểm mà, em mới phải chú ý đấy, không được bướng bỉnh quá, phải nghe lời giáo sư, em là người nghịch ngợm nhất trong tổ đấy. Làm gì có chứ? Trác Mộc Cường Ba trở lại máy tính, ngồi chưa được 2 phút, Trương Lập đã suỵt suỵt thì thầm, Cường Ba thiếu ra, bà Trần đến kia. Trác Mộc Cường Ba thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên Lữ Cánh Nam đã đứng trước cửa chỉ ngón tay về phía gã ngoắc ngoắc, ra hiệu cho gã ra ngoài. Trác Mộc Cường ba lại đứng lên đi ra, Lữ Cánh Nam nhìn gã với vẻ mặt rất nghiêm túc, lúc này không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì cả. Trác Mộc Cường ba lên tiếng hỏi trước, giáo quan, tìm tôi có chuyện gì vậy? Khóe miệng Lữ Cánh Nam khẽ giật giật một chút, cô trầm tư trong thoáng chốc, cuối cùng chỉ buông ra có một câu, lần này, phải cẩn thận. Trác Mộc Cường ba mỉm cười lịch sự, đáp, cảm ơn nhìn chắc mộc cường ba đi ra đi vào trương lập suýt xoa nói ôi sao không ai tìm tôi thế nhỉ nhạc dương cười nói anh không nhìn lại mình đi người ta là cường ba thiếu gia cao to anh tuấn thân hình dũng mãnh gia tài bạc triệu lại có kinh nghiệm sống lại biết cách quan tâm phụ nữ lại có cảm giác an toàn và đáng tin cậy của người đàn ông muốn trí tuệ có trí tuệ muốn cơ bắp có cơ bắp nhép con như anh thì có gì chứ trương lập gãi đầu nói nói cũng phải nhỉ nhạc dương tiếp tục nói Loại thượng hảo hạng trong đám đàn ông như thế, ngoài trong tiểu thuyết với trên phim ra tôi chưa thấy ở đâu cả đâu. Nếu tôi mà là đàn bà chắc tôi cũng chỉ mong sao được bám đuôi anh ta cả ngày, rồi gọi một tiếng. Vừa nói nhạc dương vừa làm bộ hai tay ôm ngực, thẽ thả thẽ thọt nói: Anh cường ba ơi, anh cường ba à, anh cường ba. Làm trương lập dởn hết cả tóc gáy, nhưng trong lòng vẫn lấy làm không phục tự nhủ: Đàn ông thượng hảo hạng cái gì chứ? Thế sao còn phải ly hôn làm gì nữa? Làm gì thế? Trác Mộc Cường ba đứng sau lưng hỏi, Nhạc Dương giật bắn mình, vội nói, quay lại nhanh thế à? Trương lập tức khắc nhổm lên, hỏi, thế nào rồi? Bà chăn đó nói gì với anh thế cường ba thiếu gia? Liên quan gì đến cậu? Nói đi mà, cường ba thiếu gia. Nhạc Dương, cả cậu cũng muốn quậy nữa hả? Cô ta có tỏ thái độ gì không thế? Phải đấy phải đấy, có không? Nhàn rỗi quá hả, sao không học theo anh ba tang kia kìa, đi chuẩn bị tư liệu đi còn hỏi nữa hả? Cảng Gersis cách thủ đô Bogota của Colombia hơn 800 cây số, vì nằm ở vùng hẻo lánh, giao thông không thuận tiện lắm, nên thành phố ven sông này rất giống một thị trấn nhỏ châu Mỹ hồi những năm 50-60 của thế kỷ trước. Trên những con phố vắng lặng hiếm khi có xe chạy qua, những người bán hàng rong cất tiếng giao nhịp nhàng, người ta hoàn toàn không thể nhìn ra đây là địa điểm thường xuyên xảy ra xung đột giữa lực lượng vũ trang địa phương và quân đội chính phủ. Cảng Gersis nối liền với sông Inca, xuôi theo dòng sông xuống hạ lưu chính sẽ tới Putumayo, dọc đường có rất nhiều bộ lạc người anh điên sinh sống. Merkin chỉ dẫn theo một mình mắc đến một biệt thự kiểu châu Âu ở ngoài Oasis, chủ nhà béo lùn lại còn đen thui, vẻ ngoài lẫn nụ cười đều toát lên vẻ nham hiểm, người này đeo kính gọng vàng, răng bọc vàng, cổ đeo dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, 10 ngón tay đeo 14 cái nhẫn vàng, trong đó có hai chiếc còn khảm hai viên ngọc bích to tướng, cổ tay cổ chân đều đeo vòng vàng lắc vàng, mặc một chiếc áo lụa tay ngắn gần như kiểu đường trang hay, màu trắng lấp lánh ánh vàng, toàn thân trông mà lóa hết cả mắt. Merkin và người này nói chuyện có vẻ rất thân thiện, thỉnh thoảng lại phá lên cười lớn, hai điếu xì gà Cuba giống nhau cũng càng thể hiện hai người thân thiết vô cùng. Nói qua nói lại, Merkin bảo mắc đặt pha ly tiền đang sách lên bàn, còn người đàn ông béo lùn kia cũng bảo một gã lực lưỡng đứng sau lưng sách ra một pha ly bột trắng, cả bọn lại hiểu ý cười phá lên một chặp. Người đàn ông béo lùn kia chuẩn bị bảo thuộc hạ thu tiền thì Merkin đưa tay chặn chiếc vali lại nói, đợi chút đã, Gonzales, tôi muốn nhờ anh một chuyện nhỏ. Tên béo Gonzales kia tuyết miệng cười lộ ra hàm răng vàng chóe, quan hệ của chúng ta mà anh còn không yên tâm à, có yêu cầu gì cứ thoải mái nói đi. Merkin nói, mấy người này, trong một hai ngày tới chúng sẽ đến cảng Putumayo, hy vọng anh có thể để ý chăm sóc chúng, tôi không mong chúng bị tổn hại gì nhiều, cũng không mong chúng rời khỏi cảng này nhanh quá, cầm chân chúng được mấy ngày là tốt nhất. Gonzales cầm tư liệu về mấy người bọn chắc Mộc Cường Ba lên xem qua, cười cười bảo, không thành vấn đề, chúng tôi sẽ chờ ở Ospina, ba chỉ cần bọn chúng lộ mặt, sẽ giúp anh cầm chân chúng ở đấy. À, phải rồi, viên thạch anh Phi Châu lần trước còn không? Tôi rất thích nó, giá cả không thành vấn đề. Merkin cười cười nói, cái đó thì phải về xem mới biết được, anh cũng thấy đấy, đồ tôi thích chữ nhiều quá, không phải thứ nào cũng rõ như lòng bàn tay được đâu. Hồ lại càng cười to hơn, ha ha ha, được lắm được lắm, bạn của tôi, nhất định phải nhớ đấy nhé. Nửa tiếng sau, Merkin và Mark ngồi trên một chiếc thuyền gỗ đi trong rừng già Amazon tĩnh lặng, y mở vali, giải từng bao từng bao câu cân thành phẩm xuống nước. Mắt nhìn mà thấy tiếc rẻ trong lòng, dù thế nào thì cũng là mười mấy cân ma túy chứ đâu phải đùa, hắn thắc mắc, ông chủ, ông làm gì vậy? Merkin nói, mang theo cũng có ăn được đâu, lại còn thêm phiền phức với nguy hiểm, dù mang được sang Mỹ thì lợi nhuận cũng thấp quá, tao xưa nay có bao giờ hứng thú với cái món này đâu. mắc không hiểu, vậy tại sao còn phải giao dịch với con cú độc ấy? McKin cười cười, cái này thì mày không hiểu rồi, Gonzales là con bò ngu xuẩn, chỉ cần mày mua hàng của hắn, hắn sẽ coi mày là bạn, còn nếu mày không mua, hắn sẽ nghi ngờ mày, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách tính toán với mày thôi. Hắn có liên hệ rất mật thiết với lực lượng vũ trang cách mạng thế lực ở vùng này cũng tương đối lớn, mục đích của tao chỉ là muốn lợi dụng hắn cầm chân lũ người Trung Quốc kia lại thôi. Mark nói, tôi vẫn không hiểu, chúng ta có quân cơ mà, phái mấy thằng đợi ở Putumayo chẳng phải là xong chuyện sao. Sao phải vòng một vòng lớn nhờ tên Gonzales ấy xử lý chuyện này làm gì chứ? Soạt, Merkin lại chọc mũi dao rạch ra một bao nữa, vừa ngậm thuốc vừa đổ câu cân xuống sông, rồi bảo Mark, thằng ngu, lính của chúng ta quý như vàng ấy chứ, cần giữ lại để làm chuyện lớn những chuyện vặt vãnh này giao cho quân vũ trang địa phương thông thuộc địa hình với bọn buôn ma túy quanh năm qua lại biên giới mấy nước này giải quyết chẳng phải tốt hơn sao, mà tốn có mỗi mấy đồng. Merkin đổ sạch túi bột trắng cuối cùng, hài lòng xoa xoa tay vào nhau rồi đứng dậy, mua nhiên liệu đúng trong vùng sản xuất, chẳng phải rất rẻ hay sao. Mark vội nịnh hót lấy lòng, thật không ngờ ông chủ lại quen biết rộng đến thế, cả cú độc Colombia cũng chịu giúp chúng ta nữa. Merkin khinh miệt nói, có đáng gì đâu chứ, bọn ấy đứa nào chẳng muốn rửa tiền, có cách rửa tiền nào tốt hơn là siêu tầm một tác phẩm nghệ thuật đâu chứ. Nói đoạn y liếc sang nhìn mắt, hai tên hiểu ý nhau, cùng nở một nụ cười âm hiểm. Bỗng nhiên, mắc kiên hình như chợt nhớ ra điều gì đó, y ngưng cười, nói với mắc, phải rồi, nói đến người của chúng ta, không biết đám ấy bây giờ thế nào rồi, đặc biệt là mấy thằng mới ấy, hồi trước chúng nó là một nhóm, hơn nữa, bọn chúng chỉ tuân thủ quy tắc trò chơi của riêng chúng thôi. Tốt nhất là đừng gây chuyện gì, nhất là những lúc tao không có mặt ở đấy. mắc nói ông chủ ông cứ yên tâm bọn chúng đều đang tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục ở núi đường cổ lạp có thiết quân trông non tây mễ cũng đáp ứng quản thúc thủ hạ của hắn hơn nữa buổi đêm tôi còn sắp đặt tiết mục đặc biệt cho cái đám tinh lực rồi rào bọn chúng có chỗ phát tiết thoải mái triệt để chắc chúng không gây chuyện gì đâu. Mackin gật đầu ừm um, khá lắm cái thằng tây mễ ấy cũng là một nhân vật đấy sơn nam núi đường cổ lạp nơi này đã được cải tạo thành một quân doanh bí mật, ở sâu tít trong rừng, dù có dùng vệ tinh chụp ảnh cũng không tài nào phát hiện ra được. Trên một bãi đất trống, có hai gã cao to như bò mộng đang vật nhau, một người điệu bộ như sĩ quan huấn luyện đứng bên cạnh chỉ dẫn, những người khác đều ngồi giải rác dưới gốc cây. Tây Mễ ngồi một mình dựa lưng vào một gốc cây dâm mát, đây cũng là vị trí tốt nhất để xem trận đấu. Tới đây đã một thời gian, Tây Mễ cũng dần dần làm quen với tổ chức của Mơ Tổ chức này rất kỳ quái, thành viên đại đa số đều do Merkin thuê từ các công ty cung cấp người làm nổi tiếng quốc tế, thậm chí còn có cả người được Merkin sử dụng quan hệ mua từ trong các nhà lao tử tù của một số nước nữa, kẻ nào kẻ nấy đều là hạng hung tàn giết người không chớp mắt. Merkin tụ tập bọn chúng lại một chỗ, dạy chúng cách giết người hiệu quả nhất, đồng thời cũng dạy cả một số kiến thức liên quan đến sinh tồn nơi hoang dã và các loại cạm bẫy. Ngoài chuyện đó ra, chưa bao giờ Merkin tiết lộ sắp tới chúng sẽ đi đâu, làm chuyện gì. Có điều, từ những câu hỏi của Merkin lần trước, Tây Mễ sớm đã đoán được mấy phần rồi. Tổ chức này có quy tắc đặc thì của riêng nó, chính là kẻ mạnh làm bề trên. Lúc Merkin có mặt, y là người mạnh nhất, không ai dám phản kháng. Điều làm Tây Mễ thấy ngạc nhiên nhất chính là, thân phận công khai của Merkin không ngờ lại là cố vấn của bộ đội đặc trùng. Nếu Merkin có chuyện đi khỏi đó, người mạnh nhất trong tổ chức này chính là Tây Mễ và thằng cha bộ dạng như sĩ quan huấn luyện kia. Hắn tên là Thiết Quân, không biết Merkin thuê hay mua từ xó xỉnh nào về nhìn bề ngoài thì có vẻ giống người châu Á, cũng biết nói vài câu tiếng chung không mấy sói, dáng không cao lắm, chỉ độ mét 6, có điều ra tay thì rất nhanh. Tây Mễ từng thấy thiết quân đánh nhau, nhưng chưa bao giờ đấu với hắn cả, hắn cũng không bao giờ khiêu chiến Tây Mễ, hắn dẫn dắt đám liều mạng mất kinh chiêu tập từ khắp mọi nơi về, Tây Mễ dẫn dắt bọn săn trộm hồ lang, trong nội bộ tổ chức ngấm ngầm hình thành nên hai nhóm riêng. Hai người đang đọ sức kia đều cao trên 1m8, lần lượt là Lôi Ba và Ivan. Lôi Ba là mãnh tướng hàng đầu của Tây Mễ, năm nay 40 tuổi, khỏe như bò mộng, trước khi Tây Mễ tới Khả Khả Tây Lý, hộ Lôi chính là thủ lĩnh của bọn săn trộm kia. Nghe đồn trước đây Lôi Ba là thợ săn, từ nhỏ đã có sức khỏe kinh người, về sau vì tranh chấp có hai nhân dân tệ mà chém một người trong thôn mười mấy nhát dao, làm đối phương chết ngay tại trận, bất đắc dĩ phải bước vào con đường lẩn trốn, cuối cùng thì dừng chân ở Khả Khả Tây Lý. Bản thân Tây Mễ cũng phải thừa nhận, đấu sức thì y không thắng được Lôi Ba có điều đầu óc họ lôi này tương đối giản đơn, chuyện gì cũng chỉ thích hùng hục hùng hục, nên Tây Mễ chẳng tốn mấy sức lực đã thu phục được con bò mộng này, từ đó trở đi cái tên Hồ Lang mới bắt đầu lưu truyền rộng rãi trong đội kiểm lâm khả khả Tây Lý. Ivan là người Nga, nghe nói là tội phạm hiếp dâm, trước sau đã hiếp giết năm phụ nữ, bị xử ngồi ghế điện, không biết mất kim thông qua kênh nào mà lôi được hắn về đây. Gã này còn cao hơn lôi ba mấy phân, thân hình cao to chẳng ra tỷ lệ nào cả, những người khác ở sau lưng đều gọi hắn là gấu ngựa Nga. Ivan mặt mày hung dữ, tính tình cũng vừa hung hăng vừa kiêu ngạo, ngày đầu tiên Hồ Lang gia nhập tổ chức, hắn ta đã ngênh ngang đòi vật Tây Mễ xuống, kết quả sau khi bị lôi ba dậy cho một bài học nhớ đời, hắn mới trở nên thực thà một chút. Tây Mễ không hề nghi ngờ gì về thân phận của Ivan, tối qua người đàn bà ấy vào phòng hắn, sáng ngày đâu có lết ra nổi. Có điều y cũng lấy làm ngạc nhiên, cả một đám người thế này Merkin làm sao đưa chúng qua biên giới Trung Quốc được chứ? Cuối cùng kết luận của y là, đám người này cũng giống bản thân y vậy, đều là nhập cảnh lậu cả. Bịch, lôi ba lại một lần nữa vật đổ gã khổng lồ Ivan xuống, Ivan đập tay bành bạch, dường như đang nói không chơi nữa, nhưng thiết quân vẫn yêu cầu chúng làm lại lần nữa. Tây mễ nheo mắt nhìn, nhớ lại những gì mình và Merkin nói mấy ngày trước. Lúc này, bên cạnh có người nói, đại ca, nước rửa mặt đã đun rồi. Tây mễ quay đầu lại, người để cặp dâu con kiến này tên là Hồ Chí Quân, ở sau lưng bị gọi là thằng dâu, kẻ này rất tinh minh lão luyện, chuyện giao dịch buôn bán ra linh dương của Hồ Lang ngày trước đều do một tay hắn xử lý cả. Tây Mễ nghiêng nghiêng đầu rồi đứng lên, nhận ra thằng dâu đang cung kính nhìn vào vai trái mình. Y liền kéo vạt áo sơ mi lên che đi ký hiệu từng là tượng trưng của vinh dự đó đi, từ khi mất nói cho thủ hạ của Y biết hàm nghĩa của ký hiệu, cái đám đó đều tỏ ra rất ngưỡng mộ hình xăm ấy. Tây Mễ thầm thở dài, bản thân y dẫu sao thì cũng là một thành viên của đội nhện xanh, không ngờ lại đọa lạc tới mức kết bè kết đảng với đám người thế này mới chớ chiêu thay. Chú thích một Assist, tên một khu tự trị ở Brazil. 2. Một loại trang phục truyền thống của Trung Quốc, cổ dựng, khuy kết, được biến tấu từ trang phục mà người mãn cưỡng bức người Hán mặc trong giai đoạn đầu của Triều Thanh. Tại hội nghị APEC năm 2001, các vị nguyên thủ quốc gia đã mặc loại trang phục này ba thành phố tự trị thuộc tỉnh Nerino, Colombia. Người thổi rắn ở Putumayo. Đám trác mộc cường ba ngồi máy bay tới Quito, một trước, vì cả bốn người không ai biết tiếng Tây Ban Nha, ở Quito khó khăn lắm mới tìm được một người bản địa vừa biết tiếng Anh lại đồng ý lên đường với bọn họ làm phiên dịch, anh ta lên là Kassan. Kassan mang hai dòng máu u dạy tiếng Anh ở một trường trung học, thu nhập không cao lắm nên rất động lòng trước điều kiện mà bọn trác mộc cường ba đưa ra, còn mấy người chắc Mộc Cường ba tìm đến Casan vì ngoài tiếng Tây Ban Nha ra anh ta còn tinh thông năm thứ ngôn ngữ địa phương khác, hơn nữa anh ta còn có kinh nghiệm ba lần làm phiên dịch cho các đoàn thám hiểm ngoại quốc, nhưng phiên dịch cho người Trung Quốc thì đây mới là lần đầu tiên. Vấn đề là trình độ tiếng Anh của Casan cũng chỉ thuộc loại tầm tầm, thậm chí còn không lưu loát bằng Trương Lập, có lúc muốn dịch ra mà lực bất tòng tâm. Mặt anh ta như quả táo tròn, lúc cười ra mặt đỏ hồng lên, trông chẳng giống một trung niên đã 46 tuổi chút nào. Lúc nói chuyện ca san cứ thích lắc lư lắc lư cái đầu hình quả chám của mình, miệng rộng mà cầm thì vừa ngắn vừa hẹp, cộng với hai gò má phúng phính, nhìn rất giống một con rối đáng yêu. Đứng cạnh Trác Mộc Cường ba, trông anh ta lại càng lùn hơn. Nhìn ca san mặc áo ngắn quần cộc, Trác Mộc Cường ba không thể không nghĩ đến lão tiêu bó mình như đòn bánh tét trong đội khảo sát khoa học ở khả khả Tây Lý. Vì công tác hải quan và an toàn hàng không của Ecuador nghiêm ngặt đến bất bình thường nên hầu hết thiết bị máy móc của họ đều phải để lại trong nước, đến Quito, họ phải chuẩn bị chọn mua vài thứ dùng cho thuận tay. Trác Mộc Cường ba lên một danh sách cho Kassan, bảo anh ta dẫn cả bọn đi mua, Kassan vừa nhìn đã ngẩn người kinh ngạc, hóa ra danh sách ấy chi chít chẳng chịt những chữ là chữ, liệt kê ra không dưới trăm loại vật dụng khác nhau, phân loại tỉ mỉ đến nỗi khiến người ta phải le lưỡi thán phục. Kassan dẫn mấy người đi mua một số đồ sinh hoạt thiết yếu, rồi nói, các loại công cụ thì ngược lại đến Putumayo còn dễ mua hơn, chỗ đó là cảng biên giới, hơn nữa lại ở sâu trong rừng, dân địa phương đa phần đều có dụng cụ thiết yếu để đi rừng, chẳng hạn như dao săn, cung nỏ, dây an toàn, sẻng gấp, nếu quen biết, còn có thể kiếm được vũ khí như súng săn hai nòng chẳng hạn. Từ Quy Tô ngồi xe hơn 8 tiếng đồng hồ mới tới được Putumayo, ở đây không có rừng cây rậm rạp như họ tưởng, ngược lại còn thưa thất hơn những chỗ khác, nhà cửa màu xám, đường xá màu trắng xám, có điều hơi sơ sài, kiến trúc đại khái giống các huyện thành Trung Quốc thời kỳ đầu những năm 80 nhìn vẻ mặt thất vọng của bọn trác mộc cường ba Casan giải thích thành phố đang phát triển rừng rậm bị chặt đi nhiều rồi cho lên xe trở đến một nơi rất xa để gia công xuất khẩu trước chỗ này không có đường đâu hoàn toàn phải dùng thuyền độc mộc tìm đường đi trong rừng nhưng từ khi bên putumayo của colombia phát hiện giếng dầu mỏ lớn chính phủ cũng triển khai tìm kiếm các nguồn dầu ở vùng lân cận đường xá theo đó cũng thông luôn xe cộ tràn về quan niệm văn hóa và lề lối sinh hoạt của dân địa phương đang biến đổi Bây giờ chỉ có các thị trấn nhỏ có bến cảng như thế này là phát triển, cách thị trấn chưa đầy 10 cây số là có thể trở về thời đại rừng rậm trước đây, nhưng thêm vài chục năm nữa, e là chỗ rừng ấy cũng chẳng còn đâu. Bọn Trác Mộc Cường ba thở dài gật đầu đồng ý, nói vậy chứ ai chẳng muốn sống tốt hơn, bảo vệ môi trường sinh thái là chuyện của những người đã đủ ăn đủ mặc. Bọn họ dự định nghỉ lại Putumayo một ngày, tìm chỗ trú chân trước, rồi bảo Kasan dẫn đi mua công cụ, nếu chuẩn bị được tất cả trong ngày hôm nay, sáng sớm mai là có thể xuất phát ngay. Họ đã nghiên cứu bản đồ, đều nhất trí rằng đi đường thủy tới St. Mary là thích hợp nhất, con sông này đi thẳng tới St. Mary, chỉ có điều dọc đường cần lên bờ dựng lều chạy qua đêm mà thôi. Kassan không có ý kiến gì, anh ta nói chỉ làm phiên dịch và giúp họ mua dụng cụ chứ không định theo họ rời Putumayo. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ làm hướng đạo trong rừng, mà cũng chẳng có ý định làm thử. Nói gì thì anh ta cũng có một công việc đủ rau đủ cháo, không đến nỗi phải đi liều mạng làm gì, còn khi Trác Mộc Cường Ba hỏi anh ta trong rừng nguy hiểm thế nào, Casan chỉ nói dù gì thì thám hiểm trong giải rừng này cũng là trò đùa với tính mạng, anh ta từng nghe rất nhiều lời đồn thổi nói đã có vô số nhà thám hiểm khởi hành từ Putumayo đi dọc theo dòng nước vào khu rừng ấy rồi không bao giờ trở ra được nữa. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba không băn khoăn gì nhiều, chỉ cần kiếm được công cụ thích hợp, bọn họ có lòng tin vượt qua được giải rừng này từ đầu đã không có kế hoạch dẫn theo hướng đạo rồi, bởi vì nếu có hướng đạo thì chẳng còn thách thức gì nữa cả. Casan đưa bốn người đến nghỉ tại nhà một người bạn ở Putumayo, một người đàn ông anh điên độc thân tên là Hiwoman, khoảng chừng trên dưới 30 tuổi. Cũng không hiểu làm sao mà Kasan quen biết với ai nữa, hai người vừa gặp mặt đã nồng nhiệt ôm chầm lấy nhau, rồi dùng tiếng que chua hay nói chuyện. Sau đó anh ta bảo với mấy người bọn chắc Mộc cường ba, mỗi người chỉ cần trả 30 đô la Mỹ là có được chỗ ngủ một đêm thoải mái như ở nhà rồi. Chắc Mộc Cường ba nhìn là biết, nhất định là từ kiểu mua bán của bọn gã, Kassan đã coi mấy người bọn gã là dê béo để làm thịt, mà dê béo thì tất nhiên không nên để sổng sang ruộng nhà kẻ khác được rồi. Thu xếp xong chỗ ngủ, Chắc Mộc Cường ba lập tức bảo Kassan dẫn cả bọn đi mua các công cụ còn chưa mua được. Kassan liền giới thiệu ngay Hewerman, bảo anh ta cũng nói được một ít tiếng Anh. Tuy chắc một cường ba biết trình độ tiếng Anh của Huerman chỉ sợ cũng không hơn được Kassan là mấy, nhưng thời gian gấp gáp, vậy là gã với ba tăng thành một nhóm đi cùng Kassan, Trương Lập và Nhạc Dương theo Huerman chia nhau mua các thứ còn lại, sau khi hẹn rõ thời gian và tuyến đường, liền xuất phát đi mua sắm. Hai người bọn chắc một cường ba phụ trách tìm mua các trang bị leo núi và đi xuyên rừng, chẳng hạn như dây thường an toàn, đai an toàn, phòng số 8, rùi đục đá, ba lô, sẻng công binh, dây ni lông, còn bọn Trương Lập, Nhạc Dương thì phụ trách mua vũ khí, đồ dùng nấu ăn giã ngoại, các vật dụng cấp cứu và thuốc. Putumayo không lớn, nhưng bọn Trương Lập muốn mua vũ khí thì phải ra ngoại ô mới có, còn chắc Mộc Cường Ba và Ba Tang ở trong thành phố. Tuy Ba Tang không nói nhiều, nhưng anh ta có một ưu điểm, đó là không bao giờ gây chuyện, tựa như một con ưng cô độc ở trên cao nhìn tất cả với ánh mắt khinh thường, không thèm bắt chuyện hay có dính líu gì với những người xung quanh cả. Hai người bọn chắc Mộc Cường Ba mua sắm rất thuận lợi, vì chỗ này là điểm dừng chân của nhiều nhà thám hiểm nên cũng có cả cửa hàng chuyên bán vật dụng đi rừng, hai người nhét các thứ vừa mua được vào ba lô leo núi rồi trở về. Casan vừa đi vừa giới thiệu các tập tục của người Anh điên và phong cảnh địa phương, tuy chỉ lắp ba lắp bắp, ngữ pháp cũng sai be sai bét, nhưng cũng đủ để bọn Trác Mộc Cường ba nghe hiểu được đại khái. Trên đường, Casan đề nghị dừng chân nghỉ ngơi tại một quán nước đá, Trác Mộc Cường ba không muốn chút nào, nhưng hai người phải vác hành lý của cả bốn người quả thực cũng hơi tốn sức, thời tiết vùng này thật là oi bức. Ở quốc gia xích đạo Ecuador này, quán nước đá ở khắp mọi nơi, rất được giới trẻ ưa thích, trong quán không khí mát mẻ sảng khoái, trốn trong quán nước đá tránh cái nóng mùa hè đã trở thành mốt thời thường. Ba người vào quán, Casan gọi đồ uống lạnh, rồi nói với họ, thời đại biến đổi, giờ thì cả các bộ lạc ở sâu trong rừng cũng có các thức uống nổi tiếng như Coca-Cola, Pepsi để uống. Chắc Mộc Cường ba thích cà phê đá pha Pepsi ở đây, còn ba tang thì thích loại móc tiêu phối hợp từ nhiều loại hoa quả như thanh long, cà chua, quả cà vàng, chuối tiêu, uống sảng khoái dễ chịu, qua miệng rồi vẫn để lại vị hương. Họ nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên trong quán vang lên tiếng ẩm ý, chỉ thấy bảy tám người đàn ông cao lớn đẩy một cô gái người anh điên vào. Cô gái mặc áo cổ rộng bằng vải mỏng màu xanh, bên dưới mặc váy xòa, đi dép sang đan, thân hình thướt tha yểu điệu, toát lên một vẻ đẹp mang khí chất quý tộc. Cô cao giọng hét lên mấy câu gì đó, có vẻ như cực kỳ bất mãn với mấy người đàn ông mấy gã cao lớn đó đều ở trần khắp người vẽ đầy hình vẽ kỳ quái có làn da màu đồng cổ và tướng mạo kiểu trung á như người ấn độ kasan thì thầm nói là người anh đieng trong rừng hoặc một bộ tộc nào đó tốt nhất là đừng có dây vào anh ta mới nói được một nửa đã trông thấy trác mộc cường ba bước tới chỗ đó rồi người cao lớn lực lưỡng nhất trong đám anh đieng đang đứng đối diện với cô gái cãi lộn chuyện gì đó với cô vung tay lên định đánh xuống nhưng tay vừa dơ lên đã bị một gọng kìm giữ chặt lại. Người kia quay đầu lại, liền thấy chắc Mộc Cường ba đang đeo cái ba lô leo núi to tướng sau lưng, tay phải giữ chặt cổ tay mình. Chắc Mộc Cường ba cũng lấy làm ngạc nhiên, thì ra đám người anh điên này còn vẽ cả các hình thù giống như tô tầm gì đó lên mặt nữa. Dưới mắt gã đàn ông cao lớn này có hai hình trăng khuyết màu đỏ, giống như hai cái răng nanh nhe ra nơi khóe miệng vậy, còn giữa chán hắn là hình vẽ tượng trưng của đầu hổ châu Mỹ, trông vằn vằn vẹn viện quái dị vô cùng những người khác cũng quay đầu lại, hình vẽ trên mặt không ai giống ai, e là có phân biệt địa vị cao thấp. Người đàn ông bị Trác Mộc Cường Ba giữ tay kia líu la líu lô mấy tiếng, song Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn chẳng hiểu gì, ca san vội chạy đến lắp bắp phiên dịch, hắn, 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 hỏi anh, muốn làm gì thế? Trác Mộc Cường Ba nói, bảo với hắn, đàn ông không được bắt nạt phụ nữ. Ca san lại run rẩy lắp bắp phiên dịch lại. Người đàn ông kia nhe răng cười, đột nhiên dồn sức vào tay, giật mạnh cổ tay về, vừa vung tay vừa nói gì đó, lần này thì cả Trác Mộc Cường ba cũng nhận ra là hắn muốn đọ sức với gã. Ba Tang đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, nhìn chòng chọc vào những người anh điên còn lại, để phòng đối phương đột ngột giở trò. Ca San há miệng ra mấy lần nhưng mãi vẫn không dịch ra nổi, rõ ràng là không biết nên chọn từ ngữ thế nào cho thích hợp, lúc này cô gái người anh điên kia chợt lên tiếng, "Cảm ơn anh, anh dám đọ sức với anh ấy cơ à?" Không ngờ cô gái này nói được tiếng Anh kiểu Mỹ hết sức nhuẩn nhuyễn nhưng trong ngôn từ lại rõ ràng là bênh vực người đàn ông anh niên kia hơn. Trác Mộc Cường ba lắc lắc đầu, tỏ vẻ ai sợ ai chứ, đám đàn ông anh niên kia đồng thanh phát ra những tiếng kêu kỳ quái, tựa như là đang cười, lại giống như đang gầm ghè gào thét, những khách khác trong quán thấy tình hình không ổn, sớm đã lần lượt bỏ đi. Trác Mộc Cường ba vốn tưởng phải hỗn chiến một trận, không ngờ người anh niên kia lại gạt hết ly cốc trên quầy ba sang một bên, rồi đặt tay lên đó, thì ra là muốn đấu vật tay. Trác Mộc Cường ba chẳng hề sợ hãi, đi thẳng tới quầy ba, bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau. Lúc nãy khi Trác Mộc Cường ba giữ tay người anh điên này lại, đã phán đoán xem thực lực hắn thế nào rồi, ai ngờ vừa vào cuộc gã đã nhận ra sức mạnh của đối phương hơn xa so với tưởng tượng của mình. Vì đánh giá sai lầm, Trác Mộc Cường ba ban đầu không dùng hết toàn lực nên lập tức rơi vào thế yếu, cánh tay bị đè nghiêng một góc 45 độ, gắng gượng cầm cự một lúc, rồi cuối cùng đành chịu thua. Đám người anh điên lại rú lên những tiếng kỳ quái, người đàn ông kia chậm chậm lắc lắc đầu, Trác Mộc Cường Ba chỉ cười khẩy một tiếng, đột nhiên đặt tay trái lên quầy ba, người anh điên lại líu la líu lô mồm năm miệng 10 thảo luận một lúc. Người đàn ông kia hơi do dự, rồi cũng giơ tay trái ra, lần này Trác Mộc Cường Ba đã chiếm phần thắng tuyệt đối, vì những người luyện tập đặc biệt đối với cả hai tay như gã thực sự rất ít, mặc cho người anh điên kia có ra sức thế nào, cánh tay Trác Mộc Cường Ba vẫn cứng như trụ sắt, không hề nhúc nhích du di dù chỉ một phân. Người kia dường như cũng đã hiểu sự thực thì Trác Mộc Cường Ba khỏe hơn nhiều vừa nãy chẳng qua là ra tay bất ngờ nên mới thắng được gã mà thôi vậy là hắn liền buông tay chịu thua luôn sau đó người anh điên chia tay ra bắt tay trác mộc cường ba vỗ vỗ lên ngực mình rồi lại vỗ vỗ lên vai trác mộc cường ba nói líu lâu gì đó trác mộc cường ba thấy thái độ đối phương trước sau biến chuyển nhanh như vậy thì lấy làm ngạc nhiên chỉ nghe cô gái kia nói anh trai tôi bảo bộ tộc yêu chúng tôi kính trọng nhất là những người đàn ông có sức mạnh anh ấy là dũng sĩ mạnh nhất trong bộ tộc chúng tôi rồi nhưng không ngờ anh lại còn mạnh hơn nữa, anh ấy rất khâm phục anh. Ca San nghe mà thở vào một hơi nhẹ nhõm. Anh trai cô, chắc một cường ba ngớ người ra, cô gái kia lại nhoẻn miệng cười tươi, nói tiếp, ừm, um, trong gia tộc có vài chuyện, mà chúng tôi thì bất đồng ý kiến. Có điều cũng vẫn phải cảm ơn anh, không có anh giữ anh ấy lại thì chắc chắn là tôi ăn cái tát đó rồi. Chắc một cường ba đến giờ mới biết chỉ là hiểu lầm, gã đưa mắt nhìn ba tang, vẻ mặt anh ta như thể muốn nói ai bảo thích lo chuyện của người khác. Cô gái kia lại hỏi, anh trai tôi nói, các anh muốn vào rừng thám hiểm hả? Trác Mộc Cường ba gật đầu, phải, định là vào rừng du lịch một chuyến. Cô gái lại nói, tại sao không đi Brazil, rừng ở đó lớn hơn ở đây nhiều, lại an toàn, có cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp nữa, du lịch đã được quy hoạch thành tài nguyên cả rồi. Thấy Trác Mộc Cường ba lộ vẻ khó xử, cô liền mỉm cười nói, tôi tiện miệng thì hỏi vậy thôi, anh trai tôi muốn nói với các anh, nếu thám hiểm ở đây, có thể đi về phía tây ngược dòng mà tiến, còn đi phía nam, phía bắc, phía đông đều cực kỳ nguy hiểm. Theo như cô gái tự giới thiệu, cô tên là Babatu, còn anh trai cô gọi là gấu mật nanh sắc, chắc một cường ba hiếm thấy người anh điêng nào vừa nhiệt tình lại vừa biết tiếng anh thế này, có Babatu làm phiên dịch, họ lại nói chuyện thêm một lúc nữa. Ba Tang phải lên tiếng nhắc nhở thời gian không còn sớm nữa, chắc một cường ba mới tạm biệt mấy người anh điên. Ba Tu cười nói, nếu có cơ hội, mời anh đến bộ lạc của chúng tôi. Nói xong, cô như nghĩ ra chuyện gì đó, hai má đỏ bừng lên. Bên ngoài quán nước là khu phố xá ồn ào, không biết từ lúc nào đã có một đám đông vây kín xung quanh bãi đất trống bên cạnh, dường như đang xem cái gì đó. Tiếng kèn cao vút vang lên giữa đám người, ba tan trái ngược hẳn với thái độ thờ ơ thường ngày, xăm xăm đi tới chỗ đám đông, chắc một cường ba cũng đành phải chen vào theo anh ta. Chỉ thấy giữa đám đông là một người điều khiển rắn, trùm khăn che kín mặt như người Ả Rập, không mặc phục sức của người Ả Rập, chỉ mặc áo kẻ cộc tay bình thường, trước mặt để một cái giỏ tre, cùng với tiếng kèn cao vút chói tai, một cái đầu rắn từ từ dựng lên, vặn vẹo hình thể làm đủ các động tác khác nhau. Một con khỉ ngồi trồm hổm trên vai người kia, tròn mắt tò mò quan sát đủ hạng người đứng vây quanh. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn con vật, hóa ra là một con rắn san hô đuôi to khoang đỏ cực độc. Tuyến độc của loài rắn này không nhô hẳn ra ngoài, đầu và đuôi đều hình con thoi tù, thoạt nhìn thì có vẻ như không có độc, thực chất thì cực kỳ nguy hiểm, chính là một trong mấy loại rắn độc mà bọn gã phải chú ý trong chuyến đi xuyên rừng này cùng tiếng kèn của người điều khiển con rắn san hô ngẩng đầu vẩy đuôi lắc lư thân mình làm ra vẻ sắp tấn công chắc một cường ba không khỏi thoát mồ hôi lạnh thay cho quan khách đứng vây xung quanh loại rắn này lạnh lùng hiếu chiến cực dễ kích động tốc độ nhanh như tia chấp không may bị nó cắn phải chắc chưa kịp đến bệnh viện thì đã mất mạng trên đường rồi chứ chẳng chơi người thổi rắn kia thổi một lúc rồi đột nhiên đặt chiến kèn xuống lấy ra một con chuột bạch béo ục ịch có vẻ như muốn cho con rắn ăn con chuột bạch còn to hơn cả con rắn nhưng gặp phải thiên địch liền lập tức lộ vẻ kinh hoàng đuôi nó bị người thổi rắn giữ chặt bốn chân ôm đầu co quắp lại một chỗ con rắn san hô đỏ xì một tiếng phụt tới như một tia chớp đỏ ngoạm lên lưng con chuột người thổi rắn không cho nó nuốt con chuột luôn mà bấm vào chỗ bảy tấc ba trên lưng nó cẩn thận gỡ con rắn ra rồi ném con chuột xuống dưới đất chỉ thấy con chuột giật giật hai cái, chưa đầy 5 giây sau đã rũ xuống bất động rồi chết. Mọi người ồ lên kinh ngạc, cảm thấy loại rắn này nguy hiểm dường nào, nhưng người thổi rắn chỉ cười ha ha, không ngờ lại đưa tay lại gần con rắn, cả chắc một cường ba cũng phải thoát mồ hôi lạnh thay cho y, nhưng con rắn kia như có linh tính, không cắn chủ nhân, mà luôn theo ngón tay người thổi rắn trườn lên cánh tay, rồi quấn lên đến tận vai, sau đó hôn lên tấm khăn che mặt của y như hôn người tình người xem vẫn còn chưa hết suýt xoa đã lại được dịp vỗ tay nhiệt liệt. Trác Mộc Cường ba cũng thầm kinh ngạc, người chơi với rắn thì gã cũng gặp nhiều rồi, nhưng huấn luyện rắn đến trình độ này thì thật chưa thấy bao giờ, người này nhất định là có bí quyết gì đặc biệt lắm nên mới dám chơi trò nguy hiểm thế này. Lúc Trác Mộc Cường ba và ba tang ra đến nơi, màn biểu diễn với rắn này đã đi đến hồi kết, mới xem chưa được 5 phút, con khỉ trên vai người kia đã nhảy phúc xuống, bắt trước chủ nhân chia tay ra, con rắn san hô đỏ cũng trườn theo cánh tay y lên mình con khỉ rồi quấn xung quanh cổ nó, ngẩng đầu nghiễu nghện trên đỉnh đầu bạn diễn. Con khỉ như đội thêm một cái mũ rắn, thản nhiên bê cái khay đồng dưới đất lên, bắt đầu đi thu tiền của người xem. Mọi người vừa kinh sợ, cho tiền cũng sợ mà không cho tiền cũng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo của con rắn san hô làm ai cũng lạnh cả sống lưng, lúc đến chỗ mấy người không muốn móc tiền ra, con rắn lại thò thụt cái lưỡi, phát ra những tiếng xì xì uy hiếp, cho tới khi nào họ chịu moi tiền ra mới thôi chỉ một loáng con khỉ đã đi tới trước mặt bọn trác mộc cường ba trác mộc cường ba cho tay vào túi mắt nhìn con rắn nhưng vẫn liếc sang người thổi rắn đôi mắt y lóe lên một nụ cười thâm hiểm phảng phất như đã biết trác mộc cường ba đang nhìn mình chầm chậm vạch tấm che mặt xuống trác mộc cường ba ngay lập tức đờ người ra đó là mặt người hay sao chỗ nào cũng đầy những vết rỗ lồi lõm bị đủ thứ sẹo lòi cả thịt che lấp mí mắt bên dưới sệ hẳn xuống trong mắt màu xanh lục trợn tròn lên như muốn rơi ra ngoài, cặp môi đồng màu với các vết sẹo, bị kéo cho méo sạch méo soạc, không thể khép hẳn lại được, để lộ ra hàm răng cọc cạch như răng cưa. Người thổi rắn nở một nụ cười thâm hiểm đáng sợ, cổ họng rít lên một tiếng như huyết sáo, đúng vào khoảnh khắc chắc một cường ba ngẩn ra đó, con rắn đang cuộn tròn trên đỉnh đầu con khỉ đột nhiên bật vù lên, lao thẳng vào cổ họng gã. Trong đám người lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi. Tưởng chừng như chắc mộc cường ba không thể tránh được, bỗng gã ngửa người ra sau, lợi dụng sức nặng của cái ba lô leo núi đổ vật người ra đất, ba tang đứng bên cạnh gã cũng nhanh nhẹn ra tay bắt gọn con rắn san hô đỏ, rồi lập tức ném về phía người điều khiển rắn. Con khỉ kia ném cái khao đồng đi, nhấp nhô hai ba cái đã nhảy trở lại trên vai chủ nhân, nhè răng với bọn trác mộc cường ba, phát ra những tiếng khẹt khẹt uy hiếp. Người thổi rắn cười khùng khục phát ra âm thanh quái đản như loài ma quỷ, các ngươi không thoát nổi đâu. Trác Mộc Cương ba ngớ người ra, ba tang đứng bên cạnh nói, tiếng Pháp, bảo chúng ta không thoát nổi đâu. Trong đám đông lại có thêm mấy tên cao lớn có vẻ như không thân thiện lắm sấn sổ tới, không khí lập tức trở nên căng thẳng, nhiều người thấy tình hình không ổn liền lảng đi ngay để tránh chuyện thị phi. Ca chưa bao giờ gặp phải chuyện gì như vậy, hoàn toàn sững sờ không biết phải xử lý thế nào. Trác Mộc Cường ba quát hỏi, Ca hỏi cho rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng tôi đâu có đến sinh sự chứ? Ca ấp úng mãi, còn chưa mở miệng đã bị người nào đó tát cho một bà tai ngã lăn quay ra đường, ôm mặt không bò dậy nổi, xem ra không còn chút khả năng thương lượng nào nữa rồi. Giờ đây chắc Mộc Cường Ba và Ba tang đã trải qua nhiều lần khảo nghiệm khắc nghiệt, ngoại trừ bộ đội đặc trùng được huấn luyện đặc biệt ra, quân nhân bình thường khó lòng là đối thủ của gã. Chắc Mộc Cường Ba phi thân tung ra một cước, đá tên lưu manh gần nhất bổ nhào xuống đất, kế đó xoay ngoắt người lại, gậy sắt của một tên cạnh đó đập thẳng vào ba lô leo núi của gã như đập phải bị bông, còn chắc một cường ba thì đã đấm ra một quyền, đánh bay cả răng cửa tên kia. Ba tang cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, ngày xưa khi còn ở quân đội nhện xanh anh ta đã từng được huấn luyện đủ các kỹ thuật cận chiến, gần đây lại trải qua huấn luyện đặc biệt nên ra tay càng cay độc hơn gấp bội, hoàn toàn không chút nương tình, tên nào bị anh ta đánh chúng đừng hòng bỏ dậy được ngay. Người thổi rắn kia lại đeo tấm mạng che mặt lên, tay chống cầm đứng bên cạnh hứng thú quan sát, như thể đang xem thi đấu thể thao, dường như tất cả những chuyện này hoàn toàn không hề liên quan gì đến y vậy. Mỗi khi có màn đấm đá nào đặc sắc, con khỉ kia lại còn vỗ tay cười khèn khẹt, kêu ầm ý. Trác Mộc Cường Ba và Ba tang đánh ngã bảy tám tên lưu manh, phát hiện ra tình hình càng lúc càng tệ, một tên nhân lúc bọn gã không để ý, đã chạy ra xa gọi thêm 10 tên cao lớn điệu bộ hung ác, tên nào cũng cầm xích sắt gậy sắt, khí thế hùng hùng hổ hổ lao tới. Trác Mộc Cường Ba và Ba tang mỗi người một bên sốc nách ca san lên, hét lớn, chạy thôi, Trước khi lao đi, Trác Mộc Cường Ba còn quay lại nhìn người thổi rắn kia một cái, chỉ thấy y thờ ơ hờ hững, nhưng ánh mắt toát lên một nụ cười thần bí, cơ hồ như muốn nói, xem chúng mày chạy được bao xa. Đám lưu manh kia thoáng cái đã đuổi kịp, lúc này mấy người anh điên trong quán giải khát cũng kéo nhau đi ra thì trông thấy Trác Mộc Cường Ba luôn, vừa trao hỏi xong, đã phát hiện ngay tình hình không ổn, người anh điêng liền chia nhau giúp bỏ Trác Mộc Cường Ba đánh lại lũ lưu manh. Còn nhanh sắc thì để ý thấy con rắn của người thổi rắn kia, liền bước tới, lớn tiếng chất vấn gì đó. Ba bà Tu giải thích rằng rắn san hô đỏ là thần vật của bộ tộc bọn họ, người khác tuyệt đối không thể xâm phạm. Đột nhiên nhanh sắc kêu to một tiếng, chắc một cường ba giật bắn mình, đoán chắc là anh ta bị con rắn kia cắn rồi, đám người anh điêng liền nổi cơn tam bành, nhoáng cái đã hạ gục bọn lưu manh, rồi kéo nanh sắc về, nhưng dường như họ có một nỗi sợ khó hiểu đối với người thổi rắn kia, không dám lại gần. Đánh nhau một trận đến trời đất mù mịt, không biết ai giống lên một tiếng, người anh điên liền nhấc nanh sắc lên hùng hục bỏ chạy. Ba người bọn chắc Mộc Cường ba cũng chạy theo mấy người anh điên một đoạn, trong lúc hỗn loạn không còn thấy đám người kia đuổi theo nữa. Nhưng người anh điên không dừng lại, họ vác nanh sắc chạy theo hướng rời khỏi Putumayo, Babatu thấp thỏm lo lắng nói, anh trai tôi bị rồng đỏ cắn rồi, phải trở về chữa trị ngay lập tức, thôi, chúng tôi đi trước đây. Chắc Mộc Cường ba sực nhớ ra điều gì đó, liền nói, đợi một chút gã lấy trong túi ra một tuyếp thuốc, đoạn nói, đây là thuốc và gieo trị rắn cắn, thuốc mỗi lần một viên, gieo xoa bên ngoài vết thương, có thể làm chậm lại thời gian nọc rắn phát tác. Thứ gieo này là đồ đặc chế của bộ đội đặc trùng, tuy không có hiệu quả giải độc như huyết thanh, nhưng lại có tác dụng làm chậm thời gian phát tác của tất cả các loại nọc rắn, có thể coi là thuốc giữ mạng đối với người cần cấp cứu. Ba Ba Tu nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt cảm kích, không nói lời nào đã đi luôn. Ca San đứng đó liền bảo không có chuyện gì đâu, họ sẽ tự có thuốc giải độc thôi. Chú thích. Một Thủ đô của Ecuador. Hai Ngôn ngữ của người Anh điên ở Nam Mỹ, được sử dụng ở Peru, Ecuador, Bolivia, Chile và Argentina. Ba chỗ bảy tắc tính từ đầu rắn là điểm yếu nhất của loài rắn. Tiến vào rừng sâu, ba người khó khăn lắm mới trở về được chỗ Huwerman mệt rũ. Trác Mộc Cường ba và Ba Tan thảo luận một lúc nhưng vẫn không có đầu mối gì, hai người không sao hiểu nổi, tự dưng vô duyên vô cớ sao lại xung đột với người địa phương được chứ? không biết có phải đám người ấy nhầm vào những người anh niên kia không, nhưng nếu đúng là vậy, tại sao chúng không đuổi theo nữa? Cuối cùng, chắc Mộc Cường Ba và Ba tang tạm thời gác chuyện vừa xảy ra sang một bên, chia các công cụ vừa mua được thành bốn phần, chưa xong thì đã thấy bọn Trương Lập nhếch nhác trở về. Trương Lập và Nhạc Dương mồ hôi đầm đìa, miệng thở hồng hộc, cả Human cũng đẫm mồ hôi, bụi đất trên mặt hòa lẫn cùng mồ hôi chay qua trông nửa trắng nửa đen. Ba người vừa vào nhà, Nhạc Dương đã đóng chặt cửa lại, thở phào một hơi nói, Hình như không đuổi theo thì phải. Trương Lập cởi cái bao to tướng trên lưng ra, chống hai tay xuống đất thở hổn hển, nhất thời không nói được tiếng nào. Trác Mộc Cường Ba vội hỏi, bị làm sao vậy? Ba người anh một câu, tôi một câu, Bồ Lô Ba la nói một hồi, cũng phải tốn khá nhiều công sức mới ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nói trắng ra thì họ cũng giống hệt như Trác Mộc Cường Ba, chẳng hiểu đầu đuôi gì đã bị một đám người không biết thân phận tấn công, bao vây, ẩu đả. Sao lại thế được nhỉ? Trác Mộc Cường ba càng nghĩ càng khó hiểu, liền chất vấn Trương Lập, các anh không gây chuyện gì với người ta, làm sao lại bị người ta truy đuổi. Nhất định là lúc mua bán vũ khi có tranh chấp với người ta rồi. Có phải là vậy không hả? Trương Lập kêu oan dầm trời, Human là tay giả đời sành sỏi nên họ mua bán rất thuận lợi. Trên đường về họ mới gặp đám người kia, bọn chúng chẳng chào chẳng hỏi gì đã xông lên đánh luôn, bọn họ suy đoán không biết có phải là đối phương nhìn lầm người hay không. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, lẽ nào mua vũ khí hơi quá tay nên giữa đường có người chặn cướp nghĩ đoạn gã liền nói tạm thời không lo chuyện này nữa mua được vũ khí gì rồi mở ra tôi xem xem nào trương lập giật ba lô ra dao bầu gậy sắt xích còn có cả găng tay bọc sắt nữa trác mộc cường ba lấy làm kinh ngạc hỏi đây là cái gì vậy chúng ta sắp vào rừng chứ có phải lên phố đánh nhau đâu trương lập vội nói nhầm rồi nhầm rồi đây là chiến lợi phẩm mới thu được thì ra tình hình của anh ta và Nhạc Dương gần như giống hệt với Trác Mộc Cường ba, trước tiên là năm sáu tên không phân phải trái gì đã hùng hổ lao vào đánh một trận, bị Trương Lập và Nhạc Dương đánh cho ngã nháo nhào, hai người tự nhiên không thể phí sức đánh một trận, vậy là liền tịch thu hết vũ khí của đối phương. Chẳng ngờ đột nhiên lại ào tới thêm hai ba chục tên khác, kết quả là bọn Trương Lập chỉ còn nước bỏ chạy tháo thân mà thôi. Trương Lập mở một bao khác ra, lần này mới là các thứ họ cần như thuốc cấp cứu, dao đi săn, cung nỏ tất cả đều đầy đủ, chỉ tiếc là không mua được súng ống gì, chẳng rõ có phải tại Human không có cửa hay không nữa. Nhạc Dương cũng mở bao ra, bên trong đầy chặt các thứ công cụ khác nhau. Trác Mộc Cường Ba nói, lập tức phân loại để có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Còn chưa xuất phát mà đã bị tấn công không rõ lý do, Trác Mộc Cường Ba thấy rất không ổn, đặc biệt là tên thổi rắn ven đường kia, khiến gã gai lạnh hết cả người, cảm giác đó làm gã hết sức bất an. Nhạc Dương không hiểu hỏi, sao mà gấp vậy? chẳng lẽ bọn chúng còn đuổi đến tận đây được chắc? Ba tang lạnh lùng kể lại chuyện vừa gặp phải, cuối cùng nói, lẽ nào cậu cho rằng đây chỉ là chuyện trùng hợp thông thường? Chắc chắn là hành động có kế hoạch rồi, tuy là còn chưa rõ mục đích, nhưng nếu chúng ta càng phản kháng, chỉ sợ hành động lần này sẽ tiếp diễn ở mức độ cao hơn đó. Chắc Mộc Cường ba gật đầu đồng ý, gã cũng nghĩ như vậy. Trương Lập nói, liệu chuyện này có nằm trong nội dung khảo hạch không nhỉ? Nhạc Dương lập tức phản đối, không thể nào, Chúng đều là người ở đây, hơn nữa còn là bọn lưu manh côn đồ bản địa. Anh ta đưa mắt nhìn Human một cái, rồi nói tiếp, với cả lúc tấn công, chúng đã dùng hết sức, nói như các anh thì là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Khảo Hạch đâu cần phải đem tính mạng ra đùa như vậy chứ, chúng làm tôi có cảm giác giống như là. Ba người bọn Trác Mộc Cường ba cùng dừng việc trên tay lại ngước nhìn Nhạc Dương, chỉ nghe anh ta nói tiếp, có kẻ nào đó muốn ngăn không cho chúng ta vào rừng. Nghe Nhạc Dương nói xong, những người còn lại đều cho rằng đây là khả năng duy nhất nhưng là ai mới được chứ cả bốn người dường như đều không hề hay biết trác mộc cường ba đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo của lữ cánh nam trong lòng máy động lẽ nào là bọn chúng nhưng tại sao chúng lại làm vậy nhỉ hugh herman từ lúc về vẫn mặt mũi xanh lè không nói một câu có vẻ đang suy nghĩ gì đó mà hình như càng nghĩ càng sợ San thấy bạn như thế liền cất tiếng hỏi sao hả anh biết đám người ấy à Human sợ sệt nói, không, chỉ là, chỉ là tôi cảm thấy trong đám người Deeto có mấy tên, hình như là người của Basaka. Kasan phiên dịch lại cho mấy người đang sắp xếp đồ đạc. Nhạc Dương tò mò thắc mắc, Basaka là ai? Human đáp, là phần tử nổi loạn ở khu vực này, bọn chúng chuyên gây dối phá hoại quấy dối trị an, đối lập với chính phủ. Nghe nói, hắn có liên hệ với vua độc bên Colombia, hình như là chính là lực lượng vũ trang từ Colombia xâm nhập vào hay sau đó nhưng mà, bọn chúng sao lại? Không thể nào chứ, anh ta ngẩng đầu lên, mắt nhìn tròng chọc vào bốn người, hiển nhiên là đang hoài nghi mấy người bọn Trác Mộc Cường ba có dây dưa gì với vua độc nào đó. Vua độc, Trương Lập Phì cười nói, đùa cái trò gì vậy? Chúng tôi lần đầu tiên đến đất nước này, đừng nói là vua độc gì gì đấy, mà cả kiến độc còn chưa thấy con nào nữa, bọn họ. Mới nói được một nửa, đột nhiên anh ta ngoảnh sang nhìn Trác Mộc Cường ba, thầm nhủ không biết Cường ba thiếu ra có qua lại gì với tên vua độc kia hay không. Trác Mộc Cường Ba vừa chỉnh lại vạt áo vừa nói, "Không thể nào, xưa nay tôi không bao giờ làm chuyện gì phạm pháp, cũng không qua lại với những kẻ phạm pháp bao giờ, phạm vi kinh doanh của tôi cũng chưa vươn được đến châu Mỹ." "Được rồi, chia đồ xong chưa hả? Vậy thì mỗi người một bao, tự chuẩn bị ba lô leo núi đi." Nhạc Dương vừa sắp xếp ba lô vừa hỏi, "Có cần báo cáo chuyện này về tổng bộ không?" Cả ba người Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, Trương Lập cùng lúc trợn mắt lên nhìn anh ta, rồi Trương Lập nói, Vừa vào rừng chưa đến một ngày đã liên hệ với tổng bộ, vậy có hơi quá. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng gật đầu, ngay từ đầu tổ của họ đã ở thế yếu hơn, lần này vào rừng gặp phải chút chuyện nhỏ xíu cũng đi báo cáo ngay với tổng bộ, dù sao cũng thấy thật chẳng hay ho gì, bọn họ còn chưa hoàn toàn thể hiện thực lực của mình cơ mà. Nhạc Dương nhún vai nói, tôi chỉ thấy sự việc quá bất ngờ, mà lại chẳng có ai theo dõi chúng ta, trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ vừa mới đặt chân tới nơi đã bị người ta đuổi chém rồi, thế thì ai mà hiểu nổi chứ. Hình như Huomen nghe thấy gì đó, liền ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa, sau đó kinh ngạc kêu lên, Basaka. Đích thân Basaka dẫn người đến rồi, các anh, gương mặt anh ta đầy vẻ kinh hoàng, các anh không thể ở đây nữa, đi nhanh lên. Nhảy cửa sổ phía sau mà đi, trần trừ là không kịp nữa đâu. Làm thế sao được, chắc một cường ba lấy làm nghi hoặc, cùng Trương Lập ghé mắt nhìn thử ra ngoài, thấy một người cao lớn hung dữ dẫn theo ba bốn chục tên, tay cầm đủ thứ hung khí sát khí đằng đằng chạy tới, rõ ràng là Trương Lập bị bọn chúng theo dõi tới đây, sau đó thông báo cho đồng bọn đến báo thù. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập tức khắc xoay người lại, mỗi người xách một cái ba lô to tướng, thúc giục Ba Tang và Nhạc Dương vẫn đang kiểm tra lại đồ đạc, không kịp nữa đâu, đi nhanh lên. Dứt lời liền đẩy nửa, nhảy ra ngoài trước. Trên dòng sông Putumayo phẳng lặng, một con thuyền gỗ hình thoi nhẹ nhàng lướt trên mặt nước sông Amazon biến đổi khôn lường, có lúc lòng sông rộng đến mấy trăm mét, sâu mấy chục mét, nhưng cũng có đoạn hẹp lại chỉ còn vài mét chiều ngang, sâu đến bắp vế, ngoài loại thuyền hình thoi cải tiến từ thuyền độc mộc này ra, các loại thuyền khác đều rất khó sử dụng. Trên thuyền bắc ngang ba thanh gỗ như ba chiếc ghế băng chia thuyền thành bốn phần, phía trước có hai phần tử vũ trang, cầm súng cẩn thận quan sát lòng sông và tình hình xung quanh, đằng sau có bốn tay trèo nhịp nhàng gạt nước, giữa thuyền có hai người ngồi. Merkin đang phì phèo điếu thuốc, bên cạnh y là một gương mặt nhăn nheo như trái khổ qua, không phải ai khác mà chính là Sawyer, người thổi rắn ở Putumayo, con khỉ kia mặt một cái áo di lê, đứng trên vai sauce nhìn ngó quanh quất. Thế nào, có hài lòng với biểu hiện của chúng không? Merkin cười cười hỏi. sauce bất mãn nói, không được, hoàn toàn không có tính cảnh giác, đợi đến khi nguy hiểm xảy ra rồi mới có phản ứng, nếu gặp phải những chuyện không thể tránh né, vậy thì chết là cái chắc rồi. Thấy sắc mặt Merkin có vẻ không được tốt lắm, y lại an ủi mấy câu, có điều kỹ thuật chiến đấu thì không tệ, cũng sắp ngang ngửa với mấy thằng do chúng ta huấn luyện rồi đấy. Merkin thở dài một tiếng, nói, đừng nói chuyện bọn chúng nữa, về cái nơi kia, anh có ý kiến gì không? Nếu đúng là chỗ ấy thì chúng ta chẳng cần đi nữa, đỡ phải lãng phí thời gian. Vậy anh định đi đâu? Đến tháp Chalapi, theo tin mới nhận được, trong khu rừng cách ngọn tháp đó 100 số về phía nam, khi công ty Solus lắp đặt đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia từ Colombia sang Peru đã đào được một tòa miếu thần rất giống với kim tự tháp của người Maya cổ. Trước mắt công ty này đã phong tỏa tin tức đối với bên ngoài. cả đội khảo sát khoa học của hai nước cũng chưa biết tin này đâu. Tôi định tới đó xem thử coi thế nào. Solus cười khi khi nói, vậy anh tới đó trước đi. Tôi định đi xem chúng vượt rừng như thế nào. Tiện thể cũng kiểm tra thực lực của chúng luôn. Sắc mặt mất sa xa sầm xuống, rồi lập tức thành khẩn nói, làm ơn nương tay một chút chưa có mà giết chết bọn chúng mấy tên đó thực sự vô cùng quan trọng đối với tôi đấy động tác của sauce như muốn nói anh cứ yên tâm đoạn ra lệnh cho thuyền cập bờ bóng hình gầy gò biến mất trong rừng sâu như một con chăn mốc lạnh lùng Merkin không khỏi giật mình y biết rõ lúc này mới là lúc sauce đáng sợ nhất bóng mà trong rừng ấy giờ đây đã trở lại khu rừng của y bốn người bọn trác mộc cường ba đeo trên lưng những cái ba lô to tướng chạy như bay trên con đường xa lạ nếu nói bốn người sợ bọn Basaka người đông thế mạnh thì cũng chưa chắc, chỉ là nếu xảy ra xung đột, người bị hại đầu tiên sẽ là chủ nhà cho họ thuê phòng, Human. Xong chuyện bọn gã có thể bỏ đi là xong, nhưng Human thì không thể ở lại Putumayo được nữa, hơn nữa, nếu chuyện này làm lớn ra thì sẽ không còn là vấn đề của một hai người nữa mà còn có ảnh hưởng nhất định tới vấn đề ngoại giao của cả đất nước chứ chẳng chơi. Ba Tăng hỏi, "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Nhạc Dương nói, "Không biết đối phương có bao nhiêu người." cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì, thành phố này hình như không hoan nghênh chúng ta thì phải, xem ra chỉ còn cách đi vào rừng trước thôi vậy. Trác Mộc Cường ba hỏi, nhưng còn thuyền thì sao? Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ dự định đi theo đường thủy. Trương Lập tự tin nói, chúng tôi đã đặt thuê một con thuyền chỗ gần bờ sông rồi, bây giờ chẳng qua chỉ tới lấy dùng trước mà thôi. Dẫn đường đi. 30 phút sau, bốn người đã thấy bến cảng ồn ào huyên náo, con thuyền hình thoi này dài khoảng 6 mét, giữa rộng 2 mét, cũng là ba thanh ngang chia thuyền làm bốn, ba lô đều đặt ngay bên cạnh mỗi người để phòng có xảy ra chuyện gì đột xuất cũng đảm bảo không mất đồ đạc, bốn người cùng nhau chèo thuyền. Quanh qua một khúc sông là không còn trông thấy kiến trúc nào của thế giới văn minh nữa, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng hẳn, nước sông chảy róc rách, cơ hồ như thời không đã ngừng dịch chuyển, cho người ta được hưởng thụ sự bình yên tĩnh tại. Rừng già sâu thăm thẳm, khắp nơi khắp trốn đều là cây lớn cao chọc trời. Vân Sam Châu Mỹ có thể cao tới trăm mét, đường kính rộng mười mấy mét, phải 17 18 người đàn ông trưởng thành mới ôm hết một vòng, hơn nữa là trên dưới cùng một cỡ như nhau, xứng danh là người khổng lồ trong rừng. Trong rừng thi thoảng lại vang lên đủ thứ tiếng kêu tiếng hót của lũ chim thú không ai biết tên, nhưng dõi mắt nhìn ra xa, ngoài những vạt rừng dày đập nối tiếp nhau ra thì chẳng thấy gì khác nữa. Bốn người đi trên sông, hai bên toàn cây lớn, lòng sông hơi hẹp, càng nhìn càng thấy ngút mắt, thi thoảng lại có một vài con vẹt đuôi dài châu Mỹ bay qua đầu, bộ lông vũ rực rỡ lấp lóa dưới ánh mặt trời chói mắt. Cảnh tượng này so với rừng Vân Sam ở Bana mà họ từng đi qua thì thật là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đằng nào cũng là đi xuôi dòng nước, bốn người đều lười nhác không muốn khua trèo, chỉ thi thoảng mới điều khiển hướng thuyền, sau đó thỏa sức thưởng thức phong cảnh hai bên bờ của đất nước xa lạ. Đến chỗ nước cạn, lòng sông trong thấy cả đáy, lũ cá đủ màu sắc đông đưa bơi lội trên các tảng đá, tuy bọn trác một cường ba đều bị buộc phải nhớ các loại động vật nguy hiểm, cũng từng nghiên cứu qua tư liệu về vùng Nam Mỹ, nhưng gặp phải nhiều loại cá đủ hình sắc như thế cũng không gọi nổi tên chúng ta gì. Nhìn chúng bơi lội tự do tự tại, tâm trạng mấy người cũng theo đó mà trùng xuống, tiết trời như mát mẻ hơn, lòng người thêm tĩnh lặng, chỉ thấy dễ chịu như muốn nhảy xuống nước cùng bơi với cá cho thỏa thích. Đã có người trèo thuyền, trường lập dứt khoát bỏ luôn mái trèo xuống, hai tay kê đầu nằm ngửa ra ngắm nhìn một dải bầu trời phía trên, thỏa mãn nói, thế này còn thích hơn đi đảo Hải Nam du lịch nữa, cứ theo tốc độ thế này, chúng ta sẽ đến nơi trước thời hạn ấy chứ. Nhạc Dương nhúng tay xuống nước, khỏa dòng chảy máy lạnh, xem ra có người vui quá quên cả đường về rồi. Trương Lập nói, ấy, tôi còn nghe ai đó bảo chỗ này bốn bề đều là hiểm nguy, mỗi bước đều nguy hiểm đến tính mạng cơ mà, xem ra thực tiễn mới chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Ba tang cầm mái chèo điều khiển thuyền, hư lạnh một tiếng. Trác Mộc Cường ba nói, chúng ta vừa mới rời khỏi Putumayo chưa được 10 số, căn bản không thể coi là đã vào rừng, nếu từ đây đã có nguy hiểm thì người ở Putumayo chẳng ngày nào ngủ yên được rồi. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, sắp tối rồi, vấn đề chúng ta cần phải giải quyết là cắm trại ở chỗ nào bây giờ. Trương Lập nói, hay là tìm chỗ nào gần đây lên bờ luôn được không? Trác Mộc Cường Ba nói, không được, bọn người ở Putumayo không tìm được chúng ta, nói không chừng sẽ đuổi theo nữa, có muốn cắm trại thì cũng phải đi sâu vào trong rừng tìm nơi nào đó tương đối ẩn mật đã. Nói đến chuyện bị người đuổi Nhạc Dương trầm ngâm, chuyện này đúng là chẳng có chút đầu mối gì hết, làm sao lại dính dáng với bọn buôn ma túy được nhỉ? Ba Tang lạnh lùng lên tiếng, vừa mới đầu đã gặp bọn buôn ma túy, vậy mà các anh còn chưa cảnh giác hả? Vẫn còn tâm tình nằm ở đây ngắm cảnh hả, nếu là tôi, lúc này chỉ sợ gió nhẹ thổi qua cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Trương Lập ngồi thẳng dậy, sao lại nói vậy? Ba Tang nói, vùng này chính là phạm vi thế lực của bọn buôn ma túy, bọn chúng sống luôn trong rừng thậm chí còn thông thuộc tình hình phân bố sông ngòi và rừng cây ở đây hơn cả quân chính phủ hay đội khảo sát khoa học, nếu không bọn chúng dựa vào cái gì mà buôn lậu, mà vượt biên giới cơ chứ. Có thể nói, đụng phải bọn chúng còn đáng sợ hơn cả gây chuyện với chính quyền đại phương gấp bội đấy. Đây là những kinh nghiệm của ba tang từ hồi còn đi săn trộm. Trường lập biến sắc thốt lên, anh, không phải anh đang cố ý dọa cho tôi sợ đấy chứ. Trác Mộc Cường ba khẳng định thêm, không, ba tang nói thật đấy, kể từ bây giờ, mức độ nguy hiểm của chúng ta ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi. Nhạc Dương nói, vậy thì nguy hiểm quá, nếu đúng là thế, có khi chúng sẽ phái cano, trên có 7-8 tên vũ trang súng ống đầy đủ, trang bị thêm hai khẩu súng phóng lựu với một khẩu đại liên nữa, đuổi theo băm chúng ta nát như ra cũng không chừng đâu. Trác Mộc Cường ba cười cười, nói, cũng không tệ đến thế đâu. Tiếng của gã lập tức bị Trương Lập cắt lời, chỉ thấy gương mặt cậu ta đờ ra, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm ra sau, nói như chém đinh chặt sắt, không, đúng là tệ như vậy đấy. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc quay đầu lại, một chiếc cano cao tốc đang rẽ sóng điên cuồng đuổi tới, phía sau tóe lên những bọt nước trắng xóa, trên thuyền có thể thấy thấp thoáng mấy tên cầm súng, còn cả cái ống vừa to vừa đen nơi mũi thuyền nữa, bảo đấy là ống thổi lửa bếp lò chắc cũng chẳng ai tin đâu. Không phải chứ, Trác Mộc Cường ba thốt lên một tiếng, bốn người liền cật lực trèo thật mạnh, nói là đi xuôi dòng nước, cả bốn lại sức khỏe hơn người, nhưng sức người so với máy móc dù sao cũng cách nhau một trời một vực chỉ loáng một cái chiếc cano đã đuổi tới gần rồi cũng may sông putumayo rẽ nhánh chẳng chịt đường sông phức tạp rắc rối vươn ra mọi hướng cả nhóm đã tận dụng hết ưu thế đặc biệt của thuyền nhỏ rẽ vào các nhánh sông hẹp sau đó lại sông ra từ một hướng khác để tránh truy kích chỉ có điều vòng qua vòng lại như vậy rồi đến lúc chính bản thân bọn trác mộc cường ba cũng không biết mình vòng vèo đi đâu rồi nữa chẳng những thế giữa các nhánh sông chỉ cách nhau chưa đầy mấy mét tuy nói là rừng cây có thể ngăn một phần đạn, nhưng muốn thoát khỏi tầm nhìn đối phương để bỏ thuyền chạy lên bờ thì chắc chắn không được. Cuối cùng họ vòng ra theo một nhánh sông nhỏ khác, bỗng nhận ra đối phương cũng đã vòng ra ngoài, trèo thêm mấy trăm mét nữa về phía trước, không ngờ lại chẳng thấy chỗ nào rẽ nhánh nữa. Vậy là chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà đua tốc độ với cano cao tốc, hậu quả thế nào chắc không cần nghĩ cũng đoán ra được. Chỉ trong chốc lát cano đã sắp đuổi tới nơi, Trương Lập không ngừng cần nhận oán trách, cái gì mà trên dòng sông này chỉ thích hợp sử dụng loại thuyền này chứ, tôi đúng là ngu mà, không ngờ lại mắc bẫy của thằng cha bán thuyền ấy. Biết vậy đã mua cái cano, để bây giờ ít ra cũng không chậm hơn người ta, đâu đến nỗi này. Trên cano không phải quốc kỳ Colombia, cũng không phải của Ecuador, quân phục của đám phần tử vũ trang này trông khá là kỳ quái, nhưng vũ khí trên tay chúng thì tuyệt đối không thể xem thường được. Đám người đó lại gần, cầm loa khuếch âm quát lên, tuy cả bọn trác mộc cường ba không hiểu gì, nhưng cũng đoán được là chắc không ngoài những câu kiểu như dừng lại cho thuyền lên bờ bằng không sẽ giết ngay tại chỗ nhạc dương ngồi phía trước vừa cật lực trèo vừa lẩm bẩm nói đây là đây là quân du kích colombia trời ơi là trời rốt cuộc là chuyện quái gì vậy trương lập cười khổ nói xem ra nơi này không hề hoan nghênh chúng ta đúng là tệ thật vừa ra quân đã bất lợi rồi ba tang lạnh lùng lên tiếng quân du kích không giống như quân đội chính phủ để chúng bắt thì hy vọng sống coi như bằng không đấy. Nhạc Dương gật đầu đồng ý, nói gì thì nói trước khi lên đường bọn họ cũng đều nghiên cứu qua tình hình nơi đây rồi. Đám người phía sau càng lúc càng lại gần, thấy người trên thuyền phía trước không phản ứng gì, liền quét một loạt đạn, vài trụ nước vé lên ngay bên cạnh con thuyền nhỏ, cả bọn chắc Mộc Cường Ba đều biết, đây chỉ là đối phương uy hiếp mà thôi, nếu còn không dừng thuyền cập bờ, đạn sẽ không bắn xuống nước nữa. Chắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ba người còn lại, rồi ra lệnh, đầu hàng đi, chúng ta cập bờ. Không nghi ngờ gì nữa, ngay vũ khí lạnh cũng vẫn còn trong ba lô, bốn người không có chút chuẩn bị nào, căn bản không thể làm gì để đối kháng lại đám người kia, bây giờ mà còn không đầu hàng, e là sẽ bị đạn bắn cho thủng lỗ chỗ như tổ ong mất. Lúc này, ba Tam lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, anh ta mặt không đổi sắc nói, đừng dừng lại, cứ trèo tiếp, chỉ cần kiên trì thêm hai phút nữa, nói không chừng lại có cơ hội cũng nên dòng sông phía trước đột nhiên mặt sáng phải họ có thể thành công hay không là phải dựa vào lần ngoặc gấp này đây trương lập nghi hoặc nói có thật không đấy tôi còn chưa lấy vợ chưa có cả bạn gái đâu đấy anh chắc được bao nhiêu phần hả nói thì nói vậy nhưng mái trèo trong tay cậu ta vẫn lên xuống như bay không dừng lại dù chỉ một phút một giây nhạc dương cũng nói tôi hình như cũng chưa phát hiện ra cách gì có thể thoát được bọn chúng hay sao ấy lúc này trác mộc cường ba cũng chú ý tới lập tức dồn sức vào tay giờ cứ cật lực mà trèo cho tôi, nhưng cứ chuẩn bị để dừng bất cứ lúc nào, tôi hét một tiếng, mọi người phải nhất tề trèo theo hướng ngược lại luôn đấy. Trương Lập thấy cano phía sau có ánh lửa nhoáng lên, vội hụp đầu tránh đạn, thấp giọng nói, chuyện gì thế? Các anh phát hiện ra cái gì vậy? Đừng có đem mạng ra đùa đấy nhé. Tốc độ dòng chảy nhanh lên rõ rệt, bốn người chèo thuyền đều cảm nhận được một cách rõ ràng, không ngờ lại còn bắt đầu kéo giãn khoảng cách với cano đang đuổi theo sau, còn đám người kia cũng bắt đầu nổ súng không do dự. Cano bỗng nhiên tăng tốc, giờ chỉ còn cách thuyền của bọn Trác Mộc Cường ba chưa đầy 10 mét, thậm chí đã nhìn rõ được cả cầu vai trên quân phục bọn chúng nữa. Đạn bay tung tóe, con thuyền bị bắn trúng nhiều chỗ, cũng có viên đạn sượt qua da thịt, Trác Mộc Cường ba chỉ thấy cánh tay mình nhói lên một cái, biết là mình đã bị thương, chứ cũng không biết những người khác thế nào. Vừa qua chỗ ngoặc, Trương Lập đang cúi đầu thấp hết cỡ, đột nhiên thốt lên, chuyện gì vậy? Tiếng gì thế? một âm thanh kỳ quái bắt đầu lớn dần lớn dần ban đầu chỉ như giọt nước rơi tí tách chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã thành như ngàn vạn con ngựa đang chạy rầm rập trên mặt trác mộc cường ba và ba tăng cùng lúc nở một nụ cười chỉ nghe trác mộc cường ba nói dừng bốn người cùng lúc cật lực trèo theo hướng ngược lại kế đó trương lập và nhạc dương cảm nhận được hết sức rõ ràng con thuyền của họ đang lơ lửng giữa không trung đêm đầu tiên tình huống tự nhiên rơi xuống ấy làm bọn trác mộc cường ba đều thoát cả tim tiếp đó là nước xung quanh bắn lên tung tóe lúc này Trương Lập đã nhận ra thác nước. Con thuyền gỗ nhỏ và người trên thuyền, cùng treo chéo lao cắm xuống, còn chiếc cano đang theo sát phía sau bọn họ thì không được may mắn như vậy, lúc còn đang lơ lửng trên không Trương Lập trông thấy, chiếc cano gào thét ẩm ý, ngay sau đó, bên tai cậu ta chợt vang lên tiếng ụp 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 của bong bóng nước vỡ tan, thân thể như bị thứ gì đó giữ chặt, chìm xuống nước được 1-2 mét, rồi lại bị kéo trồi lên bề mặt. Trác Mộc Cường ba nhô đầu lên, nhổ ra một ngụm nước to, hất mạnh đầu làm nước bắn tung tóe. theo sau là ba tang, nhạc dương, trương lập để lần lượt chui lên khỏi mặt nước, chiếc thuyền gỗ của họ bị mắc kẹt ở tầng thác này, đang xoay tròn. Thác nước này gần giống như ruộng bậc thang, tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng cao chừng 3 chục mét, thác rộng khoảng 4 mét rưỡi, nước cũng phải sâu tới 4-5 mét. Vì tới cuối cùng mọi người đều ra sức trèo theo hướng ngược lại nên thuyền nhỏ gần như là dính vào dòng thác trôi xuống tầng đầu tiên, còn đà lao vùn vụt của chiếc cano kia khiến nó lao thẳng qua năm tầng thác, một đầu hút vào gốc cây to ven sông vỡ tan tành, tiếng nổ có lẽ là vang lên đúng vào khoảnh khắc bọn Trác Mộc Cường ba rơi xuống nước, lúc này chỉ còn trông thấy những mảnh vụn còn lại trong đống lửa phừng phừng mà thôi. Số quân du kích nhảy được khỏi cano sống sót rất ít, chỉ có 3 người ở tầng thác thứ ba, ngã bò lăn bò toài, còn chưa rõ phương hướng thế nào đã bị bọn Trác Mộc Cường ba tước vũ khí. Hai bên bất đồng ngôn ngữ, đâm ra cực kỳ tốn công sức giải thích qua lại mà vẫn chẳng thông cuối cùng trác mộc cường ba đành thả cả ba tù binh cho họ tự trở về đám tù binh lấy làm sợ hãi thì ra là quân du kích ở đây có thói quen cố ý thả tù binh đi sau đó nổ súng sau lưng họ đám người này cũng thường xuyên lấy đó làm chuyện mua vui lần này được thả tự nhiên trong lòng cũng nghĩ đến chuyện này đi hai bước lại ngoảnh đầu lại nhìn cho tới khi đặt chân vào chỗ rừng cây có thể che thân tránh đạn mới đột nhiên tăng tốc chạy thục mạng Ba tang giờ khẩu M16 vừa tước được lên trao mày nói, làm vậy không hay chút nào, bọn chúng trở về sẽ lan truyền tin tức này đi, chúng ta rồi sẽ trở thành đối tượng bọn chúng bất chấp tất cả để truy sát mất. Chắc Mộc Cường ba nói, tôi biết chứ, nhưng còn làm gì được nữa đây? Giết họ chắc, tôi không làm được, giờ chỉ biết đi một bước tính một bước thôi vậy. Trương lập lóc ngóp dưới nước trồi lên, hớn ha hớn hở nói, thu hoạch không tệ. Thu hoạch không tệ, anh ta và Nhạc Dương tìm thấy thêm hai thi thể nữa ở tầng thác thứ tư, thu được cả vũ khí đạn dược đeo ở hông, như vậy tính ra họ đã có một khẩu AK-47, một khẩu M16 và một khẩu Steyr, hai khẩu M4, bốn khẩu súng lục tự động B76, duy mỗi súng lục chỉ thu được 6 băng đạn, còn đâu các loại súng khác đều có trên 60 viên đạn, nhiễm nhiên cả bọn trở thành một tiểu đội quân đặc trùng. Nhạc Dương nhô đầu khỏi mặt nước, miệng ngậm một con dao bỏ cặp hiệu eo của Mỹ, treo lên bờ, hóa ra cũng mò được thêm không ít đạn dược, anh chàng thở ra nhẹ nhẹ nói, đây không phải chuyện tốt đâu, phù. Mang, mang nhiều vũ khí như vậy, gặp phải quân chính phủ, họ sẽ coi chúng ta là bọn buôn ma túy hoặc lực lượng du kích vũ trang, gặp quân du kích và bọn buôn ma túy sẽ coi bọn ta thành quân chính phủ, thế là thành một mớ hầm bà lằng nháo nhào cả lên. Vừa mới xuất phát mà trước sau đã gặp cả bọn buôn lậu lẫn quân du kích, cả hai thế lực nguy hiểm nhất rừng rậm vùng Ecuador-Colombia này, sao mà đen đuổi thế không biết nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, tạm thời chúng ta sẽ đi trong rừng của Ecuador đã, du kích Colombia sẽ không dám mạo hiểm qua biên giới đâu, cùng lắm chúng chỉ phái đi những nhóm vũ trang nhỏ đuối tới thôi, như vậy cũng không phải vấn đề lớn lắm, rừng ở đây cũng quá đỗi rậm rạp, chắc gì chúng đã tìm được bọn ta. Trương Lập Giờ mới nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của sự việc này đã vượt xa những gì họ tính toán cho chuyến đi này, anh ta đưa mắt quan sát tình hình xung quanh rồi nói, nhưng mà vừa rồi luồn lách qua lại trên sông, giờ chúng ta cũng đâu biết mình đang ở Colombia hay Ecuador đâu. Ba tang giờ là bàn trên đồng hồ lên xem, đoạn nói, chúng ta cần đi về phía đông nam, chỉ là giờ không đủ thời gian để nghiên cứu bản đồ, tôi sợ chúng sẽ sử dụng chó săn để theo dấu lùng bắt, vậy nên trước tiên cần phải ngồi thuyền đi thêm vài cây số nữa, ở đây sông ngòi chẳng chịt, chúng không thể tìm kiếm được dọc theo hai bên bờ sông được, vậy ít nhất chúng ta cũng tránh được bọn chó săn theo dấu. Nào, lấy thuyền xuống đã, tôi kiểm tra rồi, Tuy bị đạn bắn thủng nhiều chỗ, nhưng không ảnh hưởng gì đến tài trọng của thuyền cả. Một chân đặt lên thuyền, Trương Lập nói, kiểu gì thì kiểu, có vũ khí dù sao cũng tốt hơn không, ít nhất gặp quân vũ trang cũng có thể chống cực, không giống như lúc nãy, bị đuổi cho như gì ấy. Anh ta dơ khẩu M4 đang cầm lên ngắm nghĩa, rồi nói tiếp, mấy thứ vũ khí này được bảo dưỡng tốt ra phết, đợi lát nữa khô nước đi là dùng được rồi. Nhắc đến mới nhớ, anh Ba Tang, làm sao anh biết ở đây có cái thác nước vậy? Ba Tang đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường ba, Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại nhìn thác nước nói, có thể phát hiện dựa vào các vật trôi trên dòng nước, tốc độ trôi của chúng tăng lên rõ rệt, vậy thì khẳng định là mức chênh lệch của dòng nước phía trước tăng lên đáng kể. Lúc này thì nhìn rừng cây cũng nhận ra được, rừng cây phía trước rõ ràng là thưa thớt hơn nhiều, thế nghĩa là rất có khả năng phía trước có thác dựng đứng, nhưng chúng ta lại không nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm, vì vậy tôi phán đoán là thác nước này không cao lắm. Chúng ta chỉ cần dùng sức chèo theo hướng ngược lại, thuyền nhỏ này sẽ bám được vào dòng thác mà trượt xuống dưới. Còn cano phía sau có động cơ đẩy, dù chúng nhìn thấy thác nước thì cũng không kịp chuyển hướng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, một khi xuống nước, chúng ta sẽ có cách thay đổi tình thế thôi, chứ đâu ngờ thác nước này lại như thế. Có điều Ba Tang à, sao anh lại phát hiện ra thác nước sớm như thế? Lúc anh nhắc nhở chúng ta tốc độ dòng chảy đã thay đổi bao nhiêu đâu chứ? Ba Tang đáp: bụi nước, dòng thác làm vé lên bụi nước khiến bầu trời phía trên nó thay đổi mày sắc, không khó phát hiện lắm. và lại lòng sông hẹp như vậy bọn chúng căn bản không thể chuyển hướng, nhất định là sẽ sông lên phía trước chúng ta thôi. con thuyền lại tiếp tục trôi xuống hạ lưu, bốn người ngồi trên thuyền tự kiểm tra qua loa tình trạng thương tích của mình, đa phần đều chỉ bị đạn sượt qua, người duy nhất chúng đạn là nhạc dương, có điều anh ta cũng may mắn, viên đạn bắn chúng vào con dao đeo ở hông. Nhạc Dương lấy con dao hiệu eo của Mỹ nhặt được lúc nãy thay cho con dao săn chất lượng kém bị đạn bắn cho biến cả hình dạng kia. Một giờ đồng hồ tiếp theo cả bọn chẳng ai còn tâm trạng ngắm phong cảnh trên đường nữa, cứ cật lực trèo xuôi dòng nước, đi thêm chừng 10 cây số nữa, rồi tìm lấy một vùng nước nông, xuống thuyền lên bờ. Bốn người kéo thuyền lên bờ, ngụy trang rồi đánh dấu cẩn thận, xóa sạch dấu chân, phun vào không khí một loại chất khí làm rối loạn khứu giác chó săn, xong hết tất cả mọi việc, cả bọn mới kéo lê thân thể đã mệt mỏi dã rời, vác trên lưng những chiếc ba lô to tướng, đi sâu vào trong rừng. Nhạc dương nhìn sắc trời, thấy trăng đã treo lơ lửng phía xa xa, nhưng nền trời vẫn như ban ngày, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn màn đêm buông xuống cả. Liền tự tin nói, cho dù chúng đã nhận được tin tức, thì chắc cũng không đuổi theo luôn lúc này được đâu. Ừm, chắc một cường ba tán đồng, bốn người đều biết, tuy trời tối rất muộn, nhưng chỉ cần sập tối một cái, những người có kinh nghiệm đi rừng sẽ không lựa chọn lúc ấy để đi sâu vào khu rừng không người lai vãng, vì có rất nhiều động vật ăn đêm đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi săn, bọn chúng sẽ mang đến cho những kẻ không mời kia hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Thực vật trong rừng nhiệt đới cực kỳ phức tạp, tuy đã điều tra rất kỹ càng, nhưng đứng giữa khu rừng chiếm tới 70% các loài thực vật trên thế giới, bốn người vẫn không thể gọi tên hầu hết các loại thực vật được. Những thân cây thẳng đứng đẹp thanh thoát, những thân cây khổng lồ tán to như cái ô cành lá đan sen, khiến sắc trời vốn mới gần hoàng hôn cơ hồ như đã vào buổi tối trạng vàng. Thì thoảng trong những bụi cây rậm rạp lại vang lên một hai tiếng kêu của loài động vật không biết tên, có tiếng vang vẳng kéo dài, có loài cao the thế, lại có tiếng trầm đục khàn khàn, các loại âm thanh hòa thành một, không hỗn tạp cũng không rối loạn, mà là lúc trầm lúc bổng, hết đợt này tới đợt khác, tựa như một bản giao hưởng của thiên nhiên. Nhưng trong phạm vi khoảng 20 bước xung quanh bốn người thì lại cực ít nghe thấy tiếng động vật, họa hoàn mới nghe gió thổi cỏ lay, một bóng đen chạy vụt qua một cái, chẳng qua chỉ là các loài động vật nhỏ chạy biến về hang. Các sinh vật của rừng già đều ẩn nấp trong bóng tối, cảnh giác quan sát những người khách thần bí lần đầu tiên đặt chân đến chốn này. Bốn người đi theo đội hình hình vuông, chắc một cường ba đi phía trước, trương lập, nhạc dương phụ trách hai cánh, ba Tang đoạn hậu, làm như vậy chủ yếu là để đối phó với những tình huống khẩn cấp như giã thú lớn tấn công hay bất ngờ gặp phải đột kích. Sáng sớm hôm nay họ tới Quy Tô, sau đó lại ngồi xe 8 tiếng đồng hồ tới Putumayo, rồi ngay lập tức đi mua một lượng lớn đồ đạc, cái đó là đụng độ với bọn buôn ma túy và quân du kích Colombia, đến cả cơ hội dừng lại lấy hơi cũng chẳng có. Dù bốn người bọn chắc một cường ba ai nấy đều cương nghị rắn giỏi như đúc từ sắt thép, lúc này phải vác trên lưng ba lô nặng đến ba bốn chục cân, cũng thấy nặng đến thở chẳng ra hơi. Trương Lập nghiến răng nói, dừng lại được chưa vậy, rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa, hình như lúc chia đồ không được chuẩn lắm thì phải, tôi thấy ba lô của tôi nặng hơn của các anh hay sao ấy nhỉ? Trác Mộc Cường ba nói, không phải bị ngấm nước đấy chứ. Ba lô leo núi của bốn người đều là loại hai lớp phép mơ tuy a, lại làm bằng chất liệu chống nước, nhưng vừa rồi rơi xuống thác nước rất lớn, ba lô bị ngấm nước cũng không phải chuyện lạ. Nhạc Dương lắc đầu, chưa được, chỗ này vẫn còn gần chúng ta lên bờ quá, nấu cơm sẽ bị phát hiện ngay. Đốt lửa nơi hoang dã, gần như không thể không có khói, mà luồng khói bốc thẳng lên trời đương nhiên là mục tiêu lộ liễu nhất, vì vậy cả bọn cần phải chọn nơi nào thật sâu trong rừng, để tán lá làm nhạt bớt khói bếp, kẻ thù ở đằng xa khó phát hiện. Hơn nữa, nơi cắm trại cũng phải chọn rất kỹ lưỡng, trong rừng mưa nhiệt đới này, những loài sinh vật có độc không biết tên đã tới bảy tám chục rồi, lại còn cả vô số động vật ăn thịt hung dữ nữa, chỉ cần hơi bất cần một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay. Đi sâu vào rừng, sắc trời tối hẳn, nhạc dương đưa mắt ngắm tình thế xung quanh, Trương Lập thì đi đo khoảng cách giữa các gốc cây to, Nhạc Dương hỏi, cắm trại ở đây được không nhỉ? Trương Lập ném bị cái ba lô đã như gánh nặng ngàn cân trên lưng xuống, thở phào một hơi nói, không sai, chính là chỗ này rồi. Bốn bề dày đặc những cây cao mấy chục mét, dưới gốc lại có bụi cây thấp, đa phần đều là loài thực vật có gai, xen lẫn vài thứ cỏ hoang vô danh, cao chưa đầy gang tay. Trong hoàn cảnh thế này, động vật ăn thịt cỡ lớn không thể nào xông qua được bụi cây mà bọn động vật bò trườn như rắn hay chăn cũng không có chỗ nào ẩn mình, ít nhất thì nguy hiểm do động vật trong rừng gây ra cũng được giảm xuống mức thấp nhất. Quần áo mặc trên người đã khô từ nãy, vũ khí và các thứ trong ba lô giờ chỉ cần hong qua một chút là được, là có thể sử dụng bình thường. Đặt ba lô xuống, bốn người như lũ trẻ đi du xuân, quên cả mối nguy bị truy đuổi, bắt đầu phát tiết nốt chút sức lực còn sót lại, trương lập và nhạc dương cầm dao pha đi phạt cây bụi, tạo thành một không gian vừa đủ hoạt động đồng thời dùng bùn đất và cành cây đắp bếp lửa, còn chắc một cường ba và ba tăng cũng chẳng nhàn rỗi. Hai người đuổi bắt trong rừng một lúc, mang về một con trồn túi, vì không dám mạo hiểm dùng súng, nên họ đã dùng phi đao giải quyết nó. Lửa nhen lên, cành cây cháy kêu lách tách lách tách, tuy không đủ gia vị, nhưng mùi thịt nướng cháy cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng. Mặc dù trong ba lô có đủ loại thực phẩm ăn liền, thực phẩm đóng hộp hiện đại, còn có cả thành phẩm dinh dưỡng, nhưng theo kinh nghiệm trước nay, khi vẫn còn kiếm được đồ ăn nơi hoang dã thì tốt nhất nên cố gắng giữ lại những thực phẩm kia để đề phòng khi cần kiếp. Nước lấy dưới sông lên trải qua ba công đoạn lắng, lọc, đun sôi, rồi vùi một nửa xuống bùn cho nguội hẳn, uống vào miệng mang theo cả mùi đất thoang thoảng, ngọt thấu tim gan. Trương Lập nằm dưới đất một lúc, tu hết nửa bình nước rồi bật người dậy nói, có thể cắm trại được chưa nhỉ? Bốn người lại kẻ đứng người ngồi bắt đầu động chân động tay vào việc. Trương Lập lấy đầu nghề trong ba lô ra, chọn một cây to, đường kính khoảng trên dưới 1 m thân cây lên cách mặt đất 15-16 m mới bắt đầu rẽ nhánh, anh ta lấy dây thường quấn quanh thân cây một vòng, rồi quàng vào sau lưng, hai tay kéo hai đầu dây, hai chân dùng sức đạp mạnh, mượn lực kéo của dây thường để dứng vững trên thân cây, sau đó hai tay giật lên trên một cái, sợi thường liền nhích lên trên một chút, dùng một cái, nhích một bước, chẳng mấy chốc trương lập đã trèo lên lên được chỗ cách mặt đất chừng 10 m Chọn vị trí xong, anh ta lấy đinh tán đóng vào thân cây, hết đường gen, Mũi nhọn của đinh tán bắt đầu xòe ra, cố định thật chắc vào thân cây, kế đó anh ta lại ghép một ống hợp kim thép vào đầu kia của đinh tán, cứ thế nối từng đoạn từng đoạn một như nối ten vậy. Ba người còn lại cũng chia nhau làm y như vậy ở ba thân cây khác. Bốn ống thép gặp nhau ở khoảng không giữa bốn thân cây, tạo thành một hình chữ thập, sau đó lại có bốn ống thép khác quây bốn thân cây lại thành một hình vuông, Trương lập tiếp tục trèo lên tới chỗ chạc ba rồi vòng dây trượt xuống, lấy ống chèn nối các ống thép lại với nhau vậy là đã hoàn thành được một cái nền kiên cố treo lưng chừng. Nhạc Dương và Ba Tang chia nhau lấy dây mây dưới đất và trên các cây khác phát lên khung thép, sau đó dùng luôn cành cây nhỏ vừa chặt chèn vào các khe hở, phun keo để cố định chắc chắn, Trương Lập đứng giữa nền rậm rậm nhảy vài cái, không thấy có cành cây và bụi đất rơi xuống, gật đầu tỏ ý được rồi. Bốn người bắt đầu dựng trải bên trên cái nền này, xong xuôi mọi chuyện, một căn lều cây ngụy trang rộng khoảng 10 mét vuông đã hiện ra. Đối với người bình thường thì đây là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng với bốn người bọn chắc một cường ba, dựng một căn lều giữa không chung như vậy và dựng trại dưới mặt đất bằng phẳng chẳng có khác biệt gì cả, chỉ cần 10 phút là đã xong toàn bộ. Nếu cần thiết, thậm chí họ còn có thể dựng lều ở độ cao 3-40 mét, thậm chí nổi lửa nấu cơm trên đó cũng được. Nhạc Dương phụ trách việc dọn dẹp, anh ta phải xử lý dấu vết của ngọn lửa trên mặt đất, sau đó phun lên bốn thân cây chỗ trên dưới lều trại 2 mét một loại chất hóa học không màu để phòng ngừa côn trùng hoặc động vật có thể leo trèo gây hại đến lều trại của họ. Nhiệm vụ hoàn thành, anh ta tung mình nhảy xuống lều, bên cạnh lều trại còn để một đài quan sát rộng khoảng nửa mét vuông sát gốc cây. Lều bạt được phun màu dần di, bên trên lại phủ một số vật ngụy trang, nhìn trông có vẻ cũng an toàn lắm rồi, nhưng ba tang vẫn kiên trì đòi để lại một người gác ở đài quan sát. Anh ta chủ động nhận gác phiên đầu tiên, cầm khẩu stager ra ngoài canh gác. Trong lều, ba người còn lại bật đèn lên, bắt đầu nghiên cứu bản đồ, vì bản đồ địa chất không được hoàn thiện tường tận lắm, nên họ còn phải kết hợp với ảnh chụp vệ tinh để xác định vị trí hiện tại của mình. Sau khi đối chiếu nhiều tấm bản đồ, mấy người đưa ra phán đoán sơ bộ là mình đang ở trong lãnh thổ Ecuador, đồng thời xác định được phương hướng để ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Bôn ba vất vả cả ngày trời, đáng lẽ phải vùi đầu lăn ra ngủ, nhưng ba người mệt mỏi dã rời mà vẫn không sao ngủ được trước đây họ cũng từng không ít lần vượt núi băng rừng nhưng bị truy sát thế này thì đây mới là lần đầu trong nhóm ngoài ba tan gia đối với ba người còn lại đây tuyệt đối là những trải nghiệm hoàn toàn mới kể cả chắc mộc cường ba tinh thần cả ba đều trong trạng thái hưng phấn pha lẫn chút kinh hoàng đây cũng là lần đầu tiên chắc mộc cường ba cảm thấy bọn họ còn kém xa so với yêu cầu trong bất cứ tình huống nào cũng bình tĩnh không hoảng loạn nói ngủ là ngủ ngay lập tức của lữ cánh nam Song nghĩ lại thì những chuyện này cũng không phải là thứ các nội dung huấn luyện thường ngày có thể huấn luyện ra được. Ba người lại bắt đầu thảo luận những chuyện xảy ra trong ngày, trong đó từ ngữ xuất hiện nhiều nhất vẫn là bốn chữ không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi tại sao người thổi rắn thần bí kia lại đột nhiên tấn công, không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên bị bọn buôn ma túy trong thành phố đuổi bắt, rồi vẫn là không hiểu nổi tại sao ở trong rừng cũng bị quân du kích đuổi. Bây giờ đã có mấy mạng người trong đội du kích tính nợ lên đầu họ rồi, gặp phải lũ hung ác có thủ tất báo mà lại bám nhẵn như đĩa này, bọn Trác Mộc Cường Ba đúng là đen đến hết cỡ. Không thể hiểu nổi, Trác Mộc Cường Ba nói, thực ra từ khi tên kia xuất hiện ở trại huấn luyện tôi đã thấy không thể tin nổi rồi. Thử nghĩ xem, bọn chúng ở khả khả Tây Lý, chúng ta ở Tây Tạng, cả hai đều là khu không người diện tích trên 10.000 cây số vuông, vậy mà hắn cũng tìm được tôi, nếu dùng hai chữ trùng hợp để hình dung, không khỏi có phần hơi quá đáng phải không? Trương Lập nói, phải đấy, tôi cũng cảm thấy chuyện này rắc rối quá, nhạc dương đã nghe trác mộc cường ba thuật lại chuyện ở khả khả tây lý từ trước lúc này lại hỏi thêm vài câu nữa rồi phân tích tôi nghĩ chỉ có một cách giải thích là trả lời được câu hỏi này thôi hê giải thích thế nào trác mộc cường ba hỏi nhạc dương nói bọn người truy đuổi các anh chẳng phải cũng ở khả khả tây lý đấy hay sao trác mộc cường ba trầm ngâm ừm, um, cậu nói tới nhạc dương nói có thể là chúng đến khả khả tây lý tìm bọn săn trộm hồ lang để hợp tác Bọn săn trộm chẳng qua cũng chỉ vì lợi lộc, đứng trước lợi ích lớn hơn, tất nhiên là chúng sẽ suy nghĩ. Bọn người kia từ đầu vẫn theo dõi quan sát chúng ta, như vậy thì tên săn trộm kia có thể phát hiện ra căn cứ địa của chúng ta cũng chẳng có gì là lạ nữa. Có lẽ là hắn không nhịn được muốn đơn độc kiếm cường Ba thiếu gia báo thù nên mới để lộ thân phận. Chỉ có cách này mới giải thích tại sao hắn tìm được trại huấn luyện của chúng ta, tại sao lại biết tên Cường Ba thiếu gia còn chuyện tại sao hắn trở nên mạnh như thế, chắc không phải là cũng được huấn luyện giống chúng ta đấy chứ. Trương Lập gật đầu, ừm, chuyện này cũng có khả năng lắm. Nhạc Dương lại nói tiếp, hơn nữa, nếu tên săn trộm kia không phải là tình cờ ghé qua, mà là cố ý đến thăm dò, nói không chừng, chuyện chúng ta vừa đến châu Mỹ đã bị quân du kích tấn công, cũng liên quan tới bọn chúng cũng nên. Trác Mộc Cường Ba nói, thế nhưng, nếu giả thiết của cậu là hợp lý, thì bọn chúng để quân du kích cản trở chuyến đi châu Mỹ của chúng ta được lợi gì chứ? Trương Lập lên tiếng, liệu có phải là muốn mượn tay quân du kích để loại trừ những kẻ cạnh tranh tìm kiếm bạc ba la thần miếu như chúng ta hay không? Chắc Mộc Cường ba lắc đầu, chắc là không đâu, dựa vào hành vi trước đó của chúng, khả năng chúng muốn lôi kéo chúng ta hơn nhiều, bằng không chúng đã giải quyết chúng ta từ lúc ở khả khả Tây Lý rồi, hà tất phải tốn công bố trí cho quân du kích ra tay làm gì? Nhạc Dương nói, Tình hình trong chớp mắt đã biến đổi khác trước cả vạn lần, không thể loại trừ khả năng Trương Lập vừa nói được. Lúc trước ở Khả Khả Tây Lý là cường ba thiếu gia đơn độc hành động, khả năng chúng muốn lôi kéo thiếu gia lớn hơn một chút. Còn bây giờ chúng ta đã là nhóm đặc biệt của nhà nước thành lập, muốn lôi kéo cũng không thể lôi kéo nữa rồi. Hơn nữa chúng ta không biết chúng đã tìm hiểu được gì từ người điên bị bắt cóc kia, giờ thì khả năng muốn loại trừ chúng ta lại lớn hơn một chút đấy. Còn nữa, Đầu mối trong tay chúng chỉ sợ không phải chỉ có một người điên kia thôi đâu, chúng ta chẳng biết gì về chúng, không biết chúng đã đi tìm bạc Ba La Thần Miếu được bao lâu, cũng căn bản không biết trong tay chúng có bao nhiêu đầu mối rồi nữa. Nhưng tôi thì tin chắc, tổ chức không thể nào không điều tra một nhân vật quan trọng như thế, có thể là ngay từ lúc đội chúng ta được thành lập, tổ chức đã điều tra đám người mà các anh đụng độ phải kia rồi ấy chứ." Trương Lập nói, "Nhưng lúc huấn luyện, chúng ta có nghe thấy chút phong thanh gì đâu?" Nhạc Dương cười hì hì nói, có thể tổ chức cho rằng còn chưa tới thời điểm thích hợp để công bố. Tóm lại, tổ chức có suy nghĩ của họ, còn nguyên nhân tại sao thì chúng ta không hiểu nổi đâu. Còn nữa, Trương Lập, anh có cảm thấy lần này giáo quan có gì đấy khác với những lần trước không? Trương Lập nói, khác thế nào hả? Nhạc Dương đáp, không nói được, những suy đoán này vốn không nên lấy làm suy luận mà nói ra, nhưng đích thực là rất khả nghi. Tôi nhớ hồi trước khi giáo quan huấn luyện chúng ta ở đội trinh sát, đấy mới là quyền uy tuyệt đối chứ nói một không bao giờ nói hai, nói là làm, làm là ra hiệu quả. Nhưng trong đợt huấn luyện đặc biệt này, tôi cứ thấy giáo quan không thoải mái lắm thì bị ết hình như có lúc cô ấy huấn luyện mà không theo ý chí của mình ấy. Anh cũng thấy rồi đấy, giáo sư Phương Tân đề nghị nhân tính hóa quản lý, vậy mà cô ấy cũng đồng ý, cảm giác câu thúc này cứ như thể trong đội ngũ của chúng ta, còn một người khác mà đó mới chính là người thức sự ra hiệu lệnh ấy. Trương Lập nói, ý anh muốn nói, vị tổng chỉ huy đích thực từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện đã dùng một thân phận khác để nhập vào trong đội ngũ của chúng ta rồi. Nói xong, liền nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhạc Dương nói, đây chỉ là giả thiết của tôi thôi, đừng có mà lấy ra suy nọ luận kia đấy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, không phải, là anh đấy chứ. Trước ánh mắt chăm chú của Nhạc Dương, Trương Lập ưỡn ngực, sửa vạt áo ngồi thẳng lên nói, khụ hụ, ừm, không ngờ, không ngờ lại bị cậu nhìn ra. Lời còn chưa kịp chấm dứt, nhạc dương đã bồi thêm một câu, có điều nhìn anh không giống lắm, có thể loại trừ khả năng này. Trương lập liền như con trọi bại trận, lập tức rũ xuống. Trác Mộc Cường ba đột nhiên nói, còn một điểm nữa rất khả nghi. Khi tuyên bố lần khảo hạch giữa kỳ này với chúng ta, Lữ Cánh Nam đã nói, nếu không may bị tên săn trộm kia nghe được tin tức chúng ta tới châu Mỹ, nói không chừng trên đường chúng ta sẽ gặp phải trở lực rất lớn, hơn nữa, còn phải đi trước chúng một bước nữa. Trương Lập nói, À, tôi nhớ ra rồi. Tôi còn nói, lẽ nào bọn chúng muốn lấy chúng ta ra luyện tập, mẹ của tôi ơi, không phải là tôi đã nói đúng rồi đấy chứ. Nhạc Dương nói, ừm, câu này đích thực rất đáng nghi, lúc ấy tôi cũng nghi ngờ rồi, chỉ là sau đó phải thu thập dữ liệu, nên tạm thời gác nó sang một bên rồi quên bén đi mất. Giờ nghĩ lại, lúc đó chắc là giáo quan đã vô ý, à không, có thể là cố ý ngầm ám thị cho chúng ta điều gì đó. Cô ấy không nói hết, cũng không nói rõ, điều này mặc khác cũng phản ánh rằng người quyết sách kia đang ở trong đội ngũ của chúng ta. Trương Lập nói, người đó là ai nhỉ? Lẽ nào là chú Mao Lạp? Trác Mộc Cường Ba nói, điều này không quan trọng, vấn đề mấu chốt là câu nói của cô ta, rốt cuộc ám chỉ điều gì vậy? Nhạc Dương, cậu phân tích thử xem nào. Nhạc Dương nói, đôi câu ba lời, chỉ dựa vào câu đầu tiên thì khó mà suy đoán ra được điều gì, nhiều lắm thì cũng chỉ là ám thị mức độ nguy hiểm của hành động lần này là cực kỳ cao, đến giờ câu nói này cũng đã được kiểm nghiệm rồi. Mấu chốt nằm ở câu thứ hai, cần phải đi trước chúng một bước. Cần phải, là để nhấn mạnh, đi trước, cũng là nhấn mạnh, bọn chúng, bọn chúng là ai. Nếu ghép với suy đoán trước đó của tôi, bọn chúng có lẽ chính là đám người đã truy kích anh và cường ba thiếu gia ở khả khả Tây Lý và hợp tác với tập đoàn săn trộm Hồ Lang. Chúng ta có thể giả thiết đám người này là đối thủ số một đi, giáo quan liên tiếp sử dụng hai từ ngữ nhấn mạnh để nói về bọn người này, chứng tỏ cô ấy rất trọng thị đối thủ số một này của chúng ta, bọn chúng, e là còn đáng sợ hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng nữa. Nếu nói những gì chúng ta gặp phải hôm nay đều là thủ đoạn mà đối thủ kia sử dụng, vậy thì bọn chúng chẳng những có thể kiếm được vũ khí trong lãnh thổ Trung Quốc đại lục, mà còn điều động được cả quân du kích và bọn buôn ma túy tận Colombia xa xôi, thật là đáng sợ quá. Còn nữa, phải đi trước chúng một bước, câu này thì thật rõ là kỳ quái nội dung khảo hạch của chúng ta chỉ có băng qua rừng già, mà đối thủ thì chẳng có lý do gì vào rừng xem ai chay nhanh hơn với chúng ta cả. Tổng kết lại, dựa vào câu nói của giáo quan chỉ có thể đưa ra mấy kết luận sau đây. Thứ nhất, đối thủ số một của chúng ta rất có thể đã hợp tác với bọn săn trộm hồ lang ở khả khả Tây Lý, hoặc là đã thu phục chúng. Thứ hai, đối thủ của chúng ta tương đối đáng sợ. Phạm vi thế lực và quyền lực chúng nắm trong tay hiện đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Thứ ba, giáo quan có chuyện đang giấu giếm chúng ta, lần này tới châu mỹ e rằng không đơn giản chỉ là băng rừng thôi đâu trác mộc cường ba thầm kinh hãi thở dài chỉ dựa vào một câu nói mà suy luận được tường tận đến thế lại còn nói chỉ có mấy kết luận thôi nhạc dương quả thực khiêm tốn quá đáng rồi hơn thế cả ba kết luận này điều nào cũng hết sức hợp lý nữa lữ cánh nam có trong tay bao nhiêu tư liệu liên quan đến bạc ba la thần miếu vậy mà không hề nói cho bọn gã biết đây không phải có chuyện giấu giếm thì là gì Trương Lập lại nói, kết luận thứ nhất và thứ hai của cậu còn nghe được, nhưng cái thứ ba thì... Hừm, chúng ta tới châu Mỹ chỉ có nhiệm vụ băng rừng trong 10 ngày thôi mà, chứ còn có gì nữa đâu. Nhạc Dương nói, điểm này thì tôi không rõ, xem ra có vẻ nhóm chúng ta không nhận được mệnh lệnh gì khác, nhưng còn nhóm giáo sư Phương Tân thì sao? Bọn họ xuất phát sớm hơn chúng ta, ai biết được họ có nhiệm vụ gì mới hay không chứ? Còn đầu mối này à, chỉ còn cách từ từ phát hiện trong lúc băng rừng thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, tổ kia do giáo sư Phương Tân dẫn đầu, lý đâu lại giao nhiệm vụ đặc biệt cho họ mà không giao cho chúng ta. Trương Lập cũng lanh tranh nói thêm, và lại có thể có nhiệm vụ đặc biệt gì nữa chứ. Chẳng qua chỉ là một bài thi có tính chất tổng hợp thôi mà, chứ việc của chúng ta là tìm kiếm bạc ba la thần miếu, nói thế nào thì cũng không thể bảo băng qua rừng già ở châu Mỹ liên quan tới tìm bạc ba la thần miếu phải không. Nhạc Dương liếc Trương Lập với ánh mắt kỳ quái, những mày lên nói, cũng có khả năng lắm à nha có cái đầu cậu ấy. Trương Lập kêu lên, ở đây là châu Mỹ, bạc ba la thần miếu ở tận Tây Tạng, cách 10 vạn tám ngàn dặm, ở giữa còn cả một Thái Bình Dương. Xem ra cậu chẳng những biết suy luận, mà trí tưởng tượng cũng phong phú lắm. Nhạc Dương chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nói, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Chúng ta huấn luyện lâu như thế, vậy mà những chuyện liên quan tới bạc ba la thần miếu tổ chức lại chẳng nói cho chúng ta biết được mấy. Như Cường Ba Thiếu Gia đã nói, khi nào đạt tới yêu cầu huấn luyện, Họ mới cho chúng ta tiếp xúc với những chuyện liên quan tới thần miếu. Nói thật lòng, hồi trước tôi làm lính trinh sát cũng chưa bao giờ bị huấn luyện nghiêm khắc thế này. Bảo là không coi trọng chúng ta, thế sao huấn luyện nghiêm khắc thế, còn bảo họ coi trọng chúng ta, thì sao lại chẳng cho chúng ta biết gì về các tư liệu liên quan tới đích đến cuối cùng như thế? Nhạc Dương ngưng một chút rồi tiếp tục nói đến bạc ba la thần miếu, cường ba thiếu gia, theo như tôi quan sát được, mỗi ngày anh đều bỏ ra một hai tiếng đồng hồ cùng giáo sư Phương Tân nghiên cứu nơi này có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc tòa thần miếu này là cái gì không? Tôi cũng muốn tìm hiểu xem đầu đuôi lai lịch của nó là thế nào nữa. Trác Mộc Cường ba suy nghĩ một lúc, rồi đáp, nói đến cái bạc ba la thần miếu này, sợ là nói cả đêm cũng không hết được. Ngủ đi đã, sau này có thời gian tôi sẽ kể cho cậu. Cùng lúc đó, Gonzales liên lạc với Makin, báo cho hắn biết quân du kích đã tổn thất nặng nề, tình hình lúc này không còn nằm trong khả năng kiểm soát của y nữa rồi quân du kích đã nắm được các tư liệu liên quan đến bọn Trác Mộc Cường Ba, đồng thời ra lệnh truy sát, tất cả những chuyện này, Gonzales đều lực bất tòng tâm, chỉ còn biết xin lỗi mà thôi. Sắc trời còn đen kịt, người trong lều đã ngủ hết, ba tang ở bên ngoài cũng ôm khẩu Steyr gật gà gật gù, bốn bề tĩnh lặng đến độ chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Ở phía bên kia cánh rừng, chỉ cách lều của họ chưa đầy 200 mét, mặt trăng rải xuống một quầng sáng bằng bạc, dịu dàng phủ lên một gốc cây khổng lồ. Trên thân cây dựng đứng ấy, một cảnh tượng khiến người ta phải dởn tóc gáy đang diễn ra. Nhện, đủ các loại nhện, con lớn to bằng bàn tay, con nhỏ chỉ như đầu hạt lúa mì, màu sắc cũng rực rỡ đủ kiều, đen thì đen nhánh lên như than đá, đỏ thì đỏ tựa máu gà muốn nhiều ra từng giọt, xanh lấp lánh u ám mà diêm rúa. Dường như chúng nhận được lời hiệu triệu chung nào đó mà kết đàn kết hội tới tham gia yến tiệc đêm nay, chi cha chi chít, chen chen chúc chúc, vây kín cả thân cây khổng lồ. Cây này cao tới hơn 20 mét, đường kính hơn 2 mét, lúc này như khoác lên một tấm áo lông xù xì những nhện là nhện. Trên chạc ba, một bóng xám đang đứng sừng sững, không ngờ lại chính là Sos. Y lặng lẽ đứng đó, nhìn chằm chằm vào căn lều tối om phía trước, trong tay cầm một thiết bị nhỏ như cuốn sách, mỉm cười nói, ừm, um, ngụy trang cũng tốt lắm, dùng mắt thường thật không dễ phát hiện được chúng mày ở đâu. Con rắn tấn công chắc một cường ba ở chợ chỉ để che mắt, điều y thực sự muốn là, cái đinh mũ bằng nhựa dẻo trong tay con Pucci, lúc chắc một cường ba né đòn tấn công của con rắn, cái đinh mũ có thể chỉ đường kia đã gắn chặt dưới gót giày gã rồi. Hoàn toàn không hề sợ hãi trước những sinh vật khủng khiếp xung quanh, Sos lầm bẩm nói, bọn chúng hình như đã rất mệt mỏi rồi thì phải, Uchi, ra tay lúc này, sợ rằng chúng khó mà sống nổi nhỉ. Chắc là chẳng tên nào sống sót đâu nhỉ. Con khỉ mặc áo ghi lê trên vai y đung đưa cành cây trên đầu, nhe răng kêu khẹt khẹt hai tiếng, mấy con nhện đứng không vững, bị lắc rơi bột xuống đất. Sos hồi tưởng lại, không ngờ có thể khiến người như kẻ đó tỏ ra thành khẩn như vậy. Không biết đám người này nắm được đầu mối gì mà làm kẻ ấy hưng thu đến thế. Sos không khỏi nhớ lại cuộc điện thoại bất ngờ của Muckin mấy tháng trước. Alo, Can à, khỏe không? Chẳng thế nào cả. Tôi là cáo lửa. Tôi biết, có gì thì nói đi. Ừm, đừng có tỏ thái độ cực tuyệt người ta từ xa ngoài ngàn dặm như thế chứ. Lần này tôi kiếm anh là có chuyện tốt đấy nhé. Tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một hành động cực lớn có thể còn kích thích hiểm nguy hơn lần 7 năm trước không chừng. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Ô, đợi đã, cả nghiên cứu của mình anh cũng không hứng thú à? Anh muốn nói gì? Chất độc, cái này anh hứng thú không? Ở đâu? Chấm, nơi khởi nguồn của những kẻ luyện thú các anh, nói gì thì nói, trở về xem thử một chút cũng không quá đáng lắm phải không? Người đó đã nói thế nào ấy nhỉ? Mấy ngàn năm nay đều sống cuộc đời ẩn giật cách tuyệt với thế giới, từng là nơi khởi nguồn của mọi bệnh tật và ôn dịch trên thế gian này, tập trung kỹ thuật 4.000 năm của nội tạng học phương Đông, có những cuộc chiến của các giáo phai thần bí nhất, còn cả. Kế hoạch gì, muốn tìm cái gì? Tôi đã nói mà, tôi muốn tìm một ngôi thần miếu thất lạc, bạc ba la thần miếu trong truyền thuyết. Suy đi tính lại, cuối cùng Sos đóng sập nắp cái hộp như cái lò hôn trong tay phải lại. Mất đi mùi hương lạ, lũ nghiện như sự tỉnh khỏi cơn mộng du, cả bọn kinh ngạc nhận ra, tại sao mình lại ở trên cái cây này nhỉ? lại còn, lại còn ở trên cùng một cái cây với thiên địch nữa chứ. Lũ nhện lập tức như giống bầy kiến vỡ tổ, nhanh chóng chạy tứ tán, còn có cả lũ nhện chuyên ăn nhện, chẳng hề khách khí sơi luôn những con nhện khác. So hình như chợt nhớ ra chuyện gì hứng thú lắm, nở ra một nụ cười khinh mạc, nhưng cũng không thể cho chúng thoải mái như vậy được. Uchi, đi thôi. Con khỉ mặc áo di lê nhảy lên trước, tóm lấy một cành cây rồi thuần thục đu sang một cành khác, Sauce lấy ra một cây roi dài, vung tay vù một cái, quấn chuẩn xác vào một cành cây khác, nhẹ nhàng đu người đi, bóng xám dưới ánh trăng tựa như một con rơi khổng lồ, trong cái thân thể gầy guộc kia, không ngờ lại ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng của loài ma quỷ. Nhưng so không biết một điều, ở trong lều trại, chắc một cường ba vẫn mở chân chân hai mắt, chẳng có vẻ gì là đang ngủ, gã cảm giác nguy hiểm, mối nguy hiểm xưa nay chưa từng có. Cảm giác bất an rõ rệt cùng với sự căng thẳng thần kinh này, gã thật không biết phải hình dung thế nào, thậm chí cả tiếng côn trùng rỉ rả xung quanh cũng trở nên đáng sợ. Gã không phải là người dễ căng thẳng, nhưng cảm giác nguy hiểm lúc này so với lúc gặp lũ chuột ở Khả Khả Tây Lý còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Có thể làm gã có cảm giác đó, chỉ có một lần đó, lần gã nhìn thấy đôi mắt như mắt rắn độc ấy. Cho tới khi Sos rời đi, cơ thịt dường như đang căng lên của Trác Mộc Cường ba mới trùng giãn, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng gã thấy dường như tảng đá đè nặng trên tim mình vừa rơi xuống nhưng quần áo thì đã ướt đẫm mồ hôi. Dọc đường toàn những bụi gai, hoặc những thân cây khổng lồ đổ ngang xuống chặn đường, trên những chỗ cành cây rẽ nhánh, trong từng bụi cỏ, phía sau những gốc cây, nơi nơi đều là những ánh mắt không thân thiện, các động vật đang ẩn nấp, nhìn bọn họ với ánh mắt kinh hoàng, hoài nghi, tham lam dò xét. Bốn người lữ hành xa lạ buộc phải tập trung 120% tinh thần, chú ý ứng phó với đủ thứ sự việc bất ngờ. Trốn chạy trong rừng sâu. Đêm đầu tiên trôi qua bình yên và tĩnh lặng, không biết có phải vì mệt quá độ hay không, mà cả bọn đều ngủ rất sâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba bị tiếng hót lanh lảnh của một con chim không biết tên đánh thức, khi gã thò đầu ra khỏi lều, Ba Tang đã không còn ở trên đài quan sát nữa. Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, bởi để đề phòng lúc gác đêm ngủ gật rơi xuống dưới, Ba Tang đã buộc dây an toàn rồi, giờ cả dây an toàn cũng chẳng thấy đâu nếu không phải Ba Tang tự động trèo xuống đi đâu đấy thì thật khó mà tưởng tượng nổi anh ta đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Trác Mộc Cường ba đá đá vào Trương Lập và Nhạc Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, gọi, dậy nhanh lên, không thấy ba tang đâu nữa rồi. Trương Lập xoa xoa đầu vai bị đá phải, bộ mặt như muốn nói, người ta đang ngủ ngon thì phá đám, nhưng người sang một bên, có vẻ như không muốn dậy, còn Nhạc Dương thì nhập nhèm mở mắt, cái đó giật nảy người lên như bị rắn đầu cắn phải, trợn mắt lên hô vang, gì hả? Không thấy ba tang đâu hả? Anh ta bị con gì ăn mất rồi? Trương Lập cũng hốt hoảng sực tỉnh. Ba người thả dây xuống mặt đất với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng ngay sau đó phát hiện ra ba tang đứng ngay bên dưới căn lều cây, trên người không một vết xước, hai tay đang bưng một nồi nước, xem ra đã chuẩn bị đun nước nấu cơm rồi. Trương lập ngáp một cái rõ to, nói, ôi cha, cường ba thiếu ra anh cũng thật là, sáng sớm đã làm ẩm ý lên rồi. Cả cái cậu nhạc dương này nữa, vừa nghe bảo người ta không thấy đâu nữa đã nghĩ đến bị con gì ăn mất rồi, khu rừng này mà đáng sợ thế thì các bộ tộc sống trong đây đã chết toi hết từ đời nào rồi còn gì. Trác Mộc Cường ba hỏi, sao anh lại tự ý xuống một mình như thế? Ba tang đáp, tôi thấy các cậu ngủ say quá nên cũng chẳng gọi. Trác Mộc Cường ba nhìn nồi nước trong tay ba tang, rồi không nói thêm gì nữa. Để tranh thủ lên đường trước khi bị kẻ địch phát hiện, ăn sáng xong, bốn người liền mau chóng thu dọn hành trang, trở lại chỗ giấy thuyền. Thế nhưng lúc bỏ các vật ngụy trang đi, cả bốn đều ngẩn người ra ký hiệu đúng là ở đây, ngụy trang cũng do chính tay họ làm, không hề có dấu vết nào chứng tỏ đã bị dịch chuyển, thế nhưng thế nhưng, không thấy thuyền đâu nữa. Chuyện hoang đường thế này còn tác động đến họ mạnh hơn cả trực tiếp gặp phải kẻ thù nữa. Chuyện này thật kỳ dị quá sức, kỳ dị đến độ khiến người ta hoàn toàn không thể lý giải nối. Nếu nói đã bị kẻ thù phát hiện và mang thuyền đi nơi khác, vậy thì những dấu hiệu đặc thù kia khẳng định đã bị chúng phá hoại, chẳng hạn như những sợi dây trong suốt nhỏ như sợi tóc buộc trên các cành là ngụy trang, hoặc hình dạng những chiếc lá đã bị phun keo dính thể rắn trên mặt đất, những thứ này một khi đã bị phá hỏng, kẻ địch sẽ không thể nào khôi phục lại được. Nhưng sự thực lại chứng minh, mọi dấu vết ngụy trang đều hoàn hảo không chút tổn thất, nhưng thuyền thì đã không cánh mà bay, cơ hồ như chưa từng bao giờ có một chiếc thuyền ở đó vậy. Cả bọn còn đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vẫn là nhạc dương tâm tư cẩn mật có phát hiện trước. Ở vị trí vốn là của chiếc thuyền kia vẫn còn vương vãi lại một ít mặt gỗ nhỏ mịn như cát. Nhạc dương nhúm một nhúm mặt gỗ lên, lấy đầu ngón tay quệt quệt, cảm giác thử xem mặt gỗ to nhỏ thế nào, rồi lẩm bẩm nói, còn còn nhỏ hơn hạt cát nữa. Nếu tôi đoán không sai, thuyền của chúng ta đã bị thứ gì đó coi là món điểm tâm mà sơi hết cả rồi. Nhưng làm gì có chuyện đó được cơ chứ? Nghe nhạc dương nói vậy, những người còn lại mới sực tỉnh. Trương Lập nói, mối. Bốn người đều biết, loài mối là cao thủ chuyên ăn gỗ. Tuy các động vật gặm nhấm như chuột đất cũng có thói quen gặm gỗ, nhưng mặt gỗ chúng để lại tuyệt đối không thể nhỏ mịn như thế này được. Nhạc Dương nói, nhưng thông thường thì thuyền nào chẳng được ngâm qua hóa chất ngừa mối mọt đục rỗng, hơn nữa cả một cái thuyền to như thế, chỉ một hai tổ mối thì căn bản không thể ăn sạch sẽ thế này được. Nếu đúng là lũ mối đã ăn sạch cái thuyền này trong một đêm, vậy thì đêm qua ở đây ít nhất phải tập trung tất cả mối ở mấy cây số vuông quanh đây lại. Trong rừng này gỗ mục nhiều vô kể, cái thuyền của chúng ta lại chẳng có gì đặc biệt hết làm sao xảy ra chuyện như thế này được chứ. Nghĩ đến cảnh cả con thuyền đều là lũ mối nhung nhúc, nhạc dương không khỏi dởn hết cả tóc gáy. Trác Mộc Cường ba trầm ngâm một thoáng rồi nói, hoặc là còn sinh vật nào đấy mà chúng ta chưa biết tới. Thôi bỏ đi, dù thế nào thì thuyền cũng không còn nữa rồi, chúng ta đành nghĩ cách khác vậy, cố gắng tăng tốc tiến lên, tuyệt đối không để bị quân du kích đuổi kịp. Không còn thuyền, bốn người chỉ biết nhìn dòng sông mà thở dài. Trương Lập nói, làm bè gỗ được không? Nhạc Dương lắc đầu, điều kiện không cho phép, thứ nhất, phải chặt cây, như vậy sẽ bị kẻ địch đuổi phía sau phát hiện ra dấu vết. Thứ hai, bọn chúng đi xuôi dòng nước, thời gian không đợi người, chỉ sợ chúng ta chưa làm xong bè thì đã bị chúng đuổi kịp mất rồi. Mất đi chiếc thuyền, tốc độ của họ rõ ràng giảm đi rất nhiều. Trước tiên, cái ba lô leo núi nặng 30 cân trên lưng là khảo nghiệm lớn nhất, huống hồ, để tránh bị quân du kích phát hiện, họ không thể không rời xa bờ sông, đi trong rừng sâu một bước cũng khó nhất nhân. Sâu trong rừng và ven bờ sông là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, âm u, ẩm thấp, nóng bức, bốn bề mù mịt hơi nước và bầu không khí khiến người ta thấy bất an. Dọc đường toàn những bụi gai, hoặc những thân cây khổng lồ đổ ngang xuống chặn đường, trên những chỗ cành cây rẽ nhánh, trong từng bụi cỏ, phía sau những gốc cây, nơi nơi đều là những ánh mắt không thân thiện, các loài động vật đang ẩn nấp, nhìn bọn họ với ánh mắt kinh hoàng, hoài nghi, tham lam dò xét. Bốn người lữ hành xa lạ buộc phải tập trung 120% tinh thần, chú ý ứng phó với đủ thứ sự việc bất ngờ chưa đi được một tiếng đồng hồ đã có người chịu không nổi. Nhạc Dương trẹo chân, đổ nghiêng người sang bên trái, Trương Lập đi sau đưa tay ra đỡ, kết quả là cả hai người cùng ngã nhào xuống. Nếu chỉ phải vác trên lưng vật nặng 30 cân đi đường, đối với họ vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì, thế nhưng, dưới chân họ không phải là đường. Bùn đất bên dưới nhão nhuét, những loài cỏ hoang không biết tên kia đều ướt đẫm xương, vừa ướt vừa trơn, các lùm cây xung quanh đầy gai độc, chỉ hơi bất cần một chút là bị thương ngay, cảm giác đó, giống như đã mang trên lưng vật nặng 30 cân, lại còn phải khống chế thăng bằng trên mặt bằng cao thấp nhấp nhô, rồi phải tránh các loại chướng ngại vật nữa vậy. Trác Mộc Cường ba thở hắt ra một hơi, không thể không nói, nghỉ ngơi một lát đã. Phía trước vừa hay có một cây to nằm ngang, bốn người dựa lưng vào gốc cây đó mà nghỉ. Ba tam tính sơ qua chặng đường họ vừa đi được, kết quả thật khiến người ta hết sức chán nản, trong một tiếng đồng hồ, tổng cộng họ tiến lên được chưa đầy hai cây số, trong đó hầu hết thời gian là để phạt các bụi cây để mở đường và xua đuổi các loài động vật còn chưa lộ diện nhưng đã làm họ cảm thấy bị uy hiếp. Ba tang ngượng gạo vuốt vuốt bộ dâu quai nón, nói, dựa theo tốc độ này, muốn đi 20 cây số một ngày là bất khả. Buổi đêm thì không thể lên đường, với tốc độ 2 cây số một giờ, thì cần phải có cơ sở là không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, thể lực vĩnh viễn không tiêu hao, như vậy thì mới đi được 20 cây số trong 10 tiếng đồng hồ. Nhạc Dương lấy bản đồ thực địa chụp bằng vệ tinh ra nói, nếu bản đồ của chúng ta chính xác, vậy thì khu rừng này dài 37 cây số, rộng 19 cây số. Vì chúng ta đi song song với bờ sông, nên là phải đi đoạn đường dài nhất, sau đó sẽ phải vượt qua một con sông rộng chừng 10 mét, tiếp đó là một khu rừng khác. Khu vực này có nhiều sông ngòi chia rừng thành từng khoản như thửa ruộng, còn các con sông thì như những con đường đất nhỏ trên bờ ruộng, trải đi bốn phương tám hướng, giao nhau chẳng chịt. Tiến về phía trước trong khu vực như vậy, Đồng thời còn phải tránh né quân Du kích đang lùng sục dọc theo các bờ sông, đâu phải chuyện dễ. Trương Lập mở la bàn bên trong đồng hồ ra, chỉ cần phương hướng không sai là đi ra được thôi, mấu chốt là lúc vượt sông phải thăm dò cho rõ ràng trước đã, đừng để đang vượt sông thì gặp phải quân Du kích, lúc ấy thì tệ lắm đấy. Trác Mộc Cường ba nói, không cần lo lắng quá thế, xem quang cảnh trên đường chúng ta vừa đi qua, ở đây là khu vực không người vậy có thể khẳng định là quân du kích không thông thuộc môi trường ở đây lắm, muốn tìm được chúng ta cũng không dễ thế đâu. Trương Lập Gượng nói, hy vọng là thế, Ừm, mùi gì thế, hình như là ở phía kia bay lại. Không nghi ngờ gì nữa, bọn chắc Mộc Cường Ba đã đánh giá thấp mức độ thông thuộc rừng già của quân du kích địa phương và những nguy hiểm tiềm tàng. Lúc này, trên dòng sông ven rừng, một chiếc thuyền máy chờ người phần tử vũ trang đang chậm chậm xuôi dòng, không có tiếng nổ của động cơ, tốc độ của con thuyền cũng không nhanh lắm. Tên mập Gonzales đã cởi bỏ những ngọc ngà châu báu đeo khắp người, quấn xung quanh mình một băng đạn, một khẩu mini mi một được hắn dùng làm gậy chống xuống sàn thuyền. Vì áp lực từ nhiều phía, Gonzales không thể không đích thân dẫn anh em hỗ trợ quân du kích triển khai một cuộc truy bắt toàn diện. Mặt trời rực rỡ vừa lên cao, chiếu vào gương mặt tên mập, mồ hôi nhanh chóng chảy dài trên má hắn. Ngoài thuyền của hắn ra, còn khoảng mười mấy chiếc khác như vậy nữa, bọn chúng bắt đầu từ chỗ cano du kích bị hủy, chia thành nhiều đứng tìm kiếm dọc theo bờ sông. Gonzales biết rất rõ, quân du kích trước giờ chưa khi nào bị người ta khiêu khích đến thế. Lần này thực sự là đã bị chọc giận rồi. Dừng lại, Gonzales phung tay lên, thuyền máy liền áp sát bờ theo hướng ngón tay hắn chỉ. Địa điểm giấu thuyền vốn được bọn Trác Mộc Cường ba ngụy trang rất cẩn thận, lúc này đã biến thành tạm bỡ nháo nhào, dấu vết rõ rành rành như vậy, Gonzales nhận ra được từ ở đằng xa. Thân thể béo ịch của hắn không đợi thuyền dừng hẳn lại đã nhảy luôn xuống, nhanh nhẹn dịch chuyển, lắc la lắc lư như con vịt chạy đến chỗ ngụy trang. Gonzales lấy súng khều khều đám cành cây, phát hiện ra những mặt gỗ nhỏ li ti khi, khẽ miết nhẹ một cái, con cáo già của rừng rậm này lập tức nói, báo cho các đội khác, có khả năng là thuyền của chúng bị hủy rồi, bốn kẻ này rất có thể sẽ chọn đi bộ băng rừng. Phong tỏa đường thủy khu vực này lại, chúng ta vào rừng lùng bắt bọn chúng. Lần theo mùi hương lạ, Trương Lập vòng qua thân cây to, chẳng mấy chốc đã thấy ngay một đóa hoa rực rỡ. Cánh hoa như tuyết mùa xuân, bọc quanh nhụy hoa màu vàng lúa, trông giống như một chén trà, những chiếc lá mảnh dài như cỏ tranh xòe ra hình mặt trời. Thoạt nhìn cứ như một nàng công chứa yêu kiểu giấu gương mặt trắng như tuyết của mình trong cổ áo lông thú dày sụ. Đặc biệt là mùi hương, trong mắt mà thấm được, tương tự như mùi hoa lan, khiến người ta đắm chìm trong say mê trong hương thơm tự nhiên ấy. Thơm quá, nhạc dương không nén được buột miệng khen. Ba tang bỗng nhiên cảnh giác, dõi mắt nhìn khắp bốn phía, xung quanh những cây to che khuất cả mặt trời, dây leo quấn chẳng quấn chịt như lưới nhện, bùn đất dưới chân nhão nhẹt ẩm ướt, ánh mặt trời chỉ có thể chiếu xuyên qua những kẽ lá, giải xuống vài chấm vàng lốm đốm. Cảm giác đó là thế nào vậy? Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai, ba tăng quay ngoắt đầu lại, nhưng chẳng phát hiện gì cả. Không, không đúng, âm thanh đó trực tiếp vang lên ngay bên tai anh ta, phải có đến mười mấy người, bọn họ là ai? Trong rừng vang lên tiếng bước chân lạo xạo, bọn họ đang chạy rất nhanh, thế nhưng, trước mắt làm gì có ai, lẽ nào là ảo giác? Thơm quá, hoa gì vậy nhỉ? Ai đang nói, khi ngôn ngữ của nước N một lần nữa bị đánh thức trong sâu thẳm tâm linh, ba tăng kinh hoàng mở to hai mắt, đó là âm thanh vang lên trong tâm trí anh ta, những âm thanh sao mà quen thuộc. Không muốn sống nữa hả, mau tranh ra, là loài hoa ăn thịt người đấy, lại là ai đang hét lên nữa. Ba tang phảng phất như trông thấy một bóng người mờ nhạt đang vươn tay về phía đóa hoa đó, đột nhiên những chiếc là dài cả mét xung quanh đóa hoa bất ngờ khép lại, kẹp chặt ba người đứng gần nhất, vô số nhện đen bỏ ra những người kia dường như chúng phải thuật định thân, không sao cử động nổi, phải cứu lấy họ. Ba tang bỗng nhiên sự tỉnh, là những chuyện xảy ra trong ký ức và chuyện đang xảy ra lúc này trùng lập, anh ta nhanh chân sông lên trước. Trương lập dấn thêm một bước nữa lại gần bông hoa đáng yêu kia, chợt bị ba tang kéo giật ra, lạnh lùng nói, không muốn sống nữa hả? Hoa ăn thịt người đấy, Trương Lập Như bị dội một gáo nước lạnh, toán hết cả mồ hôi, nhìn lại, quả nhiên không sai, đóa hoa yêu kiều xinh xắn kia và mùi hương mê đắm người ta ấy, chẳng phải chính là thủ đoạn mê hoặc những người vô tri của hoa ăn thịt người đấy sao? Còn những chiếc là dài cả mét nhe những móng vuốt kia và lũ nhện ăn thịt người đang ẩn nấp sau tán là chính là hung thủ giết người. Anh ta nhất thời sơ ý, suýt chút nữa là bị một trong những thứ quyến rũ chết người nhất Nam Mỹ che tay bịt mắt, cũng may ba tang đã kịp nhắc nhở. Có điều mọi người đều chưa nhìn thấy thực vật bao giờ, lúc lên mạng tìm kiếm lại không thấy tấm ảnh chụp nào, không ngờ Ba Tang vừa nhìn đã nhận ra ngay được. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đều quay sang nhìn Ba Tang với ánh mắt kinh ngạc, Trương Lập vỗ vỗ ngực nói, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đại ca Ba Tang, cũng may là anh nhắc nhở tôi, làm sao vừa nhìn mà anh đã nhận ra luôn được thế? Trước ánh mắt dò hỏi của Trương Lập, Ba Tang vẫn lạnh lùng giải thích, tôi gặp rồi, ở nơi đó, tôi có hai đồng đội bị thứ này hại chết. Mọi người vừa hiểu ra, thì một tia nghi hoặc thoáng hiện lên chóc đầu chắc mộc cường ba. Nơi mà ba tam nói đến mọi người đều biết cả, nhưng chỗ ấy cực cao, đúng ra phải là trời băng đất tươi mịt mùng mới đúng. Tại sao loại thực vật ăn thịt người của rừng nhiệt đới lại xuất hiện ở giữa cao nguyên được? Chắc mộc cường ba không kịp nghĩ thêm, chỉ nói nhanh, xem ra nghỉ ngơi vậy cũng tạm đủ rồi, tiếp tục lên đường thôi. Trong lòng gã bất giác có chút bất an, kỳ quái thật, tại sao lại có cảm giác như bị ai nhìn trộm vậy nhỉ? Gã dõi mắt nhìn ra xa, ngoại trừ rừng cây che kín ánh mặt trời ra thì chẳng có gì khác nữa. Sau khi bọn Trác Mộc Cường ba rời đi không lâu, một bóng xám rung rung bước tới trước bông hoa ăn thịt người kia, vươn tay không chút do dự hái đóa hoa nhỏ đang tỏa mùi hương đặc dị ấy xuống. Bị chạm phải, hoa mặt trời lập tức phát động phản công, những chiếc lá tỏa ra như tia nắng của nó bỗng nhiên khép lại, tựa như một cái bẫy chuột kẹp lấy kẻ hái hoa, đang tiếc là cánh tay đã đã rụt ra ngay lúc hoa mặt trời khép cánh lại. Kế đó, vô số nhện đen ẩn nấu dưới tán lá hoa mặt trời ùa ra với tốc độ kinh khủng, dấu hiện đặc biệt trên lưng lũ nhện đen làm người ta thoạt nhìn đã nhận ra được ngay nhện quả phụ đen nổi tiếng thế giới. Bóng xám kia chẳng hề sợ hãi, hai tay như làm trò ảo thuật, chiếc túi chất dẻo to tướng loáng cái đã trùm cả đóa hoa lẫn vô số nhện đen vào trong, rồi chỉ nghe y nói như đang dạy dỗ đứa trẻ không chịu nghe lời, đêm qua tao mở tiệc, sao chúng mày không đến tham gia hả? Đừng có mà rảo biện, tao điểm danh đàng hoàng, rõ là không thấy chúng mày mà. 10 phút sau, lại có thêm một nhóm người nữa đến nơi này. Khi thấy đóa hoa mặt trời kép lại, Gonzales cười gần nói, hừ, hình như chúng đã đụng phải thứ không nên đụng vào rồi. Khẳng định là có tên chúng độc, đuổi hết tốc lực cho tao. Kẻ truy bắt phát hiện được dâu vết kẻ thù, và người đi trước lùi thủi mớ đường, tốc độ đôi bên cánh nhanh quả thật quá xa. Ba tang phạt đi một bụi cây bên cạnh, cho mày nói, có gì đó không ổn lắm thì phải. Cảm giác của ba tang không sai, từ khi vào rừng, khoảng cách tầm 20 bước xung quanh họ đều có một tiếng chim tiếng thú, nhưng ngoài 20 bước lại là cả một vùng hoa thơm ngào ngạt chim hót líu lo. Giờ đây phía sau họ im lặng như tờ, yên tĩnh đến nỗi làm người ta phải giật mình, rõ ràng là có thứ gì đó khác buộc chúng phải câm lặng đang đuổi tới. Chắc một cường ba trầm ngâm, có người đuổi tới rồi, nhưng không phải là cảm giác khi nãy, lẽ nào còn có người nào khác ở phía sau chúng ta nữa à? Liệu là ai được nhỉ? Hiệu quả của đợt huấn luyện đặc biệt lập tức thể hiện, vừa phát hiện ra tình hình không ổn, bốn người lập tức quay đầu đi ngược lại, bước đi nhịp nhàng đến kinh người. Nhạc Dương nói, bây giờ làm sao đây? Chúng ta có khai chiến với chúng không? Trương lấp dơ khẩu súng trôm tay lên, đương nhiên, chúng ta cũng là bị ép phải tự vệ mà thôi, lẽ nào lại đứng yên đây chờ chúng đến bắn chết? Không ngờ được huấn luyện đánh với quân địch giả tưởng mãi, lần đầu tiên dùng trong thực tế lại gặp ngay quân du kích Colombia. Nhạc Dương lo lắng nói, vậy không ổn lắm đâu, lần trước đã chết mấy người rồi, nếu tiếp tục thế này nữa, thù hận sợ sẽ càng lúc càng sâu, liệu có thành vấn đề quốc tế không nhỉ? Ngu xuẩn, ba tang sốc cổ áo nhạc dương lên, gần giọng nói, bây giờ không phải lúc cho cậu từ bi đâu. Là người ta muốn lấy mạng chúng ta đấy, lẽ nào chúng còn chịu nghe cậu giải thích nữa chắc? Mà cậu cũng có phải không biết đám du kích này là thế nào đâu, nói hay ho thì gọi là quân du kích, thực tế chẳng qua là băng đảng xã hội nên được quản lý theo lối quân sự, buôn lậu ma túy đối kháng với chính phủ có cái gì mà chúng không dám làm đâu còn chuyện chết người mỗi ngày trong khu rừng này có ít người chết chắc thế mà có ai hỏi tới đâu cậu lo làm quái gì ba tang buông tay kéo xoẹt chốt súng cho đạn lên nòng lại nói tiếp nếu cậu còn giữ thái độ này đi đương đầu với bọn liều mạng kia thì không chỉ một mình cậu chết thôi đâu mà còn hại chết cả mọi người nữa dứt lời anh trừng mắt nhìn trác mộc cường ba tỏ vẻ rất bất mãn với hành vi thả hổ về rừng của gã hôm trước Nhạc Dương thoáng đỏ mặt vì thẹn, chắc một cường ba gật đầu, ba tang nói không sai, đối với những kẻ như vậy không thể mềm lòng được. Chúng ta có thể không tàn sát bọn chúng, nhưng cũng không thể giảng đạo lý với chúng, đám người ấy chỉ tin vào thực lực, muốn chúng dừng truy đuổi chúng ta, trừ phi là làm chúng nhận thức được rằng chúng không đủ thực lực làm việc đó. Đi thôi, chuẩn bị phục kích. Lúc này, họ đã cách chỗ cây bụi bị phạt chừng trăm bước chân, bốn người chia nhau tản ra nấp vào chỗ kín đáo, Trương Lập và Ba Tang lần lượt trèo lên hai cây to hai bên, Nhạc Dương nấp trong bụi rậm, còn Trác Mộc Cường ba thì ẩn mình phía sau một gốc cây lớn. Một lát sau, tiếng bước chân của năm sáu người vang tới, không nghe thấy tiếng chó sủa, bốn người thấy yên tâm hơn rất nhiều. Năm tên cầm súng đã tiến vào phạm vi tấn công. Năm tên kia đi thêm một đoạn nữa, bỗng phát hiện ra phía trước không còn đường đi nữa, một tên cất tiếng hỏi, phía trước hết đường rồi, thế còn bọn chúng đâu? Tiếng súng lập tức vang lên khẩu súng của Ba Tang vừa nổ đã có tên ngã xuống, viên đạn bắn vỡ xương sò so kẻ xấu số, nào tương lẫn máu bắn tung tóe, khóe miệng Ba Tang nở ra một nụ cười hiếm thấy, phảng phất như lại trở về với những ngày tháng đẫm máu thuở xưa. Bốn tên còn lại tuy có kinh hoàng, nhưng bọn buôn ma túy đã hoạt động nhiều năm trong rừng sâu này cũng không phải đèn cạn dầu, hai tên lập tức lăn xuống đất, nhào vào bụi rậm, hai tên khác giơ sung lên khạc lửa về phía chạc ba nơi Ba Tang ẩn nấp, đoạn cũng tách ra. Nơi ba tàng ẩn nấp cực kỳ có lợi với người phục kích, chỉ hơi chuyển mình một chít là đã né được luồng đạn. Kế đó anh ta lại dơ sung ngắm qua, kết thúc thêm một tên địch khác đang nấp trong bụi cây. Một tên nấp vào gốc sau gốc cây cảnh giác quan sát phía trước, nhưng lại không chú ý đến Trác Mộc Cường ba đã ở sau lưng mình từ bao giờ. Trác Mộc Cường ba hơi do dự, không dùng đao hay sung, chỉ chặt tay xuống. Tên kia chẳng kịp hự lên tiếng nào đã ngã gục xuống, tước vũ khí trong tay đối phương. Trác Mộc Cường ba nhìn lại bàn tay mình không biết nên cảm thấy mừng vui hay lo lắng trước hiệu quả của đợt tập huấn này nữa. Đột phá vòng vây, Trương Lập đã ngắm chuẩn một tên địch, nhưng trước khi ra tay, anh bỗng cảm thấy lạnh hết cả gáy. Trương Lập liếc mắt quét qua, chỉ thấy cành cây to bằng bắp tay trẻ con kia đang chậm chậm chuyển động, lớp vỏ cây lồi lõm gồ ghề hóa ra cũng chia thành những mảng hình củ ấu rõ rệt, đặc biệt là những vòng hoa văn một xám sậm, một xám nhạt kia cũng quảng lúc càng thêm rõ rệt. Trương Lập cuối cũng kìm nén được nỗi kinh hoàng, quay phát đầu lại, cái đầu rắn hình tam giác đó thập thò đầu lưỡi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh không chút thiện cảm. Khi nhận ra đây chính là rắn hổ mang đầu nhọn, một trong 10 loại thú độc nhất Nam Mỹ, Trương Lập căng thẳng đến suýt chút nữa thì rơi cả súng. Một người một rắn cứ gầm ghè nhìn nhau, dường như cả hai đều lấy làm bất an trước sự xuất hiện bất ngờ của đối phương. Cuối cùng mãi về sau mới lấy lại được bình tĩnh, Trương Lập lẩy có súng, chẳng ngờ khẩu M4 tính năng yêu Việt đến thế lại kính có lúc kẹt đạn. Ngón tay anh vừa nhích động, con rắn hổ mang kia cũng không chút khách khí ngoác cái miệng ra, hai chiếc nanh độc nhọn hót hăm he bổ tới bàn tay trương lập. khoảnh khắc sinh tử ấy, trương lập chẳng suy tính gì nhiều nữa, liền đâm cả khẩu m4 đang cầm vào đầu rắn, cả súng lẫn rắn cùng rơi xuống đất. nhạc dương bóp chặt khẩu súng đang cầm trên tay, tên địch phía trước cứ ló ra ló vào, vẫn luôn nằm trong phạm vi hỏa lực của anh ta, nhưng nhạc dương không sao ra tay được. từ trước tới nay, nhạc dương luôn được khen ngợi là lính trinh sát ưu tú bởi tài năng lần theo dấu vết thiên bẩm nhưng đối với cuộc chiến chẳng đầu chẳng đuôi này anh không sao thấy thoải mái được. Không khát máu như ba tang, rốt cuộc anh làm vậy là để giữ mình, để tiêu diệt tội phạm, hay là để trừ bạo an dân. Anh cần phải tìm cho mình một số lý do hợp lý để nổ súng. Đúng lúc ấy, một vật bóng rơi từ trên cao xuống, theo đó là tiếng kêu của Trương Lập, tránh ra, rắn độc. Không chút do dự, nhạc dương lập tức lẩy cò, cho tới khi con vật đang vặn vẹo trước mặt nát như ra, không động đậy gì nữa mới thôi. Như vậy, Trương Lập và Nhạc Dương cũng lúc bị lộ mình, đạn của quân địch tức khắc bắn tới không chút thương xót, Trương Lập lách người ra sau tán cây, nhưng chỗ chạc ba nhỏ xíu chẳng chắc chắn gì lắm ấy bị quét cho một loạt đạn đã gãy lìa, Trương Lập nhảy vội nhảy vàng từ chỗ cao 5 6 mét xuống, tư thế vô cùng khó coi. Nhạc Dương thì lăn tròn dưới đất, luống cuống tránh đạn. Ba Tang tức giận ngoác miệng ra mắng, hai người các cậu làm cái trò gì vậy? Khẩu stayer trong tay anh ta đang bắn từng viên một chuyển thành bắn cả tràng dài, một loạt đạn quét qua chúng phải quả lựu đạn dắt ngang hông một tên địch. tiếng nổ ầm ầm vang lên, mảnh đạn suýt chút nữa thì văng cả vào chính ba tang luôn. kẻ địch dường như cũng đã ý thức được ba tang mới là chủ lực của đám người này. anh ta vừa ló đầu ra đã bị mấy loạt đạn ép sụp trở vào. kế đó là một quả lựu đạn mỹ rơi chuẩn xác vào đúng trà cây anh ta đang nấp. tiếng súng quen thuộc, tiếng lựu đạn nổ cũng quen thuộc. tầm mắt ba tang bỗng nhiên trở nên mơ hồ khi anh ta đang cố sức nhìn rõ tình hình xung quanh thì lại chỉ thấy những gương mặt hết sức thân thuộc, Bandarba, Gidaba, Mada phải rồi, mọi người tay cầm súng, vừa rút lui vừa nổ súng phản kích, rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là đang ở đâu? Thứ gì đang đuổi theo họ? Anh ta nhìn thấy những đồng đội quen thuộc, họ cũng đang ở trong rừng sâu, gương mặt mỗi người đều toát lên vẻ kinh hoàng, cây ở đó cao hơn, to hơn, dày đặc hơn, thực vật toàn là những loại họ chưa bao giờ trông thấy, chúng còn đáng sợ hơn, hình dáng quái dị, phảng phất